các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Cẩm y xuân thu Của tác giả Sa mạc Thuộc thể loại Xuyên không Quân sự Kiếm hiệp Phần 4 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Hắn vốn cho rằng thiêu đốt trong cơ thể mình có thể là do kinh khí đang điền gây nên nhưng cố thanh ngọc cũng không tu luyện võ công lúc này thân thể cũng phát sốt như vậy chứng tỏ vấn đề cũng không phải xuất phát từ kinh khí rất có thể là bởi vì hải đường hương khó hiểu này lúc đối thủ bắt cóc cố thanh ngọc liền sử dụng qua mê hương hiển nhiên là cao thủ trong này hải đường hương này tất nhiên là do đối phương gây nên ninh nhi trên mặt đất mát lạnh ngươi ngươi tới đỡ ta cố thanh ngọc giọng nói càng thêm mềm mại tề ninh nghe vào trong tai chỉ cảm thấy ôn nhu dễ nghe nói không nên lời lúc này chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí ở trong đan điền cấp tốc tăng lên chỉ một thoáng huyết mạch phun trào dục thủy như thủy triều không thể ngăn chặn trong lòng hoảng sợ thầm nghĩ chẳng lẽ hải đường hương này là thôi tình mê hương cố thanh ngọc mềm nhũng nói ơ ờ, ngươi mau lại đây ngươi ngươi không nghe lời ta sao tề ninh biết nếu như mình trúng phải thôi tình mê hương như vậy cố thanh ngọc tuyệt đối không thể tránh khỏi tình dục của mình như nước thủy triều định lực của cố thanh ngọc chưa hẳn mạnh hơn mình nếu quá mức tiếp cận bước chân liền không ổn hắn cũng không lo hai người sẽ có người đáng ghét dù sao mình giả mạo cẩm y thế tử trên thực tế cũng không có liên quan gì đến cố thanh ngọc thế nhưng loại thời điểm này nếu làm ra chuyện gì khác thường thì cũng thật là có lỗi với cố thanh ngọc hơn nữa đối thủ đã bố trí thôi miên mê hương mục đích đương nhiên là để hai người ở trong kho muốn giảng hòa vì hắn không biết đối thủ vì sao lại làm như vậy nhưng trong lòng hắn biết dù thế nào cũng không thể để đối thủ thực hiện được ai u chợt nghe thấy cố thanh ngọc nhỏ giọng duyên dáng dường như đụng phải cái gì đó tề ninh vội vàng hỏi tề tam nương ngươi ngươi làm sao vậy ninh nhi chân của ta cố thanh ngọc mềm mại nói ơ ờ, ngươi mau lại đây ta ta muốn chết nghe giọng nói của nàng nhưng lại khó chịu đến cực điểm. Tề Ninh hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, dò hỏi, hỏi, e có phải đã đụng phải chỗ nào rồi hay không? Tới gần Cố Thanh Ngọc, bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, bàn tay Ngọc ôn nhuận của Cố Thanh Ngọc đã nắm lấy cổ tay của hắn. Tề Ninh chấn động toàn thân. Cố Thanh Ngọc đã nói, ở ngươi trước tiên đỡ ta dậy đã, ta không còn khí lực đứng dậy không nổi. Lúc này tới gần rõ ràng cảm giác được hô hấp của cố thanh ngọc dồn dập hơn không ít so với lúc trước tề ninh trên người khô nóng đang muốn nói chuyện cố thanh ngọc cất giọng nói kỳ vừa rồi có phải là ngươi không nghe lời ta hay không ngươi ngươi bây giờ lá gan của ngươi trở nên lớn hơn rồi khi giơ tay lên đúng là đánh lên mặt tề ninh một cái trên người nàng bụng rũng vô lực một cái tác này hoàn toàn không có khí lực giống như vút ve nhưng lập tức cánh tay móc trên đầu vai tề ninh lười biếng nói ờ ngươi ngươi đỡ ta lên đi. Nguyễn Ngọc khoan thai, Tề Ninh chỉ cảm thấy cố thanh ngọc rất nhỏ, hương thơm sột vào mũi, trong đầu nóng lên, nói, kệ ta. Ta. Ta đỡ ngươi đứng lên. Cảm giác khí tức cố thanh ngọc ngay trước mặt mình, lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt của cố thanh ngọc cách mình chỉ hai đầu ngón tay, khí tức như lan, quỷ xui quỷ khiến thế nào cũng tiến lên phía trước. Cố thanh ngọc mắt cổ Tề Ninh lại, gật đầu, thanh âm như mộng như ảo, ở ngươi ôm ta, như vậy mới thoải mái. Thanh âm mềm nhũng của nàng chui vào lỗ tai Tề Ninh, Tề Ninh chỉ cảm thấy giống như tiếng trời, vì trong lúc hôn mê không thấy rõ khuôn mặt Cố Thanh Ngọc, nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Cố Thanh Ngọc chữ, nghe được tiếng hít thở của Cố Thanh Ngọc, bình thường cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này lại cảm thấy mê người nói không nên lời, môi áp sát, khí tức kia càng rõ ràng, thậm chí đã cảm giác được nhiệt độ cùng hương thơm của môi đỏ, sáp lại gần hôn này đã quên mất hai người đều che và áo. Ninh Nhi, giúp ta. Giúp ta xé mở, thật buồn. Cố Thanh Ngọc mơ hồ không rõ nói, Ê ta. Ta cũng không thở nổi. Lời này vừa nói ra, thân thể tề ninh chấn động, tuy rằng thân thể hắn khô nóng khó chịu, nhưng lúc này lại chợt tỉnh táo một chút, lập tức đẩy Cố Thanh Ngọc ra, lui về sau mấy bước, dán vào vách tường. Thần trí hắn tuy hỗn loạn, nhưng trong loạn vẫn bảo trì một tia thanh tĩnh. Cố Thanh Ngọc giờ phút này âm thanh mơ hồ, cử động câu dẫn người, tề ninh biết, nàng là người đoan trang cẩn thận, dưới tình huống bình thường, việc không có khả năng có phản ứng như vậy, lúc này tất nhiên là bị mùi hương kia mê hoặc, đã bị mê hoặc tâm trí. Ngươi đẩy ta. Đẩy ta về làm gì? Cố Thanh Ngọc vẫn như cũ như nói mớ, ơ ngươi mau lại đây. Tề ninh nhấc tay trà sát mặt, lúc này toàn thân hắn đã đầm đìa mồ hôi, thầm nghĩ đối thủ quả nhiên là hèn hạ, lại dám dùng thủ đoạn như thế, quy lực thôi tình mê hương quả nhiên lợi hại, ngay cả Cố Thanh Ngọc cũng mất đi tâm trí trong một khoảng thời gian ngắn, trầm giọng nói, "Tề Tam Nương, ngươi mau ngẫm lại, trên dưới hầu phủ chúng ta có bao nhiêu người, mỗi tháng mỗi người muốn bao nhiêu nguyệt ngân?" Hắn chỉ trong chừng Cố Thanh Ngọc có thể nghĩ đến những chuyện khác, di chuyển tình dục giờ phút này. Hắn cũng cố gắng để mình không đi nghe Cố Thanh Ngọc câu người nhõng nhẽo, trong đầu suy nghĩ vì sao đối phương lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Hiển nhiên đối phương muốn lợi dụng thôi tình mê hương để khiến cho hắn và cố thanh ngọc ở trong gia nhà kho này phát sinh duyên dáng. Mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì? Tề ninh, ngươi là cẩm y thế tử, muốn kiểu phụ nhân gì cũng có, nhưng nữ nhân như vậy, không phải cứ muốn là đoạt được đâu. Chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp ngoài cửa kia, cho chúng ta tạo cơ hội cho ngươi, nếu ngươi không nắm chắc, lần sau sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Tề Ninh cảm thấy tức giận, đứng dậy vọt đến trước cửa, lạnh lùng nói, kẻ ti tiện vô sĩ, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Tam phu nhân tề gia xinh đẹp xuất chúng, ngươi nhìn tư thái của đứa con trai kia đi, địa phương mập mạp, địa phương gầy, thế nhưng là đại mỹ nhân vạn dặm chọn một. Nàng kia trầm thấp giọng nói, ở như thế vưu vật, nếu ngươi bỏ qua hưởng dụng, đời này có thể sống ổn phí. Thế tử, làm trễ không bằng sớm làm, các ngươi cô nam quả nữ ở trong một phòng cộng thêm hiệu dụng của yên vũ hải đường đó là tuyệt đối không chịu nổi yên vũ hải đường tề ninh cười lạnh nói ơn ngươi cho rằng chỉ bằng cái mê hương này có thể cho phép ta được vào chúng ta có lẽ không thể để cho ngươi làm phạm nhưng tam phu nhân chẳng lẽ không thể giọng nói kia nói để chớ nói ngươi là nam tử huyết khí phương cương chính là không có họa nhân trứng một khi hút vào yên vũ hải đường Vậy cũng sẽ không chịu nổi. Ngươi yên tâm, nơi này cũng không có ai khác, các ngươi cứ việc ở bên trong hưởng thụ vui sướng của mây mưa, chúng ta ở bên ngoài giúp các ngươi giữ cửa. Ngươi bây giờ còn chưa nếm được hương vị tam phu nhân, đợi chút nữa chỉ cần nếm được, trong lòng nhất định sẽ cảm tạ chúng ta, đến lúc đó chúng ta bảo ngươi đi ra, sợ rằng ngươi cũng không được đi ra. Tề Ninh nắm trong tay Hà Nhận, lúc này hận không thể lập tức xông ra cửa. Đây mới là đầu thời gian càng dài dược hiệu càng lợi hại giọng nói kia chậm rãi nói kẻ thế tử hiện tại có lẽ có thể chống đỡ nhưng chỉ chốc lát nữa thần tiên trên trời cũng khó khống chế bản thân đến lúc đó giống như cầm thú đánh mất lý trí ngay cả chính ngươi cũng không biết mình đang làm cái gì chỉ cần không thể nào kết hợp dược tính khó mà tiếp xúc được cười một tiếng kẻ ta thấy các ngươi nên tranh thủ thời gian làm việc ít nhất còn có thể cảm nhận được sung sướng ngay cả chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì, như vậy thì khó có mùi vị của tam phu nhân rồi. Người kia vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa, tề ninh nhíu mày, nghĩ rằng tại sao những người này còn mang theo chó săn đến đây. Đau quá, ở bên kia truyền đến thanh âm mềm mại khó chịu của cố thanh ngọc, kẻ ta muốn uống nước, kẻ tề ninh quay đầu lại nhìn, mơ hồ nhìn thấy cố thanh ngọc đã sờ đến bên tường, ngồi dậy, hai tay như đang xé rách xiêm y của mình, hắn thầm giật mình, biết lúc này cố thanh ngọc đã trúng độc sâu tề ninh mặc dù bảo trì một chút thanh minh nhưng lúc này lại như đặt mình trong lò lửa nóng bỏng sao động diệt lưu nơi bụng lăn lộn trong lòng hắn chỉ nghĩ một khi thực sự đụng phải tình trạng này của cố thanh ngọc sau đó cố thanh ngọc chắc chắn phải chết toàn lực áp chế dục niệm của mình hắn không dám tới gần cố thanh ngọc lão đảo chạy đến sau tường cầm hàng nhận bắt đầu khoét lại lo lắng bên ngoài nghe thấy vô cùng cẩn thận quần áo trên người cố thanh ngọc đều đã ướt đẫm giống như bò từ trong nước ra toàn thân nóng như lửa khí tức tràn ngập nàng vốn là thiếu phụ chính mộng trải qua nhiều năm cho dù không có yên vũ hải đường thân thể cũng thập phần mẫn cảm hôm nay bị mùi thơm của yên vũ hải đường xâm nhập trong cơ thể thật sự là khó có thể chịu được yên vũ hải đường này hiệu quả vô cùng bá đạo có thể khiến thiết cốt biến thành dâm đồ trinh nữ hóa thành dâm phụ tâm thần một khi mê muội trong đầu cũng chỉ còn lại có tình cảm cố thanh ngọc ngay từ đầu còn có vài phần thanh tĩnh nhưng thời điểm tề ninh tới gần giúp nàng che mũi miệng lại, mùi trên người tề ninh liền tăng thêm dược tính. Hai người bọn hắn cũng không biết, một khi yên vũ hải đường này xâm nhập vào cơ thể, nếu như nghe được mùi thân thể khác thường, sẽ gia tăng dược hiệu cho thân thể. Tề ninh vừa rồi ngửi thấy mùi thơm trên người cố thanh ngọc, thiếu chút nữa đã cầm không được, mà khí tức trên người y cũng tiến vào xoa mũi, thần trí của cố thanh ngọc cũng nhanh chóng mê thất. Tình cảm con người, khó hiểu nhất chính là, lúc nãy tề ninh ôm nàng, nàng chỉ cảm thấy hết sức thoải mái đợi đến khi tề ninh đẩy ra cả người nàng khô nóng khó nhịn trong đầu đã là một mảnh mơ màng màng chỉ muốn cảm nhận được cảm giác bị nam nhân ôm vào trong ngực tề ninh dùng hàng nhận khoét lên vách tường quả nhiên là thần binh cực phẩm thoải mái chui vào bên trong tường nơi nó lướt qua cho dù là một vết đau thật sâu hắn cảm thấy vui vẻ tận lực không nghe cố thanh ngọc bên kia truyền vào trong lỗ tai mình ngâm khẽ chịu đựng khô nóng trong cơ thể cẩn thận từ trên tường khoét đá bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó săn sủa, tề ninh cũng không để ý tới, trong chốc lát, đúng là từ trên tường khoét xuống mấy khối đá, tạo thành một cái hố lõm, theo tốc độ này, cũng không cần quá lâu, liền có thể đục ra một chỗ lỗ thủng. Chợt cảm thấy trên đùi bị siết chặt, một bàn tay đã đặt lên đùi mình, tề ninh lấy làm kinh hãi lập tức cảm thấy một mùi hương thơm ngát ập vào mặt, một thân hình ấm áp mềm mại đã dán ở bên người, mùi thơm cơ thể của cố thanh ngọc xông đến, đó là hương vị đặc biệt của thiếu phụ thành thục câu hồn thực cốt, khiến tề ninh vốn nóng bỏng không nhịn được lập tức rung lên, hận không thể lập tức ôm nàng vào trong ngực. Cố thanh ngọc giọng nói mềm mại đáng yêu, chỉ ôm ta. Ôm ta lại đã giơ tay nắm lấy cổ tề ninh, hơi thở dồn dập, một tay khác đã sờ lên mặt tề ninh. Cổ họng tề ninh nhúc nhích, mồ hôi rơi như mưa, hắn vốn là khó chịu đến cực điểm, giờ phút này thân thể mềm mại gợi cảm của cố thanh ngọc kề sát lại, càng làm cho hắn khó có thể cầm cố, trong đầu hoảng hốt một trận, chỉ muốn ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp này áp lên, thế nhưng trong đầu lại có một thanh âm kêu to, trời tề ninh à tề ninh, nàng hiện tại đã trúng mị độc, nàng không muốn cứu nàng nhanh chóng ra ngoài, mà còn cố ý dâm tà, muốn lợi dụng nguy hiểm của người khác, việc này khác gì với cầm. Thú Hắn cũng biết giờ phút này sợ rằng cố thanh ngọc còn khó chịu hơn cả mình, cứ tiếp tục như vậy, mình chỉ cần thần trí hoảng hốt, có thiếu phụ mê người này bên cạnh, nhất định khó nắm bắt, cố nén xúc động muốn đem cố thanh ngọc đè ngã xuống đất thấp giọng nói lẹ tam nương xin lỗi dùng bàn tay cắt ở sau đầu cố thanh ngọc thân thể cố thanh ngọc lập tức mềm nhũng không động đậy nữa nhưng bị hắn đánh ngất đi hắn quen thuộc chỗ hại của cơ thể hơn nữa lại tinh thông trong chiến đấu muốn đánh bất tỉnh người cũng không phải việc khó hắn trước tiên tức kỹ đao nghĩ rằng cố thanh ngọc đang ở bên cạnh mình tuy nàng bất động nhưng chính nàng chưa hẳn có thể chịu được muốn ôm nàng xa một bên kéo giãn khoảng cách, hai tay ôm lấy thân thể Cố Thanh Ngọc, ôm nàng xa một bên, lúc thả xuống, tâm lại rung động, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, xoay người lấy đao ra, muốn tiếp tục đi khoét tường. Ngay tại lúc này, lại nghe bên ngoài truyền đến thanh âm nói, vì vậy là ai? Nhanh đi xem, có phải có chấm quan đến hay không? Tề Ninh nghe thấy rõ ràng, biết là bên ngoài phát hiện có người tới, nghe gã nhắc đến hai chữ y phán quan, trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ một đối thủ kia chẳng lẽ gọi là về phán quan. Phán quan này lại là thần thánh phương nào? Không lâu sau, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu, lập tức nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, thì không phải phán quan, là Tên điên, chúng ta không đuổi kịp, hắn chạy thật nhanh. Tên điên Giọng nói trầm thấp chế nhạo kia cười lạnh nói, về một kẻ điên cũng không đuổi kịp, nơi này rất hẻo lánh, phán quan chưa tới, người khác làm sao lại tới nơi này các ngươi đuổi theo, đừng nói là người mà tiểu tử Tề Ninh kia mang đến, không được để lại người sống. Tề Ninh nghĩ thầm, cái bọn họ nói tên điên kia chạy rất nhanh, chẳng lẽ tên xấu xí kia theo tới? Nghe bên ngoài người nọ muốn không lưu lại người sống, thầm nghĩ đám người này lòng dạ độc ác, chuyên làm chuyện xấu hoàn toàn không liên quan đến việc này, bọn họ cũng muốn hạ độc thủ, lại nghĩ nếu quả thật là xấu xí, tốc độ dưới chân hắn rất nhanh, đám người này cũng chưa chắc đã đuổi kịp hắn cũng mặc kệ những thứ khác trở lại bên tường tiếp tục tại chỗ đó khoét tường không lâu sau nghe được bên ngoài lại truyền đến thanh âm nói về tên kia đã mất tung tích trời tối nhìn không rõ cũng không biết đã đi nơi nào tề ninh chỉ cảm thấy đầu óc mê man trong lòng biết dược tính này càng ngày càng lợi hại tăng nhanh tốc độ đột nhiên cảm thấy cánh tay buông lỏng hóa ra hà nhận đã xuyên qua vách tường hắn cảm thấy vui vẻ cổ tay xoay vòng liền khoét ra một cái lỗ lớn cỡ nắm tay trên tường nghe được tiếng nước chảy phía sau chỉ mới năm sáu bước là hồng sa hà hắn gia tăng tốc độ vòng quanh cửa động cắt tảng đá lấy tay cẩn thận tiếp lấy để tránh phát ra tiếng vang quá lớn đối phương hiển nhiên không nghĩ tới trong tay tề ninh có thần binh lợi khí như hà nhận có thể phá tường mà ra sau nhà cũng không có người trông coi sau một lát công phu mặt tường đã khoét ra một cái lỗ đủ để một người ra vào một cổ không khí tươi mát từ cửa động xuyên vào tề ninh hít sâu một hơi chỉ là cảm giác khô nóng cũng không yếu bớt hắn lại sang bằng biên giới một chút để tránh cố thanh ngọc lúc đi ra ngoài bị góc cạnh tảng đá cắt bị thương ngay lúc này nghe bên ngoài vang lên thanh âm lệ phán quan đến rồi tề ninh cau mày thu hồi hàng nhận đi qua ôm lấy cố thanh ngọc cố thanh ngọc vẫn hôn mê bất tỉnh đến chỗ cửa động nghe được thanh âm ngoài cửa truyền đến hệ tình huống bên trong như thế nào yên vũ hải đường có phải đã thi phóng hay không giọng nói kia cũng có chút trầm thấp tề ninh nghe được giọng nói trong lúc Trung Lập hiện ra hàng ý, nhưng cũng đã nghe ra, giọng nói kia đúng là giọng của Triệu Tiên Sinh nơi nhà cũ. Đã phóng ra gần nửa canh giờ. Có người đáp, ê phán quan, chúng ta có cần vào xem thử không? Tề Ninh thầm nghĩ vì sao Triệu Uyên này lại được người ta gọi là phán quan? Đám người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Không vội. Triệu Uyên bình tĩnh trước sau như một, lập tức nghe thấy hắn nói vào bên trong, kệ thế tử, không biết nơi này có chỗ nào tốt không chúng ta tìm khắp nơi không thấy tam phu nhân đến cả ngươi cũng không thấy tung tích trên dưới nhà cũ đều rất sốt ruột cũng may nhà cũ có hai con chó săn được huấn luyện tốt có thể phân biệt mùi một mực mang theo chúng ta tìm được nơi này tề ninh càng kinh ngạc thầm nghĩ triệu uyên nói lời này thực sự cổ quái che giấu huyền cơ nhưng không trả lời thi quan bên trong không có thanh âm có muốn vào xem một chút hay không Thanh âm trầm thấp lúc trước lại một lần nữa hỏi, cho chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi? Người này thoạt nhìn có chút cơ cảnh. Tề Ninh đương nhiên không thể để cho bọn họ vào lúc này, cố ý lớn tiếng nói, để các ngươi rốt cuộc là ai? Bị nhốt ở chỗ này làm cái gì? Nghe thấy giọng điệu của Tề Ninh, Triệu Uyên cười nói, trời thế tử không việc gì là tốt rồi, thế tử yên tâm, đồng thời sẽ lập tức dẫn người tới đây, rất nhanh sẽ có không ít người tới đây nhìn thế tử, không phải cha nương và tam phu nhân đều không để ý danh dự tề gia, vậy mà chạy đến nơi như thế này để ôn hòa, chờ bọn họ tới, nhìn thấy hai người các ngươi hành sự tùy tiện, xúc phạm thiên lý nhân luân, nhưng cũng không biết sẽ cảm thấy thế nào. Thân thể tề ninh chấn động, trong nháy mắt đã hiểu được, những người này hao hết tâm tư thiết lập bẫy rập này mục đích, chính là muốn diễn một vở kịch bắt giang. Triệu Uyên, hóa ra tất cả những thứ này đều là do ngươi thiết kế. Tề Ninh cười lạnh nói. Triệu Uyên cười nói, hề xem ra thế tử đã nghe ra ta là ai. Lúc trước ta nghe nói cẩm y thế tử là một tên ngu ngốc ngây thơ vô tri, xem ra sự thật cũng không phải như thế. Ngươi tuy không thông minh lắm nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Hôm nay ở trong đại sảnh, ngươi đột nhiên xuất đau, ta còn tưởng ngươi nhìn ra cái gì, về sau mới biết được ngươi cũng biết được hai chữ thử dò xét. Giang cũ cổ quái, đương nhiên ta có phát hiện. Tề Ninh nói, vì vị kia đồng thời tổng quản, đương nhiên cũng không phải là thật sự đồng thời, các ngươi khống chế nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thật lớn âm mưu. Ta xuất đao, chỉ là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có phản ứng gì, chờ lúc xuất hiện, ta liền biết các ngươi liên thủ cùng nhau, toàn bộ nhà cũ đều dưới sự khống chế của các ngươi. Hắn vừa nói chuyện, vừa cởi y phục trên người ra, đỡ cố thanh ngọc dậy, quấn xiêm y lên người nàng. Cố thanh ngọc lúc trước khô nóng khó nhịn, xé rách quần áo của mình, xiêm y hỗn độn rất nhiều chỗ đều lộ ra da thịt trắng nõn tề ninh tự nhiên không thể cứ như vậy dẫn nàng ra ngoài xem ra ngươi còn muốn thông minh hơn so với tưởng tượng của ta mấy phần triệu uyên nói ở ngươi mặt không lộ cảm xúc chẳng lẽ ngươi đã sớm hoài nghi lá thư đó là do chúng ta làm tề ninh nói để ta mặc dù không thể xác định nhưng cũng đoán được vài phần đã như vậy vì sao ngươi biết rõ là cạm bẫy lại còn muốn tới đây triệu uyên cười nói ở ngươi sẽ không phải trước đó nghĩ tới chúng ta tạo cơ hội cho ngươi hưởng dụng mỹ nhân như tam phu nhân chứ tam nương ở trong tay các ngươi ta trước tiên phải xác định an toàn của nàng hơn nữa không vào hang hổ thì sao được hổ tử ta chính là muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi muốn dở trò gì tề ninh vì cố thanh ngọc bọc lại xiêm y lúc này mới thu hồi đau trước mang cố thanh ngọc đặt ở cửa hang chính mình chui vào cửa hang thi một lần đủ để cho mình đi ra ngoài thoải mái không vào hang hổ được câu này đúng là thú vị triệu uyên nói ở nhưng bây giờ cho dù ngươi biết ta muốn làm gì ngươi cũng bất lực đích nhiên bọn họ nói với ngươi rồi yên vũ đường uy lực kinh người nếu các ngươi chậm chạp không thể giao hợp cũng chỉ có thể chết ở chỗ này các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ này cho rằng có thể được rồi tề ninh thò đầu vào trong động lạnh lùng nói với đại môn để cho dù chết ở chỗ này cũng sẽ không để cho các ngươi toại nguyện thầm nghĩ lão tử lập tức phải thoát khốn, chờ lúc trở về lần lượt trừng trị các ngươi, có thù báo thù, việc sẽ không bỏ qua một người. Triệu Uyên ha ha cười nói, kể bất luận sinh tử, hai người các ngươi tại đây chuyện xấu trộn tình đều không thể che giấu, thật muốn chết, chờ bọn họ đến, liền thấy hai người các ngươi để trần thân ở bên trong, toàn thân không có vết thương, cho dù là đại phu cao minh cũng sẽ không tra ra các ngươi trúng độc của Yên Vũ Hải Đường, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng các ngươi là bởi vì giao hợp quá độ mà chết. Tề Ninh từ cửa động chui ra, thân thể ở bên ngoài, nửa người trên thì quay lại trong khom, đưa tay bắt lấy hai vai cố Thanh Ngọc, kéo nàng ra bên ngoài. Mặc dù gã biết đám người này bố trí cạm bẫy này, cũng không chỉ đơn giản là để bắt gian cho người ta như vậy, sau lưng nhất định còn ẩn dấu âm mưu lớn hơn nữa, nhưng lúc này quan trọng nhất là trước hết phải thoát thân khỏi nơi này đã. Hắn chỉ sợ dùng sức kéo sẽ làm cố Thanh Ngọc bị thương, cho nên mười phần cẩn thận, nghe được bên ngoài lại truyền đến thanh âm Triệu Uyên, gợi thế tử, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo lời chúng ta làm việc, chẳng những chuyện cẩu thả tối nay sẽ không reo ra ngoài, ngày sau ngươi vẫn sẽ vinh hoa phú quý như thường. Cười lạnh một tiếng, nói, thế nhưng nếu ngươi tự cho là đúng, cố thanh ngọc là thím của ngươi, đường đường cẩm y hầu thế tử tư thông thím, việc này truyền ra ngoài, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tề Ninh cũng mặc kệ hắn, cẩn thận từng ly từng tí kéo cố thanh ngọc ra khỏi nhà kho, bóng đêm thăm thẳm, nhìn về phía tây, chỉ cần đi qua bờ sông Hồng Sa không xa chính là khe núi, trước mắt cũng chỉ có thể đi về hướng đó, chỉ là hắn cũng không biết Hồng Sa hà sâu cạn, suy nghĩ một chút, liền muốn cổng cố thanh ngọc trên lưng, bất luận nước sông sâu cạn, đi tới trước rồi nói sau. Chợt cảm thấy bên cạnh có bóng người lóe lên, tề ninh trong lòng rùng mình, nâng quyền định đánh tới, nhưng nắm đấm đánh ra một nửa, lập tức thu tay lại, thấy rõ bóng người kia là một nam tử xấu xí đen nhánh. Nam tử xấu xí mặc vào quần áo vải thô mà nhà cũ tìm cho hắn, mặc dù có chút thành chủ, cũng vừa vặn, nhưng hắn vẫn khoác áo khoác lên người, đột nhiên xuất hiện như quỷ mị, lại khiến Tề Ninh lấy làm kinh hãi. Nam tử xấu xí nhìn thấy Tề Ninh, không còn vẻ sợ hãi nữa, ngược lại nhếch miệng cười cười, đưa tay ra, còn chưa đợi hắn mở miệng, Tề Ninh đã thấp giọng nói, "Ngài e đừng nói chuyện, qua sông với ta, lát nữa ta tìm đồ ăn cho ngươi." Hắn cũng không nhiều lời, cổng cố thanh ngọc lên, đi tới bờ sông nam nhân xấu xí kia cũng hết sức nghe lời bọc lấy áo khoác đen đi theo sau tề ninh tiết thu đông nước sông có chút rét lạnh cố thanh ngọc lúc này trên người lửa nóng tề ninh chỉ lo đi qua nước lạnh một lần nữa thân thể nàng không chịu nổi nhưng giờ phút này cũng không có cách nào khác chỉ có thể xuống sông bơi về bờ bên kia hồng sa hà này nói rộng cũng không rộng nhưng muốn nói chật hẹp cũng không hẹp là một dòng sông lớn nhất gần đây chợt nghe thấy con chó săn bên kia sủa lên kịch liệt trong lòng tề ninh biết mình một mực không nói gì, đối phương tất sẽ sinh nghi, cấp rút bơi qua bờ bên kia. Thân thể hắn vốn khô nóng vô cùng, nhưng khi nước con sông băng lãnh vừa được ngâm vào, liền cảm thấy cổ sao động kia nhanh chóng yếu bớt, nghĩ thầm chẳng lẽ ngâm trong nước liền có thể giải độc hải đường mị. Hắn đưa một tay ra sau lưng ôm cố thanh ngọc, tay kia tiếp động nước sông, thân thể cố thanh ngọc mềm mại, bộ ngực đầy đặn đè ở trên lưng. Theo thân thể cao thấp phật phòng, căng thẳng buông lỏng, mười phần co giãn. Chợt cảm thấy thân thể cố Thanh Ngọc khẽ động, lập tức nghe thấy thanh âm cố Thanh Ngọc quể quải vô lực nói, Ê e Ninh Nhi! Ninh Nhi! Tề Ninh vừa bơi vừa nói, Ê e Tam Nương, ta ở đây, nàng không sao chứ. Đám người kia đang ở trong thương khố, chúng ta mau mau rời khỏi. Cố Thanh Ngọc tỉnh lại, trong đầu tuy còn có chút choáng váng, nhưng sau khi ngâm trong nước, thần trí đã khôi phục không ít, nhìn xung quanh, phát hiện đang bị tề ninh cõng trên lưng qua sông suy nghĩ một chút biết tề ninh đã không biết dùng biện pháp gì vô thanh vô tức ra khỏi nhà kho lúc trước cô trúng yên vũ hải đường xuân tình vô cùng tuy nhanh chóng mất đi thần chí nhưng nhớ mang máng hình như mình có hành trình phóng đảng vừa xấu hổ vừa tức giận giờ phút này cô đặt trên lưng tề ninh thân thể hai người dính sát vào nhau áp sát vào lưng tề ninh mà tề ninh một tay ôm mông nàng khiến cho thân thể mềm mại của nàng không nghiện được khẽ rung nhưng lại không thể làm gì Đến bờ bên kia, Tề Ninh cẩn thận buông cố Thanh Ngọc xuống, lại nhìn thấy tên xấu xí kia cũng đã đi theo, trực tiếp vươn tay ra trước, kỳ ăn, đói. Tề Ninh nghĩ thầm cách đói như ngươi, một ngày làm thịt hai con heo cho ngươi cũng không đủ, trước tiên không để ý tới hắn, chợt thấy bờ bên kia xuất hiện vài bóng người, có người lớn tiếng kêu lên, kỳ hắn ở đó, chó con thật sự là xảo trá, lại để hắn chạy thoát. Lại nghe có người la lớn, hay đừng để hắn trốn thoát, mọi người đuổi theo đi. Nhìn thấy năm sáu bóng người từ bờ bên kia đuổi tới, mấy người kia đều là nước lành, tranh nhau chạy tới. Tề Ninh thấy thân thể Cố Thanh Ngọc hơi lay động, cũng không nói nhiều, nắm tay Cố Thanh Ngọc chạy vào trong núi, chỉ chạy được vài bước, Cố Thanh Ngọc ngã y u. Tề Ninh biết đám người kia nói đến là đến, không nói hai lời, đưa ngang người ôm lấy Cố Thanh Ngọc, Cố Thanh Ngọc biết tình thế nguy cấp, cũng chỉ có thể để mặc cho hắn bế. Chạy một đoạn Tề Ninh thấy hán tử xấu xí kia đã nhanh như chớp chạy ra thật xa, ném mình ra xa đằng sau, trong đầu vừa chuyển, liền kêu lên một tiếng, kể có đồ ăn. Một chiêu này quả nhiên linh nghiệm, nam tử xấu xí kia đã xoay người chạy về, Tề Ninh dừng bước lại, nói với Cố Thanh Ngọc, Tề Tam Nương, đám người này đã sớm có chuẩn bị, là nhất định phải bắt lấy chúng ta không được. Ngươi đi cùng hắn rời khỏi nơi này trước, ta dẫn bọn hắn rời đi, mục đích của bọn hắn là ta. Ngươi nói nhăn nói cuội gì đó. Lông mày lá liễu của cố thanh ngọc kiệt dựng thẳng lên, Cả giận nói, Ơ ngươi muốn ta vứt bỏ ngươi không để ý tới. Đừng tranh luận nữa, ta một thân một mình, không vướng bận gì, ngược lại có thể thoát thân, nếu không chúng ta đi cũng không được. Tề ninh lạnh lùng nói, kẻ xấu hán tốc độ rất nhanh, hắn ma ngươi đi, đám người kia tuyệt đối không đuổi kịp. Tình hình nhà cũ không rõ, tạm thời không thể trở về ngươi về trước của cố gia sau khi ta thoát thân sẽ tới cố gia tìm ngươi ninh nhi Khi vành mắt cố thanh ngọc đỏ lên để con đi cùng hắn không cần phải để ý đến ta tề ninh không nói gì đặt cố thanh ngọc lên lưng đại hán xấu xí nam tử xấu xí mờ mịt tề ninh nói tề xấu hán ngươi nghe đây nàng ta muốn dẫn ngươi đi tìm đồ ăn ngươi nghe lời nàng ta nàng ta bảo ngươi đi chỗ nào ngươi liền đi chỗ đó nàng ta sẽ tìm cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, nếu như bị người khác cướp đi nàng, thì cái gì ngươi cũng không còn. Nam tử xấu xí sửng sốt, lập tức cực đầu, cố thanh ngọc châu nước mắt lăn xuống, cắn răng nói, ở e, ngươi bỏ mặt tam nương mặc kệ sao? Tam nương, không có thời gian tranh chấp, các người mau đi đi, không cần lo lắng cho ta, ta vừa thoát thân, lập tức đi tìm con. Tề ninh giơ tay chỉ về phía nam, hướng về phía nam hán xấu xí nói, còn không chạy mau nam tử xấu xí kia cổng cố thanh ngọc, hai chân vung ra, cào thép như gió, chỉ trong nháy mắt đã chui vào bên trong bóng tối, nhìn không thấy tung tích. Tề ninh vốn định lập tức chạy lên núi, lại nghĩ đám gia hỏa này nếu lên bờ không thấy mình, ngược lại sẽ không cách nào dẫn dắt, cầm con dao lạnh trong tay, trong mắt phát lạnh, nghĩ muốn vào trong núi, lão tử sẽ giải quyết từng người các ngươi. Lúc này đã có một người lên bờ, từ xa đã nhìn thấy tề ninh, bỗng chỉ tay nói, e đứng lại, không được chạy, y ở đó kìa. Phát chân đuổi tới. Tề Ninh không trì hoãn nữa, lập tức chạy về phía Hạp Sơn, rất nhanh đã nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng chó sang sủa, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy sau lưng có sáu, bảy bóng người đang đuổi theo, có người còn dắt theo hai con chó săn. Một đường chạy vội, thẳng lên trên núi, hạp sơn cây rừng rậm rạp, cỏ khô giàn dụa khắp nơi, sau lưng không ngừng sủa chó, đám người kia theo sát phía sau. Càng chạy vào trong núi, đường càng khó đi tề ninh biết đạo lý dựa vào núi ăn núi hập kéo dài hai ba mươi dặm cũng không tính là nhỏ cũng không biết có thợ săn thường xuyên lên núi săn thú hay không hắn hiểu được có một số thợ săn vì bắt được con mồi sẽ thiết lập cạm bẫy trong núi mình lại không thể không cẩn thận đi sâu vào trong núi bốn bề âm trầm khó tìm được đường nên chỉ có thể đi xuyên qua khu rừng này lúc đầu hắn còn nghe tiếng chó săn phía sau sủa vang rất nhanh đã nghe không thấy tiếng động thầm nghĩ chưa hẳn là đuổi những người kia ra ngoài. Có thể là do đối phương đuổi tới nơi núi, lo lắng tiếng chó săn bị lộ lộ vị trí, che miệng chó lại. Đám người này lai lịch không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là loại thiện lương. Màn đêm lạnh lẽo, Tề Ninh cũng không biết hiện tại mình ở trong núi nào, chợt nghe phía trước truyền đến một trận động tĩnh, nghĩ thầm chẳng lẽ đám gia hỏa kia vậy mà đi vòng đến phía trước mình, lắc mình trốn đến đằng sau một gốc đại thụ, thăm dò qua, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một bóng đen mơ hồ, cái bóng kia thập phần cao lớn cường tráng, đưa lưng về phía bên này, trong tay cầm một kiện đồ vật, đâm vào trong một bụi cỏ. Tề ninh nhíu mày, đang không biết người nọ đang làm gì, lại thấy người nọ đột nhiên dơ lên thứ gì, thì ra là một cây cương xoa, mơ hồ nhìn thấy trên cương xoa kia có một cái gì đó thật dài đang vặn vẹo, nhìn kỹ là một con rắn to bằng cánh tay, con rắn to kia bị cương xoa đâm vào thân thể, vẫn đang kiệt lực vặn vẹo xoay quanh, người nọ cũng đã duỗi ra một bàn tay, vô cùng thuần thục bắt lấy đầu rắn kia. Vốn tưởng rằng con đại xà này cũng không thể bị chế phục nhanh như vậy, ai ngờ sau khi người kia bắt được đầu rắn, chỉ nháy mắt công phu, đại xà liền mềm nhũn buông xuống, không dãy dụa nữa. Người kia dùng cương xoa đóng đinh đại xà trên mặt đất, quay người cầm một cái túi da, lại lấy từ bên hông một thanh loan đao, ngồi xổm trên đất, tay chém rụng đầu đại xà, rồi lại cắt con rắn kia thành từng đoạn, mỗi đoạn cắt xuống, liền ném vào trong túi da kia. Tề Ninh nghĩ thầm chẳng lẽ đây là người bắt rắn chuyên môn vào núi. Đúng vào lúc này, lại nghe thấy tiếng sột soạt không xa bên trái sau lưng mình truyền đến, Tề Ninh cũng không biết là đám người kia đuổi theo hay là có những người khác ở chỗ này, trong bóng tối giấu mình đại thụ, ngừng thở, người bắt rắn kia lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng động, lập tức gỡ dây xiên xuống, ngồi sổn thân thể lặng lẽ tránh ra phía sau bụi cỏ. Chỉ thấy một người mặc trang phục khỏe khoắn, tay cầm cương đao đi từ phía sau tới, hắn nửa không lưng nhìn qua vô cùng cẩn thận tề ninh chỉ liếc mắt nhìn liền biết người này đúng là truy binh truy đuổi mình người nọ mặc quần áo trang sức thế mà lại giống mấy đại hán lần trước nhìn thấy ở thôn lỗ vương lần đó là tổng quản dẫn vài đại hán đến lỗ vương thôn yêu cầu lương thực cách ăn mặc cũng là như vậy chỉ thấy người nọ nhìn ngó bốn phía đi về phía trước vài bước đột nhiên lỗ mũi ngửi ngửi rất nhanh liền cúi đầu phát hiện con rắn lớn bị bắt rắn kia chặt hơn phân nữa cũng nhìn thấy cái túi da ở bên cạnh, tới gần, thám đao mở cái túi da kia ra, chợt nghe một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy người bắt rắn đã từ phía sau lao ra, người chưa đến, cương xoa trong tay đã đâm thẳng tới đại hán kia. Tề ninh nhìn thấy trong mắt, lắp ấp kinh hãi, thầm nghĩ bộ xà nhân này quả nhiên tà nhẫn, hai người rất có thể chưa bao giờ gặp nhau, nhưng ra tay chính là liều mạng. Đại hán kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới sau bụi cỏ dại vẫn còn ẩn giấu người, bộ xà nhân kia giống như viên hầu đột nhiên xuất hiện, đại hán còn chưa kịp phát ra âm thanh thanh xiên đã đâm vào cổ của hắn đó là ba con xiên cương trung gian xuyên thủng yết hầu đại hán tề ninh thấy bộ xà nhân kia vẻ mặt dữ tợn hung ác vô cùng trong lòng không khỏi trầm xuống bộ xà nhân giơ cương xoa lên đại hán kia nhất thời còn chưa chết hẳn thân thể treo lơ lửng giữa không trung vẫn đang giải dụa bộ xà nhân kia sắc mặt dữ tợn trong cổ họng phát ra tiếng cười hắc hắc tự hồ nhìn người khác chết là một loại lạc thú rất lớn tề ninh lạnh cả người hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là người bắt rắn bình thường, nhưng bây giờ xem ra, bộ xà nhân này thực sự không phải loại lương thiện. Vừa rồi hắn từ trong bụi rậm chui ra, thân hình mặc dù tráng kiện, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn, hơn nữa tốc độ xuất thủ rất nhanh, một chiêu mặc dù đâm thủng nghiết hầu đại hán, đây tuyệt đối không phải người bắt rắn bình thường có thể có thân thủ. Tề Ninh nhìn cách ăn mặc của hắn, phát hiện trên đầu bộ xà nhân kia có khăn trùng đầu, bỗng nhiên nghĩ đến thế tử thuộc vương gặp ở Kinh Thành, Người này đầu cuốn khăn cũng có chút tương tự với thủ hạ thuộc vương thế tử. Hắn biết đây là trang phục bình thường của địa khu ba Thục, nhưng nơi đây chính là Kinh Nam, cũng không phải là ba thuộc, cũng không biết người này tại sao lại xuất hiện ở hạp sơn này. Đại hán kia dãy dụ vài cái, thân thể chậm rãi vô lực, tứ chi chung quy mềm nhũng buông xuống, bác xà nhân lúc này mới nhẹ nhàng hất thi thể đại hán kia ngã xuống đất, sau đó lập tức vứt cương xoa ở bên cạnh, đưa tay lấy thứ gì đó từ trong ngực, tề ninh cũng thấy không rõ lắm, chỉ thấy bộ xà nhân đang đổ bột phấn về phía thi thể kia, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ đại hán đã chết, bộ xà nhân này lại đang làm ra chuyện huyền ảo gì đó. Bộ xà nhân đổ một ít bột phấn lên trên thi thể, sau đó lập tức thu đồ vật vào trong ngực, bỏ qua, các đại xà còn lại thành một đoạn ném vào trong túi da. Tề Ninh lại ngửi thấy một mùi tanh hôi sột vào mũi, đang cảm thấy kỳ quái, lại phát hiện thi thể kia bỗng nhiên bốc lên khói trắng, sương khói có phần nhạt, Tề Ninh vẫn nhìn thấy rất rõ ràng hiển nhiên là người bắt trắng thường xuyên bắt trắng động tác cắt trắng hết sức thành thạo trong chốc lát đã chặt đứt toàn bộ đại xà lúc này mới đứng dậy một tay cầm xiên thép một tay nhấc túi da lên lại không thèm nhìn thi thể kia xoay người rời đi tề ninh xác định người bắt trắng đã đi xa nên mới tới gần chỉ liếc mắt nhìn thiếu chút nữa nôn mửa chỉ thấy lúc này thi thể của người đàn ông kia chỉ còn lại non nữa da thịt thối rửa xương cốt rậm rạp nửa người trên cùng da thịt đều đã biến mất chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất nửa thân thể còn lại của ông vẫn đang nhanh chóng thối rửa mùi hôi thối đúng là từ trên thi thể đó tỏa ra tề ninh che mũi sống lưng lạnh lẽo một mảnh tuy nói đại hán này cũng không phải thứ gì tốt nhưng bộ xà nhân kia dễ dàng giết chết hắn hơn nữa hòa tan thi thể tâm mang thủ lạc quả nhiên là ác độc vô cùng nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy ai lại nghĩ đến một người sẽ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngay cả da bọc xương cũng biến mất hoàn toàn trên thế giới này. chợt nghe thấy một tiếng chim hót trầm thấp vang lên từ không trung truyền đến, tề ninh ngẩng đầu, trong màn đêm chỉ thấy một con chim to như diều hâu bay vút qua đỉnh đầu, giọng nói lại như giả thú kêu khe qua qua. tề ninh đã biết trong núi này còn có người bắt rắn ác độc kia, trong lòng càng thêm cẩn thận, thầm nghĩ bộ xà nhân vừa rồi đầu tiên là mai phục, sau đó không hỏi thanh hồng đen trắng đột nhiên tập kích mình cần phải cẩn thận hơn, chớ để người bắt rắn kia đột nhiên tập kích. Hắn nhìn thấy phương hướng bộ xà nhân rời đi lúc nãy, trong lòng mặc dù rất nghi hoặc đối với lai lịch người nọ, nhưng hiện tại mình vốn là bị người ta đuổi theo, cũng không cần phải rước thêm phiền phức vào trong đó, sờ sang một hướng khác. Nhà cũ tề gia bị một nhóm người khống chế, hơn nữa có mấy năm, hầu phủ ở Kinh Thành lại hoàn toàn không biết gì về việc này, đây tự nhiên là chuyện nghe mà giật mình. Càng làm cho tề ninh kinh ngạc chính là, sau khi lợi dụng tề ninh khống chế nhà cũ ba năm qua nhưng vẫn là đưa đi thuế má vào kinh thành cũng chính vì nguyên nhân này hầu phủ bên kia thủy chung không có nổi lên nghi ngờ thế nhưng mục đích của đám người này là vì cái gì bọn họ ở đây thủ vững ba năm nếu quả thật có âm mưu gì tuyệt đối không phải việc nhỏ đám người cầm đầu nhìn qua thì thấy triệu uyên kia được người ta gọi là giám quan nhưng tề ninh lại cảm giác phía sau chỉ sợ có người điều khiển cục diện này cẩm y hầu chính là thế gia công hưng của đại quốc địa vị tôn quý, cho dù là quan lớn trọng thần trong triều cũng chưa chắc dám dễ dàng ra tay với cẩm y hầu. Đám triệu uyên lại dám điều khiển nhà cũ, thậm chí bố trí bẫy rập hãm hại cẩm y thế tử, đương nhiên không phải người bình thường dám làm. Thiết lập cạm bẫy trong nhà kho, lợi dụng yên vũ hải đường bức bách cố thanh ngọc và mình làm việc cẩu thả, thủ đoạn này ti tiện, nhưng đây tuyệt đối không phải là bắt đầu. Triệu uyên cũng nói rất rõ ràng, muốn dùng việc này để khống chế mình, sau đó đương nhiên còn có âm mưu lớn hơn. Nếu bản thân có thể thoát thân, đương nhiên muốn diệt trừ đám người này, nhưng Tề Ninh cũng biết những người này ở chỗ này kinh doanh mấy năm, tất nhiên có thế lực, nếu là dựa vào bản thân xính cái dũng thất phu, không những không thể diệt trừ những người này, chỉ sợ còn sẽ bị ngược lại làm hại, cho nên trước khi động thủ, tất nhiên phải điều động nhân thủ, phương pháp tốt nhất, tự nhiên là trước tiên từ bên Giang Lăng Thái Thú Triệu tập binh mã giết. Lấy thân phận cẩm y thế tử, điều động binh mã ở chỗ thái thú Giang Lăng, hẳn không phải việc gì khó. Đang suy nghĩ thoát thân nên đi về hướng nào, chợt nghe bên người gió mạnh chợt nổi lên, một đạo đao phong sắc bén đã từ bên cạnh chiếu tới mình chém tới. Tề Ninh phản ứng rất nhanh, không né tránh, ngược lại hơi cúi người xuống, hướng kình phong đánh tới mạnh mẽ dựa vào, đúng lúc đánh vào một người, tốc độ của hắn rất nhanh, người nọ hiển nhiên cũng không ngờ Tề Ninh lại làm như vậy, Tề Ninh lần này dùng toàn lực, người nọ kêu rít một tiếng, nhưng mà thân thể người này cường tráng tề ninh thân thể gầy yếu sau khi va chạm người nọ tuy lui lại hai bước nhưng không ngã xuống đương nhiên tề ninh sẽ không cho hắn cơ hội xuất đao lần thứ hai lúc này nhân từ đối với địch nhân chính là phạm tội đối với mình cánh tay vươn ra hàn nhận đã chui vào trong ngực đối phương gã biết rõ cơ thể của mình là yếu hại như lòng bàn tay mặc dù dưới tình thế cấp bách nhưng lại rất dễ dàng đoán ra chỗ yếu hại của đối phương hàn nhận dễ dàng đâm vào ngực lập tức rút ra lách mình đến một bên thân thể người nọ lung lay ngã xuống đất tề ninh nhìn người nọ mặt biết là triệu uyên cùng một nhóm chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh kẻ thế tử quả nhiên thủ đoạn cao cường chỉ là ngươi đã không còn đường có thể đi chính là giọng nói của triệu uyên tề ninh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trước người cách đó mấy bước một bóng người đang đứng ở đó trong tay bưng một món đồ nhìn kỹ lại là một cái nỏ đối diện chính mình thế tử xuất thân võ môn, đương nhiên biết đây là cái gì. Triệu Uyên cười như không cười, thì chỉ cần sờ nhẹ, cái mạng nhỏ này của thế tử liền phải để lại ở đây. Tề ninh mắt phát lạnh, nghe được phía sau có thanh âm vang lên, quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy hai người một trái một phải cầm đại đao, đang lạnh lùng nhìn mình. Ngươi chính là tề ninh. Một người nhìn thấy gương mặt tề ninh, lấy làm kinh hãi, lập tức nghe răng cười nói, kể hóa ra ngươi chính là cẩm y hầu thế tử, không ngờ được chúng ta gặp mặt nhanh như vậy, lúc trước ngươi hung hăng như vậy ở thôn Lỗ Vương, ngay cả La Tổng Quản cũng bị ngươi đâm đứt cân bàn chân, hại hắn không đứng dậy nổi nữa. Nhưng không nghĩ tới lại rơi vào trong tay chúng ta. Tề Ninh nghe vậy, trong lòng biết người này chắc chắn là một trong những tùy tùng của La Tổng Quản đi hướng Lỗ Vương thôn. Triệu Uyên dự ôi một tiếng, đánh giá Tề Ninh từ trên xuống dưới vài lần, mỉm cười nói, ngờ thì ra người động thủ ở thôn Lỗ Vương chính là ngươi, rất nổi tiếng không bằng gặp mặt ta chỉ cho rằng cẩm y thế tử quả thật là tài năng vô cùng tầm thường đến cực điểm, bây giờ xem ra, thế tử thâm tàn bất lộ. Đi về phía trước hai bước, kẻ người thông minh hơn ta dự đoán nhiều lắm thanh đoạn đao trên tay ngươi hẳn chính là lưỡi dao sắc bén phá tường nhỉ. Có thể trong một thời gian ngắn phá tường mà ra, lưỡi dao này thật sự lợi hại. Triệu Uyên à, không đúng, ta nên gọi ngươi là phán quan mới đúng. Tề Ninh nhìn thẳng vào mắt Triệu Uyên, nhưng cũng phòng ngừa hai người phía sau đánh lén, kể các ngươi bố trí nhiều bẫy, rốt cuộc là có ý gì? Triệu Uyên biểu môi với Tề Ninh, nói, Tề Thế Tử, hạ dao găm xuống trước rồi nói. Ba người các ngươi ở đây còn có nỏ tiễn trong tay, chẳng lẽ còn sợ ta sao? Tề Ninh cười lạnh nói, ở ngay cả nhà cũ của Cẩm Y Hầu mà cũng dám chiếm đoạt, vốn cho rằng lá gan các ngươi rất lớn. Triệu Uyên mỉm cười nói, cái tên cẩm y thế tử nhà ngươi quá giảo hoạt, xưa nay ta làm việc rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho bản thân, đau ở trong tay ta, ta vẫn không yên lòng. Thế tử vẫn nghe lời, nếu không ta sẽ quính lên, không cẩn thận sẽ bắn mũi tên ra. Tề ninh cười lạnh một tiếng, ném dao lạnh xuống chân, triệu uyên mới thở dài, và thật ra thế tử không cần vất vả như vậy, nếu ngươi ở trong nhà tìm chỗ ngồi ngoan ngoãn cùng cố thanh ngọc hưởng thụ nước cá, có lẽ còn có thể sống sót được một mạng. Thế nhưng bây giờ ta không cách nào cam đoan được. Ồ! Tề Ninh cười nói, Ở ngươi là không có nhược điểm của bản thế tử ở trong tay, không có cách nào áp chế bản thế tử, cho nên muốn ở chỗ này giết thế tử. Triệu Uyên nói, Ở thế tử xem ra rất khôn khéo, thoáng cái đã đoán ra vấn đề. Ta chỉ là rất kỳ quái, các ngươi đã có mê hương, cần gì phải hao tâm tổn trí lừa thế tử đến kho lúa sông Hồng Sa? Tề Ninh hỏi, kể các ngươi khống chế nhà cũ, thiết lập cạm bẫy ở nhà cũ, há là bất tiện. Triệu Uyên cười nói, kể ta đã nói rồi, ta làm việc, tuyệt đối sẽ không có sai sót nào. Muốn ở nhà của Bảo Ngươi và Cố Thanh Ngọc nằm trên giường, cũng không phải chuyện gì không làm được, nhưng như vậy cũng không cách nào tìm được cớ để rất nhiều người nhìn thấy các ngươi ở chung một chỗ, không có người ngoài nhìn thấy, việc này cũng rất khó đạt được hiệu quả. Vả lại, thuộc hạ của ngươi mang đến mấy người kia cũng không phải loại lương thiện, chuyện này phải làm đến cùng sẽ khiến cho người ta nhìn không ra sơ hở. quả nhiên là thiết kế khổ tâm. tề ninh nói: để những người trong gia nhà cũ kia biết ta ra ngoài tìm tam phu nhân, ngươi làm sao có thể phong bế miệng của tất cả mọi người? thế tử quá coi thường chúng ta. mấy năm nay bọn họ không nhìn ra một chút sơ hở nào, thế nhưng lại vô cùng sợ hãi đồng loạt. nói thật, một câu ở nhà cũ có tác dụng hơn so với thế tử là ngươi. triệu uyên bình tỉnh ung dung nói. Thì kỳ thật chúng ta đã không cần thiết phải nói chuyện lúc trước thế tử hiện tại nên suy nghĩ như thế nào để bảo trụ tính mạng mình mới là quan trọng hơn tề ninh ha ha cười nói kể mũi tên trong tay ngươi bây giờ ta không có tay không ta muốn sống đương nhiên chỉ có thể theo yêu cầu của ngươi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt triệu uyên cười khà khà để thế tử có giác ngộ như vậy xem ra chúng ta có thể thương lượng đột nhiên hắn giơ tay ném cho Tề Ninh một món đồ. Tề Ninh đưa tay tiếp lấy, lại là một bình sứ nhỏ, Triệu Uyên đã nói, ở bên trong có hai viên thuốc, thế tử chỉ cần nuốt vào là sống được. Tề Ninh biết dược hoàng bên trong nhất định là độc dược, cười nhạt một tiếng, hỏi, để e xem ra ta không có lựa chọn gì. Nhưng ta còn có chút chuyện chưa hiểu, không biết ngươi có thể chỉ giáo hay không? Thế tử muốn hỏi cái gì? Triệu Uyên biết tất cả mọi chuyện đều nằm trong khống chế, cũng không vội vã. Tề Ninh hỏi, kẻ thực ấp thu thuế má bốn thành, điều này tự nhiên không phải là giả, những sổ sách tam phu nhân nhìn thấy kia, tự nhiên cũng đều là giả tạo. Triệu Uyên nói, Ê không sai, muốn chế tác sổ sách giả kỳ thật cũng không phí bao nhiêu công phu. Sách cười, ở những sổ sách kia, vốn là vì nên đón các ngươi đến, ta biết Cố Thanh Ngọc tất nhiên phải kiểm kê sổ sách, trước đó đã sớm chuẩn bị. Vì nên đón chúng ta. Tề Ninh cảm thấy nặng nề, thì chẳng lẽ các ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ tới đây? Triệu Uyên cười nói, kể thế tử sao không suy nghĩ một chút, liên tục mấy năm chưa từng gián đoạn việc chuyển thuế ngân đến cho các ngươi, tại sao lại chỉ chọn thời điểm này? Các ngươi trở lại gian lăng, vốn là trong kế hoạch của chúng ta, sổ sách mị tạo, dĩ nhiên là đã sớm chuẩn bị rồi. Tề Ninh nhíu mày, kể các ngươi tự tin bọn ta sẽ trở về chứ? Triệu Uyên thản nhiên, cái đương nhiên không thể nghi ngờ cẩm y hầu phủ thiếu bạc dùng thuế ngân chậm chạp cũng không thể đưa đến phái người cũng đều không thể trở về bẩm báo các ngươi chung quy vẫn phải tới tề ninh lòng sinh hàng thầm nghĩ thuế ngân bên kia hầu phủ chưa tới liên tục phái người từ trong phủ ra nghe ngóng tin tức nhưng người phái ra đều chưa từng trở về bẩm báo hầu phủ bên kia mới cảm thấy sự tình kỳ quặc cao mày nói chẳng lẽ mọi người phái tới đều bị các ngươi thế tử đã biết rồi còn cố hỏi Triệu Uyên cười nói, để bọn họ còn chưa tới nhà đã chết giữa đường rồi, đương nhiên không cách nào trở về bẩm báo. Ý của ngươi là, các ngươi cũng có tai mắt ở hầu phủ, đã nắm chắc hành tung của bọn họ. Tề Ninh hỏi, kể từ lúc bắt đầu, các ngươi đã thiết kế tốt. Triệu Uyên cười hắc hắc, kể thế tự uống thuốc, có rất nhiều chuyện là biết. Tề Ninh cầm cái bình kia, hỏi, kể ta muốn biết, rốt cuộc các ngươi muốn ta phối hợp với các ngươi làm gì? các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bản thế tử bị các ngươi khống chế ta lẽ ra phải cần ta làm những gì chứ thật ra thế tử không cần làm gì triệu uyên nói vì vốn ngươi và cố thanh ngọc xúc phạm luân chuyển đã có chuyện xấu này chỉ sợ ngươi cũng không có mặt mũi mà lại kế thừa tước vị cẩm y hầu tề ninh đột nhiên hiểu ra điều gì lạnh lùng nói e là tề chương các ngươi là người của tề chương hắn đột nhiên nghĩ một cây thứ xuất là tề chương đang nhìn chầm chầm vào tước vị cẩm y hầu, hai nương con đó lén lút muốn giành lấy tước vị cẩm y hầu, triệu uyên này tự hồ là muốn khống chế mình từ bỏ tước vị cẩm y hầu, một khi mình không thể kế thừa vị trí hầu tước, thì chỉ có thể xếp ở phía sau tề chương, chẳng lẽ đám người này là người của tề chương? Triệu uyên dội một tiếng, khinh thường nói, tề tề chương ngươi nói, có phải chính là vị thứ tử cẩm y hầu phủ kia hay không? Ngươi cũng quá coi thường hắn rồi, chúng ta không phải là người của hắn nhưng hắn là quân cờ chúng ta có thể điều khiển. Tề Ninh cảm thấy giật mình, thầm nghĩ đám người này quả nhiên có quan hệ với Tề Chương, nhưng ngữ khí của Triệu Uyên hiển nhiên không xem Tề Chương ra gì, Tề Ninh cũng tin tưởng với năng lực của Tề Chương, cũng không có bản lãnh bày ra bẫy rập như thế, Triệu Uyên nói Tề Chương chỉ là quân cờ trong tay bọn họ, hẳn không phải là giả. Đám người này chiếm nhà cũ, muốn tạo ra sự kiện loạn luân cưỡng ép thế tử, ý đồ để Tề Chương thượng vị, hơn nữa xem Tề Chương như quân cờ sử dụng, hết thảy đều từ tốn, cũng không nóng lòng cầu thành, thật sự khó tưởng tượng, mục đích cuối cùng của đám người này rốt cuộc là vì cái gì. Tề Ninh tự biết nuốt dược hoàng này vào, sinh tử nằm trong tay đối phương, hai chân căng cứng, lại nghĩ tới bước tiến tiêu giao kia. Lỗ vương thôn đã động thủ, võ công của hai tên đại hán phía sau rất bình thường, rất dễ đối phó, mấu chốt nhất chính là Triệu Uyên vẫn bưng mũi tên trong tay. Loại binh khí này hắn cũng hiểu biết đôi chút, biết rõ tốc độ bắn rất nhanh, lúc này hai người chỉ cách nhau vài bước. Một khi đối phương chụp được cơ quan, nỏ tiễn bắn ra thật sự khó mà né tránh được. Thế nhưng một khi có thể né được mũi tên của đối phương thì chưa chắc không có cơ hội biến thành bị động chủ động. Bước chân tiêu giao huyền diệu khó lường, chỉ là bên này đều là cây khô, cũng không thể thi triển ra. Hắn đang suy nghĩ có nên đánh cược một phen không, liền nghe Triệu Uyên nói, kệ e thế tử, thời gian còn rất dài, ngươi ăn viên thuốc đó, sau này ngươi muốn biết cái gì, không cần ngươi hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tề Ninh mở nắp bình ra, một mùi tanh hôi đập vào mặt, chỉ ngửi thấy mùi này, liền biết thuốc bên trong không phải thứ tốt lành gì. Triệu Uyên thì bưng mũi tên, nhắm ngay Tề Ninh, hình như cũng đang đề phòng Tề Ninh chơi trò gì. Đúng lúc này, đột nhiên từ giữa không trung bay xuống một vật, trong nháy mắt cuốn lên cổ tay Triệu Uyên, Triệu Uyên chỉ cảm thấy vật này lạnh như băng, trơn nhẵn, cuốn quanh cổ tay, bắt đầu nhúc nhích. Triệu Uyên chấn động, cánh tay co lại, chỉ thấy cuốn quanh cổ tay là một con rắn màu xanh đỏ sặc sỡ, rất đáng sợ. Triệu Uyên biến sắc, buông tay ra, dùng sức rung, muốn đánh rớt con rắn đang bị thương xuống dưới, ai ngờ rắn kia cuốn chặt lấy, như thể đã cùng cánh tay kia nối liền thành một thể, dù thế nào cũng không thể làm nó run rẩy. Tề Ninh thấy tình trạng này, thầm kêu trời giúp mình, nhưng cơ hội lăn xuống đất, đã bắt được Hà Nhận, hắn biết bắt giặc trước bắt vua lăn về phía triệu uyên triệu uyên phản ứng cũng nhạy bén cánh tay của hắn bị cuốn quanh không thể nào đụng vào nỏ thấy tề ninh đã lăn về phía hắn lập tức đẩy về phía sau tới gần một cây đại thụ hung hăng đập cánh tay đang bị rắn cuốn quanh lên trên cây đại thụ chiêu này quả nhiên có hiệu quả hắn dùng sức đập một phát lập tức làm cho con rắn kia nát bét một đoạn thân rắn buông lỏng xuống hai tên đại hán kia giờ phút này cũng đã hồi phục tinh thần đều gầm nhẹ một tiếng, vung đao chém tới tề ninh. Chỉ chạy được hai bước, một người la lên thất thanh, e rắn, rắn nhưng lại không dám tiến lên nữa, chỉ thấy hơn 10 con rắn từ giữa không trung rơi xuống, cứ như trời mưa vậy. Tề ninh vốn định nhân cơ hội này kiềm chế Triệu Uyên, nhưng cũng cảm giác được trên không trung có rắn rơi xuống người mình, nhất thời bất chấp Triệu Uyên, vung vẩy lưỡi đau lạnh trong tay, lập tức chém hai con rắn rơi xuống thành hai đoạn. Những con rắn kỳ lạ này, Tề Ninh không tiếp cận Triệu Uyên nữa, mà nhanh chóng né tránh sang bên cạnh. Triệu Uyên đập chết một con rắn, ai ngờ lại từ giữa không trung rớt xuống hơn 10 con rắn, lập tức có 3 bốn con rắn rơi vào trên người hắn, đều nhanh chóng quấn quanh, có con cuốn quanh cánh tay hắn, có con còn cuốn quanh cổ hắn. Hai đại hán trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ, không dám tiến lên, chợt thấy một người nhảy dựng lên như bị điện giật, vứt đại đao trong tay xuống, đưa tay sờ cổ áo của mình, đến sau lưng sờ soạn, hai chân nhảy loạn, kinh thanh hét lớn, ờ không tốt, có rắn ở trên người ta, mau giúp ta lấy ra. Đồng bạn bên cạnh nào dám giúp hắn, ngược lại lui về phía sau, đột nhiên kêu lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, chỉ chạy được hai bước, lại thấy trước mặt có một bóng người khôi ngô ngăn lại, lập tức thấy một người cầm tam cổ xoa đi về phía mình. Người này có chút giật mình, nhưng cũng không dừng bước, nâng đao trong tay lên, đón lấy người kia liền chém tới, người nọ lại là ưỡn lên tam cổ xoa trong tay, đâm thẳng về hướng đại hán tốc độ rất nhanh, phát sau mà đến trước. Đại hán đang muốn chém ra ba cổ xoa, đã thấy ba cổ xoa kia xoay tròn một cái, vòng đến dưới cổ tay hắn, lập tức vẫy lên, đâm vào cổ tay hắn. Đại hán nhất thời đau đớn thấu tim, đại đau rời tay rơi xuống. Đối phương lại cầm tam cổ xoa trong tay dễ dàng quất xuống, dùng tam cổ xoa kéo đại hán đến bên cạnh một cây đại thụ, sau đó nhấc lên, để cánh tay đại hán dơ cao quá đỉnh đầu, lập tức hung hăng đâm vào thân cây, đóng đinh một cánh tay của đại hán trên ngọn cây, đại hán hét lên thê thảm âm thanh truyền khắp nơi tề ninh trong lòng biết sự tình cổ quái muốn né tránh sang bên cạnh chỉ chạy được mấy bước đối diện cũng là một bóng người xuất hiện to khỏe khôi ngô tề ninh chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra trang phục người nọ giống hệt bộ người bắt rắn lúc trước hắn biết rõ người này lòng dạ độc ác ra tay không lưu tình nhìn thấy đối phương chống đỡ ba cổ dao găm đâm tới cũng không né tránh hàng nhận trong tay xẹt qua chỉ nghe tiếng ẻ e -ken -ken lên keng keng y vang lên chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt cả gai ba thanh xiên. Bộ xà nhân ngẩn ra, trong miệng đột nhiên vang lên âm thanh e rống rống ê e như giả thú, vung vẩy tam cổ xoa không có gai, đánh tới tề ninh. Đối phương có khí lực rất lớn, tam cổ xoa nện xuống, tình phong sắc bén. Tề ninh nhìn đối phương chiều cao, mình nhiều nhất chỉ tới ngực hắn, không thể liều, lui về phía sau hai bước, né tránh tam cổ xoa, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị siết chặt, một con rắn từ không trung rơi xuống tay hắn tề ninh phản ứng rất nhanh tốc độ của con rắn cũng không chậm giống như được huấn luyện nhanh chóng quấn quanh cánh tay tề ninh tề ninh cũng không do dự dao sắc xẹt qua ánh đao lóe lên đã chém rụng đầu rắn trên cánh tay hắn vốn tưởng rằng bộ xà nhân sẽ thừa cơ nhào tới ai ngờ người bắt rắn ngược lại lui về phía sau mấy bước tề ninh đang cảm thấy kỳ quái chợt nghe tiếng nghị ông 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 ivan lên sau lưng lòng hắn chợt lạnh xoay người đi qua chỉ thấy một đàn phi trùng chạy tán loạn chung quanh nghe giọng nói kia, rõ ràng là loài ông. Trảm xà dễ dàng xua đuổi, trước mặt đã có hơn 10 con độc phong nhào tới, tề ninh muốn cắt xuống và áo bịt đầu đã không được, cảm giác trên cổ đau đớn một trận, đã bị một con độc phong ngủ đông. Giờ phút này trên người Triệu Uyên đã cuốn quanh 7-8 con rắn, Triệu Uyên cực lực giải dụa, lại không làm nên chuyện gì, một gã đại hán khác lăn lộn trên mặt đất, trên người cũng có 3-4 con rắn độc cuốn quanh. Chợt nghe thấy một trận âm thanh vang lên, giống như tiếng thổi sáo, độc phong vốn đang bay tán loạn chung quanh chợt tất cả đều hướng giữa không trung bay đi tề ninh theo phương hướng độc phong bay đi nhìn tới chỉ thấy một cây đại thụ nhô ra một nhánh cây trên chặt cây rõ ràng có một người ngồi ở phía trên hai chân lắc lư cầm trong tay một đoạn ống trúc những độc phong kia đang chui vào trong ống trúc kia tề ninh nhìn kỹ chỉ thấy ngồi ở trên chặt cây không ngờ lại là một thiếu nữ 16-17 tuổi mặc dù đang ở ban đêm nhưng hai cái chân trắng chói mắt hai cánh tay cũng đều lộ ra hơn phân nữa thi đấu sương tuyết nghe thiếu nữ kia giòn tan nói kẻ mấy tên phế vật thật sự là vô dụng làm hại bổn cô nương ngay cả trò hay cũng nhìn không ra đều đáng chết tề ninh cũng không biết thiếu nữ nói phế vật là chị ai lúc này cũng phát hiện cách đó không xa có một người khác ăn mặc giống hệt người bắt rắn hai người đều là thân hình cao lớn cũng đều cầm ba chiếc xiên giống như sinh đôi một gã đại hán bị đóng đinh ở trên tàn cây lúc này đã gục đầu xuống không một tiếng động không biết là chết hay là ngất đi đại hán lăn lộn trên mặt đất thê thảm keo thảm một cả bộ xà nhân đã tiến lên từ trên người lấy xuống một sợi dây thừng cũng không sợ độc xà trên người đại hán trói đại hán lại triệu uyên đã ném nỏ nỏ trong tay đi giờ phút này bị rắn độc hành hạ đến kiệt sức tựa vào một gốc cây đại thụ hai tay bị cuốn quanh cổ cũng bị siết chặt dần dần mềm nhũn ngồi dựa vào đại thụ tề ninh nhìn người trên cây kia mặc dù hai cái chân trắng nõn mềm mại cùng giọng nói thanh thúy mềm mại rõ ràng là thiếu nữ nhưng nhất thời cũng không nhìn rõ diện mạo. Chợt thấy thân thể thiếu nữ kia rơi xuống một cái, tề ninh kinh hãi chỉ cho rằng thiếu nữ kia là không cẩn thận từ trên chặt cây rơi xuống, chặt cây kia cách mặt đất một khoảng 5-6 mét, nếu rơi xuống, không chết cũng phải trọng thương, không khỏi thất thanh kêu lên, hãy cẩn thận. Thân thể cô gái kia rơi xuống, một cánh tay dơ lên, trong tay lại cầm một cây roi, roi không ngắn, giống như dây thừng treo trên mặt đất. Cô gái kéo roi ở giữa không trung lay động nhẹ nhàng, cười hì hì, nhìn Tề Ninh nói, ở ngươi muốn ta cẩn thận sao? Tề Ninh lúc này cũng đoán được, hai người bắt rắn này chỉ sợ là cùng một nhóm với thiếu nữ này, hai người bắt rắn này đều hung ác độc, thiếu nữ này lai lịch không rõ, cũng chưa chắc là người tốt, vừa rồi chỉ là nhất thời vội vàng kêu lên tiếng, lúc này nghe thiếu nữ hỏi thăm, cũng không trả lời. Thân thể thiếu nữ lắc lư trên không trung, bỗng nhiên thân thể như con chim bay bay ra, Tề Ninh kinh ngạc, thiếu nữ kia đã rơi xuống đất, cánh tay rung lên, cây roi dài nhanh chóng co lại, thiếu nữ nắm chặt roi dài, lúc này đã đứng cách tề ninh ba bốn bước. Tề ninh lúc này lại thấy rõ ràng, cô gái này mặc một cái quần ngắn màu tím, trên người là một chiếc áo ngắn ba màu hồng vàng, trên đầu cuốn khăn màu tím, hai tay thì đeo vòng tròn, ánh bạc lấp lóe. mùa thu đông giao tiếp này, ban đêm vốn là lạnh, trong núi này càng là nhiệt độ rất thấp, thế nhưng thiếu nữ mặc quần cộc ngắn lại hoàn toàn không có chuyện gì, tự hồ cũng không cảm thấy lạnh. Trên cổ tay nàng đeo vòng tay, lúc này nàng đang đứng ở trước mặt, tứ chi lộ ra càng chói mắt trắng như tuyết, nhìn tướng mạo của nàng, đôi mắt lóe ra hào quang như sao, rất có thần, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày rậm, khuôn mặt đầy vẻ đáng yêu, đầy vẻ tinh ngoan, đôi mắt chớp chớp, nhìn tề ninh chầm chầm, tự nhiên cười nói, kề này, ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi nghe không hiểu lời ta nói. Nàng ta nói một tiếng đàn thục, nhưng tề ninh cũng nghe hiểu được, không biết chi tiết thiếu nữ này, thản nhiên nói, ở ngươi coi như ta nghe không hiểu thầm nghĩ thiếu nữ này và độc xà độc ông trộn lẫn cùng một chỗ mặc dù tướng mạo xinh đẹp đáng yêu nhưng chưa chắc là người tốt hắn cảm giác nơi độc phong ẩn nút có chút nhói nhói nhịn không được đưa tay sờ sờ mới phát hiện chỗ kia đã sưng lên bỗng cô nương ngươi ngư cứ từ từ đáp lời dáng tươi cười của cô gái biến mất kẻ ngươi bị đại lang phong đông không có ta đã không sống được tính mạng tề ninh không biết lời nàng nói là thật hay giả nhưng cũng biết độc tính độc phong kia quả thật không kém cao mày nói để ta và ngươi không quán không cừu vì sao ngươi lại để độc phong ngủ đông ta thiếu nữ chẳng hề để ý nói để ta vui vẻ làm thế nào thì làm thế ấy ngươi còn quản được ta sao nhìn xung quanh nhìn thấy triệu yên ném tên trên mặt đất nảy ra hứng thú đem roi treo ở trên cái eo thon nhỏ đi qua nhặt lên nỏ trong tay loay hoay vài cái cười hì hì nói để ta xem cái nào lợi hại hơn một chút Tề Ninh không biết nàng ta có ý gì, lại nhìn thấy thiếu nữ bưng mũi tên đi đến trước mặt Triệu Uyên, huyết sáo trong trẻo, nói cũng kỳ quái, trắng độc cuốn quanh người Triệu Uyên dường như nghe hiểu được giọng điệu, không nhúc nhích nữa, chỉ gắt cao cuốn lấy Triệu Uyên. Cô gái bưng tiễn nỏ nhắm ngay Triệu Uyên, quan sát tỉ mỉ một phen, hỏi, cái này, ngươi nói ta phải bắn ngươi ở đâu? Hai mắt Triệu Uyên đầy vẻ oán độc, nói, kể các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi có biết ta là ai không? không biết. Thiếu nữ ngồi xổm xuống, một tay cầm nỏ, một tay chống má, cười ngọt ngào nói, ở ngươi là ai? Triệu Uyên bị độc xà dày vò quá chừng, thở hổn hển nói, kẻ e, tốt nhất là ngươi. Tốt nhất nên mang theo người của ngươi rời đi, nếu không cuộc đời này ngươi chắc chắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tề Ninh ở bên nghe thấy, thầm nghĩ cái tên này đúng là không thấy quan tài không rơi lệ, chẳng lẽ nhìn thấy đối phương là một thiếu nữ mũm mỉm, chỉ muốn uy hiếp đối phương, thiếu nữ này lai lịch không rõ, chỉ sợ không chỉ hai câu nói là có thể hù dọa, lúc này uy hiếp, chỉ sợ làm ngược lại. Thiếu nữ cười hì hì nói, cho ta luôn thấy người khác muốn sống không được, nhưng mình lại không biết tư vị gì, ngươi bảo ta muốn sống không được muốn chết không xong, ta rất vui vẻ. Nàng đột nhiên nâng nỏ lên, nhắm ngay cổ họng Triệu Uyên, nói, ở ngươi còn không nói ngươi là ai, ta liền bắn thủng cổ họng của ngươi, ngươi tin hay không? Triệu Uyên lại hiện ra một nụ cười quỷ dị, nói, kẻ thi quan không giết chết được ta, nếu ngươi dám giết ta, trong lòng đất cửu u, ngươi sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Tề ninh ở bên nghe thấy, nghĩ thầm ngươi khoác lác quá mức rồi đó, dưới gầm trời này còn có ai có thể giết không chết. Chỉ là cảm thấy triệu uyên âm tuyền nói lời này, có chút cổ quái. Người khác càng giả thần giả quỷ, ta càng muốn biết chân tướng. Thiếu nữ nở nụ cười ngọt ngào, mang tiễn nỏ đặt trên mặt đất, từ bên trong lấy ra một mũi tên ngắn, quay đầu kêu lên nghe đại quỷ lại đây chỉ thấy đem bộ xà nhân đóng đinh ở trên cây đi tới bên cạnh thiếu nữ thiếu nữ vén vạt áo lông nhung bên hông hắn lên lúc này tề ninh mới phát hiện bên hông đại quỷ này treo một cái hồ lô nhỏ năm sáu cái thiếu nữ tựa như chọn lựa vật phẩm cuối cùng tháo xuống một cái hồ lô nhỏ mở ra nắp hồ lô đem đầu mũi tên nắng kia bỏ vào trong hồ lô quấy sau đó thật cẩn thận một lần nữa yên tĩnh mũi tên tên đầu cũng không ngẩn đưa hồ lô nhỏ kia qua đại quỷ nhận hồ lô đậy lại hồ lô một lần nữa treo bên hông sau đó dùng vạt áo che giấu thiếu nữ lại nâng mũi tên lên một lần nữa cười hì hì nhìn triệu uyên giống như thợ săn quan sát con mồi nhìn từ trên xuống nhắm ngay mặt trái triệu uyên nói kẻ ta muốn bắn tay trái của ngươi xuống nhìn xem thứ này của các ngươi đến cùng là không chính xác triệu uyên biến sắc hắn còn chưa kịp nói thiếu nữ đã điều khiển cơ quan vèo ề một tiếng triệu uyên treo thảm một tiếng mũi tên nỏ bắn ra nhưng lại xẹt qua mặt hắn trên mặt lập tức xuất hiện vết thương bị nỏ rạch ra lan tràn đến bên tai khoảng cách hai người đã gần tên nỏ kia cũng xung lực mười phần bắn thủng cả tai trái triệu uyên máu tươi đầm đìa vô cùng đáng sợ tề ninh trong lòng phát lạnh hắn vốn hoài nghi thiếu nữ này chưa hẳn là người lương thiện gì giờ phút này thấy nàng không chút do dự liền bắn tai người trên mặt còn mang theo ý cười ngọc ngào nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật khó tưởng tượng một thiếu nữ trắng trẻo ngọt ngào như thế ra tay lại hung ác như thế. Tay trái của Triệu Uyên không trọn vẹn, máu tươi chảy ròng ròng, rất đau đớn, như nguyền rủa. Ở ngươi sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Thiếu nữ nhìn nhìn tiễn nỏ, biểu môi nói, kệ thì ra thứ này cũng không tốt. Ném qua một bên, lấy từ trên người một ống trúc nhỏ bằng ngón tay cái, cười nói, ở ngươi thử bỏ cái này của ta đem ống trúc bỏ vào trong miệng, kẻ phúc em một tiếng với Triệu Uyên mồi, từ ống trúc bắn ra một vật, xuyên thấu lỗ tai Triệu Uyên, tựa như vô hình. Thiếu nữ vỗ tay cười nói, kỳ vẫn là ta tốt, ta đã nói đồ đạc của các ngươi đều là nhìn trúng hay không dùng được, nhìn hình như rất lợi hại, dùng đến căn bản không dùng được. Tề ninh liếc nhìn ra sau lưng, chỉ thấy một bộ xà nhân khác đang cầm tam cổ xoa đứng ở phía sau lưng cách hắn năm sáu bước, nhìn chầm chầm vào mình, giống như sợ mình bỏ chạy. Tề Ninh trong lòng biết thiếu nữ này còn khó đối phó hơn so với đám Triệu Uyên kia, nhất định phải sớm thoát thân, nhưng vẫn luôn bị bộ xà nhân nhìn chằm chằm, hơn nữa bốn phía đều là cây cối, muốn thi triển bộ pháp tiêu giao cũng không được, suy nghĩ làm thế nào mới có thể tránh thoát mấy tên thuộc nhân lai lịch không rõ này. Trên cổ của gã bị độc phong chập trùng chỗ bị đâm nhói một hồi, giờ phút này loại cảm giác đau đớn này yếu bớt không ít, lại trở nên ngứa ngáy, cũng không biết Đại Lang Phong kia đến cùng có độc gì bỗng thấy Triệu Uyên toàn thân co quắp kịch liệt, liền thấy Triệu Uyên lăn ra đất, giọng nói vô cùng thê lương, lệ ta sắp chết. Trùng A, mau cho ta thuốc giải, cho ta giải giải dược, và chỉ thấy hắn giải dụa trên mặt đất, run rẩy không ngừng, hiển nhiên đang phải chịu đựng thống khổ cực độ. Tề Ninh nghĩ đến lúc nãy thiếu nữ thả mũi tên vào trong hồ lô nhỏ, thầm nghĩ trong hồ lô nhỏ kia có chứa nước thuốc, Triệu Uyên bị mũi tên bắn trúng thì đã trúng độc. Triệu Uyên thống khổ giải dụa, nhưng thiếu nữ lại vỗ tay hoang hô, ở ngươi vừa rồi không phải nói muốn sống không được muốn chết không được sao? Đây chính là cầu sống không được, ngươi có thích hay không? Quay đầu nhìn Tề Ninh, hỏi, ngày này, ngươi xem ta lợi hại hay không? Tề Ninh nắm chặt hàng nhận trong tay, cười lạnh nói, ở ngươi tuổi còn trẻ, ra tay lại tà nhẫn như thế, tâm địa ác độc như vậy, là ai dạy ngươi? Cô gái vốn cười ngọt ngào, nghe Tề Ninh trách cứ, lập tức lạnh xuống, cả giận nói, ở ngươi đang mắng ta. Ta chính là mắng ngươi đấy. Tề Ninh nói, ta chẳng lẽ ta mắng sai rồi. Thiếu nữ chỉ triệu uyên đang giải dụ thống khổ dưới đất, nói, vì vừa rồi bọn chúng y hiếp muốn giết ngươi, ta giúp ngươi, ngươi nên quỳ xuống đất cảm ơn ta mới đúng, còn dám mắng ta. Ân oán giữa ta và hắn, tự chúng ta giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Tề Ninh duỗi một tay ra, ở ngươi đưa giải dược cho ta, lập tức rời khỏi nơi này, ta coi như không nhìn thấy gì hết. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, hai con ngươi trong trẻo, hơi nghiêng đầu, dò xét tề ninh vài lần, mới nói, kẻ đầu óc của ngươi có phải có bệnh hay không? Ta giúp ngươi, ngươi không cảm ơn ta, tính mạng của ngươi ở trong tay ta, còn ra lệnh cho ta, ngươi tin hay không ta cũng sẽ để cho ngươi biến thành giống hắn. Tề ninh nghĩ thầm thiếu nữ này tâm địa ngoan độc, cũng nên cẩn thận gấp bội, vào thời khắc này, lại thấy Triệu Uyên gầm rú một tiếng, xoay người nhảy lên phi thân chạy vội chỉ chạy được mấy bước thấy được một thanh tam cổ xoa đã bay ra đang cắm ở trên một chân triệu uyên triệu uyên kêu thả một tiếng lăn ra đất tề ninh đã nhìn thấy tam cổ xoa kia chính là do bộ xà nhân ném ra sau lưng mình trong lòng hắn biết nếu rơi vào trong tay thiếu nữ này nhất định sẽ không ổn có cơ hội tốt như vậy cũng không tệ hắn đột nhiên xoay người quát lớn kề tránh ra hà nhận trong tay đã đâm về phía bộ xà nhân bộ xà nhân thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, chẳng qua dẫu sao cũng là thân thể máu thịt, muốn ngăn cản lưỡi đao chém sắc như chém mùn, gần như không có khả năng. Bộ xà nhân thấy tề ninh xông tới, phát ra một tiếng gầm nhẹ như giả thú, không lùi mà tiếng, dơ lên một nắm đấm, đánh tới tề ninh. Chợt nghe thấy thiếu nữ kia kêu lên giòn giả, kẻ tiểu quỷ né tránh. Bộ xà nhân kia nghe được âm thanh, phản ứng rất nhanh, nắm đấm lập tức thu hồi, thân thể chuyển một cái, đã lướt qua một bên mặc cho tề ninh xông qua tề ninh nghĩ thầm trong núi này địa thế phức tạp khắp nơi đều là cây cổ thụ trước mượn địa thế tránh thoát mấy người này rồi nói sau nếu đơn đã độc đấu tuy nói hai gã cự hán dáng người khôi ngô như thiết tháp nhưng tề ninh cũng không sợ hãi bất quá cô gái kia có thể điều khiển độc vật loại độc vật này khiến người ta khó lòng phòng bị tốt hơn là nhanh chóng tránh đi nào ngờ chỉ chạy khoảng 10 bước xa tề ninh liền cảm thấy trước mắt tối sầm đầu ván mắt hoa, thầm kêu không tốt, Nguyễn Cung lại chạy về phía trước ba bốn bước, hoa mắt đầu váng mắt hoa, đưa tay đỡ một cốc cây đại thụ, trong lòng biết vừa rồi bị ông độc ngủ đông một hơi, chỉ sợ là độc tính phát tác, hít sâu một hơi, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũng, đã ngã trên mặt đất. Hắn tuy rằng té xỉu, nhưng tri giác vẫn còn, cảm giác toàn thân tê dại, muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũng không còn khí lực. Hắn cảm thấy tức giận, chỉ nghe thiếu nữ kia cười khanh khách vang lên, gần bên tai, chỉ thấy thiếu nữ cách mình hai ba bước đã ngồi xổm xuống, hướng về phía bên này cười tủm tỉm nói, Ê chạy à! Sao không chạy nữa? Ta thấy ngươi chạy trong giống sói, thiếu chút nữa là ngươi có thể chạy thoát rồi. Tề Ninh biết lúc này tức giận mắng chửi cũng vô dụng, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, kể tiểu cô nương, ta và ngươi ngày xưa không thù không oán, ngươi vô duyên vô cớ hại ta như vậy, trong lòng lẽ nào đã có ý đồ. Thiếu nữ lắc đầu cười nói, kẻ ta cũng không hại ngươi, nếu như ngươi thành thành thật thật đứng ở đây, phong độc không phát tách nhanh như vậy, nói chuyện với ta, ta cao hứng, có lẽ có thể giải độc cho ngươi, thế nhưng ngươi lại phải chạy, khí huyết lưu chuyển tăng tốc, lúc này mới ngã xuống, cũng không trách được ta. Vậy quả thực là lỗi của ta. Tề Ninh nói, ở như vậy đi, ngươi giải độc cho ta, chúng ta làm bằng hữu, đừng thương tổn lẫn nhau. Thiếu nữ cười khanh khách nói, em làm bằng hữu người có tư cách gì làm bằng hữu với ta? Tề Ninh nghĩ thầm ngươi thật đúng là không khách khí, muốn hù dọa vài câu, nhưng nghĩ đến Triệu Uyên vừa rồi đã thử qua, căn bản không có tác dụng chim. Yêu nữ này ít nhất không ăn cứng, cố ý thở dài. Ở ngươi đừng hại ta, ta còn có người nhà phải chiếu cố. Có phải ngươi cũng có cha nương hay không? Ngươi ngẫm lại cha nương của mình đi. Người nhà nếu như không có ta chiếu cố, vậy thì phải làm sao bây giờ? Thiếu nữ nghiêng đầu, nghiêm trang nói, e, cha ta tự nhiên là có, nhưng mà không có mẫu thân. Cha ta không cần ta chăm sóc. Tề ninh sửng sốt, nói, e mỗi người đều có mẫu thân, ngươi sao có thể không có mẫu thân. Nàng đã chết từ lâu rồi. Thiếu nữ chẳng hề để ý nói, ở ngươi đã trúng độc phong, nhưng bây giờ còn chưa chết. Tề ninh cảm thấy giật mình, lại ra vẻ trấn định hỏi, e không chết được sao? chẳng lẽ tên phong độc này còn có thể độc chết người? Thiếu nữ cười hì hì nói, ta không chết người không phải là độc dược, đại lang phong này là sư phụ dạy ta dưỡng ra, ta không thèm những độc dược khiến người ta lập tức chết, độc dược tốt nhất, đó là có thể nhìn xem người trúng độc chậm rãi chết đi. Tề ninh nghe nàng hoàn toàn không để ý, trong lòng oán hận, biết rõ cùng yêu nữ này cũng nói không ra kết quả gì, nhưng không được chửi ầm lên, cái tiểu yêu nữ này của ngươi, lão tử và ngươi có mối thù giết phụ thân sao? Ngươi làm hại ta, chờ. Lão tử chậm lại, bảo ngươi cầu. Hắn vốn định nói e muốn sống không được muốn chết không được, nhưng mà Triệu Uyên vừa rồi uy hiếp thiếu nữ như vậy, thiếu nữ ngược lại khiến Triệu Uyên đau khổ, lập tức không nói tiếp. Thù giết cha. Thiếu nữ không thèm để ý tề ninh gọi nàng gây tiểu yêu nữ, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn tràn đầy vẻ khinh thường, nói, thì chỉ bà ngươi cũng có thể giết cha ta. Bản lãnh của ngươi dễ dàng bình thường, không có thanh đao kia trong tay ngay cả đại quỷ tiểu ngươi cũng đánh không lại nếu ngươi có thể nhìn thấy cha ta cha ta ngay cả một ngón tay cũng không cần động đậy ngươi cố ý vương lưỡi ra liếc mắt tiểu bạch ý tứ tự nhiên là ngay cả một đầu ngón tay cũng không cần động là có thể khiến tề ninh chết rất khó coi bộ dạng này của nàng xinh đẹp đáng yêu nhưng tề ninh biết rõ nàng tâm địa ngoan độc chỉ cảm thấy chán ghét thầm nghĩ bây giờ vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều thích khoác lác tiểu yêu nữ này tuổi còn trẻ cũng là thổi da trâu vang trời, bất quá trong lòng ngược lại có chút tò mò, phụ thân của tiểu yêu nữ này rốt cuộc là ai. Thấy tề ninh không nói lời nào, thiếu nữ không vui nói, để ta nói chuyện với ngươi, ngươi nghe thấy không? Ta và ngươi đã không còn gì để nói nữa. Tề ninh tức giận nói, vừa nói chuyện với nhau, lại bất động thanh sắc sử dụng khí lực, xem xem có thể đứng dậy hay không, tiểu yêu nữ kia cách mình chỉ ba bước, hai gã cự hán thì có chút khoảng cách, nếu như có thể nhân cơ hội khống chế tiểu yêu nữ, giải dược tự nhiên có thể lấy được. Nhưng hắn nói chuyện không có vấn đề, chính là toàn thân trên dưới tự hồ toàn bộ đều bủng rủng vô lực, muốn tập kích tiểu yêu nữ, thực sự khó khăn. Trong mắt cô gái tinh ngoan xoay vòng, cười hì hì nói, "Ở ngươi nhớ tới bắt được ta, ép ta lấy ra giải dược. Không có giải dược, ngươi không dậy được, đừng nằm mơ." Hướng tiền dịch chuyển, tới gần bên cạnh tề Ninh, cúi đầu xuống chỉ cách mặt tề ninh một ngón tay, da thịt non mịn, nụ cười ngọt ngào dị thường. Nhưng tề ninh giờ phút này lại cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp này vô cùng xấu xí, chỉ muốn đưa tay nắm lấy nàng, tiếc rằng cánh tay cũng nhấc lên không nổi. Ta nói ngươi không đúng, ngươi chính là không được. Cô gái cười hì hì nói, "Vậy e, bây giờ ngươi có thể giơ tay bắt lấy ta, chỉ cần ngươi có bản lãnh, ta tuyệt đối không né tránh, ngươi bắt ta à. Mặc dù nàng thích những vật âm tà độc này, thế nhưng trên người lại mang một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, đó là mùi thơm đặc trưng của thân thể thiếu nữ. Tề Ninh thở dài, nói, e đến cùng ngươi muốn làm gì? Là muốn giết ta. Ta không thể nhúc nhích, ngươi nếu gặp nguy nan của người ta, hiện tại có thể động thủ. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, chiêu này của ngươi gọi là phép khích tướng. Thiếu nữ cười khanh khách nói, kẻ ta mới không lừa ngươi. Bất quá ngươi cũng không tính là xấu, ta không giết ngươi, nếu ngươi mạng lớn, trước khi chúng ta đến Sơn Cốc tìm hắn còn chưa chết, hắn có lẽ có thể giải độc cho ngươi. Sơn Cốc Tề Ninh ngạc Nhi nói, e Sơn Cốc gì? Thiếu nữ cầm hà nhận trong tay Tề Ninh lên, liếc nhìn, sau đó kề sát vào mặt Tề Ninh, không đáp mà hỏi ngược lại, ở ngươi nói xem, ta một đao chém xuống, là đao sắc bén hay là da mặt ngươi dày? Tề Ninh lòng trầm xuống, thầm nghĩ tiểu yêu nữ này có tà khí, nhưng cũng đừng thật sự cắt một đau lên mặt mình, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thiếu nữ làm bộ vuốt ve mặt tề ninh, ngay sau đó cười hì hì nói, ở ngươi người này thật to gan, ngươi không sợ hãi, sẽ không thú vị. Trước tiên ta không cắt mặt ngươi, chờ sau khi ngươi chết, ta cắt da mặt ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không biết đau đớn, ngươi nói ta đối với ngươi được không? Tề ninh nghe thiếu nữ dịu dàng nói ra lời nói âm độc như thế, trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm tiểu yêu nữ này đến cùng là nữ nhân nào có nữ nhân nào tất có cha xem nữ tử này hành vi âm độc phụ thân hẳn là cũng không phải thứ tốt thiếu nữ thu hồi hàn nhận duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ lên gương mặt Tề Ninh nói ở ờ ngươi gọi ta một tiếng tiểu tỷ tỷ ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người giải độc sĩ khả sát bất khả nhục Tề Ninh trợn mắt ở ờ ngươi còn nhỏ hơn ta hai ba tuổi nên gọi ta đại ca ca mới phải thôi ta cũng không muốn có muội muội như ngươi, nếu không ta thà tự mình giết mình còn hơn. Thiếu nữ lập tức cười khanh khách, trang điểm xinh đẹp, kể con người ngươi nói chuyện thú vị, ta còn luyến tiếc ngươi chết quá nhanh. Đứng dậy đi qua, ra hiệu một cái thủ thế, chỉ thấy tiểu quỷ kia đang toát mồ hôi lớn đi tới, dùng dây thừng trói chặt cả tề ninh lại, tề ninh tri giác giúp đỡ sợi dây thừng của mình không phải là dây thừng bình thường, ngược lại giống như là một loại vật liệu có thể tạo thành đại quỷ cũng đã nhổ tam cổ xoa từ trên cây xuống, cũng trói chặt tên đại hán bị đóng đinh ở trên đại thụ kia lại. Tiểu quỷ một tay nhấc tề ninh lên, vừa đi vừa sách triệu uyên đã hôn mê. Nằm trên mặt đất, tề ninh chỉ cảm thấy toàn thân bụng rủng vô lực, cảm giác đầu ván mắt hoa giảm đi rất nhiều. Thế nhưng khi tiểu quỷ bắt đầu di chuyển, cảm giác đầu váng mắt hoa kia lập tức đánh úp lại, trong lòng biết tiểu yêu nữ kia không nói dối, một khi động đậy, ông độc ngược lại sẽ phát tác cảm giác trước mắt càng lúc càng mơ hồ cuối cùng tối đen như mực trong đầu trống rỗng không còn biết gì nữa lúc hắn tỉnh lại cảm giác bốn phía một mảnh đen kịt tứ chi đều bị trói thân thể hơi rung động cũng không biết đang ở phương nào hắn giật giật thân thể vẫn mềm nhũng vô lực như cũ nhưng vẫn có thể nhúc nhích động đậy trái phải hai chân uốn lượn muốn duỗi thẳng dưới chân lại có thứ gì đó ngăn cách rất nhanh liền hiểu được nếu như không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể hiện tại mình đang bị nhốt trong một cái rương gỗ sau đầu nhẹ nhàng đụng vào nhau phát ra âm thanh gây thùng thùng chính là đâm vào ván gỗ hắn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại ngừng thở cẩn thận lắng nghe liền nghe được tiếng vang ê két két khi đó chính là tiếng bước đi của xe ngựa hắn suy nghĩ một chút biết mình bị nhốt trong một cái rương lớn mà rương gỗ chắc là ở trên xe ngựa mà lúc này xe ngựa đang đi về phía trước hắn nhớ tiểu yêu nữ đã nói qua muốn đi tới một sơn cốc, hình như muốn tìm ai đó giải độc, lại không biết là người nào. Hơn nữa tiểu yêu nữ tự mình hạ độc, trên người có giải dược, cần gì phải hướng sơn cốc đi tìm người khác giải độc. Tiểu yêu nữ lai lịch không rõ, thần thần bí bí, tề ninh cảm thấy rất nghi hoặc. Tề ninh bị nhốt ở bên trong rương, cũng không biết lúc này là ban ngày hay là ban đêm, chỉ cảm thấy con đường lúc đầu coi như bằng phẳng, về sau sóc nảy càng ngày càng lợi hại, choáng đầu hoa mắt, lại không biết tỉnh lại lần nữa, xe ngựa vẫn đang đi lại, nhưng sốc nảy đã tốt hơn không ít, cảm giác xe ngựa đang từ chỗ cao đi xuống. Hắn không biết mình hôn mê hai lần là bao lâu, chỉ vào lúc thanh tỉnh, đã tính là có thời gian một hai ngày. Mặc dù không cần hành tẩu, nhưng ở trong rương sốc nảy, cũng đã kiệt sức, hơn nữa trong bụng quá đói khát, khát nước khó ngăn cản. Tiểu yêu nữ chỉ nói muốn đi sơn cốc, nhưng rốt cuộc đi đến sơn cốc nào, sơn cốc kia ở đâu, tề ninh hoàn toàn không biết gì cả, thầm nghĩ cũng không đến mức phải đi trồng gà thục. Tiểu yêu nữ mặc kệ ăn uống, nếu cứ như vậy, không đến mấy ngày, độc phát sẽ bị chết đói. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy xe ngựa dừng lại, rất nhanh, liền nghe thấy bên ngoài rương gỗ truyền đến động tĩnh, lập tức nghe một tiếng ghi kép y vang lên, một luồng hào quang chiếu vào, một mực trong rương gỗ hắc ám, ánh sáng này đột nhiên phóng vào, tề ninh thật sự có chút không thích ứng, trước nhắm mắt lại, chờ khi mở mắt ra, chỉ thấy tiểu yêu nữ đang đứng ở bên cạnh rương gỗ, từ trên cao nhìn xuống chính mình. Tề ninh vừa nhìn thấy gương mặt đó, tức giận không chỗ phát tiết, tiểu yêu nữ kia lại là lúng đồng tiền như hoa, nói, ở ngươi còn chưa chết sao? Vậy thì tốt lắm, nếu ngươi cũng chết, vậy thì chẳng đáng chơi. Tề ninh hừ lạnh một tiếng, tiểu yêu nữ nói, về phía trước chính là sơn cốc, không có đường, ngươi đi theo ta trước đi qua. Tề ninh giật giật thân thể, sức lực ngược lại khôi phục một ít, chỉ là hai chân tê dại, biết là ở trong rương ngồi đã lâu, hơi thích ứng một chút, mới lạnh như băng nói, ở ngươi bảo ta đi theo ngươi, hai chân của ta bị trói, lẽ nào ngươi để cho ta nhảy đi? ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đã là lúc hoàng hôn, mặt trời còn chưa lặn. Tiểu yêu nữ ngẩng ra, lập tức cười nói, ở nhảy ra đi, thú vị lắm. Lại duỗi một tay ra, cầm lấy hà nhận của tề ninh, các dây thừng trên đùi tề ninh, tề ninh lúc này mới đứng lên theo như dự liệu của mình rương gỗ đặt trên xe ngựa phía trước còn có một chiếc xe ngựa khác phía trên để hai cái rương gỗ lớn bốn bề nhìn nhìn chỉ thấy ba mặt núi chung quanh bóng cây trúc ấm áp cảnh sắc thanh u trước mặt là một mảnh rừng trúc chặn đường đi của xe ngựa người may mắn có thể sống sót người đó có lẽ không chịu nổi tiểu yêu nữ cười hì hì chỉ sang bên cạnh thì hắn không biết đã chết bao lâu rồi đề Ninh từ hòm gỗ đi ra, đứng ở xe ngựa thuận tay nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh quả nhiên có một người nằm trên mặt đất, mặt hướng lên trên, là đại hán bị đại quỷ đóng đinh trên cây, lúc này không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch giống như tuyết không có một chút huyết sắc nào, thân thể cứng ngắc, vừa nhìn liền biết đã chết rồi. Triệu Uyên và một đại hán khác cũng bị cắt đứt dây thừng trói hai chân, hai tay đều bị trói lại, đại hán mặc trang phục quắc thước cuối đầu, Triệu Uyên sắc mặt vàng vọt, quần áo sột sệt, chật vật không chịu nổi, khác nhau một trời một vực với hình tượng của người đọc sách trông có vẻ văn nhã lúc trước. Giờ phút này hắn đang mang vẻ mặt âm trầm, đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn tiểu yêu nữ. Song quỷ to lớn như người khổng lồ đứng ở một bên, lúc này sắc trời vẫn còn sớm, không còn lờ mờ như đêm đó ở Hạp Sơn, lúc này tề ninh nhìn kỹ hai người kia, ngược lại có chút giật mình. Song quỷ lớn như vậy nhìn bóng lưng, ngược lại là cự hán khôi ngô thân hình cao lớn. Thế nhưng giờ phút này chính diện xem xét, mới phát hiện làn da hai người này rất vàng như nến giống như bôi lên mặt một tầng sơn sơn màu vàng lông mi thật dài buông xuống bên khóe mắt xương gò má rất cao miệng cũng nhô ra về phía trước khuôn mặt vốn vàng như nến mọc ra lông vàng thật dài nhìn rất giống viên hầu nhưng rõ ràng không phải viên hầu tựa như là viên hầu còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành người mặt trời chiều ngã về tây trên mặt hai người không có bất kỳ vết thương nào nhưng cảm giác cho tề ninh còn xấu xí hơn so với đại hán xấu xí bị hủy một nửa khuôn mặt vừa nghĩ đến cả đàn ông xấu xí râu quai nón, tề ninh mặc dù nghĩ đến cố thanh ngọc, nhưng không biết bây giờ bọn họ có an toàn không. Chợt nghe thấy không trung truyền đến một tiếng keo kỳ quái, tề ninh cảm thấy tiếng keo này hết sức quen thuộc, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con chim lớn, tiếng keo xoa qua thì lập tức khiến cho tề ninh đêm đó ở hạp sơn nghe tiếng chim keo như giả thú này, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ cũng không đến mức con chim to ở trong hạp sơn bay lại đây đã thấy đại điểu giống như một khối thiên ngoại thiên thạch bỗng lao xuống, tốc độ rất nhanh, tề ninh nhịn không được lui về phía sau hai bước. Con chim to kia lao tới như ti chớp, đúng là lao về phía tiểu yêu nữ. Tề ninh cao mày, thấy tiểu yêu nữ dường như không phát hiện ra con chim to lao xuống, càng không né tránh, thầm nghĩ yêu nữ ngươi có ác báo, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi làm sao có thể chịu được sự tập kích của con chim, chẳng qua nhìn nàng còn nhỏ tuổi, giống như một cô nàng bằng sứ được tạc từ Mỹ Ngọc, nếu bị con chim lớn tập kích cũng là đáng tiếc đại điểu kia sắp đụng tới tiểu yêu nữ đã thấy đại điểu kia lật một cái lập tức vòng quanh tiểu yêu nữ một vòng sau đó rơi vào trên đầu tiểu yêu nữ đứng vững vàng tề ninh ngơ ngác một chút lúc này thấy rõ ràng đó là một con chim lớn giống như chim ưng toàn thân lông vũ đen kịch sáng bóng mỏ chim giống như móc sắt mặc dù chỉ là một con chim ưng nhưng đôi tròng mắt kia lại mang theo hàng ý sắc bén hình thể của nó không nhỏ đứng ở trên đầu tiểu yêu nữ toàn bộ thân thể lớn hơn nhiều so với đầu tiểu yêu nữ tiểu yêu nữ lại cười khúc khích kêu lên ê đại quỷ nhưng chỉ thấy đại quỷ đã lấy một cái túi da ở trong tay đưa tay móc từ trong đó ra giơ tay ném cho chim ưng kia nó ném đúng chuẩn chim ưng cũng nhanh nhẹn mỏ chim ưng ngậm về phía trước đã kẹp vật kia vào cái mỏ như móc sắt tề ninh nhìn kỹ lắp bắp kinh hãi nhưng lại nhận ra đó rõ ràng là thịt trắng y lập tức nhớ tới, ngày đó ở Hạp Sơn nhìn thấy cũng không biết là đại quỷ hay tiểu quỷ bắt rắn trong núi, hơn nữa còn chém đại xà thành từng đoạn, lúc ấy không biết muốn dở trò quỷ gì. Hiện tại rốt cuộc y đã minh bạch, đó là đưa chim ưng này cho con chim ưng để kiếm mồi. Nói như thế, chim ưng hung mảnh này đúng là sủng vật của tiểu yêu nữ. Cũng khó trách nghe được tiếng kêu kỳ quái của chim ưng, tiểu yêu nữ này cũng không ngẩng đầu lên, càng không quan tâm nó từ trên trời giáng xuống, đây vốn là vật nàng ta nuôi, tự nhiên không sợ. Tiểu cô nương người ta nuôi tiểu miêu, tiểu yêu nữ này lại là nuôi rắn nuôi ưng, Tề Ninh càng cảm thấy tiểu yêu nữ này lai lịch bất phàm. "Này, ngươi nói bóng đen phiêu phiêu có xinh đẹp hay không?" Tiểu yêu nữ Dương Dương đắc ý hỏi Tề Ninh, "Gã nàng ấy là tự tay ta nuôi lớn, từ nhỏ đã dùng rắn rết nuôi nấng, còn ăn thịt người." Chỉ chỉ thi thể nằm dưới đất, nói e đợi chút nữa bộ thi thể này liền thưởng cho hát thiểm. Nhất tay quá đỉnh, vút ve gọi là chim ưng đen lấp lánh, kệ hát thiểm, ngươi có muốn ăn thịt người không? Ta giữ lại cho ngươi. Tề ninh nghĩ thầm thi thể này chỉ sợ là bởi vì độc phát mà chết, bóng đen nuốt vào thịt người, chẳng lẽ không sợ trúng độc? Lại nghĩ độc này vốn là tiểu yêu nữ hạ, bóng đen này là do nàng nuôi dưỡng, tự nhiên không sợ. Tiểu yêu nữ lại muốn để hát thiểm ăn thịt người, đề Ninh buồn nôn nói không nên lời, trong lòng càng chán ghét tiểu cô nương này hơn. Rốt cuộc ngươi là ai? Triệu Uyên quán độc nhìn tiểu yêu nữ mở miệng hỏi, ở ngươi có biết ngươi đã gây ra đại họa rồi không? Tiểu yêu nữ mở trừng hai mắt, cười hì hì nói, để cha ta nói ta suốt ngày chỉ biết gây họa, ta bẩm sinh đã thích gây họa, vậy thì sao? Triệu Uyên tuy quần áo lộn xộn, có chút chật vật, nhưng vẫn cười lạnh nói, ở ngươi là họ thu. Thu, tiểu yêu nữ cười khanh khách nói ở ngươi đoán già đoán non ta khi nào thì họ quá thu triệu uyên sửng sốt nhưng ngay lập tức nói vì vậy ngươi có biết bàn dịch không tiểu yêu nữ ngạc nhiên nói ở ngươi chẳng lẽ ngươi biết sư phụ ta lời này của nàng đương nhiên đã thừa nhận bàn dịch là sư phụ nàng tề ninh nghĩ thầm bàn dịch là ai triệu uyên làm sao biết người này chẳng những hắn rất tò mò lai lịch tiểu yêu nữ mà lai lịch của Triệu Uyên này khiến người ta nhìn không thấu. Triệu Uyên lập tức phát ra tiếng cười quái dị, nói, thì hóa ra ngươi là đồ đệ của bàn dịch. Chẳng trách, ta nên sớm đoán ra ngươi và bàn dịch có quan hệ sâu xa. Tay tiểu yêu nữ cầm hàng nhận, hai cái chân trắng hồng bước tới gần, dạo quanh Triệu Uyên một vòng, nghi vấn nói, ở ngươi biết sư phụ ta. Làm sao ngươi biết tên họ? Dĩa nhảy dịch thanh, người biết cũng không ít. Triệu Uyên lạnh lùng nói, kẻ cửu khê độc vương đúng là cao thủ dùng độc đệ nhất của ba thuộc. Bàn dịch bị người Bạch miêu coi là thần minh, không ngờ ngươi lại là đệ tử của hắn. Tề Ninh nghe vậy mới biết bàn dịch hóa ra là độc vương. Dù ở đâu đi nữa, có thể được gọi là vương, chắc chắn phải là nhân vật đứng đầu rồi. Cho nên nếu cái bàn dịch này đã được gọi là độc vương, đương nhiên vô cùng lợi hại trên phương diện dùng độc. Con bé là đệ tử của bàn dịch, khó trách sao lại am hiểu cách dùng độc. Tiểu yêu nữ lại biểu môi, bất mãn nói, hệ ba thuộc đệ nhất dùng độc cao thủ. Cái này cũng không phải, thiên hạ tuyệt độc, tận tại ba thuộc, sư phụ ta nếu là cao thủ dùng độc đệ nhất của ba thuộc, thì chính là cao thủ dùng độc đệ nhất thiên hạ. Nếu hắn biết ngươi nói hắn là cao thủ dùng độc đệ nhất của ba thuộc, chẳng những không vui, còn muốn cho ngươi chết rất thảm. Tiểu yêu nữ, ta khuyên ngươi nên tranh thủ thời gian thả bọn ta ra, giao tề ninh cho bọn ta. Triệu Uyên trầm giọng nói, ở ờ ngươi cứ lấn ác bờ vực, ta coi như tuổi nhỏ ngươi không hiểu chuyện, có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không chẳng những ngươi rước tới tai họa cho chính mình, chỉ sợ toàn bộ Bạch Miêu đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tề Ninh không nhịn được thở dài trong lòng, thầm nghĩ Triệu Uyên ngươi từ đâu tới tự tin đó, đều bị người tra tấn thành bộ dạng này, còn ở nơi này khoác lác không biết ngượng, tiểu yêu nữ này cũng không phải là bị giam ba câu dọa cho sợ, lúc này còn đang uy hiếp nàng, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quả nhiên, tiểu yêu nữ nghi mặt nói, Ê sư phụ dạy ta, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, ta nếu đã bắt ngươi, thì tuyệt sẽ không thả ngươi. Ngươi còn đang uy hiếp ta, ta cũng không sợ ngươi đâu. Nói một tiếng huyết sáo trong trẻo, trên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên vỗ cánh bay lên, tề ninh còn tưởng rằng hắc thiểm phải rời đi, lại thấy nó xoay một vòng, đến trước mặt triệu uyên, hai móng vuốt sắc bén vươn ra, chuẩn xác không tì vết mà chọc vào mắt triệu uyên, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của triệu uyên, hắc thiểm huyết dài một tiếng đã dương cánh bay lên hốc mắt triệu uyên đầm đìa máu me cũng đã bị hắc thiểm lấm tay luống cuốn làm mù hai con mắt triệu uyên thê lương kêu thảm thiết tên đại hán bên cạnh đã nhũng cả hai chân quỳ xuống tiểu yêu nữ cười khanh khách hỏi đại hán kia kẻ ta cũng không bảo bóng đen làm mù mắt ngươi ngươi sợ cái gì đại hán mồ hôi lạnh như mưa rung giọng nói y cô nương xin cô nương tha cho ta ta để lắp bắp cũng không biết nên nói gì hắn luôn giả thần giả quỷ lại không nói thật cô nàng đứng trước mặt gã cao to hỏi ở ngươi nói cho ta biết rốt cuộc hắn là ai hắn hắn là phán quan đại hán đã biết tiểu yêu nữ này thủ đoạn độc ác rung giọng nói ê ta ta chỉ là nghe theo hắn phân phó cô nương thả ta đi đi giám quan lại có ý gì Tiểu yêu nữ hỏi, ở ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nhất định phải chết. Gã cao to nói, ê phán quan. Phán quan chính là phán quan địa phủ, trưởng quản sổ sách sinh tử. Tiền nợ sinh tử. Vâng. Là, cửu u địa phủ, sinh tử luân hồi, có phán quan phán định tội lỗi, sau đó. Sau đó đánh vào 18 tầng địa ngục. Đại hán sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run." hiển nhiên đã bị tiểu yêu nữ này dọa vỡ mật, về chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi theo phán quan là có thể. Có thể kéo dài tuổi thọ, sau khi chết cũng không cần tiến vào 18 tầng địa ngục. Tề Ninh lập tức có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đại hán này bị tiểu yêu nữ hù cho ngốc, cho nên mới nói nhảm đầy miệng. Hiển nhiên tiểu yêu nữ cũng cảm thấy đại hán đang nói hưu nói vượng, nói, ở ngươi mà còn nói hưu nói vượng, ta sẽ khiến cho bóng đen đó lúng cuốn con mắt của ngươi cô nương, ta ta không dám nói dối, đây đều là sự thật. Người đàn ông quỳ trên mặt đất, cúi đầu, thì giám quan đang ở đây, ngươi. Ngươi có thể hỏi hắn. Tiểu yêu nữ cười nói, ở e, ngươi nói chỉ cần nghe lời hắn nói, ngươi có thể kéo dài tuổi thọ. Sao không nói ngươi có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn không chết? Gã cao to nói, e, nếu, nếu như lập được công lao, thì có thể trường sinh bất lão. Tiểu yêu nữ cười khanh khách đứng lên, nhìn Triệu Uyên, chỉ thấy Triệu Uyên đã bị đại quỷ dùng hai tay đè bả vai, không thể nhúc nhích, hai hốc mắt đầm đìa máu tươi, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Tiểu yêu nữ hướng về phía Triệu Uyên nói, hắn nói nghe lời ngươi là có thể trường sinh bất lão, ngươi ngay cả chính mình cũng không bảo hộ được mình, còn có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão. Ngươi là phán quan, hắn nói ngươi trưởng quản sinh tử, vậy bây giờ ngươi bảo ta chết, có bản lãnh gì không? đi tới, châm chọc nói, cho hiện tại sinh tử của ngươi ở trong tay ta, vậy có phải phán quan của ta hay không? Triệu Uyên toàn thân rung động, vẫn lớn tiếng gào thét, ở ờ ngươi khinh nhận U Minh, sẽ không, sẽ không có kết quả tốt, U Minh địa tạng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu yêu nữ nói, kể ta không tin ngươi, nếu thật sự có U Minh địa tàn gì, ngươi kêu hắn qua tìm ta là được. Đôi tay nhỏ phấn bạch chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một viên thuốc, Triệu Uyên kia còn muốn mở miệng mắng to, tiểu yêu nữ thừa dịp hắn há mồm, đã đem viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, đại quỷ đã vươn một bàn tay to, che miệng Triệu Uyên lại, không cho hắn nhổ ra viên thuốc. Tề Ninh nhìn thấy, thầm nghĩ tiểu yêu nữ này chẳng lẽ muốn hạ độc chết Triệu Uyên. Triệu Uyên tự nhiên cũng cảm thấy bị tiểu yêu nữ ném vào trong miệng dược hoàng, liều mạng giải dụa. Chẳng qua là đại quỷ giống như cự thú liều mạng ấn chặt lại, Triệu Uyên căn bản không cách nào thoát thân, càng không thể phun ra được dược hoàng trong miệng. Chỉ chốc lát sau, đại quỷ buông tay ra, Triệu Uyên phun ra hai ngụm, lại chỉ phun ra hai ngụm nước thủy, cũng không thấy viên dược hoàng. Tiểu yêu nữ cười khanh khách nói, e thuốc vừa vào miệng rất nhanh liền hóa giải, ngươi muốn nôn cũng phun không ra. Yêu nữ, ngươi ngươi chắc chắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Triệu Uyên mắng như nguyền rủa, sau đó niệm kinh nói, kỳ an nhẫn bất động như đại địa, tỉnh nghĩ thâm sâu như bí tàng, u minh địa tàng a à. a à. giọng nói bỗng nhiên khàn khàn chỉ phát ra y A hay thanh âm đã không thể nói chuyện để ngươi giả thần giả quỷ nói hưu nói vượng tiểu yêu nữ vỗ tay cười nói hề bây giờ ngươi biến thành người câm xem ngươi còn có thể nói cái gì tề ninh lúc này mới biết được viên dược hoàng vừa rồi thì ra có thể làm cho người không thể nói chuyện tiểu yêu nữ chỉ cho là triệu Yên đang khu môi múa mép nhưng tề ninh lại cảm thấy những lời nói cổ quái kỳ lạ của triệu uyên rất có bí ẩn triệu uyên dẫn theo một đám người khống chế nhà cũ của tề gia vốn vô cùng quỷ dị tề ninh sớm đoán được là có chỗ dựa khác nếu không với lực lượng của mấy người này tuyệt không dám xúc phạm đến hầu cẩm y tề gia bây giờ xem ra sau lưng triệu uyên có cao nhân khác cũng không có nhưng đến cùng là người như thế nào vì sao phải ra tay với tề gia triệu uyên mấy lần nhắc tới u minh địa tàng cái U Minh Địa Tàng e này là thần thánh phương nào? Có điều nội tình võ công của Triệu Uyên quả thật không lên được mặt, võ công của hắn cũng chưa chắc đã là U Minh Địa Tạng, chỉ sợ chỉ am hiểu âm mưu quỷ kế. Chỉ tiếc tiểu yêu nữ đã dùng thuốc biến Triệu Uyên thành người câm, nếu không chưa chắc không thể bước ra một ít tin tức hữu dụng từ trong miệng Triệu Uyên ra. Tiểu yêu nữ cũng không tiếp tục lưu lại, trực tiếp đi tới rừng trúc phía trước, đại quỷ tiểu quỷ còn lại ép mấy người tề ninh đuổi theo tề ninh bất động thanh sắc muốn thử xem có thể dãy khỏi hai tay hay không kiếp trước chịu huấn luyện cũng là đặc biệt chịu phạt làm sao thoát khỏi dây thừng thử vài lần liền biết không có mấy khả năng dây thừng trói hai tay tuyệt đối không phải sợi dây bình thường trắng chắc cứng rắn trừ phi lấy hà nhận vô cùng sắc bén cắt đứt nếu không thì binh khí bình thường cũng chưa chắc có thể cắt đứt được sợi dây thừng này trong lòng hắn lại suy nghĩ chờ thể lực khôi phục một chút tìm đúng cơ hội nhìn xem có thể lấy tiêu giao pháp phát thân hay không tiểu yêu nữ này tâm ngoan thủ độc không thể để mặt nó bày bố mãi được nếu có cơ hội cho dù là thừa cơ khống chế nàng cũng được nhưng tiểu yêu nữ này rất tinh quái cũng không dễ đối phó đi xuyên qua khu rừng trúc này hai bên liền trở nên hẹp lại sau khi đi được một lát phía trước lại trống trải chợt thấy phía trước xuất hiện một hồ nước đối diện hồ nước là một mảnh xanh tươi đúng là đủ loại hoa cỏ tề ninh nhìn thấy trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ giờ này vạn vật điêu linh dù là số lượng trên núi cũng đã rụng lá tàn tạ sao còn có thể sinh ra hoa cỏ xanh tươi như vậy cách đó không xa là ba gian nhà tranh phóng tầm mắt chung quanh cũng không khói người thì ra trong sơn cốc có người ở đây tề ninh nghĩ thầm để tiểu yêu nữ bảo người giải độc cho chúng ta hẳn là ở nơi này trong lòng cũng không biết tiểu yêu nữ này rốt cuộc muốn bán loại thuốc gì vòng quanh hồ nước nửa vòng đến trước vườn cỏ, Tề Ninh thấy những hoa cỏ này chỉnh tề trật tự, mương máng đều có, hơn nữa đất đai ẩm ướt, tự hồ vừa mới tưới nước. Tiểu yêu nữ nhìn chầm chầm mấy gia nhà tranh kia, bỗng nhiên làm ra thủ thế, liền thấy đại quỷ mang theo ba cổ xoa, quét ngang qua hoa cỏ trên bãi cỏ, khí lực của nó rất lớn, ba cổ xoa đảo qua, hoa cỏ bay tán loạn, lập tức đánh gãy rất nhiều hoa cỏ, mà đại quỷ cũng không có ý dừng tay, quét tới quét lui. Tề ninh nhíu mày, Nghĩ thầm tiểu yêu nữ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, chạy đến nơi đây, ngay cả người cũng không thấy, liền muốn phá hủy đi vườn cỏ của người khác. Hắn có thể nhìn ra, hoa cỏ này tuyệt không phải là vật tầm thường, hơn nữa đều có người trồng rất tỉ mỉ. Đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng ê e chíp chíp chíp, cho tệ ninh nhìn thấy một bóng dáng từ bên cạnh bỗng nhiên chạy ra, nhào tới đại quỷ, tốc độ rất nhanh, tề ninh còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, thì đã nghe đại quỷ phát ra tiếng rống trầm thấp, nhìn kỹ lại thì ra là một hầu tử toàn thân lông trắng đang ngồi xổm trên đầu vai đại quỷ, cào loạn đầu đại quỷ một hồi, trong miệng phát ra thanh âm ê chíp chíp, rồi nhìn qua hết sức phẫn nộ. Hầu tử lông trắng kia hình thể không lớn, tốc độ rất nhanh, chân thỉ cào loạn, đã kéo khăn trùng đầu quấn trên đầu đại quỷ xuống, lộ ra cái đầu trọc lốc của đại quỷ. Trên mặt đại quỷ phủ đầy lông vàng, thế nhưng trên đỉnh đầu lại không hề có một cọng tóc nào. Đại quỷ đã bỏ lại tam cổ xoa, hai tay bắt lấy bạch hầu tử trên vai, tốc độ rất nhanh, tay đại quỷ còn chưa tới, nó đã trầm xuống, chạy tới sau lưng đại quỷ cào loạn một trận, quần áo sau lưng đại quỷ bị cào rách, vết máu xuất hiện trên lưng nó. Đại quỷ tuy thân hình cao, nhưng động tác cũng không chậm, hai tay chột tới trước lui, chỉ tiếc thủy chung không theo kịp tốc độ của bạch mau hầu, nhảy lên nhảy xuống. Ngay tại lúc này, chợt nghe tiếng kêu thì hoa hoa y vang lên, tề ninh ngẩng đầu, bóng ma xuất hiện trên trời, vừa nhìn liền biết là bóng đen, giống như tia chớp từ không trung gào thét mà đến. Tiểu yêu nữ cười khanh khách nói, kỳ hắc thiểm, đe mắt khỉ con này nắm mù. Màn đen lóe từ trên không mà xuống, chỉ trong nháy mắt, hai móng vuốt sắc bén đã chột vào bạch hầu tử trên người đại quỷ. Tề ninh thần sắc lạnh lùng, song trảo đen bóng sắc như câu, rất sắc bén, nếu thật sự bắt được bạch hầu tử, bạch hầu tử chắc chắn phải chết. Mắt thấy móng vuốt sắc bén đen kịch chỉ cách hầu tử bạch hầu tử trong gan tức đã thấy nó lật chuyển một cách tiêu sái, nhưng đã né tránh được. Móng vuốt sắc bén của nó chột vào người con quỷ, đại quỷ gầm nhẹ một tiếng, trên lưng đã bị móng vuốt sắc bén đen, đen lập lè cào xuống hai miếng thịt. Hắc thiểm chụp vào khoảng không, nhưng không hề dừng lại, đi vòng quanh thân thể đại quỷ, lại đi bắt bạch hầu tử, bạch hầu tử chỉ chạy tới chạy lui trên thân đại quỷ, bóng tối liên tục chụp vài lần, đều bị bạch hầu tử thoải mái né tránh, ngược lại trên thân đại quỷ đã bị hắc thiểm bắt hạ nhiều khối huyết nhục, máu tươi đầm đìa. Tề Ninh vốn tưởng rằng bạch hầu tử sẽ mất mạng dưới móng vuốt của nó, ai ngờ tốc độ của con bạch hầu tử này không hề thua kém bóng đen, hơn nữa thân hình còn linh hoạt hơn bóng tối, loài khỉ vốn nhanh nhẹn, tốc độ của bạch hầu tử này so với hầu tử bình thường hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa kỹ xảo né tránh cũng không phải loại khỉ bình thường có thể so sánh được. Tề Ninh rất chán ghét tiểu yêu nữ, nhưng lại phản cảm với Hắc Thiểm, nên lúc này thấy bạch hầu tử chơi đùa hắc ám, hơn nữa còn phát ra tiếng gầm rú trầm thấp từ trong cổ họng đại quỷ, vô cùng sảng khoái tiểu yêu nữ sắc mặt lạnh lẽo lấy ra cái ống trúc nhỏ kia tới gần bên miệng tự hồ muốn nhân cơ hội đánh lén bạch hầu tử tề ninh nhìn ở trong mắt thầm nghĩ tiểu yêu nữ ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đại quỷ và hắc thiểm liên thủ cũng không thể bắt được bạch hầu tử bây giờ ngươi còn chuẩn bị xuất thủ đây chính là ỷ đông hiếp yếu đấy chợt nghe thấy một thanh âm thanh thúy nói lê bạch linh tới đây thanh âm là từ bên cạnh tề ninh truyền đến Tề Ninh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một nữ tử thân mang áo xanh, dáng người thon dài, ống quần kéo đến đầu gối, làn da không thể so với tiểu yêu nữ trắng nõn non nớt, chính là màu lúa nhỏ vô cùng khỏe mạnh, lộ ra hai bắp chân rắn chắc tròn trịa, ăn mặc tuy thập phần giản dị, thậm chí giống một thôn nữ, nhưng duyên dáng yêu kiều, tự có một cổ khí chất thanh lệ. Hầu tử lông trắng nghe được tiếng nàng kia kêu, lập tức như thiểm điện bay chạy đi, bóng đen dường như cũng không cam lòng, còn muốn đuổi theo tiểu yêu nữ huyết sáo một tiếng, bóng đen mới vỗ cánh bay lên. Bạch hầu tử chạy đến trước người cô gái kia, ngồi dưới đất, giơ một tay lên chỉ về phía đại quỷ, trong miệng phát ra âm thanh chích chích, tề ninh nhìn vào mắt, chỉ cảm thấy bạch hầu tử này quả thực đáng yêu, cũng rất thông minh, nếu không có gì ngoài ý muốn, cô gái kia hẳn là chủ nhân của bạch hầu tử. Nữ tử ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu bạch linh, bạch linh nhìn qua thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, cô gái lập tức làm thủ thế, lúc này Bạch Linh mới nhảy nhót rời đi. Nữ tử đứng dậy, trong tay mang theo một cái giỏ trúc nhỏ, nhẹ nhàng đi tới, lúc tới gần, Tề Ninh nhìn thấy cô nương này cũng mới 17-18 tuổi, làn da tuy là màu lúa mạch khỏe mạnh, nhưng bộ dạng lại vô cùng tú lệ, chẳng qua khuôn mặt không chút biểu cảm, từ khi đám người Tề Ninh đi qua, chuyển đến một lối đi nhỏ giữa vườn cỏ, đường mòn kia thông thẳng đến ba gian nhà tranh. Tiểu yêu nữ thấy cô nương kia không nói một lời, lập tức chống nạnh, kêu lên, ở ừ, ngươi không thấy ta sao? Cô nương dừng bước, không quay đầu lại, nói, ở ừ, ngươi đi đi, đây không phải chỗ ngươi ngốc đâu. Thế nào mà dễ dàng muốn để ta đi như vậy? Tiểu yêu nữ cười nói, Ê đường nặc, đã rất nhiều năm rồi ta không nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không muốn ta sao? Tề ninh nghĩ thầm hóa ra cô nương này tên là đường nặc, theo lời tiểu yêu nữ, hóa ra hai người đã quen biết từ sớm, có lẽ là gặp lại cố nhân, nhưng đã nhiều năm không gặp mặt, đường nặc thấy tiểu yêu nữ hoàn toàn không có cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại nhau trong lòng tề ninh hơi nghi hoặc đường nặc xoay người lại vết mắt nhìn đám hoa cỏ bị đại quỷ hủy đi cao mày nói ở những dược thảo này nếu tinh luyện ra có thể chế thành dược vật có thể cứu không ít người vì sao ngươi lại sai người phá hủy nó cần bao nhiêu bạc ta đền cho ngươi là được tiểu yêu nữ chẳng hề để ý nói cho ta phí rất nhiều tâm tư mới để cho người ta tìm được tung tích của các ngươi chạy được đường xa tới tìm ngươi, ngươi cũng không mời ta vào ngồi một chút sao? Bây giờ ta đang khát nước, ngươi cho ta trà uống đi. Tề Ninh nghe bà nói đến với các ngươi, thầm nghĩ nơi này không chỉ có một mình đường nặc, lại không biết còn có người nào ở đây. Đường nặc chẳng buồn để ý, chỉ nói, ở người trúng độc thì ở lại, ngươi rời khỏi đây ngay bây giờ, càng xa càng tốt. Nét mặt nàng ta bình tĩnh, giọng nói bình thản, nhưng vẫn lộ ra vẻ không thích tiểu yêu nữ. Tề Ninh nghe vậy, chỉ cảm thấy quả nhiên đường nặc không đơn giản, liếc mắt là nhìn ra có người trúng độc. Ta biết rõ ngươi sẽ không vi phạm lời thề. Tiểu yêu nữ cười khanh khách nói, Ê đúng rồi, lão gia hỏa kia đã đi đâu? Sư phụ ta một mực nhớ mang theo hắn. Hướng về phía mau xá kêu lên, Ê lê lão đầu, ngươi trốn ở trong phòng làm gì? Còn không đi ra. Nếu không đi ra, ta sẽ làm cho người ta đốt trụi cả phòng của ngươi. Tề Ninh không biết lão Lê lão nhân kia là người ra sao, lại nghĩ tiểu yêu nữ này nói đường nặc sẽ không vi phạm lời thề, nhưng không biết đến tột cùng là lời thề ra sao, tiểu yêu nữ làm sao biết lời thề của đường nặc. Lại nghe đường nặc lạnh nhạt nói, kể e, hắn không có ở đây lâu, sư phụ của ngươi nếu muốn gặp hắn, chờ một năm rồi lại tới. Ồ! Tiểu yêu nữ cười nói, ê e, ta không tin. Đúng là chạy về phía mấy gia nhà tranh kia, đường nặc cũng không ngăn cản, chờ nàng chạy tới, đường nặc cũng không nhìn nàng đi tới quét hai mắt đưa ra một bàn tay hình tay của nàng thật ra rất đẹp ngón tay mảnh khảnh có thể thấy được sự linh hoạt của nó bất quá có lẽ là thường xuyên lao động làn da trên tay có chút thô ráp thậm chí có chút ngâm đen hai ngón tay kẹp một viên thuốc nói với triệu uyên gây mở miệng triệu uyên cảm giác có người đến trước mặt mình trên mặt lập tức hiện ra vẻ đề phòng ngậm chặt miệng thậm chí lùi về sau một bước hắn vừa hận tiểu yêu nữ vừa sợ lại thấy đường nặc thân quen với tiểu yêu nữ cũng coi đường nặc là địch đường nặc thẳng nhiên nói ở ngươi sắp phải chết rồi viên thuốc này có thể tạm thời bảo vệ trái tim của ngươi có thể kéo dài 12 canh giờ nếu không ngươi không chống được hai canh giờ triệu uyên hai mắt đã mù không thể nói lúc này cũng chỉ có thể nghe người ta nói đường nặc nói hắn tự nhiên nghe rõ ràng do dự một chút cuối cùng mở miệng đường nặc khẽ búng ngón tay viên thuốc liền vào miệng triệu uyên tề ninh nhìn chiêu này của nàng thật phần xinh đẹp trong lòng nghĩ cô nương này chỉ sợ cũng biết chút võ công đường nặc đi đến bên cạnh đại hán triệu uyên nhìn kỹ sắc mặt đại hán sau đó đưa tay qua đại hán đang định né tránh đường nặc thản nhiên nói tề e không nên cử động cô nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta không dám cãi lời đại hán dừng lại đường nặc giơ tay khẽ nhíu mày hơi trầm ngâm chỉ vào hồ nước phía trước nói ở ngư nhảy xuống nước trước không có ta dặn dò đừng lên gã to lớn ngẩn ra, ngay cả tề ninh cũng cảm thấy cổ quái, đại hán kia cẩn thận hỏi, Ê cô nương, ta. Nếu ngươi không muốn chết, thì lập tức nhảy xuống đi. Đường nặc nói, kể các ngươi đã trúng độc, đương nhiên ta sẽ cố gắng hết sức cứu giúp, nhưng nếu thật sự không cứu sống được thì cũng không trách ta được. Đại hán do dự một chút, cuối cùng xoay người, bước nhanh chạy đến bên cạnh hồ nước, cũng không do dự nữa, một thân gây phịch e nhảy xuống đợi đường nặc đi tới trước mặt tề ninh tề ninh nghĩ thầm mình chỉ bị độc phong ngủ đông một chút hẳn là nhẹ hơn hai người rất nhiều cười nói để cô nương cũng giúp ta nhìn xem đường nặc quan sát một hồi đôi mi thanh tú nhăn lại ở ngươi bị thương à tề ninh sửng sốt đường nặc đã nói ở ngươi trúng độc của đại lan phong cũng không tính là quan trọng nhưng mà ngươi còn bị nội thương bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng ngươi tề ninh thầm nghĩ trong đầu ta cũng chưa từng bị người khác đánh qua tâm can phổi tự hồ cũng không có thương thế gì cô nương này có phải nhìn lầm rồi hay không đang muốn giải thích đột nhiên nghĩ đến đan điền của mình có kinh khí tích trữ chẳng lẽ nội thương mà đường nặc nói là chỉ đan điền của mình võ công của đoạn thương hải cao cường thế nhưng là ngay cả hắn sau khi qua mạch mới xác định đan điền của mình xuất hiện vấn đề đường nặc chỉ nhìn thoáng qua chẳng lẽ có thể nhìn ra đan điền của mình có vấn đề theo lời nói như vậy chẳng lẽ đường nặc một nữ tử tuổi còn trẻ so với đoạn thương hải còn lợi hại hơn nội thương của ngươi không phải hai ba ngày là chữa khỏi được hắn trúng độc sâu nhất chỉ có thể giải độc cho hắn trước đường nặc nhìn triệu uyên một cái thản nhiên nói về thương thế của ngươi sau này trị liệu kỹ càng lại tề ninh nhịn không được hỏi cái đường cô nương cô làm sao biết chúng ta là người tốt hay người xấu vì sao lại giải độc trị thương thay chúng ta nếu trong chúng ta có người xấu chẳng lẽ cô cũng muốn giải độc cho người xấu nói xong liếc triệu uyên một cái ý là triệu uyên này cũng không phải người tốt gì cô vẫn là nghĩ kỹ rồi lại đi đường nặc không hề giữ lời nhưng cũng không tính lạnh lùng như băng trước sau vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên nói thì ở trước mặt ta không có người tốt xấu chỉ cần bị thương hoặc bị bệnh ta sẽ cố hết sức chữa trị thầy thuốc như cha nương tề ninh tán thưởng nói kêu cô nương trạch nhân hậu là một đại phu tốt cứu thế trong huyền hồ đôi mắt vốn bình tĩnh như thu thủy của đường nặc bổng trở nên lạnh lùng giọng nói cũng trở nên lạnh lùng ta không phải đại phu lúc này lại nghe thấy tiểu yêu nữ ở bên kia kêu to lê lão đầu có phải ngươi sợ sư phụ ta hay không rùa đen rút đầu không dám đi ra nàng đã tìm kiếm khắp ba gian nhà tranh cũng không tìm được dấu vết hai người các ngươi theo ta vào nhà đường nặc nhặt một cây lên đưa cho triệu uyên triệu uyên nắm chặt đường nặc thì cầm một đầu khác dẫn triệu uyên vào nhà xí tề ninh thấy thế chỉ cảm thấy đường nặc này thật ra tâm địa thiện lương tề ninh đi theo sau triệu uyên tới bên ngoài mao xá tiểu yêu nữ đã ngồi trên ván gỗ trước cửa nói với đường nặc ở ngươi phải có bản lãnh ngay cả mắt của hắn cũng chữa khỏi đường nặc căn bản không để ý đẩy cửa đi vào trong dẫn triệu uyên vào tề ninh do dự một chút cũng theo vào. Trong phòng bày biện rất đơn giản, lúc này mặt trời đã lặn, sắc trời dần tối, trong phòng cũng tối đen, đường nặt đốt đèn, cởi bỏ dây thừng trói hai người, lại rót hai chén nước, trước cho Triệu Uyên một chén, sau đó đưa Tề Ninh một bát, Tề Ninh nhận chén nước, thấy nước xanh biếc, vô cùng trong trẻo, do dự một chút, vẫn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Triệu Uyên cũng khát nước, không do dự nữa, uống một ngụm. Tiểu yêu nữ hai tay chấp sau lưng, như tên trộm đi vào trong phòng, hướng về Tề Ninh cười nói, "Ở ngươi không sợ trong nước có độc sao?" "Độc của ta mặc dù lợi hại, nhưng cũng sẽ không lập tức phát tác, các ngươi có thể sống đến bây giờ, Đường Nặc cũng biết dùng độc, nhưng đừng có ở lâu sẽ chết." Tề Ninh hai tay buông lỏng, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cười lạnh nói, "Ở ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều ác độc như ngươi sao? Ngươi lòng dạ độc ác, coi tính mạng người ta như cỏ rác, sau này cũng không biết sẽ là tự pháp như thế nào nữa." triệu uyên tuy không nhìn thấy nhưng lúc này cũng là cùng chung kẻ địch mặt hướng về phía tiểu yêu nữ phát ra âm thanh trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ tự uống nước đường nặc chỉ vào thùng nước trong góc nói với tiểu yêu nữ kể nếu ngươi cảm thấy trong đó có độc có thể không uống tiểu yêu nữ cười nói kể ta không thèm uống đồ của ngươi ta biết ngươi một lòng muốn ta chết nước uống của bọn hắn có lẽ không có độc chờ tới lúc ta uống trong nước nhất định sẽ có độc là bàn dịch dạy ngươi đi đâu cũng phải à. Đường nặc thẳng nhi nói, ở ngoại trừ dạy ngươi dùng độc, hắn còn dạy ngươi những gì nữa. Tiểu yêu nữ cười hì hì, đi tới bên cạnh một cái ghế trúc ngồi xuống, bắt chéo hai chân, hai cái đùi trắng nõn mềm mại đang xen vào nhau, dương dương đắc ý nói, kệ mặt kệ dạy cái gì, so với lê lão hữu dụng hơn nhiều. Đạp chăn lắc, hỏi, e đường nặc, mấy năm nay các ngươi trốn mãi trong này chẳng trách tìm khắp nơi không thấy các ngươi. Đường nặc đã đi tới trước một giá gỗ ở góc phòng, cầm lên một cái hộp gỗ, đặt lên trên bàn, mở ra, tề ninh liếc mắt một cái, lại là một loạt ngân châm, đại khái có một hai mươi cây, dưới ánh lửa, ngân quang lóng lánh, tề ninh vừa nhìn liền biết đường nặc này nhất định sẽ được trị liệu châm cứu. Lại nói tiếp thì đơn giản, chuyên về châm cứu bệnh, thật ra là một liệu liệu rất cao thâm, chẳng những không cần thủ pháp tinh diệu, hơn nữa còn cần lịch luyện tích lũy tháng ngày, đường nặc tuổi còn trẻ tề ninh thật không ngờ nàng cũng biết châm cứu vừa rồi hắn khen ngợi đường nặc là đại phu tốt đường nặc lại phản ứng lạnh lùng tự xưng không phải đại phu điều này làm cho tề ninh cảm thấy nghi hoặc thầm nghĩ đường nặc rõ ràng làm việc đại phu làm nhưng vì sao không miễn ý nhận đại phu xưng hô nàng cùng tiểu yêu nữ rõ ràng đã quen biết nhau từ sớm nhưng hai người nhìn qua đều có vẻ rất lãnh đạm lại không biết hai người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào đường nặc lấy ngân châm kim hơn 10 châm lên cổ Triệu Uyên, ra tay gọn gàng linh hoạt, vừa nhìn đã biết là hảo thủ dùng châm. Tiểu yêu nữ ngồi trên ghế trước nhìn, đột nhiên đứng lên, chậm rãi nhích tới gần, đường Nặc lấy một cây châm dài cuối cùng, dài hơn cả một đoạn so với những cây ngân châm lúc trước đâm vào. Mũi châm đặt vào cổ họng Triệu Uyên, thấp giọng nói, không nên búng, ta phải giúp ngươi dẫn độc ra ngoài. Triệu Uyên lúc đầu còn nghi ngờ đường nặt, nhưng giờ phút này hiển nhiên đã tin tưởng không ít, khẽ gật đầu, trường châm đường nặc đâm nhẹ về phía trước, đâm vào cổ họng Triệu Uyên. Thân thể Triệu Uyên hơi chấn động, Tề Ninh đứng bên cạnh thấy rõ, chỉ thấy châm bạc đâm vào, từ phía sau đã có máu chảy ra. Dưới ánh đèn, huyết dịch màu tím đen, còn mang theo mùi hôi thối. Tề Ninh chỉ cảm thấy mùi vị kia rất khó ngửi, giơ tay bịt mũi, tiểu yêu nữ lúc này cách đường nặc không tới mấy bước, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cổ họng Triệu Uyên. Tề Ninh vốn cho là hắn đang nhìn đường nặc trị liệu như thế nào, thầm nghĩ tiểu yêu nữ này cố ý làm độc với mấy người, mục đích là muốn mượn cơ hội học lén cách trị liệu của đường nặc. Đột nhiên thấy cánh tay tiểu yêu nữ dương lên, chính là hướng về phía đường nặc. tề ninh biết nữ nhân này tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa vừa ra tay, lập tức kêu lên, khi cẩn thận. Quả nhiên nhìn thấy mấy ngôi sao lạnh bay thẳng về phía đường nặc, tốc độ nhanh vô cùng. Tề ninh cảm thấy tức giận, tiểu yêu nữ này thật sự là hết thuốc chữa, lại thấy dưới chân đường nặc hơi điểm một cái, cả người đã như một chiếc lá nhẹ nhàng hiện lên. Sau khi rơi xuống đất, nhìn tiểu yêu nữ, mặt không biểu cảm, tề ninh vốn tưởng rằng nàng chắc chắn sẽ tức giận, ai biết trong mắt nàng cũng không tức giận, ngược lại nổi lên một tia bất đắc dĩ và đồng tình. Võ công của ngươi lại cao hơn không ít. Tiểu yêu nữ hoàn toàn không tự trách, cười tủm tỉm nói, kẻ ta không phải muốn hại ngươi, chỉ là muốn xem võ công của ngươi tiến bộ tới mức nào. Đường nặc thẳng nhiên nói, ở nhiều năm không gặp, ngươi không thay đổi một chút nào ngược lại tăng thêm vốn liếng. Bàn dịch dẫn ngươi đi tới con đường âm độc, chẳng lẽ người kia không nghe hỏi? Người mà ngươi nói là ai? Tiểu yêu nữ cười tươi như hoa, eo sư phụ ta là cửu khê độc vương, người không dạy ta độc ác thì dạy ta được cái gì? Đường nặc tha nhẹ một tiếng, nói, ở ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta biết ngươi không nỡ giết ta tiểu yêu nữ chớp chớp mắt nói em nếu như ngươi muốn giết ta thật ta đã sớm chết rồi đã rất nhiều năm ta không nhìn thấy ngươi muốn gặp ngươi bây giờ thấy rồi sẽ không đi nhanh như vậy đâu đường nặc không buồn để ý tới cô trở lại bên cạnh triệu uyên cầm cây châm bạc đẩy vào cổ họng trong đó máu độc càng chảy ra đậm hơn tề ninh trong lòng lại tính toán tiểu yêu nữ này lúc này cách mình không xa vì thể lực của mình chưa khôi phục hơn nữa hà nhận cũng bị tiểu yêu nữ chiếm lấy nhưng giờ phút này lại là thời cơ tốt nhất để khống chế chỉ cần có thể khống chế tiểu yêu nữ quyền chủ động sẽ nằm trong tay mình vẻ mặt hắn tuy rằng bình tĩnh nhưng cũng đã làm tốt chuẩn bị chuẩn bị đột nhiên xuất thủ khống chế tiểu yêu nữ tiểu yêu nữ nhìn qua tự hồ như không phát giác được dụng tâm của tề ninh nàng cách tề ninh chỉ ba bốn bước lúc này ngược lại lui về sau một bước cách tề ninh lại gần thêm vài phần tề ninh mừng thầm trong lòng chỉ đợi tiểu yêu nữ lùi thêm bước nữa liền có tám chín phần nắm chắc có thể tiến lên bắt được nàng hắn nén giận biết rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu thất thủ tiểu yêu nữ này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ mạng nhỏ của mình nói không chừng sẽ bị chặt đứt trong tay yêu nữ này chợt nghe thấy tiếng acc khỉ trắng lông trắng lúc trước không biết chạy đi đâu bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào nó hết sức quen thuộc với nhà tranh chạy thẳng lên ghế trút ngồi xuống tiểu yêu nữ thấy thế đi tới giơ tay nói kỳ hầu tử thối cút ngay chỗ này là chỗ ta đang ngồi bạch linh không chút quý kỵ tiểu yêu nữ thậm chí hướng về phía tiểu yêu nữ e chip chip kia keo y vài tiếng căn bản không có ý định ngồi xuống tiểu yêu nữ giơ tay lên làm bộ muốn đánh tới bạch linh phản ứng rất nhanh đã theo ghế rút nhảy xuống tiểu yêu nữ thấy thế che miệng nhỏ nhắn cười khanh khách tự hồ cười nhạo bạch linh bạch linh lại tự hồ hiểu rõ nhân tính thấy tiểu yêu nữ cười nhạo mình lại kêu y cực e vài tiếng với tiểu yêu nữ, chợt lần nữa nhảy trở lại trên ghế, một bộ tư thế tuyệt không nhượng bộ. Tiểu yêu nữ lại giơ tay lên, Bạch Linh lúc này đây lại không mắc mu ngồi vững trên ghế trúc, tự hồ không tin tiểu yêu nữ thật sự muốn đánh tiếp. Tề Ninh còn tưởng rằng tiểu yêu nữ này bảo vệ sinh khí, chỉ là chọc cười với Bạch Linh, lại nhìn thấy tiểu yêu nữ giơ tay lên, một mảnh bụi phấn đánh vào trên người Bạch Linh. Bạch Linh từ trên ghế trúc nhảy vọt lên, rơi trên mặt đất, Vương ra hầu trảo muốn cào tiểu yêu nữ, nhưng tiểu yêu nữ đã cấp tốc lui về sau. Bạch Linh chuẩn bị đuổi theo, Tề Ninh lại thấy nó đột nhiên xoay người về phía sau, đúng là lăn lộn trên mặt đất kêu lên ê e chíp chíp, lộ ra thống khổ dị thường. Tề Ninh cảm thấy rùng mình, biết rõ bụi phấn kia nhất định là độc dược, vậy mà tiểu yêu nữ này cũng hạ độc với một hầu tử. Xem ra tiểu yêu nữ căn bản không phải cố ý treo chọc Bạch Linh, mà là dấu cơ hội. Đường Nặc thấy Bạch Linh dãy dụa trên mặt đất, khuôn mặt vốn bình tĩnh rốt cuộc cũng lộ vẻ lo lắng, bước nhanh tới bên cạnh Bạch Linh, thò tay muốn ôm lấy Bạch Linh, nhưng dường như ý thức được điều gì, lấy từ trên người ra hai cái bao tay mỏng manh đeo vào tay, Tề Ninh chỉ nhìn thấy đôi găng tay kia rất nhẹ nhàng, lại không biết do cái gì chế tác thành. Đường Nặc đeo găng tay, lúc này mới đè Bạch Linh lại, lấy một viên thuốc cho vào miệng Bạch Linh, Bạch Linh vốn đang kịch liệt dãy dụa, toa thuốc vừa vào, rất nhanh liền im lặng. Đường Nặc đứng lên, cả giận nói với tiểu yêu nữ, kẻ e tác tính của ngươi không thay đổi, có biết cứ luôn như vậy, một ngày nào đó sẽ hại chết chính ngươi không? Tiểu yêu nữ cười khanh khách nói, kẻ e ta không sợ chết, ai mà giết được ta, ta mới bội phục hắn. Trừng mắt nhìn, nói, kẻ e đường nặc, ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Đúng là không theo sư phụ ta học độc thuật, ta biết rõ ngươi đã học không ít bản lãnh, bản lãnh giải độc chữa thương đều ở trên ta, chỉ tiếc lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh nghe chật chật, nghe nói, ở ngươi cho rằng có thể phòng được độc của ta, đáng tiếc ngươi đã trúng độc. Đường nặc cao mày, ở ngươi nói cái gì? Đi về phía trước một bước, đột nhiên mềm nhũng chân, mềm nhũng ra, sắc mặt cô cũng thay đổi, ngay cả tề ninh cũng thất kinh, liền muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy thể lực cũng suy yếu không ít, mặc dù tay chân còn có thể hoạt động được, nhưng dường như chỉ trong chốc lát đã bị rút đi hơn phân nửa khí lực. Tiểu yêu nữ thấy đường nặc ngã xuống, càng đắc ý, vỗ tay cười nói, Nghe đường nặc, ngươi nói xem, chúng ta ai lợi hại? Ngươi biết giải độc thì có tác dụng gì? Bây giờ ngươi ngay cả cử động cũng không nhúc nhích được, còn có thể giải độc cho mình sao? Đường nặc nhíu chặt đôi mi thanh tú, nói, Ý a à não, ngươi biết ngươi đang làm gì? Ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Tiếu của tiểu yêu nữ bỗng nhiên lạnh lẽo, thì chẳng phải ngươi không nhìn chúng ta sao? Bây giờ thì sao? Là bản lãnh của ngươi hay ta có bản lãnh lớn hơn? Tề ninh thế mới biết tiểu yêu nữ này gọi là y a não. Đường nặc thở dài, người ta đâu có coi thường ngươi. Không cần phải nói ra những lời đó. Tiểu yêu nữ a não cười lạnh nói, tôi trong lòng ta hiểu rõ là, lê lão đầu còn chưa ra cứu ngươi, ngươi cũng có thể chết đó. ngẩng đầu nhìn, nói, để ta phải thiêu hủy toàn bộ căn nhà này, mang dược thảo bên ngoài thiêu hủy hết, ha ha, các ngươi càng tức giận, ta càng vui vẻ. Chạy tới trước cửa, lớn tiếng hướng ra bên ngoài nói, "Cái e đại quỷ tiểu quỷ, hủy hết dược thảo đi, sau đó thiêu hủy luôn căn phòng này." Tề Ninh lúc này trong lòng thầm kêu khổ, hối hận mình quá mức mong ước không có sơ hở, bỏ lỡ thời cơ tốt, vừa rồi nên ra tay, lúc này thể lực thiếu thốn, muốn ra tay cũng không dễ dàng gì tiểu yêu nữ a não trở lại trong phòng ngồi xổm xuống hiển nhiên đối với đường nặc còn có chút kiên kỵ không dám tới gần cách ba bốn bước lại nhìn nói ở ngươi không cần sợ ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như vậy rốt cuộc ngươi muốn gì đường nặc nói ở ngoài tính mạng của ta ra nơi này không có thứ mà ngươi muốn a não cười nói trời kỳ thật ta cũng muốn học y thuật đường nặc bách thảo tập có phải ở trong tay ngươi không nếu như ở trong tay ngươi đưa nó cho ta ta sẽ thả ngươi lần này đường nặc cười khẽ nói kẻ hóa ra ngươi là vì ệ bách thảo ta đã sớm nghĩ ra bàn dịch muốn lấy được kẻ bách thảo vì sao không dám tự mình đến đây a à, não than thở rồi kỳ thật sư phụ cũng muốn tự mình tìm lê lão đầu luận bàn chỉ tiếc lão cùng lê lão đầu thủy hỏa bất dung hai người vừa gặp nhau nhất định sẽ sinh tử phân tranh ngươi nói thẳng là bàn dịch chỉ biết nhát gan sợ thôi là được rồi Đường Nặc nói, thì hắn biết chúng ta sẽ không giết ngươi cho nên mới để ngươi tìm tới. A não cười hì hì nói, nghe Đường Nặc, ngươi tự hồ càng ngày càng thâm sâu đối với thành kiến của sư phụ ta, ừm, định là lê lão đầu mỗi ngày ở bên tai ngươi nói xấu. Sư phụ chỉ nói trong e bách thảo tập để tự nhớ kỹ rất nhiều y phù dị thảo trong thiên hạ, đó chính là dược thảo tích lũy hơn trăm năm thời gian tụ tập, chỉ cần có e bách thảo, cái loại dược vật nào cũng có thể chế tác ra. Nhất tay nâng má phấn, Nghiêm Trang nói, ở ngươi đừng oan ổn sư phụ ta, hắn cũng không có bảo ta tới tìm ệ bách thảo tập, là ta muốn xem thử một chút, ngươi có muốn đem ệ bách thảo phải cho ta mượn về hay không? Đường nặc lắc đầu nói, ở không nằm trong tay ta, hơn nữa cả đời này ngươi cũng không nhìn thấy. A à, não nói, vì sao? Vì sao cả đời ta cũng không nhìn thấy? Ngươi có thể đi tìm bàn dịch, hắn sẽ nói cho ngươi câu trả lời. À, nhưng chắc hắn sẽ không nói cho ngươi biết cho dù là hắn đến chết cũng không nhìn thấy gây bách thảo đường nặc giọng điệu lạnh lùng gây bách thảo tập hợp không phải chuyện mà các ngươi có thể nhìn thấy a não cười nói kẻ ta không lo lắng lê lão đầu đối với ngươi tốt như vậy nếu dùng tính mạng của ngươi đổi lấy gây bách thảo lão lê lão đầu nhất định sẽ lấy ra đứng lên nói kẻ ta bắt được ngươi để cho lê lão đầu làm cái gì lão sẽ không cự tuyệt nhấc tay chỉ vào bạch linh nói, kỳ hầu tử thối kia thiếu chút nữa hại chết đại quỷ, khiến cho trên người đại quỷ đều là thương tích, rất ghét, hiện tại ta cắt đứt cổ họng nó. Cầm lấy hà nhận, đi về phía Bạch Linh. Nàng chỉ đi được hai bước, tề ninh đột nhiên nhìn thấy nàng dừng bước, thân thể lung lay lắc, lập tức thân thể mềm nhũng, kêu y ôi gây một tiếng, ngã xuống đất. Tề ninh thấy A não bỗng nhiên ngã xuống, có chút kinh ngạc, chỉ cho là tiểu yêu nữ này làm bộ làm tịch, chỉ là thấy nàng tự hồ muốn dãy dụ lại không thể đứng dậy, chỉ thầm chẳng lẽ tiểu yêu nữ này cũng trúng độc. Hắn không biết a não làm sao trúng độc đường nặc, giờ phút này cũng không biết a não lại trúng độc như thế nào. A não vùng vẫy vài cái, khó có thể đứng dậy, hướng ngoài cửa kêu lên, "Cái đại quỷ tiểu quỷ, các ngươi, các ngươi mau tới đây." Đường nặc nói, "Ở ngươi không cần gọi bọn họ nữa, bọn họ không vào được. Ngươi, ngươi hạ độc chúng ta." a não cãi giận nói ở ngươi hạ độc như thế nào đường nặc thản nhiên nói ở ngươi cố ý đưa người tới đây để ta giải độc cho bọn họ vốn là muốn phân tán sự chú ý của ta sau đó lại ra tay với bạch linh để ta quan tâm thì loạn thuốc buộc trên người bạch linh cho dù không đụng vào nhưng một khi bị hút vào trong miệng sẽ có thể trúng độc phát tác a não nói ở ngươi bây giờ biết thì như thế nào chẳng phải vẫn trúng diệu kế của ta sao Tề Ninh lúc này mới hiểu được, A Mạnh bắt mấy người bọn họ tới đây, cũng là vì phân tán sự chú ý của đường nặc, tìm cơ hội xuống tay, nghĩ lại cũng đúng, nếu như A Não một mình đến đây, đường nặc đối với nàng luôn có đề phòng trong lòng, nhất định là trước sau phòng bị, cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Hiện tại xem ra mục đích cuối cùng của A Não Não là nhờ đường nặc lấy cây bách thảo, cây bách thảo thì là một quyển sách về dược thảo, A Não đã trăm phương ngàn kế, chắc cũng là một quyển sách rất trân quý tâm hại người không nên có không thể không có tâm đề phòng người đường nặc nói ở ngươi lại giảo hoạt hơn nhiều so với mấy năm trước bàn dịch dạy dỗ ngươi như thế thật đúng là không dễ dàng a não cười nói lê lão đầu cũng không tệ cũng biết hạ độc ngươi hắn không phải là phản cảm độc dược nhất sao còn nói độc thuật là thủ đoạn bẩn thỉu nhất nguyên lai lão thối kia là khẩu thị tâm phi cũng âm thầm dạy ngươi thi độc đường nặc khẽ nhúc nhích mềm yếu vô lực ngay cả di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn thản nhiên nói kẻ e ta đã khuyên ngươi để ngươi rời khỏi là chính ngươi không nghe dừng một chút mới chậm rãi nói kẻ e ta vốn đã cho giải dược là chính ngươi không cần không trách được người khác giải dược a não ngạc nhiên hỏi Ơ ngươi cho ta dược lúc nào vậy đường nặc nói thì hai người bọn họ đã nuốt giải dược cho nên mới bình yên vô sự a não ngẩn ra nàng vốn lanh lợi thông minh hiểu được ánh mắt gõ vang vải nước góc phòng kinh ngạc nói ở ngươi nói cái kia cái kia nước trong vải nước tề ninh lúc này cũng hiểu được đường nặc vừa mới cho mình và triệu uyên một chén nước cũng không phải chỉ là vì giải khát mà là trong nước có chứa thuốc giải a não tự cho là thông minh cũng không uống nước nàng lại không biết càng uống nước ngược lại càng trúng độc nhưng đã uống nước rồi thì sao thân thể vẫn suy yếu như vậy trong đầu hơi suy nghĩ liền hiểu ra, bột phấn A não trải ra mặc dù bản thân không hề tới gần, nhưng bột phấn đó vẫn lưu thông trong không khí, bản thân vẫn bị hút vào một ít, chẳng qua là phân lượng rất ít, cho nên cũng không thể động đậy giống như đường nặc. Nghĩ đến đây, Tề Ninh lập tức đưa tay che mũi mình, tận lực để độc phấn không xâm nhập vào trong khoang miệng của mình. Đường nặc nói, ở bên ngoài có hai loại dược thảo hợp chung một chỗ sẽ khiến người ta mất đi khí lực, hai tên thủ hạ của ngươi trúng độc sâu hơn ngươi nhiều lắm. A à não lúc này mới hiểu được, mình trúng độc, cũng không phải là đường nặc hạ độc, mà là sau khi mình tới đây, ngay từ đầu đã bị độc khí xâm nhập, con ngươi đảo qua, lộ vẻ đáng thương như thế, nói: kẻ tỷ tốt, là ta không nên chọc tỷ tức giận, tỷ tỷ mau giúp ta giải độc." Ta không phải là đối thủ của tỷ, sau khi giải độc, ta lập tức dẫn người rời đi, không bao giờ tới làm phiền tỷ nữa. Tề Ninh trong lòng thầm mắng là ngươi tự làm tự chịu, lúc trước bộ dáng vênh váo tự đắc, hiện tại trúng độc Đừng nói gọi tỷ tỷ, cho dù gọi nãy nãy chỉ sợ cũng vô dụng. Đường nặt mặt không chút thay đổi nói, kể bây giờ ngươi cầu ta cũng vô dụng, ta không thể nhúc nhích, đương nhiên không thể giải độc cho ngươi, trừ phi ngươi giúp ta giải độc trước. Nhưng bây giờ ta cũng không nhúc nhích được. A não đáng thương nói, kỳ hảo tỷ tỷ, độc dược này của tỷ có thể giúp ta khôi phục được không? Đường nặc nói, ở ờ ngươi không uống nước, độc tính sẽ càng ngày càng mạnh, nếu không giải được độc cuối cùng toàn thân sẽ biến thành tảng đá. Trong đôi mắt trong trẻo của A Não rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Ngay lúc này, Tề Ninh lại cảm thấy có người đi qua phía sau, quay đầu nhìn sang, lại thấy Triệu Uyên đã đứng dậy, chẳng biết từ lúc nào đã rút châm bạc trên cổ họng xuống. Động tác của hắn rất chậm, nhưng bước từng bước một về phía A Não. A Não tự nhiên cũng phát giác, thấy Triệu Uyên nhích lại gần mình, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiện ra sắc lạnh kêu lên, "Ở ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi lại gần nữa, ta giết ngươi." Triệu Uyên căn bản không để ý tới, tuy rằng miệng không thể nói, nhưng trong cổ họng lại phát ra tiếng cười lạnh âm lãnh. Đường Nặc thấy Triệu Uyên tới gần A Não, lập tức nói, "Ở ngươi còn đang thải độc, không thể nhúc nhích, mau ngồi xuống đi." Triệu Uyên cũng không để ý tới, vẫn đang đi tới gần A Não. A Não thấy vẻ mặt Triệu Uyên lạnh lùng, cảm thấy có chút sợ hãi uy hiếp nói, ở ngươi lại gần nữa, ta. Ta muốn giết ngươi, ngươi dừng lại mau. Tề ninh nghĩ Triệu Uyên theo âm thanh để phân biệt vị trí, nếu ngươi không lên tiếng còn đỡ, ngươi hô lên, Triệu Uyên lại càng biết rõ vị trí của ngươi. Dù là Triệu Uyên hay A Não, đối với Tề Ninh mà nói, đều là địch không phải bạn, hai người này ai sống ai chết, hắn thật đúng là không thèm để ý, nhưng đường nạp Thật nhìn là người lương thiện, nếu là nàng gặp nạn, mình không thể không ra tay cứu giúp. Giờ phút này hắn che cái mũi, loại cảm giác vô lực này cũng không có thêm kịch liệt, tuy nhiên khí lực cũng không có khôi phục nhiều. Lúc Triệu Uyên đi đường, bước chân nhẹ nhàng, Tề Ninh biết gia hỏa này cũng hút vào một ít độc phấn, thân thể nhất định cũng không có bao nhiêu khí lực. Đi tới bên cạnh A Não, Triệu Uyên ngồi xổm xuống, chân chạm vào đồ vật, cầm lên, đúng là con dao lạnh kia. A Não nhìn thấy Triệu Uyên cầm hàng nhận trong tay, thần tình dữ tợn, lúc này cuối cùng là vẻ mặt hoảng sợ, khóc nức nở nói, ở ngươi muốn làm gì? Ta, ta muốn ra tay. Tề ninh nghĩ thầm ngươi nếu có thể ra tay, sớm sẽ ra tay, cũng không cần chờ đợi. Đường Nặc nhướng đôi mi thanh tú, lạnh lùng nói, để nơi này không được giết người, ngươi buông đao. Triệu Uyên thở dài, giơ tay chỉ vành mắt đã ngưng tụ máu của mình, lại chỉ chỉ vào miệng của mình, ý tứ đó đã rất rõ ràng. A não đã hại đôi mắt cùng lưỡi của hắn, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng buông tha, vươn tay ra, túm lấy khăn trùng đầu của A não, lấy khăn đầu cởi ra, lập tức nắm được tóc A não. A não lạnh lùng nói, ở ngươi thả ta ra, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta, ta muốn bầm thay vạn đoạn. Triệu Uyên cười hì hì, giơ tay lên, hàng đao lóe hàng quang, định đâm xuống. Đường nặc kinh hải nói, ê dừng tay, ngươi không thể giết nàng ấy. Biết nói vậy là vô dụng, lại nói, Ờ, ngươi có muốn khôi phục ánh mắt hay không, còn muốn nói nữa không? Ta à, có thể giúp ngươi trị liệu, nếu ngươi giết nàng ấy sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy. Triệu Uyên Hàn nhận nâng lên không trung, dừng một chút. A à, Não thấy thế, biết rõ Triệu Uyên đã động tâm, vội nói, ừ à, không sai, con mắt ngươi tuy mù, nhưng mà nàng có thể giúp ngươi chữa trị, sư phụ nàng y thuật cao minh, dạy nàng rất nhiều bản lãnh, chỉ cần chỉ cần ngươi buông tha ta, nàng có thể chữa khỏi mắt cho ngươi đúng rồi còn có lưỡi của ngươi ta có thuốc giải có thể giúp ngươi giúp ngươi khôi phục trán nàng túa đầy mồ hôi lạnh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ triệu uyên tự hồ có chút do dự đột nhiên sắc mặt phát lạnh không do dự giơ tay chém xuống đã đâm vào a não a não kêu to ra tiếng đường nặc cũng thất thanh kêu lên mắt thấy a não sắp chết ở dưới triệu uyên đau lại thấy được một món đồ bay tới đánh vào trên cánh tay Triệu Uyên, đau lạnh trong tay Triệu Uyên mặc dù bay ra. Triệu Uyên gầm nhẹ một tiếng, vươn tay bóp lấy cổ A não. Hắn tựa như giả thú, sắc mặt dữ tợn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, đó chính là muốn dồn A não vào chỗ chết. A não đang liều mạng dãy dụa, làn da của nàng vốn đã trắng nõn, lúc này lại càng trắng bóc. Nhanh, cứu nàng, gây đường nặc với vẻ mặt lo lắng nhưng chỉ thấy tề ninh đã đứng dậy loạn trò loạn trọn đi tới cũng không lập tức đi giúp a não mà trước tiên nhặt con dao lạnh từ trên mặt đất lên xoay người lại nhấc chân đá vào người triệu uyên triệu uyên lập tức bị đá lăn trên mặt đất a não ho kha một trận nhưng triệu uyên không cam lòng một lần nữa xoay người đứng dậy còn muốn bóp lấy a não tề ninh đã đến sau lưng hắn không do dự lưỡi dao lạnh đã đâm vào sống lưng của hắn một đau này của hắn đâm vào chỗ yếu hại Triệu Uyên bị đâm trúng, cho dù đầu bổ nhào xuống đất, rung rẩy vài cái, không động đậy được nữa. Đường Nặc thấy Tề Ninh giết chết Triệu Uyên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A Não vẫn đang tự tại không ngừng ho khan, sau một lát mới nhìn thi thể Triệu Uyên, giọng căm hận nói, kẻ e đáng lẽ phải giết hắn từ lâu rồi, ta muốn bầm thay vạn đoạn. Chợt nghe một âm thanh lạnh lùng nói, ở ngươi còn muốn đem ta bầm thay vạn đoạn nữa không? A Não ngẩn ra, đã thấy tề ninh tay cầm hàng nhận liền đứng ở bên cạnh đôi mắt giống như đau lạnh đang nhìn mình không khỏi rùng mình một cái miễn cưỡng cười nói ệ đa tạ ngươi đa tạ ngươi đã cứu ta ngươi là ân nhân cứu mạng đương nhiên ta sẽ không hại ngươi tề ninh ngồi xổm xuống bên cạnh a não cười lạnh nói hệ loại người như ngươi nói còn có thể có người tin tưởng ngươi biết vì sao ta phải giết hắn không ngươi là người tốt gặp chuyện bất bình cho nên cho nên mới rút đau ra giúp đỡ ngươi a não nói cái lúc trước ta đối xử với ngươi không tốt ta nói xin lỗi với ngươi thì ra ngươi cũng biết xin lỗi tề ninh hừ lạnh một tiếng nghe lời thích của ngươi ta rõ mồn một hiện tại ngươi hoa ngôn xảo ngữ với ta chờ ngươi khôi phục lại chỉ sợ sẽ hại ta sẽ không tuyệt đối sẽ không a não lập thể nói kể từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi ngươi yên tâm đi. Tề Ninh lắc đầu nói, ngay e đối với kẻ địch muốn trảm thảo trừ căng, đạo lý này ta còn rõ ràng. Ta giết hắn, không phải là vì cứu ngươi, tiểu yêu nữ tâm ngoan thủ lạc như ngươi, cũng không đáng để ta cứu. Triệu Uyên là địch nhân của ta, cho nên ta muốn tự tay giết chết hắn, tựa như ngươi, cũng là địch nhân của ta, ta sẽ không để cho người khác giết, ta sẽ tự mình động thủ. Dơ hàng nhận trong tay lên, ra sức muốn đâm về hướng A não. A Trí kinh hô, nhắm mắt lại, đường nặc lúc này lại bình tĩnh thản nhiên. Người nào không biết ngượng, còn muốn cảm nhận được hương vị muốn sống không được muốn chết không xong sao? Tề Ninh cười lạnh nói, e sao bây giờ cũng sợ rồi. A não hơi mở mắt ra, thấy Hà nhận cách mặt mình chỉ gan tất, miễn cưỡng cười nói, "Ở ngươi. Ngươi là nam nhân, bắt nạt một cô gái yếu đuối, không sợ người khác chê cười sao? Ngươi là nữ tự yếu đuối hả? Tề Ninh lạnh lùng nói: "Ở ờ, ngươi giết người không chớp mắt, chỉ sợ ngay cả đám tội phạm cùng hung rất ác cũng không sánh nổi với ngươi." Đánh giá một phen, nói: để "Ta trước tiên bôi lên mặt ngươi mấy đau, lưu lại ký hiệu cho ngươi, để ngươi nhớ kỹ một chút. Ngươi nói xem là vạch má trái hay vẽ mặt phải trước?" A à, não đáng thương nói: để "Có thể không cần vạch hay không? Nếu ở trên mặt có vết đau vậy liền không đẹp nữa. Không đẹp sao?" bây giờ ngay cả tính mạng ngươi cũng không còn còn ở nơi này nhớ đến xinh đẹp ta à. tề ninh tức giận nói kỳ huống chi tướng mạo ngươi bình thường cũng không được đẹp đạp đao tử nói kể cũng được ta trước tiên chọc mù hai mắt của ngươi để ngươi nếm thử tư vị không nhìn thấy đồ làm bộ như định đâm vào mắt nàng a à não kinh hô ờ không cần van cầu ngươi ngươi muốn ta làm cái gì cũng được không cần chọc mù con mắt ta Tề Ninh hừ lạnh một tiếng, mới nói, thì giải dược ở nơi nào? Giải dược gì vậy? Còn giả bộ hồ đồ, giải dược của độc phong. Tề Ninh lạnh lùng nói, e lão tử bị độc phong của ngươi ngủ đông, giải dược tự nhiên ở trên người ngươi. A não vội nói, e có thuốc giải, ở trên người ta, để giúp ta lấy chén nước, ta giải độc xong sẽ giúp đệ giải độc. Đến lúc này rồi mà còn dở trò sao? Tề Ninh đưa tay lên gõ vào đầu A Não một cái. Thế nếu như ngươi khôi phục lại đây, ai biết được ngươi còn có thể hại người không? Hắn bị ông độc ngũ đông, biết rõ giải độc là nên không nên chậm trễ sớm, cũng không nhiều lời, đưa tay sờ vào bên hông A Não. A Não lập tức kêu lên, ở ngươi là nam nhân, không thể sờ loạn. Tề Ninh căn bản không để ý tới, từ bên hông nàng giật xuống mấy cái túi, biết rõ trong ngực nàng còn có không ít thứ, đưa tay sờ vào trong ngực nàng, A não nhắm mắt lại nói: ở ngươi cẩn thận một chút, không được đụng đến ta. Tề Ninh đưa tay vào trong ngực nàng, tay liền đụng phải một đám mềm mại giống như gò núi nho nhỏ. Tiểu yêu nữ này tuổi không lớn lắm, nhưng đã phát triển đúng là không tệ, bộ ngực đã căng phồng lên. Nó thật sự không phải muốn chiếm tiện nghi của tiểu yêu nữ này, chỉ là tìm thuốc giải, chỉ có thể tự mình động thủ. Vừa mới đụng phải bộ ngực A não, tiểu yêu nữ lập tức kêu lên, rồi lấy ra, ngươi cái đồ dâm tặc này ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta tề ninh lúng túng rút tay lại nhớ mày chợt nghe đường nặc nói ở ngươi đừng đụng vào nàng ta ta giúp ngươi tìm thuốc giải mặc dù tề ninh thập phần chán ghét tiểu yêu nữ nhưng dù sao nàng cũng là cô nương gia đường đường là nam nhi muốn giết nàng cũng giết nhưng lúc này chạm vào luôn có chút khó xử đứng dậy đi qua thấy đường nặc cũng không thể nhúc nhích hỏi để ta làm sao giúp ngươi ngươi có thể đứng dậy không Đường nặc nhìn cây châm bạc trên bàn, ở ngươi lấy ngân châm ra đây trước. Tề ninh cầm cái hộp, đường nặc mới hỏi, ở ngươi có biết huyệt ý thức mới và huyệt phong phủ không? Tề ninh gật đầu, hai huyệt đạo này đều ở sau gáy, rất dễ tìm, đường nặc nói, ở ngươi cắm sâu vào huyệt phong phủ một châm, rồi đưa huyệt mới vào châm, cuối cùng châm vào huyệt của ta. Tề ninh nói, e đường cô nương, ta chưa từng dùng châm, huyệt vị có thể phân biệt được nhưng lực đạo thi châm không dễ nắm giữ chỉ sợ đường nặc nói tề không cần ngươi giúp ta giải độc chỉ phong bế mấy huyệt đạo này có thể giúp ta tạm thời khôi phục khí lực ngươi không cần lo lắng về độ thi châm tề ninh không do dự nữa lấy ngân châm ra dựa theo lời đường nặc nói liên tục châm ba châm quả nhiên sau khi ba châm đánh xuống thân thể đường nặc liền hơi động đậy lập tức ngồi dậy tề ninh tâm cảm thán thầm nghĩ đường nặc tuy còn trẻ tuổi nhưng bản lãnh rất cao ít nhất ở phương diện châm cứu là đúng đắn. Đường nặc đứng dậy, khẽ gật đầu với tề ninh rồi đi tới bên cạnh A não, không nói nhiều lời, lục soát trong ngực áo, lấy ra một đống đồ vật. Cái bình màu đen kia là giải dược. A não nói. Đường nặc chẳng buồn để ý, tìm trong 10 cái bình sứ một lần, lúc này mới lấy ra một cái bình sứ, ném cho tề ninh, nói, kệ bên trong là thuốc giải 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 độc của giải phong, người trúng độc thời gian dài, phải dùng 3 bình. Tề Ninh nhận lấy bình sứ, mở ra, bên trong có hơn 10 viên thuốc bằng hạt gạo, hắn không chút do dự ngã xuống ba viên uống vào miệng. Đường Nặc thấy hắn không hề do dự, trong mắt xẹt qua ti vui mừng, lại thấy Tề Ninh nhét cái bình sứ vào trong ngực mình, bên môi Đường Nặc không khỏi mỉm cười. Nàng lại lấy ra một cái bình, đi tới bên cạnh Bạch Linh, lấy viên thuốc để vào miệng Bạch Linh, rồi lại lập tức uống thêm hai viên thuốc. A não mới gọi là, kể các ngươi đều đã dùng giải dược, còn không giúp ta giải độc. Tề Ninh đi đến bên cạnh A Não, nói, ơ nghỉ miệng. A Não ngẩn ra, lại ngậm chặt đau, Tề Ninh cầm lấy đau, hung ác nói, thì e, hoặc là cắt mũi ngươi, hoặc là há mồm, tự ngươi chọn. Phong nhận đã đâm thẳng vào mũi A Não, A Não Não không thể làm gì được, mở cái miệng nhỏ, Tề Ninh ngón tay búng ra, một đồ vật rơi vào trong miệng A Não. A Não đang muốn nhổ ra, Tề Ninh lạnh lùng nói, hãy e, ăn vào, nếu không lập tức cắt mất mũi mắt a não đỏ lên chỉ có thể nuốt xuống buồn bực nói ở ngươi ngươi bảo ta nuốt vào cái gì tề ninh cười nói ở ngươi chỉ cho rằng ngươi hiểu được độc dược thu đao, nghiêm trang nói vì vừa rồi ngươi ăn vào dược vật kịch độc nhưng nhất thời nửa khắc còn chưa tới tính mạng của ngươi nhưng nếu là phát tác toàn thân ngươi sẽ thối rửa trở nên giống quái vật từ từ thống khổ mà chết đi a não hoảng sợ nói ở ngươi ngươi hạ độc ta ngươi có thể hạ độc ta, đương nhiên ta cũng có thể hạ độc ngươi. Tề Ninh thản nhiên nói, cái loại độc dược này, cứ nửa năm lại phải dùng giải dược một lần, nếu ngươi thành thật, ta có thể cân nhắc nửa năm cho ngươi giải dược một lần, nếu không. Cười lạnh một tiếng, ở ngươi chờ chết đi là được rồi. Đường nặc đã bưng một chén nước tới cho A não uống. A não uống xong nước mới thở phì phì nói, cái tỷ tỷ, nó, nó hạ độc ta, ngươi mau giúp ta đường nặc thẳng nhi nói thế nếu ngươi còn nghĩ trước kia vô pháp vô thiên chỉ có thể gieo gió gặt bão độc dược của hắn ta cũng không giải được tề ninh cười nói ở ngươi nghe rõ chứ đường cô nương cũng sẽ không giải độc cho ngươi a não lập tức tội nghiệp nói thì về sau ta không đến đây nữa cũng sẽ không hại người ngươi đưa giải dược cho ta đi về sau ta đều nghe lời ngươi muốn giải dược thì phải xem biểu hiện của ngươi tề ninh nói kệ ta nói rồi chỉ cần ngươi thành thành thật thật không gây hại người nữa giải dược vẫn có thể thương lượng liếc nhìn một cái cầm ống tên nhỏ trong tay lại cầm ống trúc chứa đại lan phong trong tay lạnh lùng nói kệ hai thứ này không thể lưu lại miễn cho ngươi tiếp tục gây họa hại người một chút nữa đều bị hỏa thiêu không cần a não vội la lên chỉ con sói lớn là ta tốn rất nhiều thời gian mới huấn luyện ra được ngươi không được đốt về sau ta không cần chúng đốt người là được tề ninh căn bản không để ý tới để ống trúc nhỏ bắn tên vào trong ngực mình ống trúc của lan phong thì nắm ở trong tay a não vẽ mặt tức giận chỉ chốc lát sau thân thể của nàng liền có thể nhúc nhích bạch linh bên kia cũng đã khôi phục lại từ trên mặt đất bò lên hướng về phía a não dây cực êm một tiếng vẽ mặt tức giận a não đứng dậy đưa tay hướng tề ninh nói ê trả lại cho ta tề ninh một tay cầm đau lạnh một tay cầm ống trúc, nói, ta không thể thương lượng, ngươi chớ quên, ngươi đã trúng độc của ta, hôm nay ta không giết ngươi là cho ngươi cơ hội tự tin, nếu như ngươi còn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trong mắt hiện ra hàng ý. A Tú biết Đại lang Phong tất nhiên sẽ không quay lại, quán hận nói, ở ngươi, ngươi sẽ hối hận. Đường nặc gỡ ngân châm xuống huyệt vị của mình, lại bưng hộp đựng ngân châm, tháo từng cây châm bạc trên thi thể triệu uyên xuống, không ngẩng đầu lên nói ở ờ, ngươi nên rời khỏi đây sớm đi ở lại đây cũng không ít lợi gì cho ngươi trở về nói với bàn dịch bảo hắn không cần tìm mẹ e bách thảo tụ tập đây nữa bất luận hắn có mánh khóe gì cũng không thể lấy được a não vừa tức vừa giận quán hận dậm chân một cái xoay người liền đi ra cửa rất nhanh quay về cầm hai cái bát từ vải nước múc hai chén nước đi ra ngoài tề ninh biết rõ nàng là đi giải độc cho sông quỷ lớn nhỏ đường nặc lấy ngân châm xuống đứng dậy, cầm lấy hộp châm, lúc này mới liếc Tề Ninh một cái, thản nhiên nói, ở ngươi cũng có thể đi rồi. Tề Ninh nói, ở đường cô nương, tiểu yêu nữ kia am hiểu dùng độc, ta chỉ lo lắng nó sẽ tìm ta gây phiền phức, ta thấy ta vẫn nên chờ thì hơn. Ồ, đường nặc nói, Ê nếu nàng ấy vẫn luôn trông coi bên ngoài, chẳng lẽ cả đời ngươi cũng không chịu đi? Cũng không phải ý này. Tề Ninh cười nói, cho ta thể lực vẫn chưa khôi phục, đợi khôi phục hoàn toàn, đương nhiên không cần lo lắng cho nàng. Do dự một chút, mới nói, tại e đường cô nương, ngươi thi triển thuật châm rất cao minh, theo ta được biết, đây không phải là thủ pháp cao thâm bình thường, ngươi còn trẻ tuổi, sao tự dưng lại dùng châm thuật như vậy? Đường nặc không trả lời, hỏi ngược lại, y vừa rồi ngươi hạ độc nàng ta thật ca. Tề ninh cười nói, e chẳng qua là nuốt một hạt bụi vào người nàng, không thể độc chết người. Đường nặc sững sờ, lập tức cười nhạt nói, Ê thật ra nàng cũng không sợ, bàn dịch là cửu khê độc vương, trong thiên hạ này không có bao nhiêu độc mà hắn không giải được đâu. Tề ninh gây dạ ê một tiếng, rốt cuộc nói, Ê đường cô nương, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết. Không biết đường cô nương có nguyện ý ra tay tương trợ hay không? Đường nặc nói, ở ngươi muốn ta giúp ngươi chữa thương. Hả? Tề ninh cười nói, kỳ hóa ra đường cô nương đã đoán được rồi chân khí trong đan điền ngươi đã tan rã hỗn độn, đã vô cùng hung hiểm. Đường nặc cao mày nói, kẻ ta thấy mạch tượng của ngươi hình như không có phương pháp thổ nạp, đang thắc mắc tại sao trong đan điền của ngươi lại có chân khí hùng hậu như vậy. Dừng một chút, hắn mới nói, kẻ ta cũng chưa từng thấy loại tình huống này, cho nên không thể dễ dàng ra tay, nếu không chỉ sợ không chữa được, không thể trị được thương của ngươi, còn làm hại ngươi. Tề Ninh thất vọng nói, cho chẳng lẽ ngay cả đường cô nương cũng không thể giúp ta giải quyết phiền toái này. Đường nặc suy nghĩ một chút, mới nói, tôi cũng không phải là không có cách, nhưng mà phải mất không ít thời gian, không có thời gian 3 đến 5 tháng, sợ rằng khó có thể khôi phục. Tề Ninh nghĩ thầm muốn ngay cả cao thủ y đạo như đường nặc cũng cần thời gian mấy tháng, có thể thấy được chân khí trong đan điền của mình thật sự là một thiên đại phiền toái. Tuy nhiên nếu đường nặc thật sự có thể giải quyết được phiền toái này, ngược lại mất thời gian 3 đến 5 tháng cũng không sao chỉ là chẳng lẽ lại muốn để cho chính mình sống ở chỗ này mấy tháng thời gian đường nặc giờ phút này đã ra cửa tề ninh cũng theo ở phía sau ra cửa sắc trời đã tối đen nguyệt thượng đông thiên khắp nơi đều yên tĩnh đã không còn nhìn thấy bóng dáng đám người a à não đâu nữa chỉ thấy bãi cỏ là một mảnh hỗn độn hơn phân nữa đã bị phá hủy đường nặc cao mày nhưng không dừng bước tới cạnh hồ nước phía trước tề ninh lúc này mới nhớ tới trong hồ nước còn có một người, tới gần, chỉ thấy một bộ thi thể lơ lửng trên mặt nước, chính là tên đại hán kia. Tề Ninh nhíu mày, trong lòng hắn đã đoán được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì trước khi tiểu yêu nữ A Não đến đây nhất định là một bụng nộ hỏa, có lẽ là để phát tiết lên người người kẻ này. Đường nặc thở dài, Tề Ninh không nhịn được hỏi, "E đường cô nương, hình như cô và tiểu yêu nữ kia rất quen thuộc. Nàng trước kia không phải có bộ dạng này." đường nặc buồn bã nói kẻ e biến thành dáng vẻ này hôm nay cũng không phải tất cả đều trách nàng đúng rồi đường cô nương ngươi sống sâu trong sơn cốc nơi này vắng vẻ sao ngươi có thể tăng lên y thuật tề ninh nói kẻ e theo ý ta đọc đủ vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường ngươi chỉ ở đây nghiên cứu thảo dược cũng không tự tay chữa bệnh tốc độ tăng của y thuật sẽ không quá nhanh đường nặc nhìn hắn một cái hỏi ở e ngươi nói là ta không nên ở trong sơn cốc ta không có ý này. Tề Ninh nói: Ê, Y thuật của cô nương đương nhiên cao minh. Nếu chỉ là vì ham mê cá nhân, nhà nhã tự đắc ở sơn cốc, ta đây tự nhiên không còn lời gì để nói. Nhưng mà, Đường cô nương, thứ cho ta nói thẳng, chính cô cũng biết tấm lòng cha nương của y giả, cô có y thuật như vậy, cũng nên sai người chữa thương, học tập dùng để chữa bệnh mới đủ. Nếu không cho dù cô là thiên hạ đệ nhất thần y, cũng có tác dụng gì. Đường nặc nhớ mày chậm rãi nói, kẻ ta cũng có nói là không bị người khác khám bệnh, gặp người mắc bệnh ta cũng sẽ ra tay chữa trị. Tâm tư cô nương là tốt, hôm nay ta cũng gặp được, cô nương đúng là trạch tâm nhân hậu, bất luận người đến là ai, cô nương không phân cao thấp, đều sẽ hỗ trợ. Tề ninh thở dài, kẻ chỉ là cô nương ở sâu trong sơn cốc, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có một người tới, nếu như đổi chỗ, mỗi ngày có thể cứu chữa rất nhiều bệnh nhân. Dừng một chút, lại nói một câu, ở như vậy chẳng những có thể trợ giúp người khác, hơn nữa y thuật của cô nương cũng sẽ tiến triển thần tốc. Ngay lúc này, chợt cảm thấy hào quang đằng sau lóe lên, hai người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ba gia nhà tranh kia đều đã bốc cháy, lúc này ngọn lửa cũng không lớn, nhưng điểm lửa đông đảo, trong căn nhà nhà, đều là ánh lửa chớp động. Không tốt. Tề Ninh thất thanh nói, Ê là tiểu yêu nữ, bọn họ còn chưa đi. Hắn nắm chặt hà nhận, chạy vội qua, ba gia nhà tranh đều được dựng bằng cỏ cây bây giờ lại là thu đông giao tiếp vô cùng khô ráo dễ dàng thiêu đốt nhất tề ninh chạy qua mấy gia nhà tranh thế lửa cũng đã nhanh chóng lan tràn ra hắn cảm thấy lo lắng đây là chỗ ở của đường nặc nếu bị thiêu hủy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng dựng phòng xá đường nặc chỉ sợ phải ngủ ngoài trời phía trước mặc dù có hồ nước nhưng lại không có thùng gỗ có thể lấy nước hắn xông vào trong chỉ thấy trong phòng đều đã bốc cháy lửa cháy hừng hực khói đen cuồn cuộn hắn che mũi mình, biết rõ chỉ dựa vào chính mình và đường nặc, tuyệt đối không thể ngăn cản thế lửa. Nhìn thấy hộp ngưng châm ở ngay trên bàn, không do dự, tiến lên đi cầm hộp châm bạc, nhanh chóng ra cửa, nhìn thấy đường nặc lúc này đang đứng ngoài cửa không xa, lặng lặng nhìn nhà tranh đang bốc cháy, tỏ ra thập phần bình tĩnh, cũng không có ý cứu hỏa. Bạch Linh không biết từ nơi nào túa ra, một tay kéo ống quần đường nặc, một tay chỉ vào căn phòng đang bốc cháy, kẻ chứa chiếc kia kêu, tự hồ đang trần thuật những gì mình chứng kiến đường cô nương. Tề Ninh đưa hộp châm bạc cho đường nặc, cho chuyện này ngươi cất kỹ, gia nhà tranh này e là không cứu được. Thừa lạnh một tiếng, thì Giang Sơn dễ đổi bản tính, lần sau nếu nhìn thấy tiểu yêu nữ kia, ta chắc chắn không buông tha. Đường nặc trầm mặt một lát, cuối cùng nói, để ta không biết ngươi tên gì. Ta tên Tề Ninh. Tề Ninh nói, Ê cô nương, phòng ở cháy rồi, cô cũng không cần khổ sở quá, chỉ cần dựng lại là được rồi đường nặc lắc đầu nói để nơi này không thể lưu lại a à. tề ninh nhãn tình sáng lên lập tức nói cây đường cô nương chuẩn bị rời khỏi nơi này sao đây chính là chuyện tốt ở lại chỗ này rời xa đám đông quá mức cô đơn đường nặc nói để ta không cô đơn ta ở đây đã nhiều năm một năm nay sư phụ cũng ở đây không được mấy ngày nghĩ nghĩ a não mới nói Nghe biết ta ở đây, sau này nơi này sẽ không được yên bình. Không tệ không tệ, tiểu yêu nữ quỷ kế đa đoan, đường cô nương không đành lòng hạ độc thủ với nàng ta, nhưng nàng ta đối với đường cô nương lại không có hảo tâm gì, từ đầu ngươi đã chịu thiệt rồi. Tề Ninh nói, ở ngươi có thể phòng nàng 10 lần 20 lần, nhưng nếu có một lần sai lầm, chỉ sợ sẽ trúng đạo của nàng, hay là rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Thấy đường nặc không nói lời nào, cẩn thận từng ly từng tí hỏi kẻ đường cô nương ta mời ngươi đến một chỗ không biết ý của ngươi như thế nào đường nặc quay đầu nhìn tề ninh dưới ánh trăng khuôn mặt tú lệ tuy không nói chuyện nhưng trong mắt lại mang vẻ hỏi thăm tề ninh vội nói e là như vậy ta thấy đường cô nương cảm thấy rất hứng thú với y thuật không bằng đi về kinh thành dân chúng trong kinh thành đông đúc dân chúng mắc bệnh cũng nhiều như lông trâu đường cô nương đến kinh thành có thể mở một gian y quán giúp người khám bệnh như thế liền có thể hành y tế thế ngoài ra ở kinh thành danh y đông đảo cô nương cũng có cơ hội luận bàn đề cao y thuật cô nương đừng hiểu lầm ta không phải là nói y thuật của cô không cao minh chỉ là ngoài người có người trên trời có ngày lấy nhiều giúp đỡ luôn không có chỗ xấu kỳ thật hắn thấy y thuật đường nạc cao minh đúng là có tâm tư khác bất quá loại người này ẩn cư núi rừng khiến cho giống như ẩn sĩ không hỏi hồng trần sự tình muốn để nhân vật như vậy rời núi, bình thường đều là chuyện rất khó khăn. Nhưng hắn thấy đường nặc tựa như thả lỏng, lúc này mới châm ngòi thổi gió. Kỳ thực y thuật của ta rất phổ thông. Đường nặc thản nhiên nói, cho cách y thuật của sư phụ còn có chênh lệch rất lớn, dù là sư phụ cũng không dám nói y thuật của mình không ai có thể so sánh. Cô nương khiêm tốn. Tề ninh cười nói, nhưng học nhiều quá cũng không có gì không tốt. người nói không sai, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, muốn tiến bộ y thuật cũng không thể tránh không ra. Đường nặc buồn bã nói, hệ hai năm qua ta tiến triển y thuật hết sức chậm chạp, sư phụ khuyên ta đừng nóng vội, thế nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, trong đó nhất định có duyên cớ. Hôm nay nghe ngươi nói như vậy, có lẽ ngươi nói không sai, phải kiến thức nhiều hơn, phát hiện càng nhiều nan đề, mới có thể nghiên cứu tập tiến bộ. Quả nhiên là một cô nương thượng tiến tốt. Tề ninh trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra ngoài nghiêm trang nói để nếu nói nghi nan tạp chứng kinh thành rất nhiều người mắc bệnh lạ đều tới kinh thành tìm danh y đường cô nương ta ở kinh thành còn có chút nhân mạch đến lúc đó chuyên môn phái người tìm một số bệnh nhân mắc nghi nan tạp chứng cho cô ta sẽ đưa cho cô làm thí nghiệm đường nặc cao chặt đôi mi thanh tú cuối cùng nói ở ngươi cứ rời khỏi đây trước đi ta còn có vài thứ cần phải chỉnh lý chờ ta chuẩn bị tốt đến kinh thành tìm ngươi tề ninh hưng phấn nói thì cô nương kia đồng ý đi kinh thành sao? Thương sinh hữu phúc. Cô nương yên tâm, khi ta trở lại kinh thành, lập tức tìm cho ngươi một phòng, giúp ngươi mở y quán. Không cần. Đường nặc lắc đầu, kể để, để ta tự nghĩ cách, không cần làm phiền ngươi nhiều. Không phiền không làm phiền. Tề ninh cảm thấy vui mừng, thì cô nương không biết kinh thành nước sâu, muốn mở y quán, chỉ một nữ tự yếu đuối như ngươi, cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi không cần quản nhiều, chuyện này giao cho ta là được. Lần này nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ gặp độc thủ của tiểu yêu nữ, sẽ báo đáp ngươi. Ngươi không cần gọi mãi tiểu yêu nữ như vậy. Đường nặc nói, kể ta cũng không biết đan điền của ngươi có chữa khỏi được không, ngươi cũng đừng vui mừng quá mức. Tề ninh khẽ giật mình, lập tức xấu hổ, nghĩ thầm cô gái này quả nhiên khôn khéo hơn người, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của mình. Đường cô nương, Ta thấy hay là chờ sau khi trời sáng ta sẽ rời đi." Tề Ninh ngẩng đầu nhìn sắc trời, về phòng cháy rồi, ta lo lắng cho tiểu yêu. Lát nữa A Não sẽ lại tới tìm cô gây phiền phức, có ta ở đây cũng có thể có thêm một người giúp đỡ." Đường Nặc lắc đầu, "Cây nàng ấy đốt phòng ở, không dám ở lại đây nữa, chắc bây giờ đã đi xa từ lâu rồi." Hắn giơ tay ra, cầm một cái bình sứ, Tề Ninh lấy làm lạ hỏi, nghe đường cô nương, đây là cái gì?" đây là huyết đan. Đường Nặc nói, ở đây là đan dược mà sư phụ mất hơn 10 năm mới nghiên cứu ra được, bất luận trúng độc gì, chỉ cần ăn nó vào là huyết đan có thể phong bế dược tính khuếch tán 3 ngày. Độc dược bình thường, huyết đan có thể dễ dàng giải độc, nếu là độc dược rất lợi hại, nó cũng có thể ngăn cản dược tính, trong vòng 3 ngày, không hề hứng gì, ngươi đã lo lắng A não sẽ tìm ngươi gây phiền toái, có huyết đan này trong tay, liền không cần phải lo lắng tề ninh nghĩ thầm bảo vật như thế là ngàn vàng khó cầu trong miệng nói kẻ thứ quý giá như vậy ta làm sao có thể không biết xấu hổ nhận lấy trong miệng nói như vậy nhưng tay cũng đã gấp rút nhận lấy nhét vào trong ngực của mình chỉ là hắn cũng biết đường nặc ban cho huyết đan vậy đợi nếu hạ lệnh trục khách không tiện tiếp tục lưu lại chắp tay nói kẻ đường cô nương bảo trọng ta ở kinh thành chờ cô cô đến kinh thành tìm cẩm y hầu phủ báo tên ta là được cẩm y hầu phủ đường nặc khẽ vuốt cằm ta nhớ rồi cô nghe thấy bốn chữ cẩm y hầu phủ cũng không có gì lạ hình như chỉ là người bình thường mà thôi tề ninh không trì hoãn nữa xoay người rời đi đi vài bước quay người lại thấy đường nặc vẫn đang lẳng lặng nhìn mái cỏ bốc cháy do dự một chút cuối cùng vẫn nói tại đường cô nương cô cô sẽ không đi chứ đường nặc cũng không quay đầu chỉ thản nhiên nói ở ngươi không cần lo lắng chậm nhất nửa tháng ta chắc chắn sẽ chạy tới kinh thành. Tề Ninh rời khỏi sơn cốc, dọc theo đường đi ngược lại vô cùng trôi chảy, cổ xe ngựa lưu lại ngoài sơn cốc cũng không thấy tung tích, biết rõ tiểu yêu nữ đã mang theo đại tiểu quỷ rời đi. Xem ra cô gái hết sức kiên kỵ đường nặc, đốt nhà người ta, tất nhiên không dám ở lại. Hắn không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết có phải đang ở trên mặt đất gian lăng không, nhưng lúc đêm đen vừa đi vừa tìm kiếm, cuối cùng đã đi tới một con đường không cách nào phân biệt phương hướng, Tề Ninh cũng không vội vàng lên đường, tìm một cái rừng ngủ một đêm. Ngày hôm sau hừng đông, cuối cùng tìm được một thôn làng, hỏi thăm xong, cũng may trên người mang theo một ít bạc vụn, thuê một chiếc xe lừa gần đó, đi một ngày một đêm mới đến được mặt đất Giang Lăng. Cố gia Giang Lăng là thế gia đại tộc, nên dễ dàng nghe ngóng. Trạch trạch của nàng ở thành Thanh Hà, Thanh Hà thành cách Kinh Châu Thành hơn trăm dặm. Đi hai ngày, xe lừa rốt cục cũng đến thành Thanh Hà tề ninh thanh toán gấp đôi tiền xe ngựa đi thẳng vào thành trong lòng lo lắng cố thanh ngọc còn chưa trở về cố gia là đại thế gia giang lăng muốn hỏi thăm về phủ đệ của cô nương dễ như trở bàn tay tới ngoài cửa cố phủ đã là hoàng hôn đại môn mở ra tề ninh cũng không khách khí đi thẳng tới một tên người hầu ngoài cửa lập tức ngăn lại trận trắng mắt nói tại e, sao ngươi lại xông loạn thế cũng không ngẩng đầu lên xem đây là đâu ta tìm cố lão gia tề ninh cũng không biết ai đang làm chủ trong cố gia trong lòng muốn tìm lão gia luôn là không sai gia phó lập tức nói e lão gia nhà chúng ta phải làm việc lớn tạm thời không có ai gặp tề ninh cao mày nói e tam phu nhân của cẩm y hầu phủ là tiểu thư nhà các ngươi gia phó lập tức ưỡn ngực nói e đây là chuyện mà ai cũng biết liên quan gì đến ngươi tam phu nhân đã hồi phủ chưa tề ninh quan tâm hỏi kẻ ta có việc cấp cần gặp các ngươi và tam phu nhân. Gia phó quan sát tề ninh một phen, buồn cười nói, ở ờ, ngươi nói gặp tam phu nhân của chúng ta là có thể gặp sao? Tam phu nhân đang bận, không rảnh gặp ngươi. Tề ninh vui vẻ nói, kẻ nói như thế, tam phu nhân quả nhiên trở lại rồi. Nhất thời thở vào nhẹ nhõm, nói, kẻ ta là tề ninh, ngươi bẩm báo. Hắn còn chưa nói xong, người hầu đã biến sắc nói, ê tề. Ngươi là A. À. Không nói hai lời, xoay người liền chạy vào trong phủ, qua không bao lâu, chỉ nghe thấy trong phủ kinh hải một trận, lập tức một đám người chạy tới, một người đi đầu chính là Cố Thanh Ngọc. Ninh nhi, là Ninh nhi sao? Cố Thanh Ngọc kích động hô lên, nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống. Tề Ninh bước nhanh tiến lên, thấy Cố Thanh Ngọc như nở hoa lê, nhưng lại bình yên vô sự, một viên đá rơi xuống đất, vui vẻ nói, "Kệ Tam Nương." Cháu ở đây, thật tốt quá." Cố Thanh Ngọc đã nên đón, Tề Ninh kích động, mở hai tay ra muốn ôm lấy, bỗng nhiên tỉnh ngộ bên cạnh còn có một đám người, nhất thời có chút lúng túng, chỉ là mở ra ôm ấp cũng không tiện buông xuống, thuận tay ôm lấy một người bên cạnh, đó là một nam tử ngoài 30 tuổi, hình dáng tương tự với Cố Thanh Ngọc. Người nọ bị Tề Ninh ôm lấy, hơi run sợ, nhưng lập tức vẻ mặt vui mừng, cũng ôm lấy Tề Ninh, nói: "Ệ Thế tử, mấy ngày nay chúng ta lo lắng cả ngày." cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tề Ninh đã nhanh chóng buông tay ra, nhìn về phía Cố Thanh Ngọc, chỉ thấy Cố Thanh Ngọc rơi lệ, một mặt lại mang theo nụ cười vui mừng, xinh đẹp vô song, nói, kẻ tam nương, ta nói ta sẽ rất nhanh sẽ lại đây tụ hợp cùng nàng, nàng còn không tin ta sao? Thế tử, muội muội cái này cũng không biết khóc bao nhiêu lần, ta phái người đi hạp sơn, chỉ là không có tìm được tung tích của ngươi. Nam tử kia nói, kẻ cá nhân đều có thiên tướng, ta biết ngươi sẽ không có việc gì. Bên này ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức có thể xuất phát. Chuẩn bị xong chưa? Tề ninh khẽ giật mình. Nam tử nói, cho ta đã triệu tập tất cả hộ viện tráng đinh, có hơn trăm người. Vì lần hành động này, ta cũng chuẩn bị hơn trăm con ngựa, lá cờ cũng chuẩn bị xong. Thế tử, ngươi nói xem chúng ta đánh cờ cẩm y hầu hay là đánh cờ đại sở phất tay nói kề e cầm lên đây từ phía sau lập tức đi lên hai người trong tay đều giơ lên một lá cờ một mặt trên theo chữ e sở e đỏ như máu một mặt lại theo chữ ghi tề tề ninh thấy thế có chút dở khóc dở cười nam tử kia vẫn là hưng phấn nói kể thế tử sau khi lĩnh đại quân điện ta tự mình dẫn mười cưỡi làm tiên phong giết đến nhà của tề gia trước đại ca ngươi cố thanh ngọc cũng có chút xấu hổ cái thế tử tự có sắp xếp, ngươi không cần. Muội muội, hiện giờ tề gia có phản tặc, đó chính là quốc tặc. Nam tử hiên ngang lẫm liệt nói, kẻ cố gia chúng ta có quan hệ huyết mạch với tề gia, đương nhiên phải động thủ đứng ra. Tề ninh thế mới biết, nam tử này đúng là huynh trưởng của cố Thanh Ngọc, cố Thanh Ngọc cũng biết tề ninh không quen nam tử kia, giải thích, kẻ đây là A cửu phụ ngươi cố văn tu. Văn chương chẳng lẽ văn chương của hắn rất tốt? Tề Ninh chỉ có thể chấp tay nói, Tề e Tề Ninh bái kiến cửu phụ đại nhân. Thế tử, những nghi thức xã giao này không cần để ý, đại sự quan trọng hơn, ngươi nói xem khi nào chúng ta khởi hành. Cố văn tu có chút hưng phấn, e sắc trời đã tối, ta thấy chúng ta lập tức khởi hành, thừa dịp ban đêm xuất kích. Từ trong tay áo lấy ra một cuốn đồ vật, mở ra, ở đây là bản đồ ta bảo người vẽ, thế tử có muốn bố trí trước với ta không tề ninh thầm nghĩ cửu phụ đại nhân thích hành quân chiến đấu như thế nào từ nơi này đến nhà của tề gia cũng không có bao nhiêu đường thậm chí ngay cả bản đồ cũng chuẩn bị cố thanh ngọc có chút bất đắc dĩ nói ê đại ca ngươi cũng đừng loạn nữa ninh nhi thế tử vừa tới ngay cả nước miếng cũng không uống ngươi có thể nghĩ một chút hay không không tệ không tệ là ta hồ đồ Cố văn tu vỗ đầu một cái, ở người đâu, thiết yến cho thế tử đón gió tẩy trần, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói. Tề ninh nghĩ thầm mặc dù thật nhìn có hơi không đàng hoàng, nhưng cũng không phải không có lý khi xuất phát sớm. Triệu Uyên tuy đã chết nhưng gia hỏa giả mạo tề ninh kia vẫn còn. Bây giờ cũng không biết người nọ có còn ở nhà cũ hay không, thừa dịp ra ngoài sớm, có lẽ còn có thể bắt được. Cậu, cậu nói đúng, binh quý thần tốc. Tề Ninh cười nói, thế e, nếu cửu phụ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta xuất phát càng sớm càng tốt, nhất cử hạ gục tất cả đám tặc đó. Cố Văn Tu nghe Tề Ninh đối với kế hoạch của mình tán thành, càng vui mừng, vỗ tay nói, tề e, không hổ là Cẩm Y Thế tử, chính là có phong phạm võ gia. Người đâu, giúp ta chuẩn bị giáp trụ chuẩn bị tốt, ta sẽ cùng Thế tử xuất chinh. Lại hỏi, "Kệ e, Thế tử, cái gọi là binh mã chưa động lương thảo đi trước, nếu như đối phương tử thủ ở nhà cũ, chúng ta nhất thời công không vào được chỉ sợ sẽ tốn không ít thời gian có cần tiếp tục điều một ít tráng đinh chuyên môn vận chuyển lương thực cho chúng ta hay không ta hiện tại sẽ để trong phủ làm đồ ăn nhậu làm quân lương không cần cậu chúng ta chỉ tập tiếp bất ngờ mà thôi đánh suốt đêm hơn nữa binh lực của đối phương không bằng chúng ta chắc sẽ dễ dàng đánh hạ tề ninh nín cười nghe nếu quả thật không đánh vào được đến lúc đó có chuẩn bị lương thực cũng kịp Cố văn tu khẽ gật đầu, nói, kệ thế tử nói rất đúng. Hướng một người phía sau nói, kỳ hứa quản gia, tối nay chúng ta xuất chinh, các ngươi ở nhà cũng chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày sau chúng ta không về, chính là lâm vào khổ chiến, ngươi lập tức sai người đưa lương thực đến. Đúng rồi, sau khi chúng ta rời đi, ngươi đến huyện tìm lão gia, bảo người sai dịch đến đây bảo vệ trạch đệ, miễn cho có người lén đánh lén hang ổ của chúng ta sau lưng tề ninh nghĩ thầm mặc dù cửu phụ đại nhân có chút không cần thiết nhưng sau khi suy nghĩ ngược lại thì nhu hòa nói với cố thanh ngọc kẻ tam nương người chờ ở chỗ này chúng ta sẽ trở về nhanh thôi ninh nhi ngươi phải cẩn thận lai lịch đám người kia không rõ rất khó đối phó trong đôi mắt đẹp của cố thanh ngọc tràn đầy vẻ lo lắng kẻ thật sự không được đến kinh châu thành tìm thái thú điều binh muội muội chúng ta có trên trăm người đây đều là nhân vật lợi hại Cố Văn Tu bất mãn nói, "Kệ bình thường bọn họ thường theo ta săn bắn, chẳng lẽ muội không tin được đại ca sao? Lúc này lại đi Kinh Châu thành điều binh, nếu là bị tai mắt của đám tặc nhân kia hỏi dò được, bọn họ nhất định sẽ chạy mất." Thế tử đã nói, "Binh quý thần tốc, cũng không thể lề mề như vậy." Cố Thanh Ngọc nhịn không được trợn mắt liếc nhìn Cố Văn Tu, nói, "Kệ cho dù binh quý thần tốc, cũng phải làm cho thế tử cùng mọi người ăn cơm rồi mới đi." Cố Văn Tu cười nói, kỳ hoàng đế không thiếu binh đói, cái này ta tự nhiên biết. Cố văn tu ngược lại cũng chuẩn bị đầy đủ, tụ tập hơn trăm hộ viện tráng đinh thân thể cường tráng, ngoài ra thật đúng là chuẩn bị hơn trăm con tuấn mã, hiển nhiên hắn đã sớm chờ tề ninh. Sau khi mọi người dùng rượu và thức ăn, cũng không trì hoãn, cố văn tu đổi sang một thân giáp trụ, cầm một cây côn đồng cầm trong tay, thủ hạ đều là các loại binh khí như thiết xoa búa, sau khi đại sở lập quốc, thi hành đao thú lệnh, dân chúng tầm thường không được tự có binh khí, cho dù là Phú Hào cũng không thể giấu kín đau cụ, người vi phạm xét xử theo tội mưu phản. Tuy Cố gia gia nghiệp lớn, sau lưng khó tránh khỏi tồn tại chút ít binh khí, nhưng cũng không dám qua Minh Chính đại đi ra. Mặc dù ban đêm đóng cửa thành, nhưng người của Cố gia ra khỏi thành, tự nhiên không người dám ngăn cản, Cố Văn Tu cưỡi ngựa đi đầu, dẫn đầu ra khỏi thành. Hắn hết sức quen thuộc hoàn cảnh địa lý nơi đây, hơn trăm kỵ binh ngược lại cũng khí thế hùng hổ, thẳng hướng nhà của Tề gia nhào tới ngựa là khoái mã, ngựa không dừng vó, đến nửa đêm, đã cách nhà của tề gia chỉ có vài dặm, cố văn tu tình phấn khởi, kìm cương ngựa hướng tề ninh nói, kệ thế tử, bên nhà của tình hình thù địch chưa rõ, có nên phái người tới tìm hiểu một phen chăng? Không bằng ta dẫn mấy người qua đó nhìn một chút, lấy tên lửa làm hiệu, chỉ cần trên không trung có tên lửa sáng lên, ngươi liền dẫn người xông tới. Tề ninh nói, kẻ cửu phụ, ta khá quen thuộc bên kia, không bằng ngươi dẫn người chờ ở đây, ta dẫn hai người đi qua xem một chút. Ngươi tin thông binh pháp, thành thục ổn trọng, đại đội nhân mã do ngươi tọa trấn thì tốt hơn. Cố văn tu vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ờ ngươi nói có lý, được lắm, chúng ta ở chỗ này chờ, bên kia vừa có động tĩnh, ta lập tức dẫn người đi qua. Tề Ninh cũng không nhiều lời, dẫn theo hai người đi thẳng về phía nhà cũ, dưới bóng đêm, chỉ thấy bên nhà cũ đèn đút sáng choang, theo đường lớn còn chưa tới gần, lại chỉ thấy trước mặt có người ngăn cản, đều là giáp trụ bên người, có người trầm giọng quát, ở người tới là ai? Mau xuống ngựa. Tề ninh nhíu mày, hỏi, ở các ngươi là ai? Chúng ta là binh mã dưới trướng thái thú Kinh Châu. Đối phương nói, ở e, nơi này đã bị phong tỏa, không ai được tới gần, kẻ vi phạm giết không tha. Tề ninh ngẩn ra, liền từ phía sau tiến lên một người, nhìn thấy tề ninh, lấy làm kinh hãi mừng rỡ nói, tề thế tử gia bước nhanh tới, quỳ rạp xuống đất, tề thế tử gia, ngươi đã trở lại, mọi người vẫn luôn tìm ngươi. tề ninh liếc mắt nhìn, chính là một trong những thị vệ từ trong kinh thành đi theo mình xuống, những quan binh kia thấy thế, nhìn nhau một cái, lập tức quỳ rạp xuống đất, cùng hô lên, người tiểu nhân bái kiến thế tử gia. tề ninh đưa tay lên nói, ê đứng lên hết đi, lại hỏi, ê bên này xảy ra chuyện gì? tùy tùng kia đứng dậy nói ngày hồi bẩm thế tử gia chúng ta đã khống chế nhà cũ người cả đám đều bị bắt chỉ chờ tìm được thế tử gia lại hành động tề ninh hai hàng lông mày giãn ra hỏi thì các ngươi đã bắt được đám gia hỏa kia đúng rồi cái tên giả mạo tề ống ả kia có bắt được không thế tử gia yên tâm đã nắm lấy tùy tùng hưng phấn nói cây dục mọi người vẫn còn đang sốt ruột mao thái thú cũng ở đây tiểu nhân đi bẩm báo ngay Tề Ninh lắc đầu nói, Ê không cần, ta tự mình đi qua. Lắc cư ngựa, thẳng hướng nhà cũ đi tới, đến trước cửa nhà cũ, quả nhiên nhìn thấy cứ cách mỗi bốn phía vài bước lại có một binh sĩ, ít nhất cũng có trên trăm người, trước cửa có tùy tùng nhìn thấy Tề Ninh, vui mừng đang xen, Tề Ninh vào trong, chỉ thấy đại đường đèn đút sáng trưng, mấy người đang tập trung một chỗ thương nghị cái gì đó, nghe được tiếng bước chân, mấy người xoay đầu lại, một người vui vẻ nói, kệ thế tử gia, ngài. Ngài đã trở lại đã tiến lên, chính là Tề Phong. Những người khác nghe được, nhao nhao nghênh đón, một gã trung niên mặc quan bào chấp tay nói, hệ hạ quan Giang lăng thái thú mau văn thọ, tham kiến thế tử. Tề Ninh mặc dù là cẩm y thế tử, nhưng dù sao cũng không phải là quan chức, hơn nữa chưa thừa kế tước vị, tất nhiên gian lăng thái thú không cần quỳ lạy dù như thế, vẫn là lễ độ có thừa. Tề Ninh chấp tay hoàng lễ nói, Ê mau thái thú, vất vả rồi thế tử bình yên vô sự là tốt rồi. Mao Văn Thọ thở dài một hơi, mặt giãn ra cười nói, để chúng ta đang thương nghị giấy dáng cáo thị, bỏ số tiền lớn tìm kiếm thế tử, nhưng như vậy sẽ tiết lộ tin tức thế tử thân ở Giang Lăng, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái cho thế tử, cho nên đang thương nghị. Mọi người ngồi trước đi. Tề Ninh đưa tay nói, mấy người khác cũng là quan viên tướng lãnh, nhau nhau hành lễ với Tề Ninh. Tề Ninh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, hỏi tề phong kề tề phong bọn người mao đại nhân đây là tề phong lập tức giải thích kề thế tử ta đi kinh châu thành tìm được tề huyên lão tổng quản lúc ấy bên cạnh lão tổng quản chỉ có một người chăm sóc tề thái dám lắc đầu nói kề không phải chiếu cố mà là trông coi trông coi đúng vậy lão tổng quản không phải trúng gió mà là bị người hạ độc nằm trên giường không thể động đậy hắn cũng không thể nói chuyện là bị người ta hạ độc Hàng giọng nói. Tề Phong cười lạnh nói, ở ngay từ đầu chúng ta thiếu chút nữa đã bị lừa rồi, nhưng ngay lúc ta thấy ánh mắt của Tổng quản, lão Tổng quản không đúng. Ánh mắt không đúng. Tề Phong cười nói, Tề Khương lão Khương rất cay, lão Tổng quản mặc dù không thể nhúc nhích nhưng lại dùng ánh mắt nhắc nhở ta có gian trá trong đó. Thế tử cũng biết ta không khéo hơn người, vừa nhìn thấy ánh mắt lão Tổng quản liền ngầm hiểu, lập tức quyết định, bắt lấy gia hỏa trong coi lão Tổng quản ngay tại chỗ, tên kia đúng là đồ nhát gan, vừa bị tra hỏi thì cái gì cũng khai ra. Hắn nhận tội lão tổng quản không phải là trung phong, chỉ là hắn không có giải dược. Dừng một chút, để lão tổng quản nếu không phải trung phong, như vậy trong đó tất có kỳ quặc ta và thái thủ thương nghị với nhau, âm thầm triệu tập binh mã, chờ phái huynh đệ giang hạ trở về, biết được tề gia nhiều năm trước mất tích không rõ, như vậy nhà cụ tất có vấn đề. Tề Ninh gật đầu nói, thì nếu như nhà của Tề Ninh là thật, đầu kia Giang Hạ tất nhiên biết Tề Ninh ở chỗ này cũng sẽ không có nói mất tích. Tề Phong gật đầu nói, e cho nên bên này Mao Thái thú đã có chuẩn bị, chúng ta đưa người đi về hướng nhà cũ. Nhưng vì không có chuyện gì xảy ra, ta đi đến nhà cũ trước, biết được Thế Tử và Tam Phu nhân đồng thời mất tích, liền biết trong đó có quỷ, liên lạc Thái thú Long Mao, Ba ngày trước cũng đã thừa dịp ban đêm xuất binh vây quanh nhà cũ, bắt được giả. Lúc ấy vừa vặn còn có mấy đồng đảng của hắn cũng ở đây bắt được cả. Trần chờ một chút mới nói, người ta lo lắng những người ở nhà cũ cũng có liên quan, cho nên mặc kệ nam nữ già trẻ tạm thời giam giữ tất cả. Những người trong nhà cũ không biết chân tướng sự việc là bị nhóm người Tề Ninh kia che đậy khống chế. Tề Ninh nói, Tề Tam phu nhân cũng rất an toàn, không cần phải lo lắng. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mao Văn Thọ trấn tĩnh lại đã biết được thế tử và tam phu nhân mất tích, chúng ta phái người đi khắp nơi tìm, từ trong miệng Tề Ninh thẩm vấn, biết được thế tử có khả năng đã đi đến Hạp Sơn, cho nên phái người ở Hạp Sơn tìm kiếm, nhìn thấy không ít người ở trong núi. Tề Ninh chắp tay nói, "E làm phiền chư vị." Lại nói, "Kệ có thể từ trong miệng Tề Ninh thẩm tra ra những khẩu cung khác không?" Mao Văn Thọ và Tề Phong liếc nhau, mới nói, "Kệ hạ quan sai người nghiêm hình tra khảo." hắn chỉ nói tất cả đều là phán quan phân phó còn nói cái gì lộn xộn trường sinh bất lão y có nhắc tới cửu u địa tàng không tề ninh nhíu mày hỏi cửu u địa tàng mao văn thọ khẽ giật mình lắc đầu nói tôi cũng không phải nói cái này thế tử cửu u địa này là vật gì an tâm bất động như mặt đất lo lắng sâu kín như mật các ngươi đã từng nghe qua câu nói này chưa mao văn thọ gật đầu nói thì cái này chính là địa tạng vương Bồ Tát. Tục truyền địa tạng vương Bồ Tát được thích già ma ni dạng dò, muốn ở sau khi thích ca độ không diệt, thế giới Phật di lặc hàng ngũ lưu lại thế gian, phổ độ giáo hóa chúng sinh thoát lưu trầm luân ở địa ngục, ác quỷ, súc sinh, atula, người, chúng sinh trong thiên hạ, hơn nữa hắn thề, địa ngục không rỗng, thề không thành Phật. Mao thái thú quả nhiên là đầy bụng kinh luân. Tề ninh cảm thán nói. Mao văn thọ vội cười nói, Ờ không dám, chỉ là Hạ quan thỉnh thoảng sẽ đọc chút kinh Phật, cho nên biết được một ít. Theo ta được biết, thủ hạ địa tạng còn có địa tạng lục sứ. Tự hồ cảm thấy mình có chút quá mức khoe khoang học thức, xua tay cười nói, để để thế tử chê cười rồi. Tề ninh nghi mặt nói, Ờ mau thái thú, những điều này chúng ta không biết, hơn nữa ta quả thật muốn biết nhiều hơn một chút chuyện trong đó, địa tạng lục sứ mà ngươi nói, thế nào? Hồi bẩm thế tử, địa tạng lục sứ, là sứ giả hiệp trợ địa tạng vương Bồ Tát độ hóa lục đạo. Mao Văn Thọ giải thích nói, đề một là diễm ma sứ giả, độ hóa địa ngục, một là cầm bảo tử, độ hóa ác quỷ, còn có sứ giả đại lực độ hóa súc sinh, đại từ thiên nữ độ hóa tu la, bảo tàng thiên nữ độ hóa nhân đạo, cuối cùng là nhiếp thiên sứ giả, độ hóa thiên đạo, sáu đại sứ giả này chính là địa tạng lục sứ. Tề Ninh hơi gật đầu, nói, thì thì ra là thế. Lại nói, Người giả tề ninh quả thật là nghe lệnh triệu uyên Triệu uyên này chính là phán quan giả sử Tề phong vội hỏi Kệ thế tử gặp triệu uyên rồi sao Hắn đã chết Ta đã tự tay giết hắn Tề ninh thản nhiên nói Thì hắn tự xưng là nghe lệnh của cửu U Địa Tàng Chỉ là Địa Tạng Vương Bồ Tát này Chính là Bồ Tát mà thế nhân cúng bái Cửu U Địa Tạng mà hắn nói Chỉ có thể là người thế gian Hỏi Kệ tề phong Ngươi đã từng nghe qua có tổ chức giang hồ nào có liên quan đến việc này chưa? Tề Phong suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, cũng không có nghe nói trên giang hồ còn có nhân vật cửu u địa tàng. Thân thể tiến về phía trước, thấp giọng nói, Ê Thế Tử, còn có một chuyện lớn, chỉ sợ ngươi không biết. Chuyện lớn? Tề Ninh hỏi, Ê chuyện lớn gì? Tề Phong nhìn về phía Mao Văn Thọ nói, ở Mao Đại Nhân, ngươi vẫn là người nói đi. Mao Văn Thọ khẽ vuốt cầm, vẻ mặt ngưng trọng lên, đưa tay hướng những quan viên khác nói, kể các ngươi trước tiên lui xuống đi. Mọi người đứng dậy cáo lui với Tề Ninh, chờ sau khi mọi người lui ra, Mao Văn Thọ mới thấp giọng hỏi, kể thế tử có biết Thánh Thượng Băng Hà không? Băng đổ. Tề Ninh nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hỏi, kể cái gì Băng Hà? Thánh Thượng Băng Hà. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, kể các ngươi là nói, hoàng đế chết rồi sao? Mao Văn Thọ và Tề Phong đều hơi biến sắc, Tề Ninh cũng biết mình lỡ lời, Mao Văn Thọ đã nâng tay ra hiệu Tề Ninh nhỏ giọng một chút, cũng đứng dậy đi ra trước cửa nhìn ra ngoài một chút, lúc này mới trở về, hạ giọng nói, Tề Thế Tử, Hạ Quan cũng là sớm hôm qua vừa nhận được tin tức, Thánh Thượng đã băng hà rồi. Trong đầu Tề Ninh lại bay lên. Cẩm y hầu qua đời, trong hoàng cung chậm chạp không có động tác, thậm chí đến ngày cẩm y hầu đưa tang mới vội vàng phái người đi nửa đường tuyên chỉ hầu phủ vốn còn đang hy vọng trong nội phủ có thể dựa theo lệ thường mà ban thưởng cũng có thể giúp hầu phủ vượt qua cửa ải khó khăn dù sao đường đường là trụ cột đại quốc cẩm y hầu vì nước tận trung lập vô số công lao hãng mã hoàng đế tuyệt đối không thể thờ ơ được trên thực tế chính là đến hôm nay mới thôi cũng không thấy hoàng đế ban thưởng một văn tiền đồng nào tề ninh có đôi khi còn đang suy nghĩ nếu thật sự là hoàng đế keo kiệt như thế thì có thể nói là hôn mê đến cực điểm cẩm y hầu đối với đại sở thành tích ít hơn ngay cả nhân vật như vậy tạ thế cũng không được trợ cấp thì làm sao lấy được lòng người văn võ bá quan và con dân thiên hạ cho dù có khó khăn rất lớn cỡ nào cũng phải bày ra tư thái chứ không nói đến hoàng đế không ban thưởng trợ cấp thậm chí trong tế tang trong cung cũng chưa từng phái người đến tế điện việc này thật sự là quá khác thường phòng vệ trong kinh được điều động, Vũ Lâm Doanh của Hoàng gia phụ trách bảo vệ Hoàng Thành bị điều ra Kinh Thành, mà Hát Đao Doanh thì vào thành thay phiên phòng thủ, ngoài ra là Kinh Thành giới nghiêm, hết thảy đều biểu thị Kinh Thành có biến cố. Tề Ninh tuy rằng cũng cảm thấy Kinh Thành xảy ra chuyện, lại không ngờ rằng là vì Hoàng đế băng hà. Giờ phút này biết tin tức này, tất cả nghi vân đều sáng tỏ thông suốt, trong lòng hắn biết rõ, Hoàng đế chỉ sợ lúc Hát Đao Doanh nhập kinh, khả năng đã gần lâm tử vong, thậm chí khi đó cũng đã băng hà, điều động phòng vệ, là vì dự phòng ngừa có người ở kinh thành thừa dịp hoàng đế băng hà mưu đồ làm loạn. Trong cung nay cả hoàng đế cũng chết, làm gì còn tâm tư đi quản việc tang của cẩm y hầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trụ cột quân trung lương cẩm hầu của đại quốc đã qua đời, mà hoàng đế của đại quốc gần như là đồng thời băng hà. Một vua một tướng một bước qua đời, một đã kích như thế quả thật trí mạng đối với đại quốc đại sở. Kế tiếp, tất nhiên không thể thiếu một trận mưa gió, thậm chí Tề Ninh còn hoài nghi kinh thành hiện giờ chỉ sợ đã rơi vào hỗn loạn. Thánh thượng nhất đại minh quân, tráng niên nhi băng. Đôi mắt Mao Văn Thọ phím hồng, thở dài nói, Ê đại sở ta đi con đường nào, thực sự khiến người ta lo lắng. Hoàng đế đại sở băng hà, mặc dù Tề Ninh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng không có cảm xúc gì, thấy được Mao Văn Thọ vẻ mặt sầu muộn, nhưng không được nói, Ê thánh thượng băng hà, tự có thái tử kế vị, ta thấy triều đình cũng đã chuẩn bị, chờ sau khi tân quân kế vị, tất cả hãng sẽ rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mao văn thọ khẽ gật đầu nói, người chỉ mong như thế. Tề phong ở bên không nhịn được nói, chờ hiện tại lo lắng nhất chính là thái tử không thể kịp thời trở về, không cẩn thận sẽ phát sinh biến cố. Thái tử có gấp trở lại hay không? Tề ninh ngạc nhiên nói, lời này rốt cuộc là nói như thế nào? chẳng lẽ thái tử không ở trong kinh thành? Tề Phong thấp giọng nói, Tề quốc chủ đông Tề lập ra danh sách thái tử, cử hành đại điển sắc lập, thái tử dẫn sứ đoàn tiến về tham gia, cũng không nghe nói đã về kinh thành. Đông Tề quốc Tề Ninh hơi sững sờ, e sao lại có thêm một đông Tề quốc nữa? Không phải chỉ có Bắc Hán thôi sao? Tề Phong và Mao Văn Thọ liếc mắt nhìn nhau, Mao Văn Thọ ra vẻ bình tĩnh, Tề Phong thì thần sắc xấu hổ, ngượng ngùng cười nói kẻ thế tử nói cũng không sai chiếu theo hắn đông tề cũng không phải là một quốc gia địa hẹp người thưa chỉ là hắc hắc lại không nói tiếp hắn biết vị thế tử nhà mình trước đó không lâu vẫn là ngơ ngác 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 chỉ là gần đây mới đầu não thông suốt rất nhiều chuyện mộng nhiên không biết thật ra cũng không kinh ngạc mao văn thọ thấy vẻ mặt tề ninh vẫn như cũ vẻ mặt ngơ ngác giải thích kẻ thế tử đông tề ở nửa đảo sơn đông diện viên nhỏ hẹp chiếm hữu đất thanh châu Hạ Hạc cũng chỉ có cửu quận chi địa mà thôi, thậm chí không kịp kinh nam chi địa chúng ta rộng lớn. Vốn dĩ vô luận là đại sở hay Bắc Hán, cũng chưa từng thật sự xem Đông Tề là một quốc gia, bất quá trong tay bọn họ có Đông Hải Thủy Sư, giỏi về thủy chiến, cho nên quốc lực mặc dù gầy yếu, cũng có thể an phận hẻo lánh một góc. Thì ra là thế. Tề Ninh lúc này mới biết, giữa hai cường quốc lớn lại vẫn còn tồn tại Đông Tề quốc nho nhỏ. Lời của Mao Văn Thọ, cả nghe được rõ ràng, biết rõ nước Đông Tề chiếm cứ chính là dàn đông bán đảo khu vực, bởi vì dàn đông bán đảo gặp mặt ba biển, có được một nhánh thủy binh lực lượng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiểu quốc như vậy, chỉ cắt một cốc nhỏ, có thể sống sót giữa hai đại cường quốc thật đúng là không dễ dàng. Chỉ là nếu hai đại cường quốc đều không coi Đông Tề là chậu đồ ăn, sao đại sở lại phái thái tử bản quốc tới tham gia đại điển lập lập ra ở Đông Tề? Nhưng suy đi nghĩ lại, liền hiểu được mấu chốt trong đó. Nam Sở cùng Bắc Hán hai phe giằng co, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau, dưới tình huống này, ai có thể lôi kéo đến Đông Tề tự nhiên sẽ thêm một phần lực lượng, dù sao Đông Tề quốc thế tuy yếu, nhưng cũng không phải không có gì, chí ít trong tay bọn họ còn có một chi thủy binh cường đại, có lực lượng như vậy, đủ để cho Bắc Hán và Nam Sở thù thèm nhỏ giải. Quả nhiên, Mao Văn Thọ nói, kẻ thái tử đi tham gia sách lập đại điển của Đông Tề, đó là cho người Đông Tề thể diện lớn bằng trời, nếu thủy sư đông tề có thể cho đại sở ta sử dụng, người Bắc Hán càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói như thế thì hiện giờ thái tử vẫn còn ở đông tề sao? Tề Ninh nói, Ê Thánh Thượng Băng Hà, thái tử nhận được tin tức đương nhiên sẽ lập tức chạy về. Mao Văn Thọ lại có chút lo lắng, không nói lời nào. Tề Ninh nhịn không được hỏi, để các ngươi nói trong kinh sẽ có người thừa dịp loạn sinh sự, ai có lá gan lớn như vậy? Mao Văn Thọ nói, kẻ có trung nghĩa hầu tọa trấn, hẳn không đến mức xảy ra vấn đề gì. Bày tay nói, kẻ triều đình tự có sắp xếp của triều đình, trước khi thánh thượng đời minh quân, chắc hẳn cũng đều an bài thích đáng, chúng ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút, đại sự quốc gia, còn chưa tới phiên hạ quan nghị luận. Chỉ sợ. Tề phong nói phân nữa, nhưng không nói ra, chỉ là vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Tề ninh thấy hai người nói chuyện đều là vân sơn sương mù muốn nói lại thôi, nhưng không được nói, thì các ngươi nói chuyện có thể lưu loát một chút hay không, ta nghe hồi lâu, cũng không biết rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì. Chỉ vào Tề Phong nói, ở ngươi chỉ sợ cái gì. Tề Phong do dự một chút rồi mới hạ giọng nói, kể thế tử, ngươi có điều không biết, có vài người. Có người không cho rằng thái tử có thể kế thừa đại thống. Cái gì? Tề Ninh khẽ giật mình, thì không phải thái tử kế thừa đại thống, vậy lập thái tử là vì sao? thái tử không phải là thái tử sao mao văn thọ khẽ vuốt cầm nói kệ thế tử nói rất đúng thái tử chính là trữ quân tử thừa phụ nghiệp thiên kinh địa nghĩa theo đạo lý thái tử kế thừa đại thống tự nhiên là không thể phân lượng chỉ là chỉ là chuyện lúc trước vẫn làm cho một số người trong lòng không cam lòng hạ quan lo lắng chính là nhóm người kia sẽ nhân cơ hội sinh ra biến cố nhóm người nào tề ninh vẫn không nghe rõ hoài nam vương Cuối cùng Tề Phong nói, cho chỉ sợ Hoài Nam Vương chúng ta sẽ nhân cơ hội sinh sự. Hoài Nam Vương Tề Ninh lập tức nghĩ đến ngày hôm đó Cẩm Y Hầu tặng tang, trước khi trong cung phái người truyền chỉ, Hoài Nam Vương dẫn đầu chạy tới, khóc tế Cẩm Y Hầu ngay tại cửa thành, lúc ấy thậm chí cảm động không ít người. Hắn nhớ rõ Hoài Nam Vương đã hơn 40 tuổi, nhìn qua cũng là quý khí bức nhân, chỉ là thời điểm thái giám trong cung chạy tới, Hoài Nam Vương biểu hiện lãnh đạm, thậm chí trước khi tuyên độc thánh chỉ đã dẫn người rời đi, có vẻ hơi thất lễ. Tề Ninh còn có ấn tượng rất sâu với Hoài Nam Vương, lúc này nghe Tề Phong nhắc tới Hoài Nam Vương, cảm thấy kinh ngạc, hỏi, để các ngươi lo lắng Hoài Nam Vương sẽ sinh sự. Nhíu mày nói, thì hắn có thể sinh ra biến cố gì? Một vương gia, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thái tử kế thừa đại thống? Có lẽ vương gia khác không có năng lực bực này, nhưng Hoài Nam Vương lại khác, Mao Văn Thọ Hạ thấp giọng nói, kệ thế tử, theo lời hạ quan biết, kỳ thật. Kỳ thật Hoài Nam Vương có tư cách kế thừa đế vị. Tề Ninh ngạc nhiên nói, kệ Hoài Nam Vương có tư cách kế thừa đế vị. Mao Đại Nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Mao Văn Thọ giải thích nói, kệ Thái Tổ Võ Đức Hoàng Đế Đại Sở Ta Võ Công Sáng Lạng, chinh phạt thiên hạ, lập quốc đại sở, chỉ là... Chỉ là năm đó mất sớm, không đến 40 tuổi, mặc dù băng tử, trước khi Thái Tổ Hoàng đế sụp đổ, Hoài Nam Hoàng đế còn ở trong tả lót, lúc ấy thiên hạ vẫn loạn lạc, phía nam loạn tặc như mây, ba thuộc chưa bình định, người Bắc Hán cũng nhìn chằm chằm. Hoài Nam Vương là nhi tử của Thái Tổ Hoàng đế. Tề Ninh hỏi. Mao Văn Thọ gật đầu nói, Tề e không chỉ là hoàng tử của Thái Tổ Hoàng đế, hơn nữa là hoàng tử duy nhất. Thái Tổ Thân ở loạn thế, chinh phạt thiên hạ, vốn sinh một hoàng tử, lại tuổi nhỏ chết yểu, Hoài Nam Vương là thứ tử của Thái Tổ Hoàng Đế, nhưng trưởng tử chết yểu, Hoài Nam Vương trên thực tế chính là hoàng tử duy nhất của Thái Tổ Hoàng Đế. Tề Ninh ngạc nhiên nói, về Hoài Nam Vương nếu là dòng dõi duy nhất của Thái Tổ Hoàng Đế, vì sao? Vì sao hôm nay chỉ là vương tước? Có liên quan đến tình thế lúc đó? Bóng Long Thọ nói, về Thái Tổ chết, tình thế nguy cấp, nội ương ngoại hoạn, lúc ấy có thể ổn định cục diện chỉ có Thái Tông Hoàng đế. Thái Tông Hoàng đế là thân huynh đệ của Thái Tổ Hoàng đế, Thái Tổ chinh phạt thiên hạ, Thái Tông Hoàng đế từ đầu đến cuối cũng đi theo bên cạnh, chiến công vô số, chính là cánh tay của Thái Tổ Hoàng đế. Tề Ninh lập tức hiểu ra, nói, vì vậy là huynh chung của ta rồi. Hắn biết được ngôi vị Hoàng đế kế thừa, phần lớn là hai loại tình thế, hoặc là phụ nghiệp tử thừa, hoặc là huynh chung đệ với nhau, nếu được hiền minh khác, thì nói là phượng mau lân giác cho dù là huynh trung đệ hay đến, trong lịch sử cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ phi là tình thế bức bách, bình thường mà nói, nhi tử kế thừa gian sơn của lão tử, đó là chuyện thuận lý thành chương. Một phen nói đến Mao Văn Thọ, Tề Ninh đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Không nghi ngờ gì nữa, đương nhiên sở thái tổ chính là một đời kiêu hùng, đánh hạ được nửa gian sơn. Nhưng tráng niên mất sớm, Hoài Nam Vương từng là người còn nằm trong tả lót. Hoài Nam vương kế thừa đế vị, vốn là hợp tình hợp lý, nhưng dưới tình huống nội ưu ngoại hoạn này, sở quốc vừa mới thành lập cần một nhân vật có uy vọng cường thế tỏa trấn, trên dưới ngưng tụ sở quốc thành một nắm đấm, nếu không chắc chắn sẽ là một mâm cát rời rạc, mà một hài nhi vẫn còn trong tả lót, đương nhiên không có khả năng ngưng tụ nhân tâm. Thái Tông Hoàng đế đi theo Thái tổ chinh chiến thiên hạ, chiến công hiển hách, uy vọng của hắn đủ để ổn định lòng người. Dưới tình huống đó, Thái Tông sẽ kế thừa đại thống, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đúng như ta nói, Thái Tông kế thừa đại nghiệp, chính là huynh cả đời, Thái Tổ Hoàng đế dùng thiên hạ làm niệm, truyền ngôi vị Hoàng đế cho Thái Tông Hoàng đế. Mao Văn Thọ do dự một chút, mới hạ thấp giọng nói, cho chỉ là về sau có đồn đại nói, Thái Tổ Hoàng đế trước khi băng hà đã truyền ngôi vị Hoàng đế cho Thái Tông, Thái Tông cự tuyệt không tiếp nhận, là Thái Tổ Hoàng đế kiên trì, để Thái Tông Hoàng đế lấy đại nghiệp làm trọng, Thái Tông Hoàng đế lúc này mới tiếp nhận Ngọc Tỷ, hơn nữa hứa hẹn với thái tổ hoàng đế đợi đến khi hoài nam vương trưởng thành sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho hoài nam vương tề ninh nghĩ thầm lại không nói đây là thật hay giả cho dù lúc ấy thái tông hoàng đế nói lời này thật vậy cũng không thể coi là thật một khi quyền thế nắm trong tay chỉ sợ không có mấy người chịu buông hoài nam vương bây giờ vẫn là vương tước như cũ thái tông hoàng đế đương nhiên không truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn tề ninh nói mao văn thọ nói sau khi Thái Tông Hoàng đế kế thừa đại vị, đã gánh vác sự nghiệp của Thái Tổ Hoàng đế, tiếp tục chinh phạt các lộ loạn tặc, ngoại trừ đất ba thuộc, hoài thủy ở Nam thì thu hết của đại sở ta vào trong túi đại sở ta. Mấy năm chinh chiến liên tục, Thái Tông Hoàng đế cũng là người bệnh ngã, thật sự là do Thái Tông Hoàng đế kế vị, đã có không ít người lên làm Thái Tông Hoàng đế sách lập trữ quân, Thái Tông Hoàng đế vẫn luôn không để ý đến. Đến khi ngã bệnh, cuối cùng tập kết làm Thái Kim Thánh Thượng làm Thái Vương, phong Hoài Nam Vương làm vương tước. Thì ra là thế, khó trách các ngươi nói sẽ có người không cam lòng. Lúc này Tề Ninh đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, hắn có thể hiểu được Hoài Nam Vương không cam lòng, nhưng cũng có thể thông cảm với tấm lòng Hoàng đế Thái Tông, lại nói Thái Tổ Hoàng đế tuy xây dựng quốc gia, nhưng cũng không thật sự lập bản đồ đại sở. Bản đồ đại sở mới đại khái xác định dưới tay Thái Tông Hoàng đế, trước khi hắn lâm chung, hắn nghĩ đến dĩ nhiên là phải giao Giang Sơn mình xuống cho con cháu của mình tự nhiên không có khả năng truyền ngôi hoàng đế đến tay hoài nam vương hoài nam vương là hoàng tử duy nhất của thái tổ theo hắn thấy đại sở là do thái tổ lập quốc do hắn kế long thái tổ khai sáng ra đại sở đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thái tông nhất hệ ở trong mắt hoài nam vương đương nhiên là cường đạo đã vi phạm ước định cướp đoạt hoàng vị của hoàng đế đương kim thánh thượng văn thao võ lược vì theo hiền minh hơn nữa cũng thu thổ địa ba thuộc vào lãnh thổ đại sở ta văn thọ nói kẻ thánh thượng đối với hoài nam vương cũng thủy chung là lễ kính có thừa thế gian hiện nay hoài nam vương thu được vinh dự khác biệt không người nào có thể so sánh chỉ tiếc lắc đầu cũng không nói tiếp tề phong một mực ở bên cạnh không nói chuyện lúc này rốt cục nhịn không được mà nói kẻ thế tử vô luận như thế nào cũng không thể để hoài nam vương thực hiện được nếu hoài nam vương làm hoàng đế tề gia chúng ta có thể phải hai tay nắm lại vẻ mặt trở nên lạnh lùng dị thường tề ninh nói thì dường như ngươi hết sức kiên kỵ Hoài Nam Vương Sao vậy Hắn có ý kiến với tề gia chúng ta Mao Văn Thọ nói Kẻ thế tử có chỗ không biết Năm đó khi thánh thượng danh lập thái tử Trong triều còn có một phe nghị luận Thậm chí có người trực tiếp dân thư Cầu thánh thượng truyền xuống Hoài Nam Vương Cái này đương nhiên là Hoài Nam Vương Ở sau lưng bày mưu tính kế Nhưng mà danh sách lập thái tử Quả thật cũng có một lần nổi lên phong ba Thậm chí trừng phạt vài tên quan viên Ồ Tề Ninh nói thì Hoài Nam Vương vẫn luôn nhớ mãi không quên ngôi vị hoàng đế. Nếu như chỉ là Hoài Nam Vương có tâm tư này, thì cũng không đáng sợ. Mao Văn Thọ nói, nhưng theo hạ quan biết, trong triều có không ít người đứng về phía Hoài Nam Vương, Kim Đao Hầu trong tứ đại hầu tước, quan hệ với Hoài Nam Vương không kém. Kim Đao Hầu Mặc dù Mao Văn Thọ chỉ là thái thú địa phương, nhưng hiển nhiên đối với thế cục trong triều cũng có chút hiểu biết, giải thích, kể thế tử, năm đó Thái Tổ chinh phạt thiên hạ, dưới trướng tụ tập một đám thiện thần mãnh tướng, kim đao hầu chính là một tay Thái Tổ hoàng đế đề bạc. Trừ kim đao hầu, trong triều hôm nay còn có không ít là dòng chính của Thái Tổ hoàng đế năm đó. Sau khi Thái Tông hoàng đế kế vị, cũng đã đề bạc không ít nhân tài, cẩm y hầu tề gia chính là một tay Thái Tông hoàng đế đề bạc. Tề Ninh lập tức hiểu ra, theo như lời của Mao Văn Thọ, hiện giờ sở quốc vẫn là tồn tại nhất hệ Thái Tổ cùng hai phe Thái Tông nhân mã. Rất nhiều quan viên dẫn đầu Kim Đao Hầu trước đây được Thái Tổ đề bạc. Đương nhiên những người này vẫn còn có lòng cảm thán đối với Thái Tổ Hoàng đế, mà mặc dù hai đời Cẩm Y Hầu có công hưng rất lớn, nhưng lại là do Thái Tông Hoàng đế đề bạc. Đội ngũ của Thái Tổ đương nhiên vẫn là con cháu trực hệ của Thái Tổ. Tông Hoài Nam Vương có thể kế thừa Giang Sơn, mà nhân tài mới đến của Cẩm Y Hầu đương nhiên là lực bảo vệ nhất hệ Hoàng đế Thái Tông, cũng chính là ủng hộ đương kim Thái Tử. Nếu Thái Tông Hoàng đế đã kế thừa ngôi vị Hoàng đế, chẳng lẽ chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện sau đó? Tề Ninh không nhịn được thấp giọng nói, kẻ phủ quan nhất hệ thái tổ có vị trí, chẳng lẽ thái tông hoàng đế nhìn không ra manh mối? Kỳ thật chuyện này cũng không cần phải xem manh mối, cho tới nay, đối với việc kế vị của thái quân vẫn luôn là mưa gió không ngừng. Mao Văn Thọ thở dài, kể thái tông hoàng đế truyền cho đương kim thánh thượng, khi đó có không ít người thượng thư, cầu thánh thượng lập hoài nam vương làm thái tử, hơn nữa nhân số còn không phải số ít, thật ra ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người nhắc tới hứa hẹn của thái tông sẽ truyền sang hoài nam vương cũng chính là vào lúc đó chính là thời điểm đó rất nhiều phong thanh đã bắt đầu truyền khắp nói năm đó thái tông hoàng đế tiếp lấy ngọc tỷ đã hứa hoài nam vương một khi trưởng thành sẽ trả lại ngôi vị hoàng đế là thật hay giả hiện giờ không ai có thể xác định được thế nhưng không ít người cầm chuyện này nói chuyện không nói hoài nam vương mới là người kế vị hoàng vị chính thống thân thể nghiêng về phía trước Hạ giọng nói, Kẻ Thái Tông Hoàng Đế phong Hoài Nam Vương làm Vương Tước, sóng gió mới nhỏ một chút. Cửu Ngũ Tôn sư căn cơ quốc gia, Hoài Nam Vương cùng những thủ hạ dưới trướng hắn mà giả tâm không chết, từ đầu đến cuối đều là uy hiếp đối với hoàng vị. Tề Ninh thấp giọng nói, Kẻ Thái Tông Hoàng Đế không nghĩ đến muốn quét dọn một chút sao? Mao Văn Thọ nói, Kẻ thật ra Thái Tông Hoàng Đế vẫn luôn chuẩn bị, vốn là đệ nhất tướng của đại sở. Kim Đao Hầu nhất tộc có không ít người thiện chiến. Kim Đao Hầu trong quân đội có hy vọng của Kim Đao Hầu, năm đó có thể nói không ai có thể ra danh tiếng. Thái Tông Hoàng đế vì suy yếu Kim Đao Hầu mà ảnh hưởng của quân đội, cho nên trọng dụng Lão Hầu Gia, Lão Hầu Gia không phụ kỳ vọng của Thánh Thượng, chiến công hiển hách hy vọng không phân cao thấp với Kim Đao Hầu. Chỉ là lúc ấy quốc gia chưa ổn định, bên ngoài có cường địch, nếu Thái Tông Hoàng đế ra tay quá ác, chỉ sợ đại sở chúng ta sẽ rối loạn trước tề ninh khẽ gật đầu cũng có thể hiểu được tâm tư của thái tông hoàng đế nhân mã thái tổ hoàng đế lưu lại đều là công thần lập quốc vì thái tông hoàng đế cũng đề phòng đám người kia nhưng đúng như lời mao văn thọ nói một khi nhấc lên nội bộ thanh tẩy thì đầu tiên phải chịu hại chính là bản thân sở quốc dưới tình huống đó đoàn kết thắng được tất cả nội loạn cả đời tương đương tự chịu diệt vong sau khi thái tông hoàng đế sụp đổ hoàng thượng kế thừa đại thống đối với Hoài Nam Vương cũng vẫn luôn trấn an càng lớn, cho họ rất nhiều vinh quang, ngoài ra còn đề bạc thêm rất nhiều quan viên mới. Quan viên nhất hệ Thái Tổ so với năm đó, thế lực cũng yếu hơn rất nhiều. Đại tướng quân trấn thủ tuyến Hoài Thủy, công hung lớn lao, thánh thượng cũng an tâm. Những năm gần đây, bên Hoài Nam Vương nghe nói cũng thành thật hơn rất nhiều, cũng không tạo ra sóng gió quá lớn nữa, chỉ có lúc viết danh sách lập thái tử ở trên thánh thượng, có người lại viết, được thánh thượng bãi miễn chức quan. Tề Ninh nói: cho nên các ngươi cảm thấy lần này thánh thượng sụp đổ, Thái tử xa tận Đông Tề, đám người Hoài Nam Vương sẽ thừa cơ sinh loạn. Cũng không phải không có khả năng. Mao Văn Thọ nói: nếu như Đại tướng quân còn sống, tay nắm binh quyền, Hoài Nam Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà thánh thượng sụp đổ, Đại tướng quân cũng qua đời vào thời điểm này, bọn họ chưa chắc sẽ không sinh ra giả tâm cuối cùng tề phong nói hệ hoài nam vương nếu thật sự thực hiện được người đầu tiên cần đối phó khẳng định là cẩm y hầu phủ chúng ta tề ninh lúc này cũng hiểu đại khái tình thế trong triều dựa theo lời của mao văn thọ nói kim đao hầu hẳn là người bên hoài nam vương mà cẩm y hầu lại là nhất hệ của thái tông hoàng đế nếu như bị hoài nam vương thật sự ngồi lên hoàng vị đương nhiên không có khả năng buông tha cẩm y hầu phủ lúc hắn rời kinh cũng không biết nội tình bên trong lúc này mới biết được trên thực tế trong kinh thành mấy lần này luôn ở dưới tình huống rất khẩn trương cũng khó trách rất nhiều quan viên trong lúc tề cảnh trị tang cũng không đến cửa tế điện thậm chí ngay cả đưa tang cũng không có bao nhiêu quan viên đưa tiễn chỉ sợ những quan viên kia đều nhìn ra trong cung không bình thường hơn nữa đều biết cẩm y hầu phủ là mục tiêu trọng điểm mà hoài nam vương phải đối phó bây giờ tề cảnh đã qua đời theo bọn họ thấy cẩm y hầu phủ giống như kiến thu hậu khó có lực hồi thiên cho nên đều kéo ra khoảng cách miễn cho bị cẩm y hầu lôi kéo mệt mỏi. Khó trách tề cảnh cương chết, võ hương hầu không đưa tang liền đến cửa từ hôn, nhưng phía sau lại đều có huyền cơ. Trong đầu hắn suy nghĩ, nhưng trong lòng thì thầm, gần đây tề gia xảy ra chuyện kỳ lạ, hẳn không phải là đám người hoài nam vương dở trò sau lưng kia chứ. Đúng vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa có người vội vàng bẩm, trời thế tử, có một đội nhân mã bỗng nhiên hướng bên này đánh tới, nhân mã bọn họ không ít, không biết lai lịch ra sao tề ninh khẽ giật mình bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái nói e đó là người một nhà đừng có hiểu lầm biết hẳn là cố văn tu tử chờ không kiên nhẫn dẫn người giết tới hắn đi vào nhà cũ nhất thời quên mất cố văn tu vẫn đang đợi tín hiệu của mình nói e đó là người của cố gia ta không biết các ngươi đã khống chế nhà cũ cố gia đã chuẩn bị thừa dịp ban đêm dẫn người tới bắt đám gia hỏa kia Mao Văn Thọ cười nói, Ê Thế Tử, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta biết bọn họ, ta đi giải thích. Chắp tay đi ra ngoài. Tề Ninh chờ hắn ra cửa, mới nói với Tề Phong, thì giả Tề Quốc bị nhốt ở đâu? Tề Phong nói, ở nhốt ở trong phòng chứa củi, Thế Tử bị thẩm vấn hay sao? Tề Ninh khẽ gật đầu, Tề Phong nói, ở bên kia phái người trông coi, chúng ta thẩm vấn một phen, cũng không thấy có gì hữu dụng, ta đi lấy hắn tới đây tề ninh đứng lên nói kẻ ta đi kho củi hai người trực tiếp đến phòng dở ngoài cửa có người canh giữ tề phong mở cửa ra tề ninh đi vào trong phòng củi liền nhìn thấy bóng giả được buộc lại như bánh chưng ném vào góc phòng chứa củi nghe được động tĩnh, giả bộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trông thấy tề ninh lắp bắp kinh hãi thất thanh nói ờ ngươi ngươi còn sống tề ninh đi qua cười nói kẻ đại tổng quản chắc chắn ta sẽ chết Giả tề mở miệng Nhưng không nói ra lời Trong mắt lại hiện ra vẻ sợ hãi Triệu Uyên chết rồi À không đúng là phán quan Tề Ninh ngồi sổn xuống Nói kỳ cửu u địa tàn kia Ta cũng biết Kỳ thật ta tới gặp ngươi Chẳng qua là muốn hỏi mấy câu không quan trọng Nếu ngươi thành thật trả lời Ngươi vốn không quan trọng Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống Nếu không Tay thoát một cái Đã lộ ra lưỡi đau nếu như ngươi đã biết, còn có gì để hỏi? Giả tề nói, ở những thứ cần nói ta đều nói với bọn họ, những thứ khác ta đều không biết. Xem ra ngươi còn chuẩn bị thuần phục cửu u địa tàng. Tề ninh cười nói, thế nhưng vị cửu u địa tàng kia có lưu ý đến sống chết của ngươi không? Nghe nói các ngươi trung thành với cửu u địa tàng, sau khi chết có thể không vào địa ngục, đã như vậy, bây giờ ta một đao cắt đứt yết hầu của ngươi, ngươi có thể thử xuống địa ngục không? Nói xong, hàng nhận lạnh như băng đã kề vào cổ. Khóe mắt tề giả run rẩy, nói, ở ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Thế ngân đi nơi nào rồi? Tề ninh lạnh lùng nói, cho các ngươi đem hai phần thuế ngân thu được đưa đến Kinh Thành, đến cùng giao cho ai? Tề nhược nói, ở ngươi nên đi hỏi người của tề gia các ngươi, thuế ngân đưa đến Kinh Thành, đều giao cho người của tề gia các ngươi. Đừng có thừa nước đục thả câu với ta. Tề Ninh cầm con dao lạnh trong tay đưa về phía trước, đã cắt đứt da thịt, máu tươi chảy xuống, giả Tề Ninh đã kêu lên, đây là tam lão thái gia của tề gia các ngươi. Tề Ninh ngẩn ra, cao mày nói, tề tam lão thái gia. Đúng vậy, Thế Ngân được đưa đến từ sớm, là do tam lão thái gia của tề gia phái người kiểm tra. Giả Tề nói, thì giám quan thông báo, Thế Ngân lần này, không cần đưa vào cẩm y hầu phủ giống như trước kia, chỉ cần đưa ra ngoài kinh thành, tự có người tiếp ứng. Tề Ninh vẻ mặt lạnh lùng, hỏi, y vì sao phải giao thuế ngân cho tam lão Thái Gia? Ta đến nhà của Tề Gia, đều là phán quan phân phó một tay, trước tiên chúng ta cưỡng ép được Tề Huyên Lão Tổng Quản, sau đó lấy cơ hội uy hiếp Tề Kỳ Lão Tổng Quản, lại tìm cơ hội hạ dược khống chế Tề Huyên, sau đó đem toàn bộ nhà cũ khống chế ở trong tay. Thời điểm sống còn, giả khiết cũng không để ý đến khí phách, cung kính nói, kẻ ta khống chế nhà cũ, liền tìm cơ hội để phán quan cũng vào nhà cũ từ đầu đến cuối chuyện chúng ta làm đều là nghe lệnh hắn các ngươi có liên lạc với tam lão thái gia tề ninh hỏi hay là gần đây mới liên lạc với nhau ngươi cũng biết tề chương đến cùng là xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm nhưng mà phán quan đã từng nói tề gia các ngươi có tai mắt của chúng ta sự tình của hầu phủ các ngươi phán quan biết rất rõ ràng giám quan giả bộ nói kể trước đó phán quan và tam lão thái gia có liên lạc với nhau hay không trước đây ta cũng không có nghe hắn nhắc tới tam lão thái gia thu nhập chi bên này đều do phán quan một tay quản lý ta chỉ nghe theo phân phó cụ thể đi làm việc mà thôi trong hầu phủ có tai mắt của các ngươi ánh mắt tề ninh phát lạnh thì ai là tai mắt tề giả ống nói tề ta không biết thấy tề ninh mắt mang sát khí vội la lên tề ta thật sự không biết Ta chỉ là nghe theo phán quan phân phó, chính là vì sao thuế ngân giao cho tam lão thái gia của tề gia các ngươi, ta cũng không biết nguyên do. Các ngươi đã khống chế nhà cũ, vì sao mấy năm nay còn đem thuế ngân như lai đưa đi? Tề ninh hỏi, hay e để ổn định hầu phủ? Giả bộ nói, thì nếu thuế ngân không thể đưa qua đúng hạn, các ngươi nhất định sẽ tra ra, tất cả kế hoạch của chúng ta sẽ ổn phí. Chỉ có bên các ngươi ổn định, chúng ta mới có thể hoạt động tại gian lăng dừng một chút mới nói. Đều sau khi chúng ta khống chế nhà cũ của Tề gia, đã tăng thuế trên phong ấp lên hai thành, thêm hai thành nữa đều vào trong túi Triệu Uyên. Thế ba năm không phải số ít, hắn dùng để làm gì? Tề Nhược đang muốn nói không biết, nhưng cảm giác con dao lạnh trên cổ lại siết chặt, chỉ có thể nói, ta thật sự không biết số bạc kia dùng ở chỗ nào. Thế nhưng, nhưng mà theo ta biết, hẳn là đều vận đến trung thục, vận tới ba thục. Tề Ninh khẽ giật mình. Tề Nhược nói, kệ phải, ta chỉ phụ trách khống chế nhà của Tề Gia, cũng không có liên lạc với những người khác, hết thảy công việc, đều là giám định mua đồ, hắn tại Ba Thục hẳn là còn có liên lạc, những bạc kia, hàng năm đều bí mật vận chuyển tới bên Ba Thục, nhưng cụ thể vận chuyển đến nơi nào, ta, ta cũng không biết. Nói như vậy, mục đích khống chế nhà cũ của Tề Gia chính là vì hai thành thuế má kia. Tề Ninh cười lạnh nói, nhưng theo ta được biết sự việc không đơn giản như vậy các ngươi còn có liên lạc riêng với tề chương thậm chí muốn lấy tề chương thay thế ta chuyện này nói thế nào tề hoành đau khổ nói cho ta thật sự không biết phán quan muốn làm gì hắn chỉ nói mở bẫy để ngươi âm thầm giảng hòa với tam phu nhân chúng ta nhân cơ hội này bắt giang để chuyện này khống chế ngươi rốt cuộc vì sao ngươi làm như vậy ta thật sự không biết còn nếu tề chương kia ta cũng chưa từng nghe tới cái tên này Tề Ninh quan sát sắc mặt, trong lòng biết giả Tề Ninh sẽ không nói sai, hỏi, Ê rốt cuộc là người phương nào, ngươi đã gặp qua chưa? Tề giả ống ánh lắc đầu nói, không có, ta chỉ biết là địa tạng thần thông quảng đại, nhưng chưa từng gặp qua. Tề Ninh cười lạnh nói, "Ở ngươi còn chưa từng nhìn thấy địa tạng, làm sao biết được hắn thần thông quảng đại? Ta nhìn phán quan kia cũng không ra sao cả, lẽ nào hắn chỉ nói hai ba câu là có thể khiến ngươi khăng khăng một mực? nhìn ngươi cũng là nam nhi cao bảy thước sao dễ dàng làm chó săn như vậy ta tận mắt nhìn thấy thần thông giả tề ninh lập tức nói như chém đinh chặt sắt ở ngoại trừ phán quan ra ta đã gặp qua sứ giả địa tàng hắn đau thương bất nhập hơn nửa liệt hỏa bất xâm ta đã tận mắt nhìn thấy tay của hắn bị liệt hỏa thiêu đốt nhưng lại bình yên vô sự đây tuyệt đối là sự thật tề ninh cao mày nói ở ngươi gặp qua địa tạng sứ giả tề nhược nói ê phải địa tạng sứ giả còn nói muốn để tề gia các ngươi gà chó không tha khẩu khí lớn thật chẳng lẽ địa tàng có cừu oán với cẩm y hầu tề ninh cười lạnh nói kẻ còn gà chó không tha nếu thật sự có bản lãnh sao phải lén lúc lúc như vậy nàng ta giả vờ nói ở những gì ta nên nói ta đã nói hết ngươi ngươi đã nói giữ lại tính mạng cho ta tề ninh nói ở ngươi suy nghĩ lại một chút có quên không không còn, chuyện khác ta cũng không biết. Giả tề nói. Tề ninh cười nhạt, nói, thì nếu ngươi cái gì cũng không biết, vậy chính là một tên rác rưởi một tên rác rưởi thì cần gì phải ở lại đây? Tề ninh dùng sức trên tay, dao lạnh lướt qua, đã chặt đứt yết hầu ngay lập tức. Bên cạnh, tề phong lấy làm kinh hãi hắn thật không ngờ thế tử giết người lại thẳng thắn lưu loát như thế. Ngay từ đầu tề ninh đã không có ý định để cho hắn sống sót, đám người này đặt bẫy thiếu chút nữa hại chết chính mình thậm chí hại chết cố thanh ngọc đối với người như vậy tề ninh xưa nay không nương tay hắn đứng dậy thu đao phân phó để xử lý thi thể một chút thì ra những người trong nhà cũ cũng chỉ là bị che đậy đều thả đi đúng rồi những đã thủ kia hẳn là cũng không biết tin tức trong đó giáo hứng một phen cũng bảo bọn họ cút đi tề ninh trở lại trong sảnh cố văn tu chính đang ngồi kim đao trong sảnh vẻ mặt thất vọng nhìn thấy tề ninh, thở dài nói, tề thế tử, chúng ta vẫn là tới chậm. Tề ninh biết ý hắn, cười nói, về giữ phụ, về sau còn có cơ hội, nhưng mợ dẫn binh có bản lãnh, nếu như không phải mau đại nhân chiếm trước, tối nay chúng ta dựa theo sự sắp xếp của cửu phụ, vậy cũng nhất định là thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Cố văn tu dương tay vuốt râu, thần sắc hơi hòa hoãn, cười nói, để nuôi binh ngày ngày dùng binh nhất thời, thủ hạ của ta đều có thể chinh chiến thiện chiến, không phải ta nói mạnh, nếu không phải binh của Mao Đại Nhân đến trước, tối nay ta nhất định phải giết sạch đám cường đạo kia không chừa một mảnh giáp nào. Đúng rồi, thế tử, đại tướng quân qua đời, tước vị cẩm y hầu này tự nhiên là do ngươi kế thừa, ngươi là người của tề gia, ngày sau không thể thiếu chuyện ra trận giết địch, nếu cần cậu xuất mã, phái người đến truyền lời, đám thủ hạ tinh nhuệ này đều sẽ theo ta tới trợ trận. Vậy trước hết cảm ơn cử phụ. Tề Ninh chấp tay, nhìn về phía mao văn thọ bên cạnh nói ở mao đại nhân còn có một chuyện muốn phó thác cho ngươi thế tử cứ việc phân phó tề ninh nói Ê, lần này nhà cũ xảy ra chuyện lớn như vậy phía hầu phủ lại hoàn toàn không biết gì cả mặc cho loạn tặc ở đây Hắn còn chưa nói xong mao văn thọ đã tự trách nói e là hạ quan chiếu cố không chu toàn không liên quan gì đến mao đại nhân tề ninh xua tay nói kể bất quá sau này còn phải nhờ mao đại nhân quan tâm ngoại trừ thu thuế trong ấp dựa theo quy định của lão hầu gia bất luận lúc nào cũng không vượt qua hai thành địa đầu vốn nên triệu tập ấp nói cho mọi người biết nhưng thời gian có chút vội vàng chúng ta còn phải nhanh chóng chạy về kinh thành cho nên việc này xin mao đại nhân phái người đi đầu địa trang quốc thế tử giờ sẽ phải hồi kinh sao mao văn thọ vội vàng nói để thế tử yên tâm việc này ta lập tức an bài lúc này đã là đêm khuya mọi người ở nhà cũng nghỉ một đêm tề ninh trở lại gian phòng của mình lấy xuống bức họa mười mấy tấm đã vẽ kiếm chiêu dưới gầm giường cũng không có người động đậy sau khi thu thập xong liền mang theo trên người hắn biết rõ cố thanh ngọc chắc là một mực lo lắng sáng sớm hôm sau cũng không chậm trễ trời vừa tờ mờ sáng liền cùng đám người cố văn tu chạy về thanh hà thành bên phía nhà cũ tuy rằng mao văn thọ dẫn binh mã bỏ chạy nhưng vẫn giữ lại mấy người tạm thời thủ hộ. Đuổi tới cố phủ thành Thanh Hà, đã gần đến giữa trưa, cố văn tu lại là một phen động tác lớn, cuối cùng không có nơi để thi triển, trong lòng lại có chút buồn bực. Vào cố phủ, tề ninh liền nhìn thấy đại hán xấu xí đang ngồi dưới chân tường bên cạnh cửa chính, lười biến phơi nắng mặt trời, nhìn có chút nhàn nhã. Cố văn tu ngược lại sợ tề ninh hiểu lầm, ở bên giải thích, kệ e thế tử, người này xem như ân nhân cứu mạng của muội muội cho nên mấy ngày nay đều là ăn ngon chiêu đãi cũng chuẩn bị sương phòng cho hắn nhưng người này hết sức cổ quái cũng không ngủ trong phòng chỉ thích ngủ dưới chân tường có đôi khi nửa đêm canh ba vẫn còn lang thang trong sân thật sự có chút sợ người tề ninh cười nói trời cửu phụ không cần sợ hãi người này cũng không có ý xấu gì chỉ cần quản hắn ăn uống no đủ thì chuyện gì cũng không có người này tửu lượng thực không nhỏ một bữa cơm mà ba con gà vào bụng vẫn không thể ăn no cố văn tu nói tề thế tử người này rốt cuộc có lai lịch gì tam nương chưa từng nói với ngươi tề ninh ngạc nhiên nói cố văn tu thở dài đợt sau khi nàng trở về chỉ là để ta phái người nghe ngóng tin tức của ngươi ngày đêm lo lắng chính là ngươi nàng không có đề cập tới lai lịch quái nhân này ta cũng không tiện hỏi nhiều cậu cậu nhìn bộ áo đen trên người hắn xem có phải là da gấu không ạ à? cố văn tu gật đầu nói để cái này không sai được nhất định là do da gấu đen chế tạo phủ ta có ba tấm da hổ đại ly còn có vài tấm da cáo nhưng không có một chiếc áo khoác da gấu tên gấu này đúng là khó bắt hơn nữa cho dù thật sự giết chết được gấu đen cũng chưa chắc có thể làm được áo khoác lớn là sợ lưu lại vết thương cố văn tu gật đầu nói e đúng vậy vô luận là vết thương đau thương hay là vết thương một khi trên người có vết thương sẽ rất khó chế thành đại ly dù là sư phụ giỏi nhất trong nghề tu bổ lỗ hổng nhưng chung quy cũng không bù đắp được không tổn hao gì có thể chế phục hùng đệ hơn nữa không lưu lại vết thương trên người nó đó cũng không phải là chuyện dễ dàng nhấc tay chỉ vào áo khoác trên người đại hán áo khoác đen cái áo khoác này tuy rằng lông đen của hắn tróc ra nhưng ta nhìn da gấu bên trong lại hoàn hảo không tổn hao gì cửu phụ người kiến thức rộng rãi ở toàn bộ gian lăng cũng là nhân vật số một số hai tề ninh chậm rãi nói cố văn tu hơi ưỡn ngực trên mặt hiện ra một tầng ánh sáng nhà nhạt hiển nhiên là những lời này của tề ninh đối với hắn rất hợp khẩu vị chỉ nghe tề ninh nói tiếp ở ừ, người này có khả năng là người gian lăng hay không người xem da gấu trên người hắn lớn lưng có thể thông qua gian đại ly này tìm được manh mối không cố văn tu nói ngày lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cũng rất kỳ quái có thể có hùng bị đại ly như vậy xuất thân không giàu thì quý nhất định không phải là nhà bình thường theo lý mà nói Hào phú đại hộ Giang Lăng, cố gia chúng ta cũng đều có lui tới, cho dù không có giao thiệp sâu cũng sẽ quen mặt, tuổi người này hẳn là lớn hơn ta mấy tuổi, cùng bối phận với ta, nếu là thân sĩ Giang Lăng, ta tuyệt đối không có khả năng không nhận ra. Ý cậu là rất có thể người này không phải là người Giang Lăng. Cố Văn tu thập phần khẳng định, kẻ hắn có phải người Giang Lăng hay không ta không dám khẳng định, nhưng hắn tuyệt đối không phải xuất thân sĩ thân mọi người, nếu hắn là người Giang Lăng, Giang đại ly này rất có khả năng trộn được. Nhưng toàn bộ gian lăng, theo ta được biết, đại ly như vậy không quá ba cái, ta đều biết, bọn họ đều coi đại ly này như trân bảo, bình thường đều không dễ dàng xuyên qua cửa, muốn trộn tới tay, việc không dễ dàng, trừ phi người này phi vượt nóc băng tường. Tề Ninh vốn chỉ hy vọng vào cố văn tu để kiếm biết được lai lịch của gã đàn ông xấu xí đen thua này, hiện tại xem ra, cũng không thể, cảm thấy đối với lai lịch của đại hán râu quai nón này càng tràn ngập nghi hoặc đại hán trâu đen hiển nhiên là cơm no rượu say lười biếng phơi nắng tuy rằng nhìn thấy tề ninh nhưng cũng chỉ cười ngây ngô với tề ninh không tìm tề ninh đòi đồ ăn thế tử tam phu nhân mời qua tề ninh đang trầm tư bên cạnh truyền đến thanh âm là một nha hoàng của cố phủ đoàn người tề ninh trở về cố phủ tự nhiên có người tố cáo cố thanh ngọc tề ninh nghĩ cố thanh ngọc mấy ngày nay ngày đêm lo lắng cho mình cảm kích nói rồi dẫn ta đi gặp tam phu nhân Cố Thanh Ngọc mặc dù đã xuất giá với Tề gia, nhưng Cố phủ vẫn lưu lại sân nhỏ của nàng, ngày thường vẫn là quản lý sạch sẽ như cũ. Sau khi Tề Ninh vào phòng, chỉ thấy Cố Thanh Ngọc đang ở trong phòng chờ đợi, nhìn thấy Tề Ninh đi vào, Cố Thanh Ngọc lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía trước. Tề Ninh đang chuẩn bị nói hai câu an ủi, Cố Thanh Ngọc đã đưa tay đánh tới, Tề Ninh vốn có thể thoải mái né tránh, nhưng giờ khắc này lại không né tránh, tay Cố Thanh Ngọc đặt trên mặt Tề Ninh, hiển nhiên là thu khí lực lại cũng không đau đớn tề ninh cười khổ một tiếng cố thanh ngọc tức giận nói ở ờ, ngươi biết vì sao ta phải đánh ngươi không tam nương là do ngày đó ta đơn độc rời đi tề ninh khẽ thở dài cố thanh ngọc vành mắt đỏ lên nói ở trong lòng ngươi còn biết sao ngươi cũng biết nếu ngươi có chuyện gì không hay xảy ra ta làm sao có thể sống sót tam nương tề ninh cảm động ôn nhu nói ở ờ, ngươi cũng biết mà ngày đó là do tình thế bức bách, nếu không sao ta có thể để cho ngươi rời đi một mình. Cố Thanh Ngọc nước mắt rơi xuống, nói, kể bất luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không nên tự mình mạo hiểm. Ngươi biết vận mệnh của bộ tộc ngươi, há có thể bởi vì ta mà mạo hiểm. Ngươi có thể bình yên vô sự, nếu không nhấc tay che cặp môi đỏ mọng, thân thể mềm mại rung động, tề ninh nhẹ nhàng nói, tề tam nương, bây giờ chúng ta không phải đều bình yên vô sự, không nên khổ sở nữa vậy ngươi đáp ứng ta, sau này không thể hồ đồ như vậy nữa. Đôi mắt đẹp của cố thanh ngọc như sương mù. Tề ninh cười nói, cho ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm, nhưng nếu vẫn vậy, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Ngươi! Cố thanh ngọc lâm tức giận, giơ tay muốn đánh xuống, tề ninh đã đưa tay nắm lấy cổ tay ngọc trơn bóng của nàng nói, kệ tam nương, nàng cũng nói ta đã trưởng thành rồi mà. Nếu đã trưởng thành, trong lòng ta có tính toán, Lẽ nào nàng hy vọng ta là một nam nhân không có gánh vác được không có cốt khí sao? Ngươi, ngươi buông tay. Cố Thanh Ngọc bị Tề Ninh bắt lấy, hai má ửng đỏ, dãy dụa rút trở về, xoay người thở phì phò ngồi xuống, nói, "Y vậy thì tốt, dù sao ngươi cũng đã trưởng thành, chuyện của ngươi sau này, ta cũng không quản nhiều, ngươi muốn thế nào thì được, ta cũng lười để ý tới phần tâm sự này." Tề Ninh đi tới sau lưng Cố Thanh Ngọc chữ, thấy ngoại thành của nàng vẫn hơi rung động ôn nhu nói về chuyện của ta tam nương mặc kệ ai có thể quản chứ tam nương con cũng không thể bỏ gánh được nếu con mặc kệ ta ta sợ sau này ta sẽ biến thành một người xấu cố thanh ngọc quay đầu lại liếc tề ninh một cái phong tình vô hạn ở ngươi bây giờ không phải là một người xấu vô pháp vô thiên sao hiện tại ta là người xấu à tề ninh sờ sờ mũi tề tam nương ngươi nói xem rốt cuộc ta xấu ở chỗ nào hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cố thanh ngọc nghe vào trong tai, lại cảm thấy có chút ngã ngớn, bên tai nóng lên, lại cố ý trở mặt, thay đổi chủ đề tài hỏi, cái phía ở nhà cũ thế nào? Đám người kia rốt cuộc là phái tới. Tề Ninh đưa tay kéo qua một cái ghế, muốn tới gần bên người Cố Thanh Ngọc ngồi xuống, Cố Thanh Ngọc đưa mắt ra hiệu một cái, nói, ở ngồi bên kia đi. Tề Ninh sững sờ, không biết làm sao, chỉ có thể đến ngồi đối diện với Cố Thanh Ngọc, nói, tề phòng thu chi triệu uyên kia đã chết tề ninh cũng là giả cũng đã chết a à, cố thanh ngọc giật mình nói ê bọn họ bọn họ mấy năm nay một mực khống chế nhà cũ thế má vẫn luôn dựa theo bốn thành trong đó hai thành đều đưa đến kinh thành là vì ổn định bên kia những bà khác nghe nói là lén đưa đến ba thục tề ninh nói kêu cụ thể đưa đến nơi nào bây giờ không biết đã hiểu được ba thục Cố Thanh Ngọc nhíu mày nói, cái mục đích bọn họ khống chế nhà cũ, chính là vì số bạc kia nhiều hơn hai thành. Tề Ninh lắc đầu nói, kẻ chắc là sẽ không đơn giản như vậy đâu. Trước khi khai báo xong, ở hầu phủ chúng ta, có tai mắt của bọn họ, nhất cử nhất động của hầu phủ, bọn họ đều rõ ràng. Ta tin tưởng không phải là nói dối. Lần này chúng ta trở về Giang Lăng, ngày đêm kim trình, hơn nửa người biết rất ít ỏi, nhưng nhà già dạ dường như biết rất rõ ràng, thậm chí còn bố trí cạm bẫy nếu không phải có người mật báo với bọn họ trước đó thì bọn họ tuyệt đối không có thời gian chuẩn bị đầy đủ như thế ngươi nói là người hầu phủ có nội gian cố thanh ngọc giật mình nói đúng vậy tề ninh nói ở e, lần này thuế ngân thật ra bọn họ cũng đưa đến kinh thành chỉ là không giao cho hầu phủ mà thôi nhưng quả thật là giao cho tề gia sao có thể chứ Cố Thanh Ngọc nhíu mày nói, cho chúng ta rõ ràng không nhìn thấy một chút thuế ngân nào. Đều ở chỗ của Tam Lão Thái Gia. Tề Ninh cười lạnh nói, cho thuế ngân đã được Tam Lão Thái Gia thu vào trong túi, nhưng hắn biết rõ hầu phủ dở mánh khóe, nên ngay cả nhắc cũng không có. Cố Thanh Ngọc nhíu đôi mi thanh tú càng chặt hơn, hơi trầm ngâm, mới hỏi, cho chẳng lẽ Tam Lão Thái Gia ở sau lưng dở trò. Hắn chính là nội gian. Tề Ninh lắc đầu nói, Kê tam lão thái gia quả thực bị cuốn vào chuyện này, nhưng hắn cũng không phải nói dối nội gian kia. Dừng một chút, mới nói, kê tam nương, chúng ta đến Giang Lăng, ngoại trừ những người đi theo chúng ta tới đây, hầu phủ người biết việc này không quá bốn người, mà tam lão thái gia bên kia vừa vặn không biết, nhìn bên này thiết kế thế này, là chúng ta vừa mới ra kinh, sau chân liền có người đến Giang Lăng bên này báo tin, tuyệt đối không có khả năng là người của tam lão thái gia. Cố Thanh Ngọc lúc này nghe vậy cũng có chút hồ đồ, hỏi, ê ninh nhi rốt cuộc chuyện này là thế nào sao ta càng nghe càng hồ đồ vậy tam nương triệu uyên và tam lão thái gia nhất định đã từng tiếp xúc qua thậm chí còn tiếp xúc với tề chương tề ninh nghiêm nghị vậy bọn họ cũng đã âm thầm đạt được mục đích nào đó mà tai mắt trong phủ còn có một người khác thân thể hơi nghiêng về phía trước nói triệu uyên ít nhất là có quan hệ âm thầm với hai người tề gia một đường là tam lão thái gia và tề chương một đường chính là tai mắt kia. Cố Thanh Ngọc thản nhiên nói, Tề Tam Lão Thái Gia vẫn luôn muốn tề chương kế thừa tước vị, bọn họ âm thầm cấu kết với bên này là muốn khống chế tiền đồ của hầu phủ. Nói cho cùng, mục đích chính là muốn làm khó chúng ta. Tề Ninh do dự một chút, mới nói, thì dựa theo lời khai giả tề, bố trí cạm bẫy, để cho hai chúng ta. Cái này, bọn họ tốt lấy cái này để áp chế ta, khống chế ta trong tay bọn họ. Nói tới chỗ này, mặc dù nghĩ đến tiếng trên mềm của cố thanh ngọc tiêu hồ ngày đó, tiếng trên xiết rung động lòng người kia tự hồ vẫn vang lên bên tai như cũ, nhịp tim không khỏi tăng tốc, cố thanh ngọc vốn là nhìn chầm chầm tề ninh, thần sắc nghiêm túc, nghe đến đó, quay đầu đi, hai má đỏ bừng, bộ ngực phật phòng, cũng là rất mất tự nhiên. Trong phòng yên tĩnh một hồi, tề ninh có chút xấu hổ, đánh vỡ trầm mặt nói, kẻ ta cảm thấy hắn muốn mượn việc này khống chế ta, thậm chí khống chế ngươi, tuyệt đối không chỉ là để Tề Chương kế thừa tước vị. Triệu Uyên cũng không coi Tề Chương ra gì, Tề Chương chẳng qua chỉ là quân cờ hắn muốn lợi dụng mà thôi, động can qua lớn như thế, chỉ là vì giúp Tề Chương cướp đoạt tước vị, Triệu Uyên chỉ sợ không có tốt bụng như vậy. Cố Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, mới nói, "Kẻ Ninh Nhi có khả năng ngay từ đầu đám người này không nghĩ tới việc trực tiếp khống chế con, âm thầm cấu kết với Tề Chương, là sau khi Tề Chương kế thừa tước vị, lợi dụng Tề Chương làm chuyện khác." chỉ là lần này chúng ta tới gian lăng bọn họ mới nghĩ cách trực tiếp khống chế con tề ninh gật đầu nói tất nhiên là có khả năng này nhưng bọn họ vô luận là khống chế tề chương hay là khống chế ta đều chỉ là muốn để chúng ta xem như quân cờ của bọn họ sau đó tất nhiên còn có âm mưu kinh người hơn bọn họ đến tục cùng muốn mưu đồ cái gì nghĩ đến điều gì hỏi ê tam nương bản thân tên triệu uyên kia cũng không có thực lực như vậy chỉ dựa vào mấy người này đương nhiên là không có năng lực xuống tay với cẩm y hầu phủ. Ta đã biết được, kẻ đứng sau lưng đám người này là một nhân vật gọi là cửu U Địa Tàng. Người này tự hồ có chút thù oán với tề gia chúng ta, nàng đã từng nghe qua người này chưa? Cửu U Địa Tàng Cố Thanh Ngọc khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua người này, người này có thù oán gì với chúng ta? Ta cũng không biết. Tề Ninh cười khổ nói, tề tịch tại minh, ta ở trong tối, vì rằng giải quyết sự tình nhà cũ, nhưng ta lo lắng cửu u địa tàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này hắn chỉ phái tiểu Lâu La như Triệu Yên dở trò quỷ, cũng không tự mình ra mặt, hẳn là tạm thời không có tinh lực đặt hết trên người chúng ta, ta lo lắng sau này tự mình tìm đến, sự tình sẽ có chút phiền phức. Trong đôi mắt của Thanh Ngọc cũng hơi có một tia lo lắng, lập tức cười lạnh nói, cho ta vẫn luôn nhẫn nhịn nhường đối với mẫu tử Tề Chương, mặc dù biết rõ mẫu tử bọn họ không có hảo tâm." Nhưng dù sao cũng là huyết mạch Tề gia, mọi việc cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lần này bọn hắn lại ăn cây táo rào cây sung, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Còn một chuyện, có lẽ Tam nương không biết. Tề Ninh nghiêm nghị nói, Khi hoàng đế đã băng hà. A. À, Cố Thanh Ngọc giật nảy mình, "Ơ ngươi, ngươi biết từ nơi nào?" Ngàn thật vạn thật, tuyệt đối không giả. Tề Ninh nói. Kể cho nên chúng ta phải nhanh chóng chạy về Kinh Thành. Bây giờ Kinh Thành chỉ sợ đã loạn hết cả lên, chúng ta không ở trong Kinh Thành, ta chỉ lo đám người tề gia có ý đồ khác sẽ kéo tề gia xuống nước. Nếu chúng ta không ở Kinh Thành khống chế cục diện hầu phủ, tất nhiên sẽ có người thừa cơ quấy rối. Cố Thanh Ngọc vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, gật đầu nói, kẻ Ninh Nhi nói đúng, vào thời điểm này, quan trọng nhất là, đi nhầm một bước, tan xương nát thịt. Đứng dậy nói, kể chúng ta thu thập một chút mau chóng hồi kinh lập tức nghĩ ra cái gì do dự một chút cuối cùng nói ê ninh nhi trong kinh loạn như vậy hay là hay là ngươi ở lại gian lăng trước đi ta một mình trở về tề ninh biết nàng lo lắng mình sẽ trở về vào thời điểm này có thể sẽ bị cuốn vào tranh chấp để mình ở lại gian lăng tránh loạn cục diện bình tâm mà nói cho dù đến hiện tại tề ninh đối với tề gia cũng không có thiện cảm gì càng không phải hắn có tội gì với bọn họ, chỉ là nghĩ đến một khi tề gia chịu tội, cố gia là quan hệ thông gia của tề gia, tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy vào, cố thanh ngọc tự nhiên là khó tránh khỏi bị thiệt thòi, có thể giúp thì giúp một tay, huống chi hắn là người ân quán phân minh, đối với hắn có ân, hắn tất nhiên sẽ báo đáp, nhưng nếu có cựu oán, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này thiếu chút nữa mất mạng ở Giang Lăng, không phải không có quan hệ với Tề Chương và Tam Lão Thái Gia, mà quan trọng hơn là tai mắt của hầu phủ kia, bất kể như thế nào cũng phải bắt cho bằng được hắn khi đám người tề ninh trở lại kinh thành thời tiết đã trở nên rét lạnh hơn mà bầu không khí kinh thành cũng lạnh lẽo tiêu điều chư môn kinh thành đã bị phong bế thủ binh đầu tường đều đã đổi thành khô giáp trắng còn chưa vào thành tề ninh đã cảm nhận được một cổ không khí ngân trọng trong kinh thành kinh thành cấm ra vào chỉ là mở ra một cánh cửa tề ninh bên này lộ ra thân phận tuy là như thế nhưng cũng phải trải qua kiểm tra một phen mọi người mới tiến vào trong thành. Phố lớn ngõ nhỏ trong thành một mảnh trắng thuần. Trước đó, lúc Cẩm Y Hầu qua đời, mấy con phố bị quấn vải trắng. Hôm nay lại có hoàng đế đại sở băng hà, toàn thành đều bị màu trắng bao phủ, trước cửa nhà nào cũng có lá cờ trắng bay phấp phới. Trên đường người đi lại thưa thớt, một mảnh lạnh lẽo trong trẻo. Tề Ninh chỉ cảm thấy có chút suối quẩy, đây là lần thứ hai hắn tiến vào kinh thành lần đầu tiên vào kinh thành đụng phải tang sự của cẩm y hầu lần thứ hai vào kinh lại đụng phải quốc tang của hoàng đế đại sở lần này về kinh ngày đêm kim trình cũng không có trì hoãn ở bên giang lăng cố thanh ngọc hơi an bài một chút với nhà cũ lão tổng quản tề ninh đã tìm người chữa trị nhà cũ bên kia tạm thời do mao văn thọ phái người chiếu ứng đợi cho hầu phủ bên này lại chọn người đi quản lý đại hán râu đen không rõ lai lịch Tuy nói cố gia phải nuôi một người ăn cơm rất dễ dàng, nhưng Tề Ninh nghĩ đến người này chung quy là đã cứu cố Thanh Ngọc, cũng cùng nhau mang về kinh thành. Cẩm y hầu phủ nhân đinh đông đúc, há miệng ăn cơm nhiều căn bản không thành vấn đề gì. Một đoàn người chạy tới trước cửa cẩm y hầu phủ, chỉ thấy cửa phủ đóng chặt, trước cửa cũng treo một lá cờ trắng, hoàng đế băng hà, đưa cả nước cùng tan. Tề phong xuống ngựa, tiến lên gõ cửa, gần nửa ngày mới có người mở cửa, người nọ nhìn thấy tề phong thì ngơ ngác một chút ngẩng đầu lên trông thấy tề ninh đang tung mình xuống ngựa trong mắt hiện ra vẻ vui sướng thanh âm cũng đã kích động phát run kệ thế tử các ngươi các ngươi đều đã trở về tề phong thấy thần sắc hắn không đúng cao mày nói e làm sao vậy xem ra ngươi không đúng lắm sao hơn nửa ngày mới mở cửa người nọ cúi đầu nói kệ các ngươi các ngươi vào xem mới biết Lúc này Tề Ninh đã mở cửa xe ngựa, giúp đỡ Cố Thanh Ngọc xuống xe ngựa, đi đến trước cửa, thấy vẻ mặt người kia cổ quái, liền biết có chuyện xảy ra, dẫn đầu đi vào trước cửa. Còn chưa tới chính sảnh, đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, Tề Ninh nhíu mày, bước chân nhanh hơn, xa xa nhìn thấy một người bị ấn ngã trên mặt đất, bên cạnh có một người đang giơ một cái gậy to bằng cánh tay, dựa vào mông người nọ đánh loạn một trận, trong miệng còn kêu lên, Để cho ngươi thề lưỡi chỉ biết ăn cơm khô, nương nó ngay cả người cũng không biết kêu. Tề Ninh rất là kỳ quái, nhìn thấy trong viện ngoại trừ mấy người này thì bốn bề đều không có dấu vết của người khác, có chút vắng vẻ. Hắn chậm rãi đi tới, còn chưa tới gần, mấy người kia đột nhiên phát hiện, bỗng nhiên thấy Tề Ninh đi ra, lập tức đều trợn mắt há hốc mồm, người cầm gậy kia đứng ở giữa không trung, giống như bị điểm huyệt. Mấy người nhìn nhau một chút, người dơ gậy vứt cây gậy xuống đất, xoay người liền muốn đi, Tề Ninh lạnh lùng nói, ê đứng lại người nọ không dám cãi lời dừng bước lại xoay người lại lúng túng cười nói ê thế tử ngài ngài đã trở lại sao thấy ta phải chạy tề ninh lạnh lùng nói không có người nọ cố nặng ra khuôn mặt tươi cười hay là mắt ta không dùng được không thấy được thế tử thế tử người ngươi mù rồi sao tề ninh cười lạnh liếc nhìn về phía trước lại phát hiện cửa chính chính cách đó không xa đang che hầu từ khe cửa lờ mờ thấy bóng người chớp lên thấp giọng hỏi ở ngươi tên là gì thế tử ta tên là điền vinh người nọ nói kể ta đây đi bẩm báo nói cho mọi người biết thế tử đã trở về quay người lại muốn đi tề ninh đã đưa tay nắm lấy vai hắn nhà nhạc nói kể ta hỏi ngươi vì sao phải đánh hắn điền vinh thần sắc xấu hổ ngượng ngùng nói kể cái này cái này là Phụng mệnh hành sự Phụng mệnh hành sự Phía sau tề ninh vang lên giọng nói Ê phụng mệnh của ai Ai bảo phải đánh người ở chỗ này Chính là cố thanh ngọc lại đây Người bị đánh đã ngẩng đầu lên Nhìn thấy tề ninh và cố thanh ngọc Vui mừng đang xen Rung giọng nói Ê thế tử Tam Tam phu nhân Các người Nhưng các người đã trở lại Nếu các người còn không trở lại tiểu nhân sẽ bị đánh chết đó. Nói đến đây, lại rơi lệ. Tề ninh trong tri phủ tất nhiên phát sinh biến cố, ra hiệu mọi người đừng nhiều lời, nhẹ bước tới gần ngoài cửa sảnh, xuyên qua khe cửa, lại nhìn thấy trong phòng vậy mà có một đám người quỳ. Quỳnh Di Nương lúc này ngồi trên chỗ cao, bên trái tề chương chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh ngạo, bên phải thì là khâu tổng quản. Tề Ninh cũng không lập tức vào cửa, chấp hai tay sau lưng, đứng ở ngoài cửa, rõ ràng nghe được giọng nói của Quỳnh Di Nương truyền đến, Đó chính là muốn để cho các ngươi nhớ kỹ, sau này ai muốn gọi một tiểu công tử, thì bên ngoài chính là kết cục. ở trong các ngươi có rất nhiều người đều là do trong phủ mua về, không khác gì trâu ngựa, nghe lời vâng lời, chỉ có chủ tử là đến, không thể thiếu một miếng các ngươi ăn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Khâu Tổng Quản ở bên cạnh nói, ở ừ nghe rõ chưa? Tam Phu nhân xuất môn bên ngoài, sự tình trong phủ tạm thời đều do Quỳnh Phu Nhân xử lý, ta nói thêm một câu, về sau trong phủ không có tiểu công tử gì, cũng không có Quỳnh Di Nương gì, chỉ có chủ tử và Phu Nhân, ai nếu nói bậy, đánh một trận là nhẹ, đến lúc đó cắt lưỡi, sẽ không nói sai đâu. Một đám nha hoàng tôi tớ chỉ là quỳ ở trên mặt đất, đều không dám hé răng. Còn nữa, lúc Cố Thanh Ngọc còn ở đây, các ngươi ai cũng đều không biết trời cao đất dày, có mấy người dựa vào Cố Thanh Ngọc làm chỗ dựa sau lưng, đối với bổn phu nhân hờ hững. Quỳnh Di Nương thê thế nói, kẻ hầu phủ này cũng không phải họ cố, tề chương là chủ tử của các ngươi, lời hắn nói, chính là vương pháp của hầu phủ, các ngươi đã nghe thấy chưa? Tất cả mọi người ầm ề một tiếng, Quỳnh Di Nương thê thế cổ họng kêu lên, kẻ đều câm. Rốt cuộc có nghe thấy không? Lúc này mọi người mới cùng hô lên, kẻ nghe thấy chứ? Thì ra còn có sức lực. Quỳnh Di Nương cười lạnh nói, thì vậy vì sao lúc nãy không có sức để trả lời? Tốt lắm, khâu tổng quản, những người đêm nay đều không cần ăn cơm. Khâu tổng quản ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, ở nghe thấy chưa? Phu nhân hỏi, sau này đều phải lớn tiếng trả lời, nếu ai hữu khí vô lực, bữa cơm này đừng ăn nữa. Dừng một chút, lại nói, thì hơn nữa, tiền tháng này, đều khấu trừ phân nữa, xem như trừng phạt đối với các ngươi. Vừa dứt lời, một người nói, Ê khâu tổng quản, cái này, cái này không thích hợp chứ. Một nhà già trẻ chỉ vào chút bạc này ăn cơm, nếu lại khấu trừ một nửa. Sao nào, không hài lòng. Tề chương rốt cuộc cũng mở miệng nói, Ê sĩ nhân sáu chân không dễ tìm, nô tài đâu 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 cũng có hai chân, nếu ngươi không hài lòng, lập tức cút đi. Cười lạnh nói, cái đoạn thương hải có phải tức giận hơn các ngươi không? Hắn ăn cơm ở hầu phủ nhiều năm, chỉ là một câu nói, để cho hắn cút đi như chó. Các ngươi lợi hại hơn so với hắn sao? Không muốn làm, hiện tại đứng ra, cút càng xa càng tốt. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhưng lúc này cũng không ai dám phản kháng. Đúng vậy, có một số người đi được bao xa thì cút xa. Ngay lúc này, mọi người trong phòng nghe được âm thanh gây két két khi cửa chính đã bị đá văng. Một người chấp hai tay sau lưng đứng trước cửa, mặt cười lạnh, tuy dáng người không khôi ngô, nhưng lại có một cổ khí thế lẫm liệt. Đám người Quỳnh Di Nương gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tề Ninh chấp hai tay đứng ở trước cửa, đều chợt biến sắc, nha hoàng cùng người hầu quỳ trên mặt đất quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tề Ninh, trong mắt rất nhiều người đã hiện ra vẻ vui mừng, càng có người kêu lên, kỳ là, là thế tử, thế tử đã trở về. Khâu Tổng quản cũng giật nảy mình, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lập tức trở nên tươi cười, bước nhanh tới, cung kính nói, Tề Thế Tử, ngài đã về rồi. Tề Ninh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cho tự hồ có người cũng không hy vọng ta trở về. Trực tiếp đi về phía trước, mọi người quỳ ở trên đường nhau nhau tránh ra một con đường, Tề Ninh đi đến trước chủ tọa, cũng không cần nhìn Tề Chương, nhìn chằm chằm Quỳnh Di Nương, Quỳnh Di Nương tận lực giúp mình bình tĩnh lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc, cũng nhìn Tề Ninh. Ngươi muốn làm gì? Thấy Tề Ninh gắt cao nhìn chằm chằm mình, trong mắt tràn đầy hàng ý bức người, trong lòng Quỳnh Di Nương có chút chột dạ. Tề Ninh thản nhiên nói, hệ e đã lớn như vậy, chút nhãn lực này cũng không có sao. Còn không đứng dậy cút sang một bên, vị trí này, một Di Nương như ngươi cũng có thể ngồi sao? Ngươi! Quỳnh Di Nương tức giận, hệ e Tề Ninh, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ta! Cuối cùng ta vẫn là trưởng bối của ngươi, ngươi còn có quy củ hay không? Đây cũng là ta muốn nói với ngươi, ngươi có quy củ gì không? Tề Ninh lạnh lùng nói, kể lúc nào tới phi ngươi làm chủ. Còn không cút sang một bên đi. Ta không muốn sống nữa, Thì Quỳnh Di Nương kêu lên, cho chúng ta tìm người phân xử, ngươi đứa con bất hiếu này, dám. Quỳnh Di Nương không muốn sống, không biết phải chết như thế nào. Tề Ninh không đợi nàng ta nói xong đã ngắt lời, hay là muốn thắt cổ ư? Hay là muốn tự cắt cổ? hay là chuẩn bị nhảy lầu? Tề ninh chậm rì rì nói, để thắt cổ cho ta lấy dây thừng, cắt yết hầu ta cho ngươi cầm dao, nếu như định nhảy, ta cho ngươi tìm thang cho ngươi, thế nào, ngươi muốn chọn thế nào? Tề chương vẫn nắm chặt song quyền, lúc này cuối cùng lạnh lùng nói, tề tề ninh, ngươi không nên khinh người quá đáng. khinh người quá đáng. Tề ninh cười lạnh nói, kẻ ta không ở kinh mấy ngày này, chắc hẳn mẫu tử các ngươi khinh người quá lợi hại, Chấn Huyên chỉ tay về phía đám người hầu đang quỳ ở trong phòng. Rốt cuộc bọn họ phạm phải sai lầm gì, các ngươi có tư cách gì mà muốn bảo bọn họ quỳ xuống rồi thì quỳ xuống. Các ngươi có lý do gì mà đòi tiền công tương trợ rồi trừ tiền công? Ngươi nói bọn họ có người là ngưu mã mua được, đó chẳng qua là bởi vì trong nhà hắn bần hàng, muốn dùng cái này để mưu sinh mà thôi, người chính là người, có quan hệ gì với trâu ngựa đâu. Quay đầu lại nói, ệ các ngươi đứng lên. Những lời này của Tề Ninh khiến mọi người vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy thế tử đột nhiên trở nên cao lớn vĩ ngạn trước nay chưa từng có. Tề Ninh phân phó một tiếng, mọi người nhao nhao đứng dậy, đứng dậy nói, kê tạ thế tử. Quỳnh Di Nương thấy tình cảnh này, vừa gấp vừa giận, nói, kê bọn họ chỉ là hạ nhân, cũng không hiểu quy củ, lẽ nào ngay cả tư cách quản giáo hạ nhân ta cũng không có sao? Không có. Tề Ninh thẳng thắn nói, ở ngoài con trai ngươi ra ngươi không có tư cách giáo hướng bất cứ ai trong hầu phủ ngay cả một con ngựa ngươi cũng không có tư cách giáo hướng ánh mắt như đau thản nhiên nói ơ ừ, ngươi đã nghe rõ chưa im ngay tề chương quát đề này cẩm y hầu phủ không phải của một mình ngươi ngươi cũng không có tư cách nói với nương ta như vậy hắn không có tư cách ai có tư cách một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới cố thanh ngọc đã từ ngoài cửa chậm rãi đi vào Khu mặt xinh đẹp mang sương. Trời tề ninh là cẩm y hầu thế tử, tướng quân qua đời, tất cả mọi thứ của hầu phủ, tất nhiên do thế tử quyết định, chẳng lẽ còn có nghi vấn. Một đôi mắt đẹp mang theo ý lạnh nhìn chầm chầm Quỳnh Di Nương, cười lạnh nói, Ê Quỳnh Di Nương, vị trí kia, chẳng lẽ ngươi có thể ngồi được? Khâu Tổng quản thấy Cố Thanh Ngọc xuất hiện, vội vàng cười nói, Ê Tam Phu Nhân, một đường vất vả, người đã trở về. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, Mấy ngày nay người và thế tử đều không ở trong phủ Đám hạ nhân này có chút thả lỏng Tiểu công tử và Quỳnh Di Nương cũng ra mặt hỗ trợ quản lý một chút Ồ Tề Ninh quay đầu lại nói Trời châu tổng quản vừa rồi không phải nói Trong phủ này không có tiểu công tử và Quỳnh Di Nương Chỉ có chủ tử cùng phu nhân thôi sao Thâu tổng quản thần sắc xấu hổ Nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói Ở đây chỉ là Chỉ là kế tạm thời Nói cho cùng Để có thể quản lý tốt hầu phủ Thâu tổng quản, hạ nhân trong phủ không tuân thủ quy củ, xưa nay do người quản giáo, hình như cũng không cần người khác. Cố Thanh Ngọc thản nhiên nói, kỳ hơn nữa các nhà hoàng tôi tớ trong phủ đều đã nhiều năm lịch lãm, đã dưỡng thành quy củ, mấy năm nay ta ở trong phủ cũng không thấy bọn họ có sơ sót gì, lẽ nào chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ đã thay đổi. Chợt thấy một người tiến lên nói, kẻ tam phu nhân, chúng ta không có gì sơ sẩy, cũng giống như ngươi lúc trước tận tâm tận lực. Sau khi ngươi đi, quỳnh di nương nói trong phủ do nàng ta quản hễ có người không nghe lời nàng ta nàng ta liền trục xuất người khỏi hầu phủ nàng ta chỉ vào người bị đánh bên ngoài nói thì ông ta chỉ hô một tiếng quỳnh di nương đã bị đánh thành bộ dáng đó đúng vậy tam phu nhân chúng ta không làm sai ngay cả đoàn nhị ca cũng bị bọn họ đuổi ra khỏi phủ có một người dám mở miệng nói chuyện những người khác nhất thời đều hướng cố thanh ngọc tố khổ cố thanh ngọc tuy rằng quản lý hầu phủ khá nghiêm khắc nhưng đối với hạ nhân lại vô cùng khoan hậu. Mọi người đối với Cố Thanh Ngọc là vừa sợ vừa kính. Những ngày qua Quỳnh Di Nương và Nương Con ở hầu phủ vô pháp vô thiên, mọi người đều một bụng phẫn nộ cùng tuổi thân và quốc ức. Giờ phút này Thế Tử và Tam Phu Nhân đều trở về, mọi người liền không hề sợ hãi Quỳnh Di Nương nữa. Quỳnh Di Nương ở trong phủ vốn không có uy vọng gì, địa vị và uy vọng thiên địa cách biệt với Cố Thanh Ngọc. Mấy ngày nay thừa dịp Cố Thanh Ngọc và Tề Ninh rời kinh, ở trong phủ tỏ rõ uy phong, Lúc này mọi người nghe được mồm năm miệng mười kể khổ với Cố Thanh Ngọc, nhất thời cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ mặt mũi, mặt lạnh lùng, bộ dáng như heo chết không sợ nước sôi. Chợt nghe Tề Ninh hỏi, có phải ngươi vẫn không chịu dậy hay không?" Quỳnh Di nương lúc này đã chột dạ, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ nói, kể ta sẽ không đứng dậy, ngươi ngươi có thể làm gì ta?" Đối với Tề Ninh vẫn có chút kiên kỵ, bỏ thêm một câu, "Ta là thứ mẫu ngươi, ngươi ngươi không thể bất kính với ta. Nói xong lời cuối cùng, đã không còn tự tin. Bên kia khâu tổng quản lại nhắm thẳng vào Quỳnh Di Nương, Quỳnh Di Nương lại làm bộ không nhìn thấy. Tề Ninh mỉm cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, ơ ờ người đâu? Có vài tên Nam Đinh khôi ngô tiến tới, cùng kêu lên, kể thế tử có gì phân phó. Kéo nàng ta xuống. Tề Ninh thản nhiên nói. Những người này sớm đã hận Quỳnh Di Nương thấu xương, Thế Tử cũng đã lên tiếng. Nào có chuyện không làm được, sáu bảy người thậm chí tranh đoạt tiếng lên. Tề Chương thấy thế, vương người ở trước mặt Quỳnh Di Nương, quát lạnh nói: vì ai dám động? Một tiếng quát này của hắn, ngược lại khiến trong nội đường nhất thời yên tĩnh lại. Mặc dù thứ xuất, nhưng dù sao cũng là huyết mạch cẩm y hầu, vẫn có chút khác biệt với Quỳnh Di Nương. Vì không có ai coi trọng Quỳnh Di Nương chanh chua cay độc, nhưng vẫn có chút kiên kỵ Tề Chương nhất thời mấy tên nam đinh kia cũng không dám tiến lên tề chương thấy thế cười lạnh một tiếng đang có vài phần đắc ý lại không ngại tề ninh đá xa một bên hắn căn bản không đề phòng không ngờ tề ninh nói đá thì đá hơn nữa tề ninh một cước này chẳng những có lực đạo mười phần hơn nữa tốc độ rất nhanh đang đạp vào eo tề chương tề chương kêu thảm một tiếng đã bị tề ninh đạp lăn trên mặt đất một cước này của tề ninh nhìn như đột ngột nhưng lại sớm có chuẩn bị chỉ là nhìn chuẩn vị trí đạp tới tuy rằng không đến mức lấy mạng tề chương, nhưng cũng đủ khiến tề chương nửa ngày không dậy nổi. Thấy tề chương ngã xuống đất, lúc này đây không cần ai đi kéo, Quỳnh Di Nương tự mình đứng lên, vội vàng đi qua đỡ lấy nàng, lo lắng nói, ở Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Đầu tề chương lúc này đã đầy mồ hôi lạnh, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Tề Ninh cũng không khách khí, lúc này mới đặt mông ngồi xuống, nhìn về phía tề chương, nói, Ê tề chương, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi, đừng ở sau lưng ra vẻ thông minh cũng không nên ở sau lưng ta dở trò quỷ nếu không cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng khổ sở nhưng mà hiện tại ta phát hiện trí nhớ của ngươi rất không tốt ta không muốn ngươi làm cái gì ngươi hết lần này tới lần khác phải làm cái gì là đang biểu hiện cốt khí của mình sao tề chương chịu đựng đau đớn oán hận nhìn tề ninh hôm nay mọi người đều ở đây làm cẩm y thế tử ta có một quyết định thận trọng tề ninh chậm rãi nói để mọi người nghe cho kỹ bị hai nương con bọn họ trục xuất khỏi phủ lập tức trở về phủ trước kia làm gì sau khi trở về còn làm gì nữa lại nói kể các ngươi có thể tìm được bọn họ không có người lập tức nói kể thế tử mọi người biết ngài và tam phu nhân trở về sẽ chủ trì công đạo cho nên đều ở lại kinh thành rất dễ tìm được vậy thì tốt tề ninh cười nói có phải mọi người biết bản thế tử tâm địa thiện lương nhất định sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi mọi người lập tức nở nụ cười không khí trong phòng không lâu trước đây đã rất khó chịu giờ phút này mọi người cũng thoải mái hơn trong lòng không ít người vẫn còn suy nghĩ lần trước trước thế tử bắt cóc bọn họ hồ đồ không khác gì một kẻ ngốc nhưng trải qua một kiếp nạn hiện giờ chẳng những khôn khéo và tu luyện thậm chí đối với hạ nhân cũng thập phần dày dạn điều này đối với hầu phủ mà nói đương nhiên là một chuyện vô cùng may mắn tiếng cười của mọi người càng làm cho quỳnh di nương tử lộ ra vẻ cô đơn Tề Ninh nhìn về phía Tề Chương, hỏi, để các ngươi làm sằng làm bậy ở hầu phủ, đương nhiên sẽ không nghĩ tới một khi chúng ta trở về, tâm tư của các ngươi sẽ trôi theo dòng nước. Thế nhưng biết rõ là như vậy, vì sao các ngươi còn làm như vậy? Cười lạnh một tiếng, thân thể hơi nghiêng về một bên, cho chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, ta và Tam Phu Nhân sẽ không thể quay về. Quỳnh Di Nương và Tề Chương đều hơi biến sắc. Tề Ninh nhìn thấy trong lòng, trong lòng biết rõ, thản nhiên nói kể tại sao ta lại nói như vậy trong lòng các ngươi có tính toán hôm nay ta không nói đến quá trình chỉ nói kết quả giơ tay chỉ về phía cửa chính kể từ hôm nay trở đi bản thế tử đuổi mẫu tử các ngươi ra khỏi hầu phủ từ nay về sau các ngươi và hầu phủ không còn chút quan hệ nào nữa lần này quỳnh di nương và tề chương đều biến sắc quỳnh di nương đã thất thanh nói ở ngươi muốn ngươi muốn trục xuất chúng ta chẳng những là quỳnh di nương nương tử ngay cả cố thanh ngọc cùng những người khác cũng đều lắp bắp kinh hãi ngươi nghe được là tốt rồi tề ninh nói kể có đồ vật gì cần thu dọn hiện tại có thể đi thu thập ta sẽ cho người theo dõi các ngươi nên các ngươi cứ việc mang đi chẳng qua nếu muốn lấy thêm một món đồ từ hầu phủ thì tuyệt đối không có khả năng ngươi dựa vào đâu mà đuổi chúng ta đi tề chương che hông đau đớn kêu lên Kể cho dù ngươi là thế tử, ngươi ngươi cũng không có tư cách đuổi chúng ta đi. Tề ninh nhún nhún vai, cười nói, kẻ ta đã sớm nói, ta cái khác có lẽ làm không được, thế nhưng trục xuất các ngươi quyền xuất phủ vẫn phải có. Ta lần trước đã cảnh cáo các ngươi, nhưng các ngươi không nhớ lâu, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng, cái này cũng không trách chúng ta được. Quỳnh Di Nương đứng lên, cười lạnh nói, kẻ thái phu nhân vẫn còn, vẫn do ngươi và cố thanh ngọc ở hầu phủ gây sóng gió ta sẽ đi tìm thái phu nhân nhất chân liền đi chỉ là đi được hai bước tề ninh đã chậm rãi nói tề thuận tiện nói một tiếng với thái phu nhân các ngươi ở sau lưng làm những chuyện vớ vẩn này chuyện bên gian lăng cũng đừng nói không có quan hệ gì với các ngươi ngay cả người ta cũng mang đến kinh thành nếu phải đối chất ta sẽ phái người đi mang bọn họ đến ngay cố thanh ngọc sửng sốt nhìn tề ninh một cái thấy tề ninh nháy mắt ra hiệu với mình nhất thời trong lòng biết rõ ràng ta không biết ngươi đang nói cái gì quỳnh di nương do dự một chút mới hung ác nói ở ờ nhưng ngươi muốn trục chúng ta xuất phủ cũng không phải dễ dàng như vậy đi tới đỡ tề chương dậy nói kệ chúng ta đi tề chương cũng không nói nhiều đi theo quỳnh di nương ra ngoài đến trước cửa tề ninh đã nói để ta nhắc lại một câu cách trời tối không bao lâu tối nay trước giờ tí nếu các ngươi còn chưa thu thập xong vậy thì không cần thu thập cái gì nữa nhấc tay chỉ mấy người để các ngươi hiện tại liền đi học viện của bọn họ nhìn kỹ cho kỹ nếu bọn họ lén mang đi hầu phủ một món đồ ta chỉ có các ngươi hỏi thôi đám người thấy tề ninh muốn đuổi nương con quỳnh di nương ra khỏi phủ đều có chút giật mình nhưng trong lòng thì vui mừng hai nương con này ở trong phủ âm dương quái khí bọn hạ nhân đã sớm nhìn không vừa mắt lúc này đều là phấn chấn mấy người kia đã cùng lên tiếng nói lệ thế tự yên tâm chúng ta ngay bây giờ đi xem. Tề Ninh giơ tay lên nói, hãy mọi người giải tán hết đi. Đúng rồi, phái người đi tìm những người bị đuổi ra, để bọn họ đều trở về. Lại chỉ ngoài cửa nói, e đánh côn, tìm đại phu mau mau nhìn một cái, còn có tên Điền Vinh kia, lập tức đuổi ra khỏi phủ. Cười lạnh một tiếng, y hồ giả hổ uy, lão tử coi thường loại người này nhất. Lúc này mọi người mới nhao nhao ra ngoài, Khâu Tổng quản cũng muốn ra ngoài, Tề Ninh đã gọi lại, "Kệ Khâu Tổng quản, ngươi chờ một chút, có chuyện còn phải thương lượng với ngươi." Khâu Tổng quản xoay người trở về, không người cười nói, "Kệ thế tử còn có gì dặn dò không?" Lại tự trách Cố Thanh Ngọc ở bên cạnh, "Kệ tam phu nhân, ngươi giao hầu phủ cho ta quản lý, ta ta không thể quản tốt, mời tam phu nhân trừng phạt." Còn có đoạn thương hải, tiểu công tử, cũng đừng có gọi là tiểu công tử nữa. Tề Ninh thản nhiên nói, ở ngươi không nghe thấy ta vừa đuổi nương con bọn chúng ra ngoài sao? Hầu phủ từ nay về sau cũng không có tiểu công tử gì nữa. Đúng đúng đúng. Thâu Tổng quản vội nói, ê e là ta sơ sẩy. Trước kia Tề Chương và Đoạn Thương Hải có chút bất hợp, lần này lấy cớ trục xuất hắn khỏi phủ, ta vẫn luôn khuyên nhủ, nhưng nhưng dù sao Tề Chương cũng là huyết mạch hầu gia, hắn kiên trì kỷ niệm của mình, ta cũng thật sự không có biện pháp. Thế tử và tam phu nhân trở về thì tốt rồi, ta tự mình đi tìm đoạn thương hải, mời hắn trở về. Cố Thanh Ngọc cũng không để ý tới, chỉ ngồi ở một bên, không nói lời nào. Tề Ninh nhìn trầm trầm khâu tổng quản, chờ ông nói xong, mới nói, Ê khâu tổng quản, có phải ngươi cảm thấy ta và tam phu nhân cũng không thể trở về hay không? Thân thể khâu tổng quản chấn động, lúng túng cười nói, Ê thế tử nói đùa rồi, ngày đêm ta trong ngóng thế tử và tam phu nhân sớm ngày hồi phủ. Ông lắc đầu thở dài, lời không nên nói, thế tử và tam phu nhân nếu còn không trở về, hầu phủ có thể bị quỳnh di nương dày vào đến mức chó bay và gió đấy. Tề Ninh hỏi, Ê khâu tổng quản, nghe nói ngươi là thừa kế cha nghiệp, năm đó phụ thân ngươi cũng là tổng quản phủ hầu. Đúng vậy, ta và gia phụ hai đời vẫn luôn ở hầu phủ cống hiến. Khâu Tổng quản cảm khái nói, E lão hầu gia và đại tướng quân ân trọng như núi đối với phụ tử chúng ta, cuộc đời này khó mà báo đáp. Tề Ninh mỉm cười nói, Ê e, Khâu Tổng quản, ngươi cảm thấy ta và Tề Chương, ai thích hợp kế thừa tước vị hơn? Khâu Tổng quản khẽ giật mình, lập tức nói, Ê e, sao Tề Chương có thể so sánh với Thế Tử? Thế Tử là người thừa kế do đại tướng quân lựa chọn, về tình về lý, đều nên do Thế Tử kế thừa tước vị khâu tổng quản lời này của ngươi có phải không thành thật không tề ninh cười nói tề ta hỏi ngươi ngươi có quen triệu uyên không triệu uyên khâu tổng quản thân thể chấn động tề thế tử ta ta chưa từng nghe nói đến người này triệu uyên là phòng thu chi ở nhà cũ nhà cũ bên kia vẫn luôn là ngươi liên lạc ngươi ngay cả phòng thu chi cũ cũng không biết cố thanh ngọc rốt cục lạnh như băng hỏi khâu tổng quản nghe vậy vỗ đầu một cái, nói, Y Vân, Tam Phu Nhân vừa nhắc nhở, ta nhớ ra rồi, hình như là có người như vậy. Là ta sơ sẩy, chỉ biết có Triệu Tiên Sinh, thật đúng là không hỏi thăm tên gọi. Nếu đã quen biết Triệu Uyên, đương nhiên cũng nhận biết Tề Ninh. Tề Ninh nói, Y e Khâu Tổng quản nghe nói Tề Huyên Lão Tổng cũng đã trúng gió ba năm trước, hơn nữa được đưa đến Kinh Châu Thành điều dưỡng. Hôm nay ở lão trạch sự chính là con trai của tề kỳ lão tổng quản, tên là tề hạnh, cái này, có phải ngươi không biết hay không? Khâu tổng quản cao mày nói, e lại có việc này à? Giải thích, kệ thế tử, tam phu nhân, nhà cũ kia hàng năm đều phái người đưa thuế ngân tới đây, ta sẽ đích thân kiểm tra thực hư, nhưng cũng không nghe nói lão tổng quản trúng phong. Ngươi không biết tề danh, làm sao biết triệu uyên? Tề ninh thản nhiên nói, kệ chẳng lẽ ngươi không biết, triệu uyên là tề ninh thanh thuê? Điều này ta thật sự không biết, chỉ là bọn họ đưa thuế ngân tới, ta đối sổ sách với bọn họ, bọn họ từng nhắc tới sổ sách có một người ghi chép là triệu tiên sinh quản lý. Khâu tổng quản mặt không đổi sắc, nói, kẻ tam phu nhân, hầu phủ chuyện này vốn là nhiều, chuyện cũ cũng chỉ sơ sẩy một chút, đây chung quy là lỗi của ta, tam phu nhân và thế tử cứ việc trách phạt. Tề ninh cười lạnh một tiếng, trong giây lát quát lớn, thì khâu tổng quản, ngươi còn không thành thật. Trong cuộc đời này tràn đầy khí phách, thạch phá thiên kinh, khâu tổng quản giật nảy mình quỳ rạp xuống đất kệ thế tử ta ở trong phủ đã nhiều năm trung thành và tận tâm tuyệt đối với thế tử nói dối cố thanh ngọc nói kệ tam phu nhân ngài biết mấy năm nay ta trung thành với hầu phủ nếu có chuyện gì không đúng các ngươi cứ việc trách phạt nhưng mà đúng lúc này lại thấy tề phong vào cửa nói kệ thế tử tam phu nhân quỳnh di nương và tiểu công tử ra ngoài rồi bọn họ đi rồi tề ninh nói E không có đi tìm Thái Phu Nhân. Tề Phong nói, Ê e không có, bọn họ cũng không mang theo bất cứ đồ vật gì, ta chỉ đi theo một đoạn, hình như bọn họ đang đi về phía Tam Lão Thái Gia. Thì ra là đi tìm người giúp đỡ. Tề Ninh cười nói, ở e như thế cũng tốt, ta đang muốn đi tìm hắn, nếu hắn tới đây, ngược lại không cần ta đích thân đi một chuyến. Lại nói, ở e người mang tới kia, nhất định phải chăm sóc cho tốt. Tề Phong sững sờ, vội nói, tề thế tử yên tâm, ta đã. Không đợi tề phong nói xong, tề ninh phất tay bảo y lui ra, chờ tề phong lui ra, tề ninh mới hỏi khâu tổng quản, thì khâu tổng quản, ngươi có biết ta bảo tề phong chiếu cố tốt người nào không? Không, không biết. Tề ninh cười, chậm rãi nói, ở ờ ngươi không phải chưa từng gặp triệu uyên sao? Lần này ta mang hắn tới, các ngươi có thể làm quen. Cố Thanh Ngọc giật mình ở bên cạnh, nhưng nàng băng tuyết thông minh lập tức hiểu được tâm tư của tề ninh tề ninh để tề phong chiếu cố rõ ràng là nam nhân xấu xí nhưng mượn cớ này nói cho khâu tổng quản là triệu uyên mang đến đây rõ ràng là đang thăm dò khâu tổng quản quả nhiên khâu tổng quản hơi biến sắc nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói tề e thế tử dẫn theo triệu triệu tiên sinh trở về nhưng triệu uyên cung khai hắn biết ngươi tề ninh nói ê e đúng rồi quên nói với ngươi chúng ta ở gian lăng gặp chút chuyện bạn thế tự thiếu chút nữa chết mất may là ông trời quan tâm giúp ta chuyển nguy thành an ngươi có biết đến cùng là ai muốn hại ta không 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 biết khóe mắt khâu tổng quản co quắp kể thế tử các nhân thiên tướng sẽ không sẽ không có việc gì đâu tề ninh cười nói ở ngươi cũng không biết bên nhà cũ xảy ra chuyện lạ lão tổng quản đứa con trai kia đúng rồi chính là tề ninh, lại là giả mạo, còn có triệu tiên sinh kia, chính là triệu uyên, thì ra sau lưng hắn là chủ sứ của triệu uyên. Ta tránh thoát một kiếp, triệu tập nhân mã từ chỗ thái thú gian lăng, một mẻ bắt hết đám phản tặc này. Thân thể nghiêng về phía trước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ở nghiêm tra khảo, triệu uyên trái lại thành thật nhận tội không ít, người có biết, bọn họ lừa gạt hầu phủ, ở trong ấp thu về bốn thành thuế, nhưng là vì không muốn hầu phủ nổi lòng nghi ngờ, Mấy năm nay bọn họ giao thuế bạc cho hầu phủ không ít. Khóe mắt khâu tổng quản giật giật, nói, Ê đám người kia, đám người kia thật đáng hận, nên giết hết mới đúng. Vậy thì không được, nếu như đều giết, thì rất nhiều chân tướng cũng không hỏi ra được. Tề Ninh mỉm cười nói, kệ bọn họ nói cho ta biết, thật ra thuế ngân của năm nay đã được đưa đến Kinh Thành, hơn nữa còn giao cho Tề Gia, chỉ là không có giao cho hầu phủ mà thôi. Khâu tổng đạo, Ê chẳng lẽ chẳng lẽ Chẳng lẽ có chuyện gì sao Tề Ninh nhìn Khâu Tổng quản nói Khâu Tổng quản vội hỏi Ê không có gì Thế tử Thế Ngân hiện đang ở đâu Ngươi yên tâm Thế Ngân ta sẽ lấy lại không ít Chỉ là tạm thời tồn tại ở chỗ hơi. Tề Ninh nói Ê đúng rồi Triệu Uyên còn nhắc tới ngươi Khâu Tổng quản bỗng biến sắc Thất Thanh nói Ê thế tử Ngươi đừng tin lời hắn nói, Hắn Vu Hãm người tốt, ta không có. Ta tuyệt đối không có liên lạc ngầm với hắn. Thế tử, loại người này nên một đao giết chết, tuyệt đối không thể giữ lại. Vu cáo người tốt. Cố Thanh Ngọc ở bên cười lạnh một tiếng, "Y Khâu tổng quản, ngươi cũng không biết hắn nói gì, làm sao biết hắn Vu Hãm ngươi? Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói gì đó?" Khâu tổng quản nhất thời giật mình, há hốc mồm, nhưng không phát ra âm thanh. Cố Thanh Ngọc tha nhẹ một tiếng, nói: "Hề thì ra đúng là ngươi, thì ra tai mắt của Triệu Uyên tại hầu phủ, lại là ngươi." Đột nhiên đứng dậy, tức giận nói: "Hề khâu nghị, hầu phủ nào có lỗi với ngươi? Trừ ta ra, hầu phủ của các ngươi đều do ngươi quản lý, hai đời phụ tử ngươi ở hầu phủ cống hiến, bất luận là lão hầu gia hay là đại tướng quân, không có nửa điểm có lỗi với các ngươi, vì sao ngươi còn muốn ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với đám người kia?" Tề Ninh thăm dò một phen, mặc dù khâu tổng quản chưa thừa nhận, thế nhưng Cố Thanh Ngọc đã xác nhận khâu tổng quản chính là nội gian âm thầm cấu kết với Triệu Uyên. Lần này ở Giang Lăng tao ngộ kiếp nạn, sau lưng này còn có bóng dáng khâu tổng quản, điều này làm cho Cố Thanh Ngọc cảm thấy tức giận không thôi. Khâu tổng quản vội vàng nói, kệ tam phu nhân, ta. Ta thật sự không có lén lút liên lạc với Triệu Uyên, ta chỉ muốn đám người kia tán tận lương tâm, chắc chắn chắc chắn ác ý hãm hại ta. Tề Ninh thở dài, kêu khâu tổng quản, chẳng lẽ phải đưa Triệu Uyên đến trước mặt ngươi mới nhận. Dù nói thế nào, ngươi ở hầu phủ nhiều năm, không nể mặt ngươi cống hiến cho hầu phủ bao nhiêu năm như vậy, cũng phải nể mặt phụ thân ngươi, việc này phải tận lực điều thấp xử lý. Nếu bây giờ ngươi nhận, ta cam đoan sẽ không đã thương ngươi, nhưng nếu chờ Triệu Uyên tới đối chất, ta cũng chỉ có thể giao hai người các ngươi cho quan phủ. Khâu tổng quản cúi đầu, im lặng không lên tiếng, tề ninh lắc đầu, lớn tiếng nói, ở ờ người đâu, bảo tề phong đi mang người nọ tới. Thế tử, thế tử, chậm đã. Khâu tổng quản bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi, rung giọng nói, ê ta, ta không dám giấu giếm, thật ra. Những thứ này đều là, những thứ này đều do tam lão thái gia ở sau lưng sai khiến, ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Cầu ngươi tha cho ta một lần này tam lão thái gia. Mắt cố thanh ngọc phượng dựng thẳng lên, y khâu nghị, ngươi cũng đừng ở đây cắn người lung tung. Khâu nghị nói, kẻ tam phu nhân, đúng là do tam lão thái gia sử dụng. Vội vàng nói, kẻ tam lão thái gia một lòng muốn tề chương kế thừa tước vị, cho nên. Cho nên vẫn luôn nhằm vào thế tử, ta quả thật quen biết Triệu Uyên, cũng sớm biết cái tên tề ninh kia quản lý nhà cũ, nhưng mà ta thật sự không biết bọn họ ở bên đó tự tăng thuế má vì sao tam lão thái gia phải để tề chương thay thế ta? Tề ninh đã thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, ê e rốt cuộc phía sau có giao dịch gì? Có, tề chương. Tề chương và Quỳnh Di Nương đã đáp ứng tam lão thái gia, chỉ cần hắn kế thừa tước vị, lấy một nửa thuế phong ấp ra giao cho tam lão thái gia. Khâu Nghị nói, để tam lão thái gia bên kia chỉ có 500 hộ thuế, đợi tề chương kế thừa tước vị, sẽ tăng lên 1.500 hộ, trừ cái đó ra, mấy trăm khoảnh đất riêng của hầu phủ giang lăng kia cũng sẽ phân ra một nửa cho tam lão thái gia một phòng cố thanh ngọc lúc này tức giận dồn dập ngực ngực phật phòng cả giận nói ở ngươi không nói sai tuyệt không dám lừa gạt khâu nghị khổ mặt nói tề quỳnh di nương còn đồng ý sẽ một mình cho ta hai trăm hộ đưa ta thêm tám trăm mẫu ruộng ta ta nhất thời bị mở heo che mắt lúc này mới bị bọn họ kéo xuống nước những chuyện này đều là thương lượng sau khi đại tướng quân qua đời sao? Cố Thanh Ngọc nhíu mày nói, kể nếu không đại tướng quân còn sống, các ngươi cho dù đùa bẩn, tề chương cũng không kế thừa được tước vị. Nhưng bên nhà của các ngươi đã lén liên lạc với nhau ba năm, không có khả năng gần đây mới thương lượng kỹ. Khâu Nghị nói, kẻ tam phu nhân minh giám, là tam lão thái gia, ba năm trước người Bắc Hán đánh tới, đại tướng quân xuất chinh ngự địch, khi đó tam lão thái gia đã nói, đại tướng quân bị thương toàn thân nếu tu dưỡng vài năm có lẽ còn có thể sống sót nhưng mà xuất chinh như vậy cho dù không chết trận ngày đêm làm lụng vất vả tất nhiên sẽ sống không lâu dừng một chút muốn nói lại thôi còn có cái gì còn không mau nói ra khâu nghị vội nói kẻ ba lão thái gia còn nói quân đoàn tần hoài của sở quốc mặc dù là đại tướng quân làm chủ soái thế nhưng cũng không phải bền chắc như thép mặc dù phần lớn tướng sĩ đều vô cùng kính sợ tướng quân nhưng thế nhưng khó bảo đảm trong đó có người trong đó có lòng bất mãn với tướng quân tướng quân xuất chinh một đi không trở lại cho nên một ngày khi tướng quân xuất chinh kia bắt đầu hắn đã chuẩn bị để tề chương lấy thế tử thay thế tề ninh cao mày nói lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ là lớn phụ thân qua đời còn có ẩn tình hay sao khâu nghị vội vàng nói ờ ừ không phải vậy đây là chuyện năm đó khi tướng quân xuất chinh tam lão thái gia tìm ta lén nói. Lần đó tam lão thái gia tìm ta, chính là vì. Vì giúp Tề Chương đạt được tước vị. Lúc ấy Tề Chương và Quỳnh Di Nương đều ở đây, bọn họ chính miệng đáp ứng cho ta phong ấp 200 hộ cùng với 800 mẫu ruộng riêng. Nếu thế, Tề Chương công tử của chúng ta thật đúng là hào phóng. Tề Ninh hừ lạnh một tiếng, nhưng chuyện này liên quan gì đến chuyện các ngươi lén lúc cấu kết với đám người triệu uyên kia? khâu nghị do dự một chút mới nói chính là lúc đó có một ngày tam lão thái gia đem ta đi tìm gặp triệu uyên lúc ấy ta còn không biết hắn đã trở thành phòng thu chi nhà cũ bên nhà cũ biến cố tam lão thái gia còn sớm hơn ta biết nhiều hắn thấy tam lão thái gia là vì cái gì khâu nghị trả lời trợt thư nghị cụ thể hơn chút gì đó đến bây giờ ta cũng không rõ ràng lắm nhưng tam lão thái gia dặn dò ta nhà cũ thay đổi tổng quản bảo ta giấu giếm còn nói đây gọi là chưa mưa mới lạ, Tề Nhã cùng Triệu Uyên đều sẽ ủng hộ Tề Chương, có hai người ở nhà cũ, cứ như đem tài quyền khống chế ở trong tay vậy. Cố Thanh Ngọc nhíu mày nói, e cho nên ba năm qua ngươi vẫn giấu giếm. Hiểu ra, e bên Giang Lăng có người đến hầu phủ báo cáo, cũng là ngươi đuổi người đi. Vâng. Khâu Nghị cúi đầu nói, kể tới hai ba lần, ta sẽ nói cho bọn họ biết chuyện giải quyết, sau đó đuổi bọn họ về Giang Lăng bên nhà cũ biết chuyện này liền ở bên kia xử lý khâu nghị ngươi làm nhiều việc ác vậy có biết hại chết bao nhiêu người không cố thanh ngọc tức giận kể mấy năm qua phong ấp gia tăng thuế má bách tính trên phong ấp cấu hò hét đối với hầu phủ chúng ta danh dự lão hầu gia và đại tướng quân tích góp nhiều năm nay bị một tay ngươi hủy hoại còn có cái gì đều tự mình nhận ra khâu nghị càng cúi đầu nói ở những người khác ta thật sự không rõ lắm không rõ lắm. khâu tổng quản, ta khuyên ngươi vẫn nên nói thẳng thì tốt hơn. nếu muốn giao cho quan phủ, cũng sẽ không ôn hòa như chúng ta. một ngón tay tề ninh kề vào lỗ tai, thản nhiên nói, ở ngươi đừng nói với ta, chuyện ở biệt viện trung lăng không liên quan đến ngươi chứ. không nghĩ thân thể chấn động, tề ninh đã nói tiếp. kể lúc đó ta hoài nghi, thích khách quen thuộc địa hình phân viện trung lăng như vậy, thậm chí ngay cả trong phòng ta ở đâu cũng biết rõ ràng. vậy chắc chắn là có nội ứng nói cho hắn tin tức. Ta vốn dĩ còn hoài nghi là Tề Chương dở trò quỷ, nhưng Tề Chương chưa từng đi vào biệt viện Trung Lăng, hắn cũng không có tư cách vào đó dẫm đạp trước. Khi đó ta có chút nghi ngờ là khâu tổng quản của khâu tổng quản ngươi làm, ngươi là phụ trách phủ, trước khi chúng ta tới biệt viện Trung Lăng, ngươi là tới biệt viện An Bài, đối với nơi đó vô cùng quen thuộc, chẳng qua lúc đó ta còn chưa nghĩ ra lý do làm vậy, chỉ có thể là hoài nghi. Thế tử, là... là tam lão thái gia phân phó không nghị mồ hôi lạnh như mưa tham dự ám sát cẩm y thế tử đây chính là tội chết lớn biện giải nói ta thích khách là tam lão thái gia phái người tìm tới tam lão thái gia ngay từ đầu chỉ để ta đi vẽ lại cách cục của biệt viện giao cho hắn ta ta cũng không biết hắn muốn phái người hành thích thế tử nếu không nếu không nếu không ta tuyệt đối sẽ không nghe theo sự phân phó của hắn vậy nhà cũ kia cố ý đưa thuế ngân đến chỗ tam lão thái gia khiến chúng ta tưởng rằng Thuế Ngân không được đưa tới, nên tự mình đến Giang Lăng. Chuyện này là do ngươi sắp xếp đúng không? Tề Ninh nói, ơ ngươi không phải nói đây là do Tam Lão Thái Gia an bài chứ? Khâu Nghị vẻ mặt đau khổ nói, hay đúng là sắp xếp của Tam Lão Thái Gia. Tam Lão Thái Gia nói, chỉ cần hầu phủ rơi vào khốn cảnh, không có bạc, sẽ trông cậy vào Thuế Ngân Giang Lăng đưa tới, chậm chạp không đến, Tam Phu Nhân nhất định sẽ sốt ruột, ta chỉ cần chỉ cần ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, tam phu nhân sẽ đích thân đi gian lăng, mà. Mà tam phu nhân cũng sẽ không bỏ lại thế tử, nhất định sẽ đưa thế tử cùng đi. Câu kết trong ngoài, cố ý lừa gạt chúng ta, sau đó ở bên kia bố trí cạm bẫy. Tề Ninh cười nói, kể các ngươi cảm thấy không có chút sơ hở nào, nếu như chúng ta chết ở nơi đó, tất cả hợp ý các ngươi, cho dù còn sống trở về, bởi vì có nhược điểm nắm trong tay các ngươi, các ngươi muốn làm gì thì coi trời bằng vung, ta và tam phu nhân cũng không dám quản, có phải như vậy hay không? Khâu Nghị cúi đầu ngựa ngùng nói, cho tam lão thái gia là an bài như vậy à? Ngươi đem tất cả mọi chuyện đẩy tới không còn một mảnh, tự hồ tất cả trách nhiệm đều thuộc về tam lão thái gia bên kia. Cố Thanh Ngọc lạnh lùng nói, tự nhiên ngươi vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, chẳng lẽ không có một tia lương tâm bất an? Những năm qua, lẽ nào ngươi từng đối xử bạc với ngươi? ngươi ở trong phủ cho đủ bạc túi, tham ô không ít tiền, thậm chí ở bên ngoài mua mấy chỗ sân nhỏ, trong lòng ta biết rõ, nhưng cũng không vạch trần. Đơn giản là xem ở phân lượng hai đời phụ tử ngươi vi mệnh cho hầu phủ, nhưng ngươi được một tất lại muốn tiến một thước, khẩu vị càng ngày càng lớn, vì tư kỷ bản thân, lại hãm hại thế tử, hãm hại hầu phủ, cố thanh ngọc ta thật sự là biết người không rõ, tin nhầm tiểu nhân như ngươi rồi. Khâu nghị rung giọng nói, e là ta hồ đồ, thế tử, tam phu nhân, cầu các ngươi nể tình cha con chúng ta cống hiến nhiều năm cho hầu phủ nhẹ nhàng giáng lâm công bố như thế nào trước tiên không cần phải gấp tề ninh như cười mà không phải cười hễ cứ xem biểu hiện tiếp theo của ngươi như thế nào cao giọng nói ở người đâu dẫn khâu tổng quản đi trước trông coi cho tốt tề phong từ bên ngoài đi vào kéo khâu nghị xuống tề ninh thấy cố thanh ngọc thần sắc ảm đạm khuyên nhủ kề tam nương nàng cũng không cần nghĩ nhiều, lát nữa sẽ thu thập hắn cho tốt. Ninh Nhi, ta thật sự không ngờ Khâu Nghị sẽ làm như vậy. Cố Thanh Ngọc cười khổ nói, Tề Tam Lão Thái Gia là trưởng giả trong tộc, nhưng mà... Nhưng mà làm chuyện như vậy, Lão Hầu Gia và Đại Tướng Quân dưới suối có biết, làm sao có thể nhắm mắt được. Lòng người khó dò, Tam Lão Thái Gia. Tề Ninh đang nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực run rẩy một trận, tiếp theo lại là một trận đau nhói như kim châm khó chịu đến cực điểm đưa tay che lại cố thanh ngọc thấy hai đầu lông mày tề ninh có chứa thống khổ vội vàng đứng lên tiến lên đỡ lấy lo lắng nói ê ninh nhi con con làm sao vậy đừng làm ta sợ tề ninh hít sâu một hơi cảm giác ngực thoáng khôi phục một ít miễn cưỡng cười nói ê không cần không cần lo lắng không có việc gì lớn cả lại cảm giác được cổ rung rẩy kia chính là đến từ đan điền cảm thấy có chút hoảng sợ thầm nghĩ cũng không đến mức là tình khí đan điền phát tác đi trong đầu lại nghĩ đến một thần quân bị tay khô gỗ của lão quái vật kia gây thương tích trước đó đã phát tác hai lần nhưng sau đó đã lâu không có phát tác tề ninh cơ hồ quên mất bàn tay gỗ khô của mình lúc này bỗng nhiên nhói lên không biết đến cùng là thương thế của bàn tay gỗ khô này phát tác hay là do khí tức đan điền phát tác hắn không nhận được nghĩ tới đường nặc nàng kia đáp ứng nửa tháng là có thể chạy tới kinh thành bây giờ đã qua 10 ngày rồi chỉ mong đường nặc có thể đảm giữ lời hứa từ lâu đã tới giúp mình chữa thương ngực hắn nhói đau một hồi nhất thời còn không ngừng trên tráng riện mồ hôi lạnh cố thanh ngọc lo lắng vạn phần liền muốn phái người đi tìm đại phu tề ninh lắc đầu nói về tam nương không cần mời đại phu ta nghỉ ngơi là được rồi trong lòng rất rõ ràng loại thương thế của mình ngay cả đường nặc cũng không thể thủ hạ đến hết bệnh càng không cần phải nói đại phu tầm thường. Cố Thanh Ngọc đỡ Tề Ninh đến đại sảnh, bên trong có giường êm, Tề Ninh nằm xuống, qua một hồi, cảm giác đau đớn mới giảm bớt không ít. Ninh Nhi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cố Thanh Ngọc nhìn thấy hai đầu lông mày Tề Ninh thống khổ, vành mắt đỏ lên, cả ngươi có phải giấu giếm ta cái gì hay không? Có phải lần trước đám người kia làm hại ngươi hay không? Cầm khăn tay, lau mồ hôi lạnh trên trán cho Tề Ninh, chiếc khăn tay kia là vật bên người nàng mang theo mùi thơm của nữ nhân tề ninh không muốn để cố thanh ngọc quá mức lo lắng ôn nhu nói đây có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi khí tức không thuận ta đã tốt hơn nhiều chuyển chủ đề hỏi kẻ tam nương hôm nay ta không thương lượng với nàng trục xuất mẫu tử tề chương ra khỏi cửa nàng có thể trách ta hay không bọn hắn đều muốn hại chết con chỉ là trục xuất bọn hắn ra khỏi cửa đã tính là khách khí rồi vừa nhắc đến mẫu tử tề chương cố thanh ngọc liền có mấy phần tức giận lại nói tề ninh nhi hôm nay ngươi làm đúng quyết đoán tu luyện càng ngày càng giống đại tướng quân tề ninh nghĩ rằng xưa nay ta làm việc là như vậy trên mặt lại cười nói Ở gần đèn thì sáng gần mực thì đen đi theo bên cạnh tam nương cũng học được bản lãnh của tam nương còn học được cách viết thư cố thanh ngọc thấy khí sách tề ninh chuyển biến tốt đẹp hơi thả lỏng tâm mềm mại cười một tiếng Tề Ninh Nhi, hiện tại con cảm thấy thế nào? Không sao chứ. Tay sờ lên trán Tề Ninh, cảm giác không nóng nữa, lại càng yên tâm hơn. Thật sự không sao. Tề Ninh nói, e đúng rồi. Tam Nương, chúng ta trở lại, còn chưa đi gặp Thái Phu Nhân, có muốn đi gặp lão nhân gia nàng trước hay không? Chuyện hôm nay, Trung Quy cũng phải nói với nàng một tiếng. Con trước tiên ở lại chỗ này nghỉ ngơi, ta đi gặp Thái Phu Nhân. Cố Thanh Ngọc đứng lên nói, cái chuyện này nhất thời cũng nói không rõ, ta tự mình đi nói. Vẫn như cũ lo lắng nói, Em Ninh Nhi, con thật sự không sao chứ? Thật sự không sao? Tề Ninh cười nói, Ê e, chờ khi con trở về, ta nhất định vui vẻ. Cố Thanh Ngọc thản nhiên cười, xinh đẹp tuyệt trần, lúc này mới xoay người, lắc eo, phong thái yểu điệu rời đi. Tề Ninh nằm ở trên giường êm, nhưng cảm thấy lo lắng cho tình trạng cơ thể của mình lần này phát tác có chút khác biệt so với trước đây loại cảm giác đau đớn kia chẳng những càng thêm nghiêm trọng hơn nữa thời gian kéo dài cũng dài hơn không ít đáng ghét hơn là bây giờ còn không rõ rốt cuộc là khô một thủ hay là do kinh khí đang điền tạo thành mấy ngày đi đường liên tiếp hắn cũng có vài phần mệt mỏi vốn định ở trên giường êm ngủ một hồi nhưng bất tri bất giác đã ngủ thật say không biết qua bao lâu hắn nghe thấy bên tai có tiếng người keo to bèn mở to mắt ra hắn thấy tề phong đang đứng ở bên cạnh bèn ngồi dậy phát hiện trời đã tối hẳn đốt đèn trong phòng thấy vẻ mặt ngưng trọng của tề phong bèn hỏi ê sao vậy trời có sụp xuống rồi à tề phong vẻ mặt đau khổ nói e thế tử trời có sập cũng không xê xích gì tiểu công tử và quỳnh di nương đã trở lại còn mang theo tam lão thái gia tề ninh tinh thần chấn động từ trên giường em đi xuống nói kẻ ta đang muốn tìm hắn không chỉ có tam lão thái gia tề phong nói kể các trưởng lão tề gia cũng đã tới đây rồi có mười mấy người trưởng giả trong tề gia ở kinh thành đều đến cả rồi trong chính đường cẩm y hầu phủ cũng là một đám người đông nghịch trong sảnh có tám chiếc ghế dựa lớn chạm khắc có một trưởng giả đang ngồi phía sau mỗi người cũng có không ít người đứng hoặc già hoặc ít tế một đường tam lão thái gia tề gia ngồi phía trên đầu trái mặt già nua mặt cẩm y đầy nếp nhăn vẻ mặt lạnh lùng mũ da của tam phòng không có mặt nhưng lục gia lại đứng sau lưng tam lão thái gia vẻ mặt đầy lệ khí ở bên cạnh hắn tề chương cũng mang vẻ mặt sương lạnh hai bên trái phải trong nội đường đều có hai giá đèn thấp bốn chén đèn dầu cũng là chiếu vào nội đường thập phần sáng ngời lúc tề ninh đi vào chính đường trong nội đường cũng có không ít người đang châu đầu ghé tai nhau có chút hỗn tạp đợi đến khi tề ninh xuất hiện tất cả âm thanh lập tức ngừng lại vô số ánh mắt đồng loạt nhìn chầm chầm vào tề ninh, biểu cảm khác nhau. Tam lão thái gia nhìn thoáng qua, thừa lạnh một tiếng, đưa tay vuốt râu, một bộ cảm giác lão luyện thành thục. Tề ninh quét mắt một vòng, mỉm cười nói, kể các lão thiếu gia tề gia đều tới rồi. Tề ninh chấp tay, nói, kể tề ninh chào các vị trưởng bối. Tề gia là đại tộc, ngoại trừ mấy nhà dòng chính, còn có rất nhiều cành lá vung vức, căn nguyên hầu như đều là ở vùng Giang Lăng, nhưng theo lão hầu gia vào kinh hai đời cẩm y hầu của tề gia đều là trụ cột đại sở tề gia mỗi nhà ôm đại thụ dễ lành cũng đều nhau nhau di chuyển đến kinh thành cẩm y hầu chưa chắc sẽ cho những cành cây này bao nhiêu chỗ tốt nhưng dù sao cũng là người trong đồng tộc hơn nữa nương nhờ vào thân thiết cẩm y hầu làm việc ở kinh thành ít nhiều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều trong đó cũng có không ít người đảm nhiệm chức vụ ở các nha môn cũng có không ít người là kinh thương ở kinh thành phòng của tam lão thái gia lại lấy kinh thương làm chủ so với cẩm y hầu phủ chỉ có hai cửa hàng mặt tiền còn nhà thứ ba ở kinh thành thì mặt tiền cửa hàng lại nhiều hơn không ít lúc cẩm y hầu còn sống phụ nhân trưởng nam nữ trong chi chính của tề gia tất nhiên phải lấy cẩm y hầu chủ chẳng qua sau khi lão hầu gia qua đời tam lão thái gia đã trở thành tộc trưởng gia tộc tề thị sự vụ trong tộc tam lão thái gia đều hỏi đến tề ninh chào hỏi một tiếng nhưng không ai đáp lại không ít người đều quay mặt đi tề ninh cười nhạt một tiếng đi thẳng tới chủ vị chính diện vừa định ngồi xuống lục gia đã cười lạnh nói tề chậm đã tề ninh ngươi không mở mắt nhìn xem những người già trẻ trong tộc đều ở đây hôm nay mở chính là tộc hội ngươi dám ngồi ở chủ tọa sao tề ninh căn bản không để ý tới đặt mông ngồi xuống mọi người trong sảnh nhất thời nghị luận ầm ĩ đừng nói nữa đây là cẩm y hầu phủ chỗ của ta đừng nói ngồi dù là nằm các ngươi cũng không có quyền can thiệp Tề Ninh ngồi dựa vào ghế, thậm chí bắt chéo chân, thản nhiên nói, để các vị thúc thúc bá bá làm ra đại trận như vậy, đồng thời đến, không biết muốn làm gì. Hầu phủ đã đến cửa ăn, nếu có người không ăn cơm thì xin lỗi. Lời vừa nói ra, không ít người lộ ra vẻ tức giận, càng có người liên tục lắc đầu. Một gã trưởng lão ho khan hai tiếng, nói, Ê Tề Ninh, nếu con đã là thế tử thì nên có dáng vẻ của thế tử mới đúng, như thế thì không ra thể thống gì, bị người ngoài biết được tề gia chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, Tề Ninh đã cắt ngang, em làm phiền, ngươi là ai?" Trưởng lão ngẩn ra, Tam lão thái gia rốt cuộc mở miệng nói, "Ở ngươi không cần phải biết hắn là ai, hôm nay các lão thiếu gia của tề gia đều đã ở đó, ngươi cũng sẽ không nhận ra hắn đâu." "Vậy cũng đúng." Tề Ninh cười nói, "Tề Tam lão thái gia là tộc trưởng, sự vụ trong tộc đều là do Tam lão thái gia một tay che trời." có quen biết hay không không quan trọng. Lục gia nghe vậy, cãi giận nói, Tề Tề Ninh, ngươi nói chuyện khách khí một chút, còn hiểu quy củ hay không? Lần trước hắn bị Tề Ninh đánh một trận, đánh vỡ đầu, trong lòng hận Tề Ninh thấu xương. Tề Tùng, ngươi không cần nhiều lời. Tam lão thái gia vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía Tề Ninh, hỏi, "Để ta hỏi ngươi, muốn trục xuất mẫu tử của Tề Chương ra khỏi hầu phủ là chủ ý của ngươi?" Tề Ninh liếc Tề Chương một cái, thấy Tề Chương đang căm hận nhìn mình, cười ha hả, gật đầu nói, Tề không tệ, đây là ý của ta. Trong sảnh toàn là tiếng ồn ào. Tề Ninh, tang sự của phụ thân ngươi vừa xong, chân trước vừa đi, chân sau ngươi đã ra tay với huynh đệ cốt nhục của mình, còn thiên lương hay không? Tam lão thái gia phẫn nộ nói, ở ngươi lòng dạ hẹp hòi, không cho phép ai khác, danh dự cẩm y hầu nhất định phải tặng lại trong tay ngươi. Tề Ninh Đông đưa hai chân, hỏi, người ta bảo bọn họ cút khỏi hầu phủ vào giờ tí đêm nay, có lẽ không còn lại hai canh giờ. Tam lão thái gia, ngươi dẫn một đám đông tới đây, có phải là muốn đòi mặt cho nương con bọn họ không? Tam lão thái gia cười lạnh nói, nghe nói tình. Lão phu còn cần hỏi ngươi sao? Ồ! Tề Ninh nói, vì vậy ý của tam lão thái gia là cái gì? Ngươi phạm phải sai lầm lớn, Ta thân là tộc trưởng của Tề gia, tất nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. Tam lão thái gia lạnh lùng nói, "Để ta cho ngươi một cơ hội, thu hồi lời nói của ngươi, rồi xin lỗi nương con bọn họ, niệm tình ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, việc này dừng ở đây thôi." Tề Ninh Như cười như không nói, kể nếu ta không làm như vậy thì sao?" Tam lão thái gia cũng không trả lời, run rẩy đứng dậy, chống quải trượng, nhìn chung quanh một vòng, nói, để Tề gia lão thiếu gia mọi người hôm nay ở trong này có một số việc lão phu cứ bày trên bàn nói ho khang một tiếng mới nói kể năm đó trước khi xuất chinh cẩm y hầu đã tìm lão phu bàn chuyện một đêm dặn dò lão phu mấy chuyện tất cả mọi người đều nhìn tam lão thái gia nội đường một mảnh yên tĩnh lúc đó cẩm y hầu lo lắng nhất chính là tề ninh mọi người đều biết trước kia y như thế nào cho nên cẩm y hầu mới cảm thấy nếu để tề ninh kế thừa tước vị ngây thơ vô tri chẳng những sẽ bị người ta chế nhạo sợ rằng trong tay hắn thanh danh cẩm y hầu cũng sẽ hoàn toàn suy tàn vì tam lão thái gia thở dài kể lúc đó cẩm y hầu đã có ý muốn để tề chương kế thừa tước vị mọi người đều thấy hai huynh đệ này tề chương vô luận ở phương diện nào đều hơn xa tề ninh lục gia đã cao giọng nói tề không sai tề chương thông minh hiểu chuyện đức tài nhiều mặt phản thấy tề ninh liếc mắt nhìn tề ninh một cái cười lạnh nói kể trước đây hắn từng làm chuyện phá hoại gia phong còn không nhiều sao Tề Ninh chỉ là mang theo ý cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào. Khi đó Cẩm Y hầu phó thác lão phu, nếu như Tề Ninh sửa đổi từ mới, trên dưới trong tộc tự nhiên hết sức tương trợ, thế nhưng nếu Tề Ninh vẫn ngây thơ vô tri, cứ để lão phu chủ trì, giúp Tề chương kế thừa tước vị. Tam lão thái gia cười khổ một tiếng, kể Tề Ninh là trưởng tử, ta không đành lòng dễ dàng phá ta môn phong, cho nên mấy năm nay vẫn chờ hắn trưởng thành. Lắc đầu nói, ơ ừ nhưng mà khổ tâm một phen, phó đông lư thứ tử sau khi cẩm y hầu qua đời biến căn cố nghiêm trọng chẳng những không coi ai ra gì hơn nữa bất kính trưởng ấu hôm nay lại làm sằng làm bậy muốn đuổi mẫu tử tề chương ra khỏi phủ trong lòng mọi người tự do cân nhắc cân nhắc cái này là đúng hay sai mọi người bàn tán xôn xao phần lớn mọi người chỉ trích tề ninh ngoại trừ một số ít người trầm mặc thì hầu như là một bên ngược lại ủng hộ tam lão thái gia loại chuyện mất mặt huynh đệ tương tà này tuyệt đối không thể xảy ra ở tề gia chúng ta tam lão thái gia mặc dù tuổi lớn nhưng thanh âm vẫn còn vang dội kệ hơn nửa cẩm y hầu trước khi đi dặn dò lão phu nên lo lắng có người khi dễ tề chương xuất thân sẽ bất công với mẫu tử bọn họ để cho lão phu chiếu cố nhiều hơn chỉ cần lão phu còn một hơi thì không thể tùy ý để một người nào đó làm sằng làm bậy tề ninh cười nói để tam lão thái gia ngươi nói đều là phụ thân dặn dò ngươi không biết lúc đó còn có ai có thể làm chứng chuyện này không cần ai làm chứng tam lão thái gia giọng điệu cương ngạnh về tề trữ lão phu nói cho ngươi một cơ hội hiện tại ngươi xin lỗi nương con bọn họ lão phu có thể tạm thời không truy cứu nhưng mà vậy không cần nhiều lời sắc mặt tề ninh cũng lạnh xuống tề ta đã nói rồi sẽ không thu hồi hôm nay cẩm y hầu phủ do ta làm chủ mẫu tử tề chương là ta trục xuất ra ngoài qua giờ tí nữa nếu bọn họ còn ở lại trong phủ, ta sẽ đánh gãy chân Tề Chương, nếu không tin, cứ thử một chút xem." Trong sảnh ồ lên. "Ngươi." Tam lão thái gia tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, "Ê được, Tề Ninh, nếu ngươi đã vậy đừng trách lão phu không khách khí." Lão phu lớn tiếng nói, "Ê lão phu là tộc trưởng, hôm nay mọi người đều ở đây." Lão phu muốn trục xuất Tề Ninh khỏi Tề tộc. "Từ nay về sau, Tề Ninh Nhất Mạch sẽ không phải người của Tề Gia ta. Lời vừa nói ra, không ít người đều biến sắc. Ai cũng biết, loại đại tộc thế gia này không hề tầm thường, có tên tuổi trong tộc, toàn bộ tộc đàn chính là căn cơ, dù là tốt xấu gì cũng đều là thụ hữu căn tuyền hữu nguyên. Một khi bị trục xuất khỏi gia tộc, chính là cô gia quả nhân, từ nay về sau, khi không được toàn bộ gia tộc che chở, đối với đại tộc thế gia bình thường mà nói, bị trục xuất khỏi gia tộc là đã kích trí mạng, mất đi tài nguyên và sự che chở của gia tộc, đặc biệt là ở thế đạo hiện nay, hầu như là nửa bước khó đi. Nhưng tề gia lại có chút khác biệt. Cẩm y hầu nhất mạch dù sao cũng có tước vị trên người, tuy rằng cẩm y hầu nhất mạch cũng cần gia tộc tề thị làm căn cơ, nhưng mà tề thị nhất tộc hôm nay có thể thịnh cực nhất thời, quả thực là ý lại vào nhân mạch của hai đời cẩm y hầu. Nếu là lúc trước, tề thị nhất tộc ý lại cẩm y hầu nhất mạch cũng không kịp, chớ nói chi là muốn trục xuất cẩm y hầu ra khỏi tộc chính là bây giờ, mặc dù cẩm y thế tử nhìn như ngang ngược, nhưng dù sao cũng là người kế thừa tước vị, trục xuất tộc môn, đối với song phương mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, chi cẩm y không có căn cơ, mà tề gia nhất tộc, cũng giống như chém ngã đại thụ hóng mát. Mà tam lão thái gia với tư cách là tộc trưởng tề tộc, quả thật có quyền trục xuất con cháu trong tộc xuất môn. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh tới đáng sợ. Tề ninh chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng tam lão thái gia, hỏi từng câu từng chữ ở ngươi nói muốn trục xuất ta khỏi tề tộc đôi mắt già nua của tam lão thái gia nhìn như vẫn đục cũng nhìn chằm chằm tề ninh lạnh lùng nói ở đây là ngươi gieo gió gạt bão sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gây ra đại họa tề tộc đã không chứa được ngươi nữa trừ phi ngươi cúi đầu nhận sai với lão thiếu trong tộc nếu không lão phu tuyệt không thay đổi quyết định tề ninh vẻ mặt lạnh lùng nghi mị liếc nhìn một vòng hỏi kể các ngươi cũng đều có ý này mọi người đa số đều cúi đầu không dám nói chuyện. Tề Ninh bỗng lấy ra hàng nhận trong tay, nhìn vào tam lão thái gia, hỏi lại, kể ta hỏi lại ngươi một câu, đây là quyết định của ngươi sao? Ngươi không thay đổi à? Tam lão thái gia thấy Tề Ninh lấy ra dao găm, không khỏi lùi về phía sau một bước, ở ngươi ngươi muốn làm gì? Lại nói, ở ngươi còn dám cầm đao uy hiếp lão phu? Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, hôm nay lão phu đuổi ngươi ra khỏi cửa. Từ nay về sau, nhất mạch của tề ninh ngươi không còn là người của tề gia răng rắc tề ninh vung tay lên ánh đao hiện lên đã chặt đứt một cái ghế tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi chỉ thấy tề ninh ánh mắt như đao đảo qua mọi người trong sảnh từng câu từng chữ nói kể từ nay về sau giống như một đao này cẩm y hầu phủ và tề thị nhất tộc một đao lưỡng đoạn không còn liên quan bần phú mỗi người mưu kỳ đạo sinh tử mỗi người một mệnh có vẻ như tam lão thái gia cũng thật không ngờ tề ninh lại kiên quyết như thế ngơ ngác một chút cả đại sảnh trong lúc nhất thời chết không một tiếng động tất cả mọi người đều ngây người một lúc lâu sau khóe miệng tam lão thái gia co giật nói ở ngươi có thể làm được gì cười lạnh một tiếng kể ta khuyên ngươi hay là đi hỏi ý tứ của thái phu nhân đi không cần hỏi ngoài cửa truyền đến một giọng nói mọi người đều đặt lực chú ý lên người tề ninh cũng không có chú ý nghe được tiếng ánh mắt đồng loạt nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy dáng người thước tha của cố thanh ngọc lúc này đang đỡ một người tiến vào người nọ dáng người thấp bé lưng còn thập phần nghiêm trọng tóc trắng đầy đầu hoặc nhìn giống như người lùn nhưng nhìn người này tất cả mọi người trong sảnh đều biến sắc người đứng lập tức đứng thẳng dậy mấy người già trên ghế cũng đều đứng dậy thái phu nhân cẩm y hầu phủ vào lúc này lại tự mình đi ra tề ninh nhìn thấy thái phu nhân cơ hồ co lại thành một đoàn không biết vì sao liền cảm giác sống lưng có chút sợ hãi, do dự một chút, bước nhanh lên trước, cung kính nói, gây tổ mẫu. Thái phu nhân chỉ khẽ vuốt cầm, hai mắt bà đã mù, không thể nhìn vật, được cố thanh ngọc nâng đỡ, đi tới bên cạnh chủ tọa, xoay người ngồi xuống. Thân thể nàng gầy yếu thấp bé, ngồi ở trên ghế, thập phần mất cân đối, thậm chí có chút buồn cười, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều thập phần kính sợ. Thái phu nhân Tam lão thái gia lúc trước vênh váo hung hăng, nhưng giờ phút này ngữ khí lại rất ôn hòa, e đứa nhỏ tề ninh này, thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Lúc này ta mới nói vài câu, con nhìn hắn một chút. Ai, thái phu nhân, hắn cư nhiên lại la hét muốn thoát ly tề tộc. Trong lòng rất nhiều người trong nội đường vốn còn thấp thỏm bất an, nghe giọng tam lão thái gia hòa hoãn, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật sự muốn trục xuất cẩm y thế tử ra khỏi tề quốc, thì tề gia cũng không còn chỗ dựa vững chắc rồi, chuyện này đối với mọi người mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cẩm y thế tử mặc dù tuổi còn trẻ, thậm chí có chút cuồng ngạo, nhưng tước vị cẩm y hầu này dù sao cũng là triều đình ban thưởng, là một tấm biển chữ vàng của tề gia, có tấm biển hiệu này, những năm gần đây mọi người làm việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều, nếu thật sự hái, các lộ nhân mã của tề gia chắc chắn sẽ bị tổn hại lợi ích. Chẳng qua tam lão thái gia thân là tộc trưởng, có thế lực rất mạnh trong tộc, không ai dám đắc tội tam lão thái gia vì tề ninh lúc này thái phu nhân xuất hiện sự tình tự hồ có chuyển cơ không ít người trong lòng tràn đầy kỳ vọng thái phu nhân hơi ngẩng đầu rốt cuộc mở miệng nói trên cảnh nhi qua đời tề ninh là cẩm y thế tử lão thái nàng ta đây cũng là phế nhân không có sức lực để hỏi hầu phủ chuyện này hôm nay đi ra chỉ là muốn nói cho mọi người biết từ nay về sau tất cả mọi chuyện của hầu phủ đều do tề ninh làm chủ quyết định của hắn chính là quyết định của hầu phủ mọi người vốn còn tràn đầy kỳ vọng thái phu nhân vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi tề ninh vốn còn tưởng lão thái bà này đột nhiên xuất hiện không chừng sẽ làm hỏng chuyện lại không ngờ nàng ta lại ở trước mặt mọi người bảo vệ mình cảm thấy ngoài ý muốn chuyện trục xuất tề chương ta đã biết nếu tề ninh đã quyết định tối nay tề chương sẽ xuất phủ thái phu nhân thanh âm già nua hơn nữa vô cùng chậm chạp nhưng mỗi một chữ đều có một loại uy lực không thể nghi ngờ kể nếu tề tộc muốn trục xuất tề ninh khỏi tề tộc vậy về sau sẽ không còn liên quan tam lão thái gia cũng biến sắc thất thanh nói tề thái phu nhân thái phu nhân chậm rãi nói Cái chuyện hôm nay là tề tộc vứt bỏ tề ninh cũng không phải là tề ninh đoạn tuyệt tề tộc các ngươi ở đây cũng đều biết nguyên do sự tình là thị phi 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 trong lòng mỗi người có thắt lưng là tốt rồi lúc này tề chương xông lên phía trước quỳ rạp xuống đất để tổ mẫu tề ninh là tôn tử của người chẳng lẽ tề chương không phải thái phu nhân vương cánh tay khô héo vẫy vẫy tay tề chương quỳ dịch lại gần hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình lại thật sự bị trục xuất khỏi hầu phủ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi lúc này chỉ mong thái phu nhân có thể mở miệng lưu lại mình bàn tay khô quắt của thái phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt tề chương nhẹ giọng nói tề e ca ca ngươi quyết định một lão thái nàng ta không thể phản đối ngươi phải nhớ kỹ hắn là cẩm y hầu thế tử cẩm y hầu do hắn kế thừa ngươi làm sai chuyện tự nhiên phải có trừng phạt hôm nay hắn trục xuất ngươi ra khỏi cửa ngày khác nếu ngươi có thể sửa lại bản thân chưa chắc không có cơ hội trở về môn hộ tất cả đều phải dựa vào chính ngươi tranh khí ngươi có hiểu không nước mắt tề chương rơi xuống nắm tay nắm lại toàn thân phát run thái phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt tề chương đứng dậy nói Ê thanh y dìu ta trở về phật đường Cố Thanh Ngọc vội vàng đỡ Thái Phu Nhân, trước mắt bao người, Thái Phu Nhân rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Trong sảnh yên lặng một hồi, Tề Ninh mới quét mắt nhìn một vòng, nói, Ê chư vị còn có chuyện gì không? Sau này ai đi đường lấy, ta sẽ không làm phiền các cô nữa. Đương nhiên, nếu các cô có chuyện gì, đại môn của Cẩm Y Hầu phủ đối với các cô cũng sẽ đóng lại. Tam lão Thái Gia giận dữ, vậy ống tay áo một cái, xoay người rời đi, Tề chương thấy thế vội vàng chạy tới giữ chặt ống tay áo tam lão thái gia, hoảng sợ nói, kể tam lão thái gia, ngài ngài mặc kệ. Tề ninh đã không phải người của tề gia, lão phu không quản được hắn. Tam lão thái gia oán hận nói, kể mọi người đi đi, đã không cho chúng ta tới cửa, sau này chết già cũng không qua lại. Trừng mắt tề ninh, nói, kêu tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ để cẩm y hầu phủ cửa nát người mất. Những người khác thấy tình cảnh này, có người lắc đầu có người thở dài nhao nhao đi ra ngoài tam lão thái gia đang chuẩn bị rời đi tề ninh thản nhiên nói để tam lão thái gia đừng vội đi ngươi hình như quên mất một chuyện tam lão thái gia nhíu mày quay đầu nói ê chuyện gì bạc tề ninh lặp lại lần nữa ê thuế ngân thân thể tam lão thái gia chấn động tề ninh thản nhiên nói kể nếu tất cả đều không có liên quan đến nhau thuế ngân của hầu phủ đương nhiên không thể để trong nhà ngươi là ta phái người đi lấy, hay là các ngươi phái người đưa tới đây? Bên ta còn phải cẩn thận đối chiếu sổ sách, thiếu mất một văn tiền cũng không được đâu. Lục gia tề gia ở bên cạnh cười lạnh, kẻ thuế ngân giao cho ngươi, há chẳng phải bị ngươi phá hết. Chính là lo lắng ngươi làm sằng làm bậy, cho nên mới để thuế ngân ở trong đó. Thuế ngân của hầu phủ, phải dày vò như thế nào, là chuyện của hầu phủ, không nhọc người ngoài khoa tay múa chân. Tề ninh cười nói, Kể theo ta được biết, mỗi năm ba phòng các ngươi có 500 hộ thuế, từ nay về sau, đương nhiên không thể nào có được nữa. Ngươi dám. Tam lão thái gia sầm mặt, ở đây là quy củ mà lão hầu gia định ra, đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi cũng không có tư cách thu hồi. Lúc này đã có không ít người đi ra ngoài, nhưng vẫn còn có một số người thưa thớt ở trong phòng, nghe tề ninh muốn thu hồi thuế ngân của ba phòng, đều ở lại bên cạnh quan sát, thậm chí có người còn cười trên sự đau khổ của người khác. Tại Kinh Thành, tề tộc cũng chỉ có hai ba mươi hộ gia đình, phần lớn đều là mượn lá cờ của tộc nhân Cẩm Y Hầu để làm vài chuyện. Hầu phủ vốn là đơn giản hẹp hòi, những bàn chi cận thân này thật đúng là không có bao nhiêu lợi ích trực tiếp đạt được hầu phủ, duy chỉ có tam phòng đích hệ từ lúc lão hầu gia còn sống, đã được phân 500 hộ thuế má, chủ yếu là bởi vì nhân khẩu đông đảo của tam phòng, một nhà già trẻ ở Kinh Thành chi tiêu cũng không ít mặc dù cùng là một tộc, nhưng ba phòng được chỗ tốt lớn như vậy, các chi khác không nói, trong lòng khó tránh khỏi đố kỵ, lúc này nghe Tề Ninh muốn thu hồi 500 hộ, có người trong lòng rất thoải mái. Tề Ninh nói, kể năm đó lão hầu gia cho các ngươi 500 hộ, cũng không biết một ngày nào đó ngươi sẽ trục xuất ta khỏi gia tộc. Ta bây giờ không phải người tề tộc các ngươi, đương nhiên không cần phải cung cấp cho các ngươi ăn không uống miễn phí. Ngươi chớ quên, ba ngàn hộ ấp này là phong cho cẩm y hầu phủ, Thuế ngân phong ấp, tự nhiên do hầu phủ chi phối. Tổ mẫu mới vừa cũng nói, hầu phủ về sau do ta làm chủ, những thuế má kia tự nhiên cũng do ta chi phối, ta muốn thu hồi 500 hộ, thiên kinh địa nghĩa. Nếu bị thu đi 500 hộ thuế, không thể nghi ngờ chính là dùng đao móc tim, lục gia tề tùng làm sao chịu được, tiếp cào nói, kề tề ninh, ngươi làm sằng làm bậy vì chúng ta không quản, nhưng mà ngươi muốn cướp đồ của chúng ta, chúng ta liều mạng với ngươi ngươi có biết xấu hổ không vậy tề ninh cười lạnh nói kệ thứ của ngươi lúc nào thuế má hầu phủ trở thành đồ vật của các ngươi một cái ghế dựa bên cạnh ngồi xuống nói kệ phong ấp là triều đình ban phong bây giờ có người muốn chiếm lấy thuế má không biết triều đình sẽ quyết định như thế nào các ngươi cũng không có quan thân một kẻ mặc áo vải hôm nay lại đi bắt nạt đầu cẩm y hầu phủ triều đình tự nhiên sẽ làm chủ cho hầu phủ Tam lão thái gia sắc mặt trắng bệch, hắn nghe thấy vậy mới nói, Ê tề ninh, ngươi muốn tuyệt thật à? Làm tuyệt tình. Sắc mặt tề ninh phát lạnh, "Để ta gọi ngươi một tiếng tam lão thái gia, làm tuyệt tình mọi chuyện, đến tột cùng là ai? Ngươi có nhìn thấy khâu nghị không? Có biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Ta nói cho ngươi biết, hắn bị nhốt trong phòng chứa củi, còn có triệu uyên ở gian lăng giả vẹn, ngươi có biết không? Đúng rồi, biệt viện trung lăng, bản thế tự thiếu chút nữa bị người ta ám sát, vì sao thích khách lại quen thuộc với biệt viện như vậy, phía sau rốt cuộc là hành động gì? Ánh mắt của hắn như đau, nhìn chầm chầm vào mắt tam lão thái gia. Tam lão thái gia co giật thân thể, há hốc mồm, nhưng chỉ phát ra âm thanh ghi a, à, miệng nhất thời không khép lại được, cả người ngã ngửa ra sau, cũng may tề tùng phản ứng ngược lại, ra tay đỡ lấy, thấy tam lão thái gia mắt trợn trắng, cả kinh nói, kề cha, cha, cha làm sao vậy? Hô to nói, ở nhanh lên, dìu cha đi xem đại phu, cha, cha đừng có dọa con. Ngay sau đó có mấy người chạy tới, ba chân bốn cẳng nâng tam lão thái gia lên, vội vàng rời đi. Những người khác cũng biết lưu lại cũng vô ích, dồn dập rời đi. Chỉ trong chốc lát, trong ngoài chánh đường đã vắng lặng. Ác khí mà tề ninh kìm nén nhiều ngày đã tràn ra, chỉ cảm thấy nói không nên lời, sau khi quay đầu lại không thấy tề chương, Viết cũng là thừa dịp loạn rời đi, kêu lên, gây tề phong. Tề phong cách đó không xa, chạy chậm lại mỉm cười, nói, tề thế tử gia, tiểu nhân đang ở đây. Vương ngón tay cái, tề thế tử gia, hôm nay thật sự hãi giận, bọn họ vẫn luôn khoa tay múa chân trước hầu phủ, muốn chiếm tiện nghi của hầu phủ. Lần này hay rồi, thu hồi 500 hộ bọn họ lại, nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái, bắt đầu cười ha hả. Hai sự kiện Tề Ninh nói, e điều thứ nhất, trước giờ tí đuổi hai nương con kia ra khỏi hầu phủ. Chuyện thứ hai, triệu tập nhân thủ, sáng mai đi sang bên đó vận chuyển thuế ngân. Nhớ kỹ, lần này là ba ngàn thuế ngân hộ gia. Tề Ninh biết trong mắt Cố Thanh Ngọc thiếu nhất chính là bạc, cho nên hạ quyết tâm, ngày hôm sau nhất định phải thu lại thuế ngân. Chỉ là thái độ của Thái Phu Nhân hôm nay, ngược lại cũng nằm ngoài dự kiến của Tề Ninh, thái phu nhân ngay trước mặt mọi người tỏ thái độ giao hầu phủ cho tề ninh thật đúng là khiến tề ninh có chút trở tay không kịp tuy nói sau khi tề cảnh tử hầu phủ sớm muộn gì cũng phải giao cho cẩm y thế tử nhưng thái phu nhân thống khoái như thế khiến cho tề ninh cảm thấy có chút là lạ dù sao trước đây không lâu cẩm y thế tử vẫn chỉ là một tên gia hỏa gần như ngốc trong mắt mọi người điểm này thái phu nhân không thể nào không biết được chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã giao hầu phủ xuống đổi lại bất kỳ một người bình thường nào đều sẽ vượt ra ngoài dự liệu có điều đoạn tuyệt quan hệ với tề tộc thật khiến tề ninh cảm thấy thoải mái đám người nịnh nọc hùa theo đều mang ý xấu nếu cứ quấn chặt lấy nhau tề ninh chỉ có thể càng ngày càng phản cảm đối tề gia thế nhưng hôm nay đã chặt đứt quan hệ cũng chỉ để lại một mình hầu phủ tề ninh chẳng những cảm thấy trên người nhẹ nhõm mà còn có cảm nhận mới đối với cẩm y hầu phủ hắn không hiểu ra sao đi tới thế giới này linh hồn nhập vào thân thể một tên gọi là tiểu điêu nhi khi đó liền biết không có khả năng quay trở lại thế giới mà mình quen thuộc kia nếu như đã đến thời đại này vậy thì phải tiếp tục sinh tồn bởi vì cứu viện tiểu điệp không hiểu sao trở thành cẩm y hầu thế tử lúc mới bắt đầu tề ninh chẳng qua là muốn mượn lực lượng cẩm y hầu phủ tìm được tiểu điệp khi đó vẫn luôn muốn tìm cơ hội chạy trốn chưa từng có ý định ở lại hầu phủ trưởng thế nhưng trải qua mấy ngày này Tề Ninh có đôi khi còn sinh ra ảo giác mình vốn là một thành viên trong hầu phủ, đặc biệt là thật sự cảm nhận được sự quan tâm bảo vệ của Cố Thanh Ngọc, khiến cho Tề Ninh thỉnh thoảng trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Hầu phủ đang ở thời điểm nguy nan, tộc nhân Tề thị của Tam lão thái gia lòng mang quỷ thai, mẫu tử Tề Chương lén lúc, Tề Ninh tin tưởng nếu như không phải mình đột nhiên xuất hiện, vị thế tử chân chính mặt Cẩm Y kia cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi độc thủ, mà Cố Thanh Ngọc chỉ sợ cũng rơi vào kết cục rất bi thảm thắng vốn không có bao nhiêu đồng cảm với cẩm y hầu phủ nhưng hôm nay lại chợt phát hiện chính mình tự hồ trong lúc bất tri bất giác trở thành trụ cột lớn nhất của tòa phủ đệ tôn quý này nếu như mình buông tay mặc kệ tòa phủ đệ này lúc nào cũng có thể sụp đổ lòng người hiểm ác tề ninh thật sự không muốn những người vô tội trong thanh chỉ hoặc thậm chí là hầu phủ rơi vào tuyệt cảnh không có tộc nhân tề thị ràng buộc tề ninh vẫn nguyện ý tiếp tục ở lại hầu phủ ít nhất hết sức mang cẩm y hầu phủ ra khỏi thung lũng thấp kém cho dù không thể như ý nhưng đến thời điểm nguy nan nhất ít nhất cũng không mang theo cố thanh ngọc rời đi nếu muốn sống sót ở thế giới này thay đổi đến hoàn cảnh khác còn không bằng bắt đầu từ điểm rất cao này tuy rằng ngồi trên vị trí này có hơi nóng mông nhưng hắn biết rõ khắp nơi trong đời đều tràn đầy khiêu chiến cũng chỗ nào cũng tràn đầy nguy hiểm ác nguy cơ ban đầu ở hội trạch thành là một tên ăn mày không đáng chú ý đều lâm vào tranh đấu khó khăn sinh tồn với người bình thường, chẳng bằng bắt đầu sinh mệnh của mình từ một gã thế tử. Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh, Tề Ninh Nhi, ngươi sao vậy? Tề Ninh phục hồi tinh thần, mới phát hiện không biết Cố Thanh Ngọc đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, bóng đêm âm u, một tia ánh trăng chiếu lên trên gương mặt phấn nộn nộn của Cố Thanh Ngọc, trong vẻ xinh đẹp còn mang theo vẻ vũ mị của một thiếu phụ. Bảo ngươi nửa ngày, ngươi cũng không đáp ứng, đang nghĩ cái gì đấy? Cố Thanh Ngọc nhẹ giọng hỏi, Tề Ninh cười nói, Tề Tam Nương, mấy ngày liền lên đường, vô cùng vất vả, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Ta không nghĩ gì, chỉ muốn sáng sớm mai sang bên đó lấy thuế ngân về. Cố Thanh Ngọc khẽ thở dài, nói, e đến nước này rồi cũng không có gì để nói, chỉ là về sau chúng ta càng phải cẩn thận, ta chỉ lo bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tam Nương, người sai rồi, sẽ không từ bỏ ý đồ là chúng ta. Tề Ninh cười lạnh nói, theo lão già kia thiếu chút nữa hại chết chúng ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy đâu. Cố Thanh Ngọc hơi trầm ngâm, rốt cuộc hỏi, Tề Thái Phu Nhân tự hồ. Tự hồ đối với Tề Chương còn có chút thương hại. Dù sao cũng là cháu ruột của nàng ta, chỉ là vì sao Thái Phu Nhân cũng đồng ý ta đuổi mẫu tử bọn họ ra khỏi hầu phủ. Ngươi vẫn chưa hiểu nỗi khổ tâm của Thái Phu Nhân. Cố Thanh Ngọc nói, để nói ngươi hồ đồ đi, có đôi khi ngươi thông minh chặt chẽ, nhưng nếu nói ngươi thông minh, có lúc ngươi lại hồ đồ. Nâng cánh tay ngọc, vén một nhúm tóc màu xanh phía sau tai, phong tình vô hạn, kẻ thái phu nhân đây là muốn lập uy cho ngươi, trước mặt mọi tướng quân hầu phủ giao cho ngươi, hơn nữa do ngươi trục xuất tề chương ra khỏi hầu phủ, vốn chính là muốn cho ngươi một ngôn cửu đỉnh ở hầu phủ. Thì ra là thế. Tề ninh thở dài, ệ nhưng ta không biết ta không biết có đủ can đảm gánh vác được hay không. Cố Thanh Ngọc trừng mắt nhìn, hơi có chút vui vẻ nói, ở ngươi không phải cái gì đều sợ sao? Thế nào, hiện tại chột dạ sao? Mới không chột dạ. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của thiếu phụ xinh đẹp này, tim tề ninh rung chuyển, kể dù sao cũng có tam nương ở bên cạnh giúp đỡ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có ngươi bên cạnh, ta cũng không sợ cái gì cả. Bây giờ cũng trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi. Cố Thanh Ngọc nũng nịu cười, lại nhíu mày nói, "Chơ chỉ là hôm nay câu nói kia của Thái phu nhân, ngươi cũng không thể coi như không nghe thấy." "Câu nào cơ?" Thái phu nhân từng nói với Tề Chương, nếu hắn biết sai có thể sửa, còn có thể có cơ hội trở về hầu phủ, lời này có nghĩa là cho Tề Chương nghe, cũng là nói cho ngươi nghe." Cố Thanh Ngọc thấp giọng nói, kể dù hắn có không phải nữa, thì chung quy cũng là huynh đệ của ngươi, ngươi cũng không thể quá mức tuyệt tình với hắn." tề ninh cao mày nói kẻ tam nương người khác không biết trong lòng nàng rõ ràng nếu như hắn thực hiện được hắn có thể tha cho ta đối với loại người này quá mềm lòng thì chính là tàn nhẫn đối với chính mình ta biết tâm tư của ngươi cố thanh ngọc khẽ thở dài nói thế nhưng ngươi cũng không thể không quan tâm tới cảm nhận của thái phu nhân tề chương từ nhỏ mặt cẩm y ngọc thực chưa từng trải qua khổ sở đuổi bọn họ ra khỏi cửa như vậy ta chỉ lo Ngươi ấy à, chỉ là tâm mềm quá thôi. Tề ninh than thở, e đừng thấy bình thường ngươi luôn ra vẻ lạnh lùng như băng, thật ra tâm địa ngươi mềm yếu nhất. Cố thanh ngọc nhíu mày liễu dựng lên, trừng mắt nhìn tề ninh, ở e ngươi nói cái gì? Lạnh lùng như băng. Tiểu tử thúi, ngươi lặp lại lần nữa xem. Làm bộ muốn đưa tay nhéo nhéo tai tề ninh. Tề ninh giơ tay đầu hàng, y e là ta sai rồi, tam nương đừng tức giận. Lập tức hỏi, ê tam nương, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Như vậy đi, ta phải người tìm chỗ ở cho bọn họ ở trước, cứ bỏ qua một thời gian đã, nhìn nương con bọn họ đến cùng có thay đổi hay không? Cố Thanh Ngọc nhẹ giọng nói, nếu thật sự có ý cải biến, để cho người ta kiếm một việc cho tề chương trước, cũng không thể để bọn họ chết đói. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tề Ninh lắc đầu, nói, nghe nếu tam nương đã nói như vậy, trước hết cứ làm như thế đi. Ngay lúc này, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, lập tức nghe được một thanh âm nói, đệ thế tử gia, các ngươi đã trở lại. Bước chân vội vàng, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đoạn thương hải và triệu vô thương một trước một sau đi tới. Tề ninh phát hiện đoạn thương hải đi đường uy vũ sinh phong, triệu vô thương lại mềm nhũng, tỉnh táo rõ ràng, lông mày giãn ra, cười nói, đệ đoạn nhị thúc, mọi người trở về rồi. Đoạn Thương Hải và Triệu Vô Thương tiến lên hành lễ, Tề Ninh đã đỡ lấy nói, Tề đừng có như vậy, trận này để các ngươi chịu ủy khuất rồi. Đoạn Thương Hải cười nói, người ta căn bản không coi ra gì, chỉ cho là ra ngoài trốn mấy ngày nhàn rỗi. Chỉ chỉ Triệu Vô Thương, kể trái lại tên gia hỏa này, tiểu công tử cũng không đuổi hắn ra khỏi phủ, hắn cũng theo phía sau chạy ra ngoài, cùng ta uống vài ngày. Trừng mắt nhìn Triệu Vô Thương nói, người ta nói lão Triệu, mấy ngày nay tiền rượu đều do ta bỏ ra ngươi uống nhiều hơn so với ta ta là người cũng không sợ thiệt sau này trả lại một nửa tiền rượu cho ta triệu vô thương mặt không biểu cảm thản nhiên nói em muốn chết muốn bạc không có đoạn thương hải mắng ở ngươi đồ chó này đời này không nhổ lông trừ ta là người coi tiền như rác ra chắc cũng không ai nguyện ý kết giao bằng hữu này của ngươi triệu vô thương nhìn đoạn thương hải một cái thản nhiên nói Ừ, có một người bạn như ngươi đã đủ rồi." Hắn vừa nói ra lời này, Đoạn Thương Hải ngơ ngác một chút, lập tức phút trâu thô nói, "Ở ngươi cảm thấy câu nói này có thể tránh thoát tiền rượu sao? Không có cửa đâu." Tề Ninh thấy hai người này, chỉ cảm thấy tâm trạng đặc biệt thư sướng, hỏi, "Là có người tìm các ngươi trở về?" "Không phải, chúng ta đang ở một quán rượu trên phố ở phía trước uống rượu, thế tử gia muốn hồi phủ, khẳng định phải đi qua nơi đó." Đoạn Thương Hải cười nói, cho cho nên chúng ta chỉ là kiên nhẫn chờ thế tử gia trở về. Người khác không cần chúng ta, ta tự tin thế tử gia sẽ để lại cho chúng ta. Tề Ninh cười ha ha, nói, "Ê Đoạn Nhị Thúc, từ nay về sau ta thật sự chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Ta đã bị trục xuất khỏi gia tộc Tề thị, Cẩm Y Hầu phủ, từ nay về sau chính là hộ một mình rồi." Đoạn Thương Hải khẽ giật mình, Tề Ninh kể lại đơn giản một lần. Đoạn Thương Hải khẽ vuốt cầm, nói, kề thế tử gia, mấy người chúng ta năm đó ở lại hầu phủ, cũng đã lập hạ quyết tâm, cho dù chết, cũng phải chết ở trước cửa hầu phủ. Đoạn Thương Hải trịnh trọng nói, e đoạn Thương Hải chắc chắn tận hiến thế tử gia, mặc dù chết cũng không hối hận. Một gối quỳ xuống. Triệu vô thương cũng đã quỳ một gối xuống đất, lời nói như vàng, e không hối hận. Tề ninh trợn mắt nhìn triệu vô thương, thầm nghĩ rốt cuộc ngươi không hối hận là có ý gì, lời nói cũng không nói rõ ràng, nương nó quyền giải thích đều ở trong miệng ngươi. Hắn nhanh chóng tiến lên, muốn đỡ hai người dậy, thế nhưng bất động còn đỡ, bước thẳng về phía trước một bước, liền cảm giác ngực đau nhói, một trận đau nhói này rất đột nhiên tới, toàn thân tề ninh rung lên, cúi người xuống, đưa tay ôm ngực. Ninh nhi Cố thanh ngọc kinh hô một tiếng, Đoạn thương hải phát hiện có điểm khác lạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tề ninh trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch vẻ mặt thống khổ thân hình lung lay sắp đổ một bước vọt lên đỡ lấy tề ninh một tay nắm tay trái tề ninh ngón tay đặt lên mặt bàn tay tề ninh chỉ đụng một cái sắc mặt đột nhiên thay đổi trầm giọng nói nghệ mau đỡ thế tử nằm xuống triệu vô thương cũng đã tiến lên hai người đỡ tề ninh nằm xuống đoạn thương hải đã kéo vạt áo trước ngực tề ninh ra lộ ra lồng ngực một chưởng vỗ ngực tề ninh cố thanh ngọc thấy tề ninh nhắm nghiền hai mắt cắn chặt hàm răng, trên mặt là màu trắng bệch, thân thể thậm chí đang khẽ co giật, nước mắt đều chảy ra. Bàn tay đoạn thương hải vỗ vào ngực tề ninh, thần sắc ngưng trọng, nhưng rất nhanh sắc mặt mặc dù đại biến, tự hồ muốn thu trưởng, thế nhưng cánh tay lập tức không có nhấc lên. Triệu vô thương nhịn không được kêu lên một tiếng, ê nhị ca. Thân thể đoạn thương hải chấn động, chợt thấy thân thể lão ngửa ra sau, bàn tay rời khỏi lồng ngực, đặt mông ngồi trên mặt đất, thất thanh nói, ê được thật lợi hại thương hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì cố thanh ngọc vội vàng hỏi thần sắc đoạn thương hải nghiêm trọng nói kẻ tam phu nhân nhân mạch của thế tử gia đã xảy ra vấn đề lớn có ý gì có nặng lắm không cố thanh ngọc đối với kinh lạc thật sự biết rất ít nghe không hiểu trong lòng lo lắng vạn phần kẻ thương hải mau mau phái người đi mời đại phu tề ninh lúc này nằm trên mặt đất hô hấp dồn dập người cũng đã hôn mê tam phu nhân mời đại phu căn bản không làm nên chuyện gì đoạn thương hải cười khổ nói ở đây cũng không phải là bệnh tật những đại phu kia căn bản không hiểu y trị liệu như thế nào thực sự không được liền nói là là thân thể thái phu nhân không khỏe mời thái y tới đây chờ thái y lại đây rồi lại đoạn thương hải nói y vô dụng tam phu nhân ngươi có chỗ không biết, trong đan điền của thế tử gia có chứa đựng một lượng lớn chân khí, hơn nữa những chân khí này cũng không chân thực, chính là do mấy lùng chân khí hỗn hợp lại cùng một chỗ, chân khí trong đan điền cộng lại, hơn xa ta. Ta vốn định dùng chân khí của bản thân để áp chế, thế nhưng thế nhưng vừa rồi đụng phải, ngay cả chân khí của ta cũng bị thu nạp vào. Hấp thu chân khí Triệu vô thương hoảng sợ nói, ở đây rốt cuộc là công phu gì? bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Đoạn thương hải nghi mặt nói, cho kỳ thật lần trước ta phát hiện vấn đề chân khí trong cơ thể thế tử, mấy ngày nay cũng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Chân khí trong cơ thể thế tử mặc dù nguy hiểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến mức xảy ra vấn đề lớn, thế nhưng... Thế nhưng nếu như ta đoán không sai, trách nhiệm của thế tử, trùng thiên nhị mạch xảy ra biến cố, vậy mới dẫn đến đan điền có điểm dị thường. Xảy ra biến cố gì? cố thanh ngọc vội vàng hỏi nhâm mạch cùng xung mạch chính là hai chi trong kỳ kinh bát mạch nhâm mạch bắt nguồn từ bào bối giao cho túc dương minh kinh trên đường đi qua đan điền thiên trung đoạn thương hải nghiêm nghị nói kẻ xung mạch cũng như nhâm mạch ở thiên trung có giao hội nhâm mạch được gọi là âm mạch chi hải xung mạch được gọi là huyết thất đều liên quan đến sinh tử đại mạch cố thanh ngọc vô cùng lo lắng nói kẻ ta nghe không hiểu những lời này người cứ nói ninh nhi sẽ như thế nào thân thể là đại âm dương, âm dương điều hòa mới có thể khỏe mạnh, nhưng nhâm mạch hiện tại bị hao tổn, chính là tổn hại âm, dương mạch quá lớn, thế tử vốn nguy hiểm, lại thêm huyết thất tổn hại, càng không tầm thường. Đoạn thương hải cũng lo lắng không thôi, kể nếu như không thể nhanh chóng chữa trị, thế tử. Thế tử thì không dám nói tiếp nữa. Nói mau, rốt cuộc sẽ ra sao? Kẻ nhẹ bị mềm không thể nhúc nhích, nặng thì sắc mặt đoạn thương hải nghiêm trọng, kẻ trọng tắc tính mạng hấp hối cố thanh ngọc dưới chân mềm nhũng thân thể mềm mại lay động liền muốn ngã xuống triệu vô thương vội vàng đỡ lấy kẻ tam phu nhân ngươi phải bảo trọng tại sao lại như vậy nước mắt cố thanh ngọc rơi như mưa kẻ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đoạn thương hải nói kẻ e là ta sơ sẩy lúc trước ta chỉ biết đang điền thế tử lưu trữ đại lượng chân khí thế nhưng nhưng hiện tại xem ra trừ cái đó ra chỉ sợ thế tử đã bị thương khác. Do dự một chút, mới nói, để ta vừa rồi cảm giác nhâm mạch và xung mạch tự hồ có dấu hiệu co lại, cho dù kinh mạch thu nhỏ lại, như vậy, căn bản không cách nào tiếp nhận chân khí trong đan điền lưu thông. Ta biết rồi. Cố Thanh Ngọc lập tức nói, Ê e Ninh Nhi đang gạt ta, nó, nó bị thương. Nàng nói không đầu không đuôi, đoạn thương hải và triệu vô thương nhất thời còn chưa hiểu rõ ràng. Cố Thanh Ngọc đương nhiên không biết Tề Ninh từng bị tay gỗ của một thần quân gây thương tích, nàng chỉ cho là ngày đó Tề Ninh dẫn dắt nhóm người Triệu Uyên kia, tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nhất định đã từng tranh đấu, thương thế bây giờ rất có thể là bị bọn Triệu Uyên kia gây thương tích, chỉ nghĩ đến Dương Trữ vì dẫn dắt kẻ địch bảo vệ mình bị thương, trong lòng tự trách không thôi, giống như lưỡi dao xoắn, vừa lo lắng vừa hối hận. Triệu Vô Thương trầm giọng hỏi, "Ơ nhị ca, thế tử nguy cấp, chúng ta nên làm gì bây giờ?" hiện tại không thể đụng vào thân thể thế tử. Đoạn thương hải cười khổ nói, để chúng ta cho dù muốn dùng chân khí của mình mạnh mẽ áp đảo chân khí trong cơ thể hắn cũng không thể, chỉ cần vừa chạm vào thân thể hắn, thế tử sẽ không tự chủ mà hút chân khí từ bên ngoài vào. Nắm tay nói, ở nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã hung hiểm, nhiều hơn một phần, liền càng thêm hiểm trở một phần. Cố Thanh Ngọc mang theo tiếng nước nở nói, Ý vậy làm sao bây giờ? Các ngươi! các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngồi sổ người xuống, đưa tay sờ tráng tề ninh, cảm giác đã thập phần phỏng tay. Đoạn thương hải trầm mặt một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, e tam phu nhân, trong kinh ngọa hổ tàng long, cũng chưa chắc không có cao thủ nào có thể trợ giúp thế tử, cho nên những ngày qua ta cũng âm thầm tìm kiếm. Nặc đại kinh thành, thật ra muốn tìm, kỳ thật cũng không dễ dàng. Tình thế trước mắt nguy cấp, chậm rãi tìm tiếp khẳng định không được, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có một nơi thôi. Nơi nào? Cố Thanh Ngọc vội vàng hỏi, thì chỉ cần có thể cứu Ninh Nhi, đều có thể đi đến bất cứ nơi nào. Đoạn thương hãy nhìn trầm trầm Cố Thanh Ngọc, càng từng chữ, e đại quan minh tự. Triệu vô thương thân thể chấn động, Cố Thanh Ngọc cũng sững sờ. Nhị ca, thật sự phải đi đại. Đại quan minh tự. Triệu vô thương trầm mặt một chút, cuối cùng hỏi, ở ngươi biết, muốn vào đại quan minh tự, thật ra, thật ra cũng không dễ dàng. Đoạn thương hải khẽ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, người ta biết, nhưng bây giờ phải cứu thế tử, chỉ có thể đi đại quan minh tự, đây là con đường duy nhất. Nhìn cố thanh ngọc, kẻ tam phu nhân, không biết ngươi có biết, năm đó. Năm đó lão hầu gia cũng từng tiến vào đại quan minh tự. Cố thanh ngọc khẽ vuốt cầm, kẻ ta mơ hồ nghe qua, thế nhưng cụ thể tình huống cụ thể thì cũng không biết lần đó lão hầu gia cũng nguy hiểm tới tính mạng kẻ đoạn thương hải chậm rãi nói là điều duy nhất có thể cứu lão hầu gia là đại quan minh tự sự thật đúng là như vậy lần đó lão hầu gia có thể khởi tử hồi sinh chính là vì đại quan minh tự kẻ than thở kẻ nếu như nếu như không phải tiền tuyến chiến sự trì hoãn tướng quân cho dù bị thương nặng nhưng đến đại quan minh tự vẫn có thể sống sót nhị ca với thân phận cẩm y hầu thế tử hầu phủ, muốn đi vào đại quan minh tự, đương nhiên sẽ không bị ngăn cản. Triệu vô thương suy nghĩ một chút, tiết chữ như vàng hắn cũng hiếm hoi lắm mới có được vài lời, cho nhất định bọn họ sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa thế tử, nhưng mà... Nhưng mà... Ta biết ý của ngươi, ngươi là muốn nói quy củ kia của đại quan minh tự. Đoạn thương hải nghiêm nghị nói. Cố thanh ngọc nhíu mày nói, kệ quy củ, Thương Hải, quy củ gì? Đoạn Thương Hải nói, kẻ tam phu nhân đương nhiên sẽ không xa lạ với Đại Quang Minh Tự. Các ngươi nói đương nhiên chính là Đại Quang Minh Tự trên núi Chung. Cố Thanh Ngọc nói, kẻ Chung Sơn quanh năm tử vân lượng lờ, cho nên lại bị gọi là tử Kim Sơn, Đại Quang Minh Tự chẳng phải chỉ có một ngọn núi đó thôi sao? Đoạn Thương Hải gật đầu nói, kẻ Đại Quang Minh Tự cũng là cổ tự hoàng gia đại sở, lễ vật tế tự hoàng thất, đều là lễ vật cử hành tại Đại Quang Minh Tự. Lần này Thánh Thượng Long Ngự Quy Thiên, trong cung cũng triệu tới Tăng Lữ Đại Quang Minh Tự làm phép. Dừng một chút, mới tiếp tục nói, Ê Đại Quang Minh Tự là đệ nhất tự của Đại Sở Ta, không phải ai cũng có tư cách tiến vào, càng sẽ không dễ dàng ra tay cứu chữa. Đừng nói là Thế Tử, cho dù là Thái Tử, đến Đại Quang Minh Tự, cũng phải tuân thủ quy củ của Đại Quang Minh Tự. Người nói chùa quy có liên quan gì với Ninh Nhi? Đoạn thương hải than thở, kể nếu như bọn họ thật sự ra tay cứu thế tử, thế tử liền muốn xuất gia làm tăng, trở thành đệ tử của đại quan minh tự. Không được. Cố thanh ngọc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thất thanh nói, e sao có thể để ninh nhi làm hòa thượng? Cái này. Cái này không thể, cẩm y hầu phủ không thể rời bỏ hắn, nếu hắn làm hòa thượng, cẩm y hầu chẳng phải là không có người nối nghiệp sao? Đoạn thương hải gật đầu nói, Tề Tam Phu Nhân nói rất đúng, thế tử chính là trụ cột của hầu phủ, nếu như thật sự xuất gia làm tăng, vậy thì cẩm y hầu cũng coi như đoạn tuyệt hương khói. Nói tiếp, ở nhưng đây chính là quy củ của Đại Quang Minh Tự, chỉ cần đưa qua đó, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trị, thế nhưng chỉ cần thế tử bình yên vô sự, như vậy sẽ không có khả năng vi phạm quy định của Đại Quang Minh Tự, dưới khắp trời Đại Quang Tự, ai cũng không làm được. Khô cười nói, ở đây là vì thân phận thế tử, nếu đổi lại là người bình thường, cơ hội này cũng không có. Xưa nay Cố Thanh Ngọc đã luyện rất rõ ràng, nhưng hiện tại lại có chút luống cuốn chân tay, ở ngoại trừ con đường này, chỉ không có con đường khác. Đoạn thương hải liếc nhìn tề ninh đang hôn mê, lắc đầu nói, về thương thế của thế tử gia cũng không thể trì hoãn quá nhiều, hiện tại đưa đi đại quan minh tự, tất cả vẫn còn kịp, nếu còn chậm trễ nhiều hơn nữa. Lại không có nói tiếp nhưng mà nhưng mà ngươi từng nói lão hầu gia năm đó cũng từng đi qua đại quan minh tự cố thanh ngọc nghĩ đến gì đó lập tức nói rồi e chẳng lẽ khi đó vẫn chưa định ra quy định này đoạn thương hải nói ê e bắt đầu từ ngày đầu tiên lập tự đại quan minh tự nhất định có quy củ này thế nhưng vì sao lão hầu gia đoạn thương hải nói ê e bởi vì quy củ này không phải là chết nếu được đại quan minh tự cứu trợ tất nhiên sẽ xuất gia trở thành đệ tử của Đại Quang Minh Tự, quy tắc của tự này không thể phá, nhưng lại có thể thế thân xuất gia. Giải thích, kể cho dù là có thể tìm một người thay thế xuất gia. Cố Thanh Ngọc nghe vậy, sắc mặt chậm lại, thở phào nhẹ nhõm, nói, ở ngươi nói chuyện sao chỉ nói nửa đoạn, làm ta sợ muốn chết. Tìm một người để xuất gia, cũng không khó nha. Nếu như tùy tiện tìm một người là có thể xuất gia, ta cũng sẽ không vội vã như vậy. Đoạn thương hải nói, kê ta và lão triệu đều có thể thay thế thế gia xuất gia bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế, ở thế gian hiện tại, chỉ có một người có thể thay thế cho thế tử xuất gia, ngoại trừ người này, bất kỳ người nào khác cũng không thể thay thế được. Cố Thanh Ngọc sửng sốt, nàng vốn là rất thông minh, nhìn thấy sắc mặt đoạn thương hải ngân trọng, lờ mờ đoán được cái gì, hỏi, ở ngươi nói là ai? Tiểu công tử tề chương. Đoạn thương hải nhấn mạnh từng chữ, là chỉ có huynh đệ huyết thân duy nhất của thế tử gia mới có tư cách thay thế 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 tử xuất gia. Lúc tề ninh tỉnh lại, một chùm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trong phòng nổi lên từng điểm sáng rải rác, hắn mở to mắt, nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy dị thường xa lạ, bỗng nhiên ngồi dậy, cảm giác đau đớn ở ngực sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn lại bốn phía, chỉ thấy đây là một gian sương phòng bình thường, hai phiến cửa sổ nhỏ, giăng khắp nơi cửa sổ, quang mang chính là xuyên thấu qua khe hở cửa sổ hắt vào. Trong phòng bày biện rất đơn giản, đơn giản, ngoại trừ giường ngủ của mình, chính giữa cách một đoạn, đối diện cũng có một cái giường giống y hệt như vậy, rất đơn giản, ở giữa hai cái giường, chỉ có một cái bàn gỗ thông và mấy cái ghế gỗ tùng nhỏ, trên bàn còn đặt ấm trà. Chiếc chăn đệm và ga giường đối diện trên giường đều là màu xám trắng, không còn chút màu sắc nào khác, vuông vức xếp thành vuông vức. Phía đối diện là một vết tường, chính giữa là một tấm hoành phi, phía trên đơn giản viết một chữ, thanh. Tề ninh nhíu mày, từ trên giường đứng dậy, hắn chỉ nhớ rõ mình tại hầu phủ đột nhiên đau đớn lòng ngực, như bị kim đâm như đau, hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại thì ở chỗ này, hết thảy đều rất xa lạ, rõ ràng không phải hầu phủ. Tề ninh đóng cửa lại, đi hai bước, cảm giác dưới chân nhẹ bẩn, thân thể có chút hư nhược, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã qua bao lâu. Ra cửa, Ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn, có nhà nhạc ấm áp. Ngoài cửa là một đình viện nho nhỏ, có mấy cây tùng bách, mấy bụi cỏ cây, một con đường nhỏ nối thẳng đến chỗ cửa viện, tề ninh theo con đường nhỏ lát đá xanh đi về phía trước, ra khỏi cửa viện, trước mặt là một trận gió mát thổi tới, đi về phía trước vài bước, lại nhìn thấy phía trước là một vách núi giống như mũi đao, tới gần vách đá, vậy mà có một chiếc chuông khổng lồ. Hắn nhìn xung quanh một chút, bên ngoài tường viện đều là một con đường nhỏ chỉ có thể thông qua một người, một bên là tường viện, một bên khác chính là vách núi sâu không thấy đáy, chỉ có vách núi tựa như mũi đao kia xông về phía trước. Tề Ninh cảm thấy giật mình, thế mới biết mình vậy mà lại ở trên một vách núi. Hắn chậm rãi đi tới, đến bên cạnh chiếc chuông treo, dưới chiếc chuông có một ụ đá lớn, bên trên có một phiến đá bóng loáng, phía trên có đường nét văn khắp nơi. Tề Ninh chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra đây là một bàn cờ vây, trái phải đều có một cái đôn đá nhỏ, ngày thường hiển nhiên có người thường xuyên đánh cờ ở đây. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ngẩng đầu nhìn ra xa, cảnh sắc thu hết vào mắt, chỉ thấy dãy núi chập trùng, thế núi hơi cong hình cung, uốn lượn như rồng, giữa dãy núi, lờ mờ nhìn thấy rất nhiều cổ điện đại viện, cũng có thể thấy rất nhiều chỗ hiểm trở đặt cầu treo trên không trung, có một ít cung điện nhìn qua cổ kính, phong cách cổ xưa nghiêm túc, nhưng có nhiều nơi vàng son lộng lẫy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi rất dễ thấy. Tề Ninh rất kinh ngạc, thật sự không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này thầm nghĩ chẳng lẽ mình con nương nó đã xuyên không qua một lần. Đang kinh ngạc, chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng nói, Ý ơ, ngươi tỉnh rồi à? Tốt quá rồi. Tề ninh nghe giọng nói non nớt kia, quay đầu lại, chỉ thấy đây là một tiểu hòa thượng mặt tăng y, mới có 13-14 tuổi, bộ dạng thanh tú, trong tay cầm theo một cái rổ, đang vui mừng nhìn mình. Tề ninh ngơ ngác một chút, kỳ quái nói, ở ờ, ngươi. Ngươi đang nói ta sao? nhìn chung quanh không có người nào khác vậy chỉ có thể là nói chính mình nghi hoặc nói ở ngươi biết ta sao tiểu hòa thượng nói ở ngươi ở chỗ này đã hai ngày rồi tiểu tăng thật sáng suốt còn không biết pháp hiệu của ngài thật sáng suốt tề ninh nói ở ngươi tên là chân minh đúng vậy tiểu hòa thượng giơ một tay lên ở đây là pháp danh do chủ trì ban thưởng tề ninh vội vàng tiến lên hỏi Ê thật sáng tỏ, ta hỏi ngươi, tại sao ta lại ở chỗ này? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tiểu hòa thượng thật sáng ngời nghi hoặc nói, ở ngươi không biết nơi này là nơi nào à? Nơi này là đại quan minh tự, à, ngươi hỏi hiện tại là ở đâu? Chúng ta đang ở ngọn núi Thiên Bảo, chính là ngọn núi nhỏ nhất trong tam bảo phong tử Kim Sơn. Chẳng qua là vị trí của chung sớm mà thôi. Tử Kim Sơn Đại Quang Minh tự. Tề Ninh Hồ đồ nói, "Cái e Đại Quang Minh tự lại là nơi nào?" Chân Minh đưa tay sờ sờ đầu trọc lóc của hắn, chẳng lẽ lại nói, "Cái e Đại Quang Minh tự chính là Đại Quang Minh tự, ta hiện tại chúng ta đang ở Đại Quang Minh tự, ta cũng không biết là nơi nào." "Sư phụ nói ngươi bị thương, phải ở chỗ này tĩnh dưỡng một thời gian, ngươi có phải là đệ tử của Đại Quang Minh tự hay không? Còn chưa có quy y sao?" đệ tử đại quan minh tự tề ninh lập tức lắc đầu nói kẻ ta không làm hòa thượng chân minh kỳ quái nói kẻ không làm hòa thượng nhưng mà nhưng mà ở đại quan minh tự không phải đều là hòa thượng hay sao ngươi không phải là hòa thượng vì sao trong chùa lại có thể giúp ngươi chữa thương tề ninh lập tức nghĩ đến thương thế của mình ở hầu phủ phát tác trong đầu suy nghĩ một chút ngược lại cũng hiểu rõ một ít đầu mối nói hiểu ý ngươi là trong đại quan minh tự có người giúp ta trị liệu thương thế chân minh gật đầu nói e đúng vậy a à, là hai vị sư thúc đồng thời xuất thủ giúp ngươi chữa thương hiện tại ngươi cảm giác như thế nào sư phụ nói thương thế ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn còn phải tốn một ít thời gian tạm thời ở lại nơi này sư phụ ngươi là ai chân minh nói về pháp danh của sư phụ tinh thuần ngươi không biết sao tề ninh lắc đầu thắng nhìn trên đầu tiểu hòa thượng trọc lốc của chân minh có hai vết sẹo ngạc nhiên nói kê tiểu hòa thượng đỉnh đầu ngươi làm sao chỉ có hai vết sẹo thơm không phải đều có chín cái sao chân minh sững sờ vội vàng lắc đầu nói ờ không dám không dám đây là giới sẹo không thể loạn chút cái giới sẹo này có một hai ba sáu tám tám mười mười hai là bồ tát giới trong đại quan minh tự chỉ có chủ trì sư bá mới có chín giới sư phụ cũng chỉ mới có tám vết sẹo ta là vui vẻ đã hài lòng rồi tề ninh lúc này mới biết trong đại quan minh tự vết sẹo của giới sẹo còn có rất nhiều điều cần chú ý vậy sư phụ ngươi đi đâu ta còn phải ở đây mấy ngày nữa tề ninh vừa đi vào trong sân vừa nói thì hai hòa thượng giúp ta trị thương kia có cần giúp ta không trân minh nói ta không thể nói như vậy với hai vị sư thúc có điều hiện tại bọn họ và sư phụ đều đã xuống núi, cũng không ở trong chùa. Cái gì? Tề Ninh dừng bước lại, từ khi nào trở về? Hắn lại nghĩ tới chuyện hôm nay ở hầu phủ tự bỏ đi, cũng không biết tình huống như thế nào, lại nói ước định với đường nặc, cô nương kia trong vòng nửa tháng sẽ vào kinh tìm mình. Nghe tiểu hòa thượng nói mình đã ở lại đại Quang minh tự hai ngày, theo thời gian tính toán, nếu đường nặc tuân thủ lời hứa, hai ngày này cũng nên tới kinh thành, nếu tìm được hầu phủ mình lại không quen biết không biết đường nặc sẽ đi đâu hắn cảm thấy trên người cũng không khó chịu ngược lại nghĩ đến nếu thương thế chữa khỏi sớm rời đi mới thỏa đáng chân minh thành thật trả lời kể bọn họ là xuống núi làm pháp sự sư phụ nói nhanh nhất cũng phải ba ngày mới có thể trở về ba ngày tề ninh cao mày nói kể ta thấy cung điện lầu cát của đại quang minh tự này rất nhiều cũng không phải chùa nhỏ khách hành hương nhất định sẽ không ít sao còn phải ra ngoài làm pháp sự kiếm tiền? Trong chùa rất thiếu bạc sao? Chân Minh sửng sốt, ngạc nhiên nói, để kiếm tiền. Vì sao kiếm tiền? Hoàng đế qua đời rồi, Đại Quang Minh tự trừ chủ trì sư bá muốn tọa không thiền, 13 tăng đi 10 vị, chính là vì làm thủy lục pháp hội, đó là pháp sư lớn nhất, phải 10 tăng ở vị trí mới có thể viên mãn. Sư phụ là một trong 13 tăng nhân Quang Minh, nhất định phải đi thập tam tăng mà ngươi nói là có ý gì? Tề Ninh ngạc nhiên nói, về e một tòa chùa chiền lớn như vậy, cũng không đến mức chỉ có 13 tăng nhân chứ. Chân Minh vội nói, e không phải chứ, trong chùa từ trên xuống dưới có bốn năm trăm người, quan Minh thập tam tăng là chỉ có thêm 13 vị cao tăng chữ tịnh bên trong chủ trì sư bá. Hỏi, ở ngươi không hiểu gì về đại quan tự sao? Thanh tịnh chân như biển, ngươi sẽ không biết chứ? Ta thật sự không biết. Tề Ninh thở dài, kẻ ta vốn ở Kinh Thành, vừa mở mắt ra, ngay ở đây. Chân Minh vỗ đầu, e đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất ngươi mới vừa vào chùa. Ai, sư phụ vội vàng đi, cũng không nói rõ ràng. Nói rồi sách rổ đi vào trong phòng, đặt lên bàn, nói, ê mau tới ăn cơm đi. Lúc này Tề Ninh mới thật sự cảm thấy đói bụng, đi vào trong phòng, thật sự đã đem thức ăn của Lam Nội đưa ra đặt trên bàn, một dĩa đậu hũ nhỏ, một dĩa rau xanh nhỏ, hai chén cơm. Đây, đây là một người hay là hai người? Tề Ninh không nhận được hỏi, chút đồ ăn này, đừng nói hai người, dù là một mình hắn cũng chỉ có thể ăn lửng dạ. Chân Minh tuy thành thật, nhưng cũng không ngốc, nhìn ra ý của Tề Ninh, nói, kẻ tiểu tăng không đói bụng, ngươi ăn đi. Tề Ninh tuy rằng trong bụng đói khát, nhưng để cho chân Minh đứng bên cạnh nhìn, cũng thật xấu hổ, liền đẩy qua một chén cơm, nói, e cùng nhau ăn đi. Không nhịn được hỏi, e đại quan minh tự có phải thật sự rất nghèo không? Sao chỉ có những đồ ăn này? Chân Minh giải thích, e sư huynh ngủ cốc đường nói muốn tu tâm bớt ăn cơm, còn nói tiểu tăng tuổi không lớn lắm, không nên ăn bạo thực, đó là tội nghiệp. Những người khác cũng đều như vậy sao? Tề ninh cao mày nói. Chân Minh lắc đầu nói, kể cái đó thì không phải. Đúng rồi, sư sư đệ, ngươi có pháp danh gì không? Tề ninh cầm đũa lên đang chuẩn bị ăn cơm, nghe chân minh hỏi như vậy, buông đũa, chân thành nói, kể tiểu hòa thượng, ngươi nghe cho rõ, ta không phải hòa thượng, bây giờ không phải, sau này cũng sẽ không phải, cuộc đời này của ta vô duyên với Phật môn, cũng không có khả năng trở thành một hòa thượng quang vinh, cho nên cũng sẽ không có pháp danh. Chỉ vào ngực mình, nói, Ê, sau này ngươi gọi ta là Ninh Đại Ca. Ninh đại ca. Chân Minh chắp tay trước ngực, kể trong chùa từ trước đến nay đều là danh hiệu sư huynh sư đệ, ngươi. Ngươi nhập tự không lâu, tiểu tăng chỉ có thể xưng hô ngươi là Ninh sư đệ, không biết có được không? Tùy tiện lười phí sức với ngươi. Tề Ninh bưng chén cơm lên, hai ba miếng liền đem một chén cơm lùa xuống, ngẩng đầu thấy thật sự ngơ ngác nhìn mình, buông chén đổ xuống, hỏi, "Ê sao vậy?" Ninh sư đệ xem ra ngươi rất đói bụng, chén này ngươi cũng ăn đi. Chân Minh đẩy chén cơm trước mặt sang, kẻ ta không ăn bữa nào cả, có thể chịu đựng được. Tề Ninh hỏi, người ngủ cốc đường ngươi nói cách đây bao xa? Hay là chúng ta đi kiếm chút đồ ăn? Chân Minh xua tay nói, kẻ không được, ngủ cốc đường mỗi ngày mở trai đều có một canh giờ, hiện tại đã đóng cửa. Chúng ta đi qua đó, đi đến ngủ cốc đường ít nhất cũng phải thời gian một nén nhang, cho dù đến, sư huynh ngủ cốc đường cũng sẽ không cho chúng ta tề ninh vỗ bàn một cái cả giận nói e đó là cái quái gì sư huynh trâu bò như vậy ngay cả cơm cũng không cho ăn no bọn họ muốn làm gì tề ninh đột nhiên nổi giận sửng sốt một chút mới nói tề ninh sư đệ bọn họ là sư huynh nếu đã nói ăn ít thì có thể tu tâm vậy tất nhiên là có lý vì sao đệ phải tức giận ta nói này tiểu hòa thượng cái đầu ngươi bị ngốc hả Tề Ninh tức giận nói, e, hắn rõ ràng là ý mạnh hiếp yếu ngươi, ngươi thật sự cho rằng bọn họ nói có đạo lý chó má sao? A Di Đà Phật. Chân Minh vội vàng tạo thành chữ thập nói, Tề e, Ninh sư đệ không thể nói bừa. Hắn ta mới có 13, 14 tuổi, nhưng hành vi cử chỉ lại có vẻ thành thục, chỉ là Tề Ninh bị tiểu hòa thượng xấu xí này xưng hô mình là sư đệ, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, hỏi, e đúng rồi, chỗ này của chúng ta gọi là phong gì?" đỉnh núi của thiên bảo thật sự biết câu trả lời trong lòng kẻ tam phong tử kim sơn Bắc cao phong tiểu mau phong cùng thiên bảo sơn giống như một cái giá bút tề ninh đưa tay năng lại nói tôi không cần giải thích chi tiết như vậy ta hỏi ngươi trong viện này có phải chỉ còn lại có hai người chúng ta hay không sư phụ không có ở đây đúng là chỉ còn hai người chúng ta chân minh nói ngươi nói chung sớm mà lại có ý gì tề ninh giơ tay chỉ ra phía ngoài ngươi nói cái chung kia là ở bên bờ vực sao chân minh thật sự có chút bất đắc dĩ với vị sư đệ mới tới này hắn nói chuyện không chút kiên kỵ chỉ có thể khuyên nhủ tề ninh sư đệ nói chuyện trong chùa còn phải cẩn thận ở đây chỉ có ngươi và tiểu tăng vậy thì cũng thôi nhưng nếu những người khác trong chùa nghe thấy nhất định sẽ được đưa đến chỗ sư thúc tịnh khả sư thúc chân minh nói theo tịnh khả sư thúc là thủ tọa của giới đường trưởng quản giới luật của đại quan minh tự bất kể là ai vi phạm giới luật trong chùa đều phải giao cho giới đường trừng phạt tề ninh nói để chúng ta nói chuyện ở chỗ này sẽ không có ai nghe thấy đâu đừng kéo xa quá chung sớm nghĩa là gì a à, tam đỉnh tử kim sơn đều có một cái chung lớn chúng ta là thần chung mỗi ngày giờ dần một khắc cần gõ vang thần chung trong chùa nghe trên dưới chung sáng liền đứng dậy đi học sáng Chân Minh giải thích, trời tiếng chuông của tiểu mau phong vang lên, liền đi lớp trưa. Đợi đến khi tiếng chuông bắt phong vang lên, chính là giờ học muộn rồi. Đến giờ hợi một khắc, ba chung sẽ đồng loạt tắt đèn đi ngủ. Nói như vậy thì mỗi sáng sớm, bên ngươi bên này vang lên tiếng chuông đầu tiên, buổi tối còn phải gõ đến tiếng cuối cùng, sau đó ăn cơm còn ít như vậy sao? Tề Ninh bất mãn nói, ở ngươi không phải nói sư phụ ngươi là một trong mười ba tăng nhân quang minh sao? Địa vị trong chùa hẳn là không thấp chứ? Chân Minh vội vàng nói, ở trong chùa cao thấp đều tôn kính sư phụ. Vậy ta thấy lạ, một vị cao tăng như vậy, sao không có chỗ nào tốt hơn? Tề Ninh nói, thì vì sao hết lần này tới lần khác chọn nơi này? Ta thấy ngươi rất gầy yếu, đương nhiên không phải ngươi có thể gõ chung lớn bên ngoài kia được, nhất định là sư phụ ngươi đi sớm lên gõ chung trước, chuyện này mà hắn cũng muốn làm. Chân Minh lắc đầu nói, kể từ lúc tiểu tăng bắt đầu từ 8 tuổi, đã có thể một mình gõ chuông, sớm muộn gì cũng hai lần, đều do tiểu tăng gõ. Tề ninh sững sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ một phen, tiểu hòa thượng này mi thanh một tú, thân hình gầy yếu, rất khó tin tưởng một tiểu hòa thượng nhu nhược như vậy có thể gõ vang chuông lớn. Tuy nhiên tiểu hòa thượng này thoạt nhìn rất thành thật, không giống như đang khoác lác. Vậy là tốt rồi. Tề ninh thở phào nhẹ nhõm, người ta chỉ lo lắng ở lại đây, sư phụ con lại không ở đây, mỗi ngày đều bảo ta đi gõ chung. Chân Minh Kỳ hỏi, ở ngươi không muốn à? Đương nhiên là không. Tề Ninh nói, e đúng rồi, nói như vậy, lẽ nào từ lúc 8 tuổi ngươi chưa từng rời khỏi Đại Quang Minh tự một ngày nào đó? Mỗi ngày hai lần sớm tối, nếu như ngươi không chết thì phải làm sao bây giờ? Chân Minh nói, cho tiểu tăng chỉ cần ở lại chỗ này là tốt rồi, cũng không cần đi nơi khác tề ninh thầm nghĩ tiểu hòa thượng này ngược lại cũng đôn hậu, nhưng nhiều năm như vậy vẫn ở lại đây, cũng không sợ nghẹn ra bệnh, đổi thành mình, đó là tuyệt đối không được. Ninh sư đệ, trước khi đi sư phụ dặn dò, đợi ngươi tỉnh lại sẽ truyền thụ kinh văn cho ngươi, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Chân Minh nghiêm túc nói, để nếu được, hôm nay tiểu tăng sẽ dạy khẩu quyết thanh kinh cho ngươi. Thanh kinh? Tề Ninh nghi ngờ nói, ẻ e đó là cái gì, là kinh Phật sao? Chân Minh gật đầu nói, từ khi Tiểu Tăng 6 tuổi, sư phụ đã dạy Tiểu Tăng khẩu quyết, đó là bộ kinh Phật đầu tiên Tiểu Tăng biết. Tề Ninh cao mày nói, cho ta đâu có dự định làm hòa thượng, kinh Phật này ngược lại cũng không cần học. Ninh sư đệ, vậy cũng không được, sư phụ nếu dạng dò xuống, thì phải làm theo lời sư phụ dạng dò. Chân Minh hết sức nghiêm túc nói, cho Tiểu Tăng thấy ngươi có thể ăn có thể đi, đã đạt tới yêu cầu mà sư phụ nói, lập tức chính là giờ ngọ hắn còn chưa dứt lời tề ninh đã nghe thấy một hồi chung trầm thấp truyền đến tiếng chung trầm thấp quanh quẩn giữa dãy núi yên tĩnh tuy rằng thân ở ngọn núi của thiên bảo nhưng vẫn nghe thập phần rõ ràng tiếng chung vang lên liên tục tám lượt tên thật lập tức đứng dậy xoay người đi ra ngoài cửa nói tề ninh sư đệ giờ ngọ đã tới chúng ta đi qua quay đầu nhìn thoáng qua thấy tề ninh không hề nhúc nhích sửng sốt hỏi vì sao ninh sư đệ không đứng dậy Tề Ninh giơ tay lên nói, "Ở ngươi đi học trưa trước đi, ta không phải hòa thượng, không cần làm những thứ này." Chỉ vào đồ ăn trên bàn nói, "Kẻ nếu ngươi đã không ăn, vừa vặn ta sẽ giải quyết chúng luôn." "Tiểu hòa thượng, ngươi không cần để ý đến ta." Chân Minh đi tới, nhìn Tề Ninh, nói, "Tề Ninh sư đệ, giờ ngọ học tuyệt đối không thể ăn uống, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ của chùa này?" "Ồ, ngươi vừa lên núi xác thực không biết là tiểu tăng sai rồi." nhưng tiểu tăng sẽ chậm rãi dạy ngươi quy củ, ngươi không cần lo lắng. Thấy tề ninh cũng không để ý tới mình, vươn tay lấy đũa, đưa tay tìm kiếm, đã nắm lấy cổ tay tề ninh, nghiêm túc nói, Ê ninh sư đệ, tiểu tăng đã nói qua quy củ của chùa, vì sao ngươi còn biết rõ vi phạm? Tề ninh cao mày nói, cho thật sáng suốt tiểu sư huynh, có phải huynh mỗi ngày đều ở đây không? Ngay cả lời nói của ta mà ngươi cũng không nghe được. Giơ một tay khác lên, chỉ vào miệng mình, để nhìn khẩu hình của ta, ta không muốn học, ta cũng không phải hòa thượng của đại quan minh tự, không cần tuân theo tự quy của các ngươi. Chân Minh lắc đầu nói, cho chỉ cần lên núi vào tự, sẽ tuân thủ quy tắc của chùa, đây là tịnh năng sư thúc chính miệng nói với chúng ta, chỉ cần xúc phạm một cái tự quy gì, đều phải đưa đến giới đường thụ phạt. Sư phụ trước khi đi nói, ngươi mới vừa lên núi, rất nhiều quy củ không hiểu, không cần hà khắc đối với ngươi, cũng không cần đưa ngươi đi giới đường, nhưng mà Ngươi nhất định phải học tập tịnh kinh Đừng nói nhảm Một tiểu hòa thượng xấu xa tự định ra quy củ cho mình Tề ninh đương nhiên chẳng hề để ý Thậm chí có chút phiền chán giơ tay hất tung bàn tay đang cầm cổ tay mình ra Kể tiểu hòa thượng Trong đại quan minh tự không ai có thể quản được ta Tiểu tử nhà ngươi Cũng phải ở đây định ra quy củ cho ta Đi 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 Lại cầm đũa lên Còn chưa đụng đũa đã bị rõ ràng nắm lấy cổ tay. Tề Ninh sắc mặt trầm xuống, cãi giận nói, "Kẻ tiểu hòa thượng, ngươi muốn làm gì?" "Ta nói cho ngươi biết, tính tình ta cũng không tốt, đừng nhìn ngươi còn nhỏ, ta vẫn không khách khí như trước đâu." "Ngươi phải đi lớp trưa." Chân Minh nhìn thẳng vào mắt Tề Ninh, không nhượng bộ, "Kẻ nếu không tiểu tăng chỉ có thể kéo ngươi ra ngoài." "Ồ, khẩu khí không nhỏ." Tề Ninh cười nói, Ý ý của ngươi là, ngươi muốn động thủ với ta. Hắn chỉ cảm thấy tiểu hòa thượng này thật sự không biết trời cao đất rộng. Tuy nói tề ninh cũng sẽ không khinh thường tiểu hòa thượng này, nhưng tiểu hòa thượng này cũng chỉ hơn 10 tuổi, thân hình còn gầy yếu, hắn dù sao cũng là tinh anh trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù là ba năm đại hán tới gần hắn cũng không chiếm được tiện nghi, chớ nói là một tên tiểu hòa thượng. Chân Minh không nói gì nữa, trên tay dùng sức, muốn kéo tề ninh, tay tề ninh rung lên, lần này lại không thể đánh ra chân minh, tiểu hòa thượng kia ngược lại càng dùng sức, đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, lực lượng này ngược lại không yếu, tề ninh chỉ cảm thấy cổ tay mình bị bóp chặt, trở mặt nói, kê tiểu hòa thượng, ngươi đừng có chọc ta nữa, ta thật sự muốn trở mặt. Ta đếm ba tiếng, rốt cuộc ngươi thả ra hay không thả? Ninh sư đệ, ngươi rốt cuộc có làm khóa ngọ hay không? Chân minh tiểu hòa thượng hỏi, kể nếu như ngươi không đi học trưa, tiểu tăng cũng chỉ có thể làm theo sư phụ dặn dò, trừng phạt ngươi một chút. Tề ninh nghe vậy, thất thanh cười ra, hề trừng phạt nhỏ. Ngươi đối với ta, tiểu hòa thượng, ngươi nói không sai chứ. Ha ha ha. Đến đây nào, ta xem ngươi trừng phạt ta như thế nào. Trừng lớn hai mắt, lề nói, kẻ ta thật thích người khác trừng phạt ta, ta đều không đợi được, ngươi đến nà. Hắn còn chưa dứt lời, cảm giác cánh tay mình bị siết chặt lập tức cảm giác cả người mình nhẹ nhàng bay lên, còn chưa kịp phản ứng, cả người ề e phanh ề e một tiếng, đã bay ra ngoài, trùng điệp té rớt trên mặt đất ngoài cửa. Việc này đột nhiên xuất hiện, tề ninh căn bản không có chuẩn bị tâm lý gì, sau khi hạ xuống đất, cảm giác toàn thân đau đớn, cảm thấy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy chân minh đã đứng ở trước cửa, chấp hai tay trước ngực, vẻ mặt ấy nấy nói, tề ninh sư đệ, tiểu tăng xuất thủ nặng hơn một chút, ngươi không có vấn đề gì chứ. Tề ninh bò dậy, chính hắn đột nhiên bị cuột ra, thậm chí còn không biết tiểu hòa thượng này làm thế nào để quăng mình ra ngoài, càng là hoài nghi tiểu hòa thượng này sao có khả năng có bản lãnh như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, Ê e là vị cao nhân nào ở đây, sao không hiện thân? Hắn thực sự không tin một tiểu hòa thượng như vậy lại có năng lực bỏ mình ra khỏi cửa, chỉ cảm thấy trong bóng tối này tất nhiên có người dở trò, thế nhưng cũng không có một tiếng đáp lại. Ninh sư đệ, không có ai khác. Chân Minh chân thành nói, kể e, trong vòng 300 bước, chỉ cần có bất cứ ai tới gần, tiểu tăng có thể phát hiện ra. Tề Ninh há to miệng, lại nói không ra lời. Chân Minh tiến lên hai bước, đến trước Tề Ninh, nói, Tề e, Ninh sư đệ, có thể bắt đầu khóa trưa chưa? Không thể trì hoãn thời gian quá dài. Tề Ninh đảo mắt, gật đầu nói, Ê e, một khi đã như vậy, ta sẽ cùng ngươi học một chút. Chân Minh mỉm cười, để Ninh Sư Đệ yên tâm, Tiểu Tăng nhất định sẽ dựa theo sư phụ dạng dò, dạy cho tốt. Đi ra ngoài viện, chỉ đi ra hai bước, Tề Ninh giống như ác lan, đi theo ở phía sau, một tay đã đặt lên vai Chân Minh, cười lạnh nói, Tề Tiểu Hòa Thượng, ngươi dám động thủ với lão tử à? Thật sự là muốn chết mà. Dưới chân quét ngang, chỉ muốn cho chân minh té xuống đất, nỗi nhục vừa rồi đã tuyết rơi. Dưới chân còn chưa quét tới, lại nhìn thấy chân minh đã phóng người lên, nhúng người một cái, động tác nhẹ nhàng như một đám mây, lật người một cái, đã lật đến phía sau tề ninh, thuận thế kéo một cánh tay của tề ninh về phía sau, lập tức tề ninh liền cảm giác eo mắt tê rần, tự hồ bị đầu gối đỉnh lên một cái, hai chân mềm nhũng, đã ngồi liệt trên mặt đất. Hòa thượng chân minh chắp tay trước ngực, tề ninh sư đệ, người hình như võ công của người hơi kém cỏi, không phải đối thủ của tiểu tăng. Tề ninh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tề ninh cảm thấy tức giận nhưng phần nhiều lại là hoảng sợ hắn biết rõ võ công của tiểu hòa thượng chân minh vượt xa mình vừa rồi võ công cao cường nhẹ nhàng như mây mình tuyệt đối không làm được hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một tiểu hòa thượng nhu nhược bình thường không ngờ mình vậy mà nhìn lầm võ công của tiểu hòa thượng này lại lợi hại như thế tiểu hòa thượng không những thân pháp nhẹ nhàng lực đạo mười phần hơn nữa tốc độ cũng rất kinh người kỹ thuật chiến đấu của tề ninh tuyệt đối không kém nhưng thuộc hạ Tiểu Hòa thượng này lại không kịp phản ứng. "Ninh sư đệ, có thể đi học buổi trưa được không?" Tiểu Hòa thượng chân minh lại hỏi lần nữa. Tề Ninh biết mình thật sự là gặp phải nhân vật lợi hại, Tiểu Hòa thượng này võ công không kém, hơn nữa đầu óc còn rất thông minh, coi lời nói của sư phụ như thánh chỉ. Lúc này nếu còn muốn cứng rắn, chỉ sợ còn muốn chịu thiệt. Tề Ninh tự nhiên biết đạo lý quân tử báo thù 10 năm không muộn càng biết đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bò dậy, vỗ vỗ quần áo, hỏi, kệ ta nói này. Tiểu sư huynh, bản lãnh này ngươi học được từ đâu? Là sở học của sư phụ. Tiểu hòa thượng chân minh nói. Tề ninh giơ ngón tay cái lên nói, kệ xem ra sư phụ ngươi nhất định là một nhân vật lợi hại. Xem ra ngươi cũng rất có thiên phú, võ công còn cao hơn ta một chút. Ninh sư đệ, trước đây ngươi có từng học võ công chưa? Tiểu Hòa Thượng Chân Minh hỏi, thì võ công của ngươi hình như không quá tốt. Tề Ninh thầm chửi rủa một hồi, thầm nghĩ nương nói ngươi là cái gì mà gượng gạo không nói ra được, không phải võ công cao hơn một chút cà, ở đây nói thật cái gì đó, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười nói, để tiểu sư huynh nói đúng, võ công của ta luyện rất ít. Đúng rồi, tiểu sư huynh trời sinh thần lực sao? Ta thấy vừa nãy khí lực của ngươi lớn nha. Tiểu Hòa Thượng Chân Minh Nghi hoặc nói, kẻ Tiểu Tăng có sức lực rất lớn sao? Tiểu Tăng kia thì không biết, Tiểu Tăng từ nhỏ được sư phụ dẫn lên núi, vẫn luôn đi theo sư phụ ở nơi này, nhớ rõ lúc 6 tuổi, sư phụ bắt đầu truyền thụ cho Tiểu Tăng Thanh Kinh, dựa theo khẩu quyết của Thanh Kinh tu hành, sau đó khí lực càng ngày càng lớn, hơn nữa thân nhẹ như yến. Chờ một chút. Tề Ninh lập tức giơ tay lên dừng lại, mở to mắt, ở ngươi nói cái gì? Ngươi sức lực lớn, có thể ngã nhào, là là vì tu luyện thanh kinh. Tiểu Hòa Thượng Chân Minh nói, e đúng vậy, vì sao Ninh Sư Đệ lại hỏi như vậy? Tề Ninh một phát bắt được cánh tay Tiểu Hòa Thượng Chân Minh, cười nói, cho Tiểu Sư Huynh ngươi, nói chuyện sao cũng phải nói nửa đoạn, ngươi nên sớm nói thanh kinh có thể luyện võ thì tốt rồi. Tề Ninh vốn tưởng rằng thanh kinh chỉ là một bộ kinh bình thường, nào có tâm tư đi học Phật kinh, thế nhưng nghe Tiểu Hòa Thượng nói như vậy, liền biết thanh kinh này chỉ sợ không tầm thường. Hắn trong lòng biết thế giới này kỳ nhân dị sĩ đông như mây, cao thủ như mây, kỹ xảo chiến đấu của mình mặc dù thuần thục, nhưng nếu lấy quyền chiến đấu đi đối chiến cùng những cao thủ này, sẽ chết vô cùng khó coi. Vừa rồi tiểu hòa thượng hơn 10 tuổi có thể dễ dàng đùa bỡn mình ở trong lòng bàn tay, cũng có thể thấy được thân thủ của mình ở thế giới này thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nếu muốn tiếp tục sinh tồn trong thế giới này, nhất định phải làm cho bản thân mạnh hơn. Nếu thật sự có thể khiến cho võ công của mình tiến bộ, đương nhiên phải cố gắng học tập. Tiểu Hòa Thượng Chân Minh ngơ ngác nói, kẻ thanh kinh có thể luyện võ sao? Tiểu Tăng này cũng không biết mà. Lại nói, kẻ nhưng tu luyện thanh kinh đúng là có thể tăng gấp đôi công lao tập võ. Sư phụ từng nói, thanh kinh không những có thể luyện khí minh tâm, hơn nữa còn có thể giúp kinh mạch thông suốt. Sư phụ còn nói kinh thanh này tuyệt đối không thể truyền thụ cho người khác, lần này không biết vì sao lại nhờ tiểu tăng truyền thụ cho ngươi tề ninh ngơ ngác một chút lại nghĩ thanh kinh này có thể thông suốt kinh mạch chẳng lẽ truyền thụ bộ khẩu quyết kinh thư này có thể giúp mình chữa thương tiểu hòa thượng chân minh chấp tay trước ngực đi ra ngoài sân quay đầu nhìn lại lần này tề ninh ngoan ngoãn đi theo tiểu hòa thượng đến bên một cái chung lớn khoanh chân ngồi trên một tảng đá bên vách núi tảng nham thạch kia đã bóng loáng như gương hiển nhiên là nhiều năm tháng có người ngồi xếp bằng gây ra đối diện với khối nham thạch này cũng có một khối nham thạch, mặt trên rất bóng loáng. Tề Ninh nghĩ tới tiểu hòa thượng còn có sư phụ, xem ra hai thầy trò này quanh năm ngồi xếp bằng tu hành ở đây. Hắn cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện với tiểu hòa thượng chân minh, cười nói, kể tiểu sư huynh, các ngươi đều tu luyện ở đây sao? Khí tức nơi này tinh khiết, rất có ích đối với tu hành. Tiểu hòa thượng chân minh thành thật trả lời, kể từ lúc 16 tuổi ta đã theo sư phụ bắt đầu tu hành ở đây. Khó trách ngươi lợi hại như vậy. Tề Ninh giơ ngón tay cái lên, kể tiểu sư huynh, ta thấy võ công ngươi ở đại quan minh tự này nhất định là nhất đẳng. Tiểu hòa thượng chân minh lập tức lắc đầu nói, kể e không có không có, trong chùa sư huynh đệ đông đảo, bọn họ đều lợi hại hơn ta. Tề Ninh nghe vậy, cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ tiểu hòa thượng này từng nói, đại quang minh tự này có bốn năm trăm tăng chúng nếu nói võ công của những người khác đều lợi hại hơn tiểu hòa thượng đại quang minh tự này là một tồn tại khủng bố đến mức nào nhưng không được hỏi ở ngươi đã đánh với tất cả bọn họ hay là so với bọn họ thử qua làm sao ngươi biết được võ công của bọn họ đều cao hơn ngươi tiểu hòa thượng sửng sốt mới nói lê tiểu tăng chưa từng động thủ với người khác bình thường chỉ đấu võ công với sư phụ đại quang minh tự tu phật đệ nhất tập võ đệ nhị đệ tử nhập tự, đều phải luyện võ nghệ. Tề Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ở ngươi còn chưa so võ công với người khác, làm sao biết bọn họ còn lợi hại hơn ngươi. Tiểu Hòa Thượng giơ tay xoa đầu trọc lốc, nói, kể tiểu tăng đầu óc ngu dốt, võ công tiến bộ rất chậm, hơn nữa thời gian tập võ không tính là quá dài, võ công của các sư huynh đệ hẳn đều cao hơn tiểu tăng. Ta nói tiểu sư huynh này, chính huynh còn nói không cần nói bừa, Nguyên Lai like đây chỉ là suy đoán của huynh." Tề Ninh thở dài, "Rồi cũng chưa từng giao thủ, không cách nào bình luận cao thấp, huynh nói xem huynh ngu dốt có thể không giả, thế nhưng có lẽ còn ngu hơn huynh, bọn họ tiến bộ có lẽ so với huynh còn chậm hơn, huynh sau này cũng không nên nói bậy tất cả mọi người võ công đều cao hơn huynh, đây nếu là thật sự tin huynh, không phải là hù chết người sao?" "Vì sao phải hù chết người?" Tiểu Tăng buồn bực nói, "Ở nhưng tiểu Tăng đúng là suy đoán đó là tiểu tăng sai rồi bên trong đại quang minh tự hẳn là có lẽ không ai ngu dốt bằng tiểu tăng ngừng một lát lại nói ngày hàng năm trong chùa đều có võ pháp hội trong tiếng chùa đều phải có mặt tiểu tăng xem các sư huynh đệ luận võ võ công của bọn họ quả thực tinh diệu tiểu tăng hổ thẹn không bằng vậy sao ngươi không tham gia tề ninh nói ở ngươi muốn ra sân cũng chưa chắc thua được bọn họ hắn cũng không phải nịnh nọc tiểu hòa thượng chân minh chỉ là vừa rồi bị tiểu hòa thượng chân minh dễ dàng đánh ngã nếu như nói trong quan minh tiểu hòa thượng này võ công vẫn là kém nhất toàn bộ chùa kia chẳng phải ai cũng có thể đạp hai chân mình ngẫm lại đều phì muộn con nương nó chỉ có võ công của tiểu hòa thượng lực chứng chân minh là cao cường vượt qua đại đa số người trong chùa buồn bực trong lòng tề ninh mới có thể bài giải chỉ là tiểu hòa thượng này không hiểu phong tình vẫn đang cố ra sức khiêm tốn tề ninh nén giận hận không thể cầm một tảng đá lên đem cái gáo ánh sáng kia đập nát như tiểu hòa thượng tự nhiên không biết trong lòng tề ninh uỷ khuất lửa cháy đổ thêm dầu nói người võ pháp hội có thể biểu hiện luận bàn đều là sư huynh đệ luyện võ công vô cùng tốt tiểu tăng võ công không thành không thể lên đài hơn nữa sư phụ chỉ có một đồ đệ là tiểu tăng nhắc nhở tiểu tăng không nên tranh chấp cùng người khác lại càng không nên tranh chấp cùng sư huynh đệ trong chùa cho nên sư phụ cũng một mực không để tiểu tăng lên sân khấu không phải võ công của ngươi không được nói cho cùng là sư phụ ngươi không cho ngươi lên sân khấu tề ninh lập tức kết luận sau đó ngạc nhiên nói e sư phụ ngươi chỉ có một mình ngươi là đồ đệ tiểu hòa thượng gật đầu nói e đúng vậy ngoại trừ chủ trì sư bá cao tăng chữ tịnh đều có đệ tử của mình các sư thúc bá khác ít nói cũng có hai ba mươi đệ tử chỉ có sư phụ chỉ nhận một mình tiểu tăng làm đồ đệ nhìn tề ninh nói e nhưng sư phụ nếu bảo tiểu tăng truyền thụ cho ngươi kinh trắng Hẳn là chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ. Tề ninh suy nghĩ một chút, lại hỏi, khe tiểu sư huynh, ngươi có biết thiếu lâm tự không? Chùa miếu mà hắn quen thuộc nhất đương nhiên chính là thiếu lâm tự, rất nhiều quyển, vừa nhắc tới võ lâm giang hồ, thiếu lâm tự đều là thái sơn bắt đẩu, không biết thế giới này có phải cũng có tồn tại của thiếu lâm tự hay không? Tí lâm tự Tiểu hòa thượng ngạc nhiên nói, y vậy đó là chỗ nào? tề ninh nghĩ thầm ngươi sẽ không có chuyện cả thiếu lâm tự cũng không biết nhỉ bèn giải thích kẻ thiếu lâm tự là đại tự đệ nhất thiên hạ cũng giống đại quan minh tự của ngươi có rất nhiều võ tăng có câu nói thế nào cũng được à đúng rồi đúng rồi võ công trong thiên hạ xuất thiếu lâm ngươi có nghe nói chưa tiểu hòa thượng lắc đầu nói kẻ chưa từng nghe nói nhưng theo tiểu tăng biết thiên hạ đệ nhất tự vẫn luôn là đại quan minh tự của chúng ta tề ninh cười nói kẻ e có thể là ngươi xuống núi quá ít, chưa từng nghe nói qua mà thôi, đại quan minh tự này của ngươi chỉ có mấy trăm người, thật ra cũng chưa tới mức là chùa gì đại tự, đại tự, ngàn vạn người, đại quan minh tự so với chúng nó vẫn có chênh lệch. Đó là tiểu tăng thiếu hiểu biết. Tiểu hòa thượng nghiêm túc nói, e sư phụ không nói với tiểu tăng là thiếu lâm tự, vì vậy tiểu tăng lại không biết. Lại lẩm bẩm, thế nhưng nếu thiếu lâm tự là thiên hạ đệ nhất tự, Sư phụ cũng không thể không nói cho Tiểu Tăng. Sư phụ và Tiểu Tăng nổi danh trong thiên hạ có nói vài chục ngôi miếu, Tiểu Tăng nhớ rất rõ, nhưng Tiểu Tăng chưa từng nghe tới thiếu lâm tự. Một tiếng trầm mặt duy nhất, cuối cùng đành nói, ngay đợi sư phụ trở về, Tiểu Tăng sẽ thỉnh giáo sư phụ. Ninh sư đệ, ngươi có biết vận may ra sao không? Vận khí Tề ninh cao mày nói, hiểu ý, ý ngươi nói hô hấp sao? Tiểu hòa thượng suy nghĩ một chút, nói, cái e cũng giống như hô hấp vậy, chỉ là. Chỉ là cũng rất khác biệt, vận khí chính là căn cơ tu luyện võ công, chỉ có khí vận toàn thân, mới có thể tay chân tự nhiên, khí tức dư thừa. Dừng một chút, mới nói, e thanh tịnh khẩu quyết, có thể dạy cách thổ nạp vận khí. Tề Ninh càng khẳng định thanh kinh này nhất định là một môn luyện khí vũ kinh. Đoạn Thương Hải lần trước đã từng nói, căn nguyên chính mình bị vây khốn, chính là trong cơ thể tồn trữ quá nhiều chân khí nhưng căn bản lại không thông vận pháp môn không thể tự dẫn đạo chân khí trong cơ thể để mình sử dụng hiện tại thật đúng là trời vừa mưa liền có người đưa ô thiếu cái gì đến chứ tiểu hòa thượng này lại muốn truyền thụ vận khí pháp môn thật đúng là tới đúng lúc tề ninh mặt mày hớn hở khiến tiểu hòa thượng chân minh truyền kinh tiểu hòa thượng cũng thật sự truyền hết thanh kinh cho tề ninh tề ninh chỉ cảm thấy khẩu quyết thanh tịnh vô cùng khó đọc số lượng từ khẩu quyết cũng không nhiều lắm tiểu hòa thượng chân chính liên tục nói mấy lần lại để tề ninh ngâm nga như vậy không đến một canh giờ tề ninh cũng đã miễn cưỡng ghi nhớ đúng như tề ninh sở liệu chính là một môn tâm pháp chân khí tề ninh vốn tưởng rằng muốn học môn tâm pháp này việc không phải là chuyện đơn giản ai ngờ sau khi tiểu hòa thượng chân minh biết rõ tâm pháp thanh kinh tề ninh cũng không chậm trễ lập tức y theo kinh thư thanh chuyển vận từ pháp môn truyền thụ vận khí cho tề ninh mà tề ninh không đến một canh giờ đã biết làm sao để dựa theo vận khí của pháp môn thanh kinh. Hắn hiểu được lục hợp thần công, mặc dù lúc trước có chút ngây thơ, nhưng dù sao trong lúc nguy nan hắn đã lợi dụng lục hợp thần công hấp thụ năng lực của người khác, tự mình thể nghiệm qua cảm giác chân khí lưu thông trong kinh mạch, cũng không phải là không có chút công lực nào, hiện giờ tiểu hòa thượng chân minh truyền thụ pháp môn vận khí, cũng là hấp khí nhập thể, sau đó lưu chuyển trong mấy mạch lạc. Dựa theo lời tiểu hòa thượng chân minh nói, lão hòa thượng tịnh thuần mặc dù dạng dò không thể truyền thanh kinh ra ngoài, nhưng bản thân thanh kinh cũng không khó học chính là võ kinh căn bản của luyện khí tề ninh bây giờ cũng biết thân thể không có chân khí giống như võ công không có linh hồn nếu như nói chiêu thức võ học giống như là hình như vậy chân khí chính là hồn võ học không có hồn phách giống như cái xác không hồn cho dù có cao minh hơn cũng là cứng ngắc không gì sánh được thế nhưng có hồn phách như vậy bất kể học võ công chân khí tương dung với chiêu thức võ học giống như hình hồn nhất thể quy lực tăng lên rất nhiều. Y theo lời Tiểu Hòa Thượng Chân Minh, Thanh Kinh cùng đại đa số chân khí tâm pháp giống nhau, đều có thể đem khí tức thiên địa, trải qua tu luyện hóa thành chân khí thân thể, rèn luyện ra chân khí, bao hàm bên trong đan điền thân thể, thế nhưng muốn rèn luyện khí tức thiên địa thành chân khí thuần chính, lại không phải là chuyện dễ dàng. Tề Ninh mặc dù trong khoảng thời gian ngắn học xong pháp môn vận khí Thanh Kinh, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Hòa Thượng Chân Minh, xác thực cũng dẫn vào một tia khí tức tiến vào trong cơ thể, nhưng khí tức tiến vào bên trong mạch lạc vẻn vẹn rót vào một đoạn ngắn, liền biến mất vô ảnh vô tung, cách đang điền xa xôi không thể chạm tới. Ninh sư đệ không nên gấp gáp. Tiểu hòa thượng chân minh nhìn ra tề ninh có chút quể quải, an ủi nói, thì hôm nay ngươi mới học, có thể hiểu được vận khí như thế nào cũng đã rất không dễ dàng rồi, quan trọng của thanh kinh là ở chữ y e thanh thì phải làm đến tâm tĩnh như nước, thanh tịnh bình thản, kiên trì bền bỉ, mới có thể từ từ cảm nhận được khí tức nhập thể, đợi một thời gian nữa là có thể dập tắt khí chất trong người, việc này không thể gấp gáp được. Hắn nghiêm trang, tuổi tuy nhỏ, nhưng nói chuyện ông cụ non. Tề ninh nhịn không được hỏi, ở ngươi tốn bao lâu mới có thể tích trữ chân khí? Tiểu Hòa Thượng Chân Minh suy nghĩ một chút, thành thật nói, cho Tiểu Tăng tốn mất hơn ba tháng, đó là vô cùng ngu dốt. Hóa ra là ngươi cũng bỏ ra ba tháng. Tề Ninh nói, ở như thế xem ra, không có 10 ngày 8 ngày, ta sợ cũng không được. Tiểu hòa thượng chân minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, Ê ninh sư đệ, đã đến giờ cơm tối, tiểu tăng đến ngũ cốc đường lấy cơm, ngươi. Tề ninh đứng lên nói, cho ta đi cùng ngươi, nếu như ngươi vẫn giống buổi trưa, mang chút cơm đến, chỉ sợ chờ sư phụ ngươi trở về, hai chúng ta đều chết đói ở đây. Tiểu hòa thượng chân minh do dự nói, giờ chỉ là ngươi đi, ngũ cốc đường sư huynh cũng chưa chắc sẽ cho nhiều lại nói e sư phụ rất nhanh trở về tiểu tăng đói vài ngày hẳn là cũng sẽ không chết tề ninh thầm nghĩ con lừa trọc nhà ngươi đúng là không có hài hước tiểu hòa thượng chân minh cũng không ngăn cản chỉ bảo tề ninh thay một thân tăng bào khác đây là trước đó đã chuẩn bị kỹ càng mặc dù tề ninh cảm thấy mặt tăng bào chẳng ra cái gì nhưng tiểu hòa thượng chân minh lại nói đây là quy củ trong chùa liên tục khuyên bảo tề ninh chỉ sợ cùng tiểu hòa thượng này làm ầm ĩ tiểu hòa thượng lại muốn ghi trừng phạt nhỏ em mình, chỉ có thể thay tăng bào trước, sau khi mặc vào thì vừa người. Hai người theo con đường chật hẹp kia đi xuống, con đường xoay quanh, tề ninh trông về bốn phía xa, chỉ thấy dãy núi hình dáng như cự long, thế núi hiểm trở, uống lượng phật phòng, trong dãy núi cũng có rất nhiều hồ nước, sơn tuyền, thủy, chùa miếu liền thành một thể, hùng vĩ tráng lệ, khí thế mênh mông, mặt trời chiều ngã về Tây, chiếu xạ ở trên đá núi, đó là tra nham thạch màu tím, ánh mặt trời chiếu, sẽ chiếu rọi ra hào quang màu vàng. Đại Quang Minh tự không phải là chùa miếu chỉnh thể, các nơi lầu các phân tán hiu quạnh, rất nhiều nơi đều có cầu nổi treo treo trên bầu trời. Tiểu Hòa thượng thật biết Tề Ninh mới đến, cũng kiên nhẫn giải thích, Tề Ninh rất nhanh liền biết Đại Quang tổng cộng có 3 lầu, 5 lầu, 7 điện và 18 đường, quy mô lớn, cấu trúc tinh xảo xảo. Ngũ cốc đường chính là một trong 18 đường, tọa lạc giữa Bắc Cao Phong và Thiên Bảo Sơn Phong. Đi được một hồi lâu, tề ninh cảm thấy có chút phiền muộn thầm nghĩ làm hòa thượng ở đại quang minh tự thật đúng là không dễ dàng ăn một bữa cơm tới tới lui lui mất mấy canh giờ ngũ cốc đường là chỗ ăn uống của tăng chúng toàn tự cho nên diện tích rất lớn thời điểm hai người đuổi tới chỉ thấy trên mảnh đất trống bên ngoài ngũ cốc đường đã có hơn trăm người sắp xếp mấy đội ngũ thật dài tiểu hòa thượng chân minh mang theo tề ninh xếp ở phía sau một đội ngũ tề ninh vốn tưởng rằng giống mình có tóc lại mang tăng bào trên người tất sẽ khiến người ta chú ý đến nơi này mới phát hiện người như mình cũng không phải là một người, trong đội ngũ, đã nhìn thấy có năm sáu Người tuy như mình mặc tăng bào, nhưng đều giữ lại tóc dài, mà đám tăng nhân cũng đều không thèm để ý. Phía trước còn có 20-30 người, nhất thời cũng không tới lượt tề ninh, tề ninh không nhận được nhớ tới cuộc sống trường học năm đó, cũng xếp hàng ăn cơm, không muốn qua nhiều năm, hôm nay mình còn mang danh nghĩa cẩm y thế tử, lại còn phải ở chỗ này xếp hàng. Ngay vào lúc này, lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền nhìn thấy bốn năm hòa thượng thân mang tăng y mỗi người trong tay sách một thùng gỗ, đang bước nhanh tới. Mấy tên hòa thượng này rõ ràng khác biệt với tăng chúng khác, đại đa số tăng chúng trong quan minh tự đều là tăng bào màu xám trắng, thế nhưng tăng bào mấy tên hòa thượng này lại mang hơi màu vàng, mà bên hông còn cuốn dây lưng màu vàng, bất luận là cánh tay hay mắt cá chân, đều dùng dây lưng buộc lại, tốc độ hành tẩu rất nhanh, kỳ thật khác biệt rất lớn so với tăng chúng chỉ thấy mấy tên hòa thượng kia sách thùng gỗ, cũng không xếp hàng, đi thẳng vào trong ngũ cốc đường, tề ninh thấy thế, trong lòng nghĩ đến mấy hòa thượng này làm việc tại ngũ cốc đường, chuyên môn phụ trách hậu cần của đại quan minh tự. Chờ giây lát, phía trước còn có hơn 10 người, phía sau lại có không ít người xếp hàng lên trên. Trong quảng trường trước ngũ cốc đường, nhân số tuy đông đúc, nhưng lại không có người nói chuyện, lộ ra thập phần yên tĩnh. Ngay lúc này, Tề Ninh lại nhìn thấy mấy tên Hòa Thượng Hoàng dẫn kia từ trong ngũ cốc đường đi ra, trong thùng gỗ bốc lên hơi nóng. Một người trong đó vừa vặn đi qua bên cạnh Tề Ninh, Tề Ninh liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên trong thùng gỗ đựng hơn phân nửa thùng măng, tay nghề cũng không tệ, mùi măng bay tới, khiến Tề Ninh vốn chưa ăn no lại muốn chấn động. Hòa Thượng Hoàng mang kia thấy Tề Ninh thò đầu nhìn thùng gỗ, liếc Tề Ninh một cái, nhớ mày, thừa lạnh một tiếng. Tề Ninh ngẩng ra, đã thấy Hòa Thượng Hoàng mang kia vội vàng đi theo đồng bạn hết phần 4 mời các bạn đón nghe phần 5